ta không muốn hậu nhân đến làm phiền tiên sư. Vô tâm nghe xuất trần tử nói chuyện câu đầu chẳng ăn nhập câu sau, trong lòng thoáng nghi hoặc. Nhưng nhà khởi la thì nhất định phải trừ khử, nếu không sớm hay muộn đều là mối họa. Nếu xuất trần tử thực sự có cách, hắn ra tay tương trợ cũng là phải. mũi Thanh Vân không phải nơi xa xôi, nằm giữa huyện Trường An và Thiên Tân Vệ. Đạo trưởng xuất trần tử có xe hơi, cho nên không cần ngồi xe lửa có thể xuất phát bất cứ lúc nào vô tâm biết núi thanh vân không phải núi lớn cho nên coi đó không phải chuyện gì to tát chào nguyệt nha và cố đại nhân xong hắn cùng xuất trần tử lên xe hơi ra khỏi thiên tân về xe chạy trên trăm dặm hắn mới phát hiện vấn đề không phải là vào núi sao hắn hỏi xuất trần tử cớ gì phải về quan nghỉ một đêm đi sớm về sớm không tốt sao trước mặt tiểu đồ đệ đi theo xuất trần tử lời ít ý, ý nhiều đáp vào núi rồi. Còn phải vào động ngàn Phật. Không chuẩn bị trước không được. Vô tâm trơ mắt nhìn xuất trần tử. Xưa nay chưa từng nghe nói trong núi Thanh Vân còn có động ngàn Phật. Chương 49, động trong DONGTR, ONG Thiên Hạ. Thắng cảnh được xưng động ngàn Phật nhiều vô kể. Nhưng vô tâm ở trực lệ lăn lộn mấy chục năm. Chưa từng nghe nói trong núi Thanh Vân cũng có động ngàn Phật trong ấn tượng của hắn núi thanh vân chỉ là một ngọn núi hoang bây giờ trên núi ngoài thanh vân quan gia cũng không có những kiến trúc khác nơi đây núi non trùng điệp phần lớn cũng không hiểm trở cũng chưa nói tới phong phú thổ sản chỉ có rau dại quả dại và nấm không thể hấp dẫn người đến an cư xe hơi chạy băng băng trên đường bởi vì mấy ngày liền không đổ tuyết nên mặt đường cũng dễ chạy chưa đến mấy tiếng đồng hồ đoàn người đã tiến vào địa phận núi thanh vân ngoài cổng vào núi họ xuống xe đổi qua kiệu lúc vào đến trong quan cũng mới là xế chiều vô tâm tiến vào tiểu viện của xuất trần tử loáng thoáng cảm thấy có cái gì đó không đúng rất muốn hỏi tỉ mỉ tình hình trong động ngàn phật nhưng mà xuất trần tử đóng cửa phòng không ra vô tâm tuy không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy y đang bận rộn trong phòng vang cót két hiển nhiên là y đang xê dịch hòm xiềng gì đó. Sau khi trời tối, ăn xong cơm tối mới thấy xuất trần tử rốt cục rảnh rỗi, vô tâm tức khắc tóm ngay. Hai người ngồi trên giường la hán bằng gỗ tử đàn, vô tâm cầm một chén trà nóng nói, đạo trưởng, nếu ông đã muốn tôi đến đây, thì phải thẳng thắn với tôi. Tôi biết lệnh tiên sư có thể nói là một vị đạo trưởng có thành tựu. Tại sao phải đem bí kíp quan trọng giấu trong động ngàn Phật? chẳng lẽ bí kíp không phải để lại cho ông sao xuất trần tử vừa uống một bát canh nóng mồ hôi dịn đầy đầu cổ ngẩng đầu lắc lóc mái đầu đen dài y dùng khăn tay nhẹ lau thái dương đồng thời liếc vô tâm bởi vì tiên sư vũ hóa ở trong động ngàn phật vũ hóa thành tiên chết vô tâm phát hiện xuất trần tử lại bắt đầu mập mờ rồi không khỏi mất kiên nhẫn cái núi thanh vân to như vậy chẳng lẽ không còn nơi nào tốt một tên lão đạo mà cứ nhất định chết trong động ngàn phật sao tôi chưa từng nghe trong núi thanh vân có động ngàn phật nếu ông sớm nói còn phải chui vào động tôi chưa chắc đi với ông đoạn vỗ bàn ông ăn ngay nói thật đi trong động ngàn phật rốt cuộc có cái gì vì sao ông không dám vào một mình cứ khăng khăng tìm tôi nhờ giúp đỡ xuất trần tử nhìn hắn phát cáu không khỏi liếc mắt xem thường ta không biết lúc ấy tiên sư chỉ dặn bảo ta nếu đạo hạnh chưa đủ tuyệt đối không nên tùy tiện vào động cần phải có bản lĩnh thoát khỏi động an toàn mới có thể lĩnh hội sự huyền bí của bí kíp vô tâm quay đầu nhìn y trọng chọc, chọc ông còn chưa trả lời tôi trong động có cái gì xuất trần tử ngày thường quen thói tôn quý bây giờ thấy sắc mặt vô tâm không tốt bèn nhao nhao mắng con mẹ nó ta làm sao mà biết ta chỉ ở cửa động nhòm vào trong một cái động ngàn phật động ngàn phật trong động dĩ nhiên là có Phật rồi. Vô tâm tiếp tục nhìn y lom lom, không tin đồ tử đồ tôn của ông, mà đi tin tôi. Xuất trần tử tức tối nâng tay. vuốt tóc mai, phí lời. Ta làm sao biết tiên sư vũ hóa thế nào? Sư phụ tiến vào động lại không trở ra. Ngộ nhớ có gì chẳng may. Trước mặt đồ tử đồ tôn ta làm sao bảo vệ được hình tượng sư tổ của chúng? Vô tâm chợt vỡ lẽ, trong lòng hiểu được sư phụ của xuất trần tử đại đề là chết không được rõ ràng lắm ngộ nhỡ trong động có bí mật gì đó lộ ra ngoài đối với xuất trần tử và thanh vân quan đều không có lợi hơn nữa trong quan phần lớn là đồ đệ tu đạo khổ tu khổ luyện cũng là thôi nhớ may nhìn thấy phương pháp tinh tiến ngược lại dễ dàng gây ra thị phi bí kíp là dạng gì vô tâm hòa hoãn quyết định làm hòa với xuất trần tử xuất trần tử phát giác thiện ý của hắn thái độ cũng dịu theo. Giờ tay ướm thành một quyển sách nho nhỏ. Y thấp giọng đáp, lần cuối ta nhìn thấy bí kíp. Tiên sư còn chưa bắt đầu viết. Chỉ chuẩn bị một quyển sổ. Vô tâm nghĩ ngợi. Lại hỏi, ngoài bìa bí kíp có ký hiệu gì không? Xuất trần tử giơ hai ngón tay, bên trên có hai chữ to. Chữ gì? Xuất trần tử nghiêm nghị đắp, bí kíp. Bấy giờ vô tâm ồ một tiếng, lệnh tiên sư quả là thẳng thắn xuất trần tử tuy nói câu được câu không nghĩ tới nghĩ lui không thoải mái nhưng vô tâm cũng hiểu được đại khái tiền căn hậu quả qua một đêm hắn cùng xuất trần tử rời giường từ rất sớm mặc áo khoác ra sóc mà cố đại nhân đào thải cho hắn hắn không nói gì bắt đầu ăn sáng xuất trần tử cũng suy nghĩ chu đáo đặc biệt sửa soạn một cái túi chống nước trong túi chứa bánh kẹo đèn báo ấm nước dùng một sợi duy băng màu đen buộc tóc thành đuôi ngựa trước mặt vô tâm, y lấy ra một cây súng lục từ cái dương dưới gầm giường. vô tâm không uống nước, nick cơm bánh bao đầy bụng. xuất trần tử hỏi hắn, cậu cần súng không? vô tâm lắc lắc đầu, tôi dùng đao. xuất trần tử giấu cây súng trong quần áo, lại dắt bên hông một hộp pháo. trên tường treo một thanh đoàn kiếm sáng chói, y đưa tay tháo xuống, đoàn kiếm rời vỏ, hàn quang đáng sợ, dĩ nhiên không phải chỉ để trưng xuất trần tử thở dài lấy khăn tay lau thân kiếm một phen sau đó đứng trước bàn vung kiếm cắt nửa cái bánh bao cắn một miếng nhạt toẹt vô tâm thấy xuất trần tử chuẩn bị đủ loại bỗng có phần căng thẳng đạo trưởng nào đến mức đó xuất trần tử không thèm ăn cắn một miếng bánh bao rồi ngừng hừng chỉ mong là ta nghĩ nhiều trời còn chưa sáng xuất trần tử đã dẫn vô tâm ra cửa thanh vân quan dựa vào núi thanh vân chuồn ra từ cửa sau đạo quan là có thể vào thẳng núi nói về nhân khí núi thanh vân kém xa núi thủ lợn hơn nữa sáng mùa đông càng không một bóng người ngay cả thú vật cũng không thấy vô tâm vừa đi theo xuất trần tử vừa âm thầm nhớ đường cuối cùng xuất trần tử đột nhiên ngừng bước vô tâm nương ánh sáng mờ mờ nhìn phía trước thấy phía trước không có đường là vách núi thẳng tắp hai người đi tới trước vài bước lúc này nhìn rõ ràng hơn vách núi vốn cũng không cao càng chưa nói tới nguy hiểm gần giống như một sườn núi khá là dốc vậy vô tâm không có chủ ý cho nên hỏi xuất trần tử đi xuống kiểu gì đây xuất trần tử trầm ngâm đáp năm ta đến là mùa hè bám dây leo là có thể xuống rất dễ bây giờ tuy không có dây leo nhưng còn cây cối hai ta cẩn thận một chút cũng không bị cản trở đâu. Cây cối xác thực còn đây, cong vẹo mọc trên sườn núi. Nhưng lá đã rụng hết, chả cây chìa ra khiến khó leo. Xuất trần tử dẫn đầu ngồi xổm xuống vươn chân dài, đạp lên một cành cây to. Thăm dò đạp thử vài cái, y cũng không để ý bùn tuyết. Thân thể dán lên sườn đất từ từ trượt xuống. Cuối cùng y giang rộng hai chân ngồi trên một chạc cây khô. Nắm chặt túi vải bình ổn tinh thần, y vừa như con khỉ vừa như thần lằn nắm lấy cây trượt xuống từng chút một vô tâm bắt trước theo lại còn linh hoạt hơn có nhánh cây thì tóm nhánh cây không có thì bám cỏ khô trên sườn núi nói tóm lại không để bản thân trượt quá nhanh lăn lộn một lúc hai người mặt xá mày cho tiếp đất người đầu nhìn sườn đất phát hiện có thể là vì trời dần sáng sườn đất thoạt nhìn như một mặt đất dựng thẳng trông có phần khí thế nguy nga vô tâm xoa bùn đất trên tay xoay người hỏi xuất trần tử tiếp theo đi đâu xuất trần tử ngẩng đầu quan sát mặt trời sau đó vung tay với vô tâm vô tâm vội đi theo y hai người men theo sườn đất đi được một lúc bỗng bắt gặp một cái mộ hoang nho nhỏ chỉ là một ụ đất bên trên cắm một khúc gỗ chữ trên đó đã mờ may là nhờ mùa đông nếu mùa hè có hoa cỏ tre lấp quả thực sẽ không nhìn thấy xuất trần tử dừng bước chỉ về phần mộ chính là nơi này vô tâm không nói gì chờ xuất trần tử giải thích mà xuất trần tử cởi túi vải khoác trên người từ trong lấy ra một cây sẻng nhỏ còn mới cây sẻng này là thợ trồng cây chuyên dùng để xới đất trông nhỏ nhưng rắn chắc xuất trần tử ngồi xổm trước mộ phần bắt đầu đào đất vừa đào vừa nói mộ là giả là ký hiệu năm đó la lưu lại. Vô tâm cũng ngồi sổ một bên, dưới mộ có cái gì. Xuất trần tử động tác vừa hiểm vừa nhanh. Điên cuồng đảo đất, bên dưới có một khe hở thiên nhiên, đủ để một người ra vào. Vô tâm hỏi, chẳng lẽ khe hở chính lối vào động ngàn Phật? Xuất trần tử lắc lắc đầu, không phải. Ngôi mộ nhỏ bị y đào một nửa, lộ ra một tấm cửa sắt bằng với mặt đất. Vô tâm thấy thế, không khỏi nhớ tới động quỷ trong núi thủ lợn. Mà trí tuệ của xuất trần tử cơ bản ngang ngửa cố đại nhân, nghiến răng nghiến lợi vận lực đẩy cửa sắt ra, để vô tâm thấy được một khe hở tối tăm. Khe hở không lớn, chỉ có thể chứa một người trưởng thành ra vào. Giữa mùa đông, mặt đất đều bị đông cứng, cỏ dại và tuyết đều ngưng tụ thành một mảnh. Bùn đất cạnh khe hở cũng đen xì ẩm ướt, trông như cả mặt đất bị thương vậy. Vô tâm duỗi tay luồn vào khe hở, phát hiện bên trong rõ ràng ấm áp, ẩm ướt hơn bên ngoài nhiều. Xuất Trần Tử chắc mầm trong bụng, cho nên tạm thời vẫn không e ngại, khoác túi lên bèn duỗi chân vào khe hở. Không ngờ vô tâm tóm y lại, đạo trưởng, tôi có chuyện muốn nói. Xuất Trần Tử ngẩng đầu nhìn hắn, cậu đổi ý. Vô tâm nhìn thẳng vào mắt Xuất Trần Tử nói, đạo trưởng, ngộ nhớ bên trong tôi có gì bất chắc, ông nhất định phải đem hải cốt của tôi về nhà ở Thiên Tân. Nhớ ký chưa? Xuất Trần Tử gật đầu. Đồng thời cảm thấy vô tâm vậy mà còn bi quan hơn mình, không thành vấn đề. Vô tâm lại chỉ vào chóc mũi Xuất Trần. Nhớ ký đấy. Tuyệt đối đừng quên. Xuất Trần Tử đáp ứng một tiếng. Sau đó duỗi chân vào khe hở. Đừng sợ. Bên trong cũng dốc. Xem như sườn đất vậy. Cậu theo ta đi và động là được vô tâm vác theo đoàn kiếm mà xuất trần tử cho hắn lúc xuất phát mắt thấy xuất trần tử xâm nhập vào khe hở bèn ngồi xuống đất cũng dò hai chân vào khe trong khe hở cũng không có thú hoang nhiều nhất thì có rắn mà hắn không sợ rắn có độc cũng không sợ khe hở tối om vô tâm nằm trên sườn dốc theo xuất trần tử trườn xuống từng chút đoạn đầu khe hở chật hẹp gần như ép sát thân người nhưng càng đi xuống càng rộng mở Cuối cùng vô tâm ngồi dậy, dựa vào cảm giác truy tìm xuất trần tử. Xuất trần tử không động đậy, ngay sau đó bên dưới nổi lên đốm lửa nhỏ, là xuất trần tử lấy cái đèn bão ra đốt lên. Có ánh sáng, vô tâm có thể sử dụng mắt. Quay đầu nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện hoàn cảnh xung quanh gần như giống hang động. Chỉ là chết xuống dưới thì túi đen như mực, sâu không lường được. Xuất trần tử đổi thành tư thế bốn chân chạm đất, nhấc đèn báo tiến lên trước vô tâm nhịn không được mở miệng. Đạo trưởng, chừng nào đến động ngàn Phật. Xuất trần tử có hơi mệt, thở hồn hền đáp, sắp rồi. Y nói là sắp, kỳ thật hai người đi thêm hơn 20 phút, vẫn không thấy đáy. Xuất trần tử tay chân dài ngoằng, bỏ rất vất vả, vô tâm nhắm mắt, lại cảm thấy cực thoải mái. Mỗi cọng tóc gáy của hắn đều có thể nhận biết sự nhấp nhô của vách động xung quanh mỗi một điểm nhấp nhô đều có thể khiến hắn dễ dàng mượn lực bỏ sát. Như một con du long rồng nước bò theo sát xuất trần tử, hắn thình lình đụng đầu kế bột. Xuất trần tử quay đầu cả giận nói, cậu húc vào mông ta làm gì? Vô tâm vội vàng lui ra sau, sao ngừng rồi? Xuất trần tử cuộn mình ngồi dậy, trong lòng ôm đèn bão, đằng trước là cái hố. Chúng ta nhảy xuống. Trên. Tay cầm đèn bão buộc sợi dây nhỏ Xuất trần tử thả đèn báo xuống trước tiên, sau đó nhú người nhảy xuống. Vô tâm không hiểu nổi, ngơ ngơ cũng nhảy theo. Sau khi nhảy xuống, mới ý thức được mình đã tiến vào một cái hố, hố sâu tầm một người, bằng đất, kích cỡ hơn một căn phòng. Vô tâm đứng tại chỗ dạo một vòng, đột nhiên hỏi đạo trưởng: trong hố rất ấm áp, cũng đủ ẩm ướt, lại không bị kín, tại sao không có cây cỏ mọc lên? xuất trần tử sách đèn bão lên, ta không biết, cũng lười biết. Nếu không vì bí kíp, cho dù nơi đây xây bằng vàng, ta cũng không đến. Vô tâm lại nói, chúng ta đã ở dưới lòng đất rồi, lòng đất sẽ có động ngàn Phật chứ. Xuất trần tử nhìn hắn, thật ra động ngàn Phật là tên ta bịa ra. Bởi vì lúc ấy ở cửa động ta có thấy tượng Phật. Trên huyện trí của huyện Trường An cũng không có ghi chép về động ngàn Phật sơn dân bản xứ cũng chưa từng thấy tượng Phật trong núi. Ta hoài nghi hang động này đã được đào từ rất lâu, không biết vì sao bỏ giờ nửa chừng, cho nên bị bỏ hoang từ lâu, truyền cho tới nay không ai biết đến. Vô tâm phát hiện xuất trần tử đúng thật là rốt đặc cán mai, đồng thời không biết tiến thủ, quả không giống truyền nhân của nhà khởi là, mà xuất trần tử nhấc đèn báo chiếu dọc theo vách hố, cuối cùng dừng tại một chỗ ngồi xuống. Vô tâm theo tới nhìn, đập vào trong mắt lại là một cái động. Vô tâm đặt mông ngồi xuống, đạo trưởng, thứ cho ta nói thẳng, đạo hạnh của lệnh tiên sư ta không rõ, nhưng bản lĩnh đào động, xác thực giỏi hơn chuột đồng nhiều. Xuất trần tử cũng ngồi xuống, từ túi vải dầu móc ra một bọc bánh, chương 50, Phật cười xuất trần tử ngồi cạnh cái động đen ngòm to chừng con chó, đặt đèn báo trên mặt đất gần đó để chiếu sáng. Mình thì nhai rôm rốp mấy chục cái bánh quy, sau đó mở bình nước ngừa đầu tu một ngụm lớn ủng ục xúc miệng quay đầu phụt một tiếng phun ra thật xa vô tâm không ngờ miệng xuất trần tử ấy mà có lực như súng bắn nước như thế thộn mặt ra đó mà xem mà xuất trần tử là người ý nhị xúc miệng xong đoạn lấy ra, cây tăm lấy tay che miệng bắt đầu xỉa răng đợi y thu thập sạch sẽ xong đã qua hơn nửa canh giờ y tháo duy băng buộc lại mái tóc dài đoạn vác túi sách đèn báo chuẩn bị chui vào động. Vô tâm không kiên nhẫn nổi nữa. Bây giờ thấy y rốt cục chịu hành động. Vội quỳ xuống bò sau y. Lại nhỏ giọng hỏi. Đạo trưởng, chui qua cái động này. Còn đi lâu nữa không? Xuất trần tử vóc người tương tự cố đại nhân. Lưng dài vai rộng. bấy giờ đương cố gắng rụt vai. Muốn tư thế bản thân xinh xắn một chút. Nếu bần đạo nhớ không lầm. Cuối động này còn một cái động. Vô tâm nghe vậy nhất thời không biết tỏ thái độ thế nào. Chỉ có ba chữ có thể hình dung tâm tình. Nhưng mà thiên về thô lỗ. Đầu lưỡi trong miệng giật giật. Hắn nhịn không được. Vẫn mắng thành lời, mẹ nó chứ. Xuất trần tử không chấp nhận với hắn. Trước khi vào động phán một câu, động đó không giống động này. Vô tâm lập tức tinh thần tỉnh táo, khác chỗ nào. Xuất trần tử thò đầu vào cửa động, động đó lớn hơn nữa. Động thông hang. Hang chứa động, lại không thấy mặt trời nghĩ kiểu nào cũng là nơi nguy hiểm nhưng vô tâm theo xuất trần tử vào động phát hiện bốn phía ngoài ẩm ướt ra chẳng những không có sâu thậm chí đến cả con rắn ngủ đông cũng không thấy xuất trần tử bò mãi từ trong ngực lấy ra lá bùa dán lên vách động vô tâm nghe y mang máng thở gấp bỗng hoài nghi là không khí có thay đổi gấp gáp hỏi đạo trưởng ông thấy gì hả xuất trần tử không quay đầu lại đáp thấy mệt đó vô tâm lại nghĩ tới một vấn đề đạo trưởng năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi xuất trần tử làm lơ hắn vô tâm nhìn không ra xuất trần tử mấy tuổi nếu xuất trần tử đã có chút tuổi vô tâm định khoác túi vác súng giúp y giảm bớt gánh nặng nhưng nếu y đã giả câm vờ điếc vô tâm lời hỏi tới vừa khéo tiết kiệm sức cái động này đúng như xuất trần tử miêu tả cửa nhỏ lòng lớn. Xuất trần tử bò không lâu là có thể thả lòng vai ra tăng động tác. Lại qua một đoạn đường, y dứt khoát khom lưng dậy. Sách đèn báo chạy chậm chậm về phía trước. Chạy. Một lúc y ngừng bước, dưới chân bỗng xuất hiện bậc thềm đá hướng lên trên. Bước trên thềm đá đi ra ngoài, y ngẩng đầu ướn ngực xem như đã ra khỏi động. Vô tâm ở phía sau, vừa đi vừa vuốt vách động. Vách tường vốn là đất ẩm, nhưng dần dần lại bắt đầu xuất hiện từng lớp tầng nham thạch. Vô tâm nghĩ động ngàn Phật dù thế nào cũng sẽ không phải là một cái động bằng đất. Một khi xuất hiện đá, có thể thấy được động ngàn Phật cũng không còn xa. Mãi đến khi bước lên thềm đá ra khỏi động, hắn đưa mắt nhìn, không khỏi lấp bắp kinh hãi. Thì ra hắn và xuất trần tử đang đứng trên một tảng đá lớn nguy hiểm. Phía trên tảng đá là mái vòm lầm chầm đầy đá lại tối đen như mực phía dưới tảng đá lại là một cái hố đá lớn sâu chừng hai người dưới đáy hố gập ghềnh mà phía dưới hố đá đối diện lại có một cái cửa động sâu hun hút xuất trần tử duỗi tay chỉ về phía động chỗ đó chính là động ngàn phật vô tâm mặc kệ động ngàn phật chỉ nhìn quanh quất trái phải dưới chân toàn đá tảng bốn phía không có chỗ bám làm sao xuống tới đáy hố mới là vấn đề trực tiếp nhảy xuống đáy hố không phải đất mềm trèo chân chứ chẳng đùa trèo xuống trên vách đá lại trụi lùi không mọc cò cây không có chỗ để mượn lực xuất trần tử lại dở chiêu cũ nhấc dây thả đèn bão xuống trước dây không đủ dài đèn bão vừa vặn treo giữa không trung chỉ cần có chút ánh sáng xuất trần tử có thể sờ soạn bám vào đá nhô ra leo xuống từng chút một nhưng dù sao cũng đã có tuổi y nhớ bản thân năm đó leo rất dễ dàng nay vậy mà chân tay lóng ngóng thật khó khăn đợi y đáp đất vô tâm thu đèn báo lên dùng răng nanh cắn tay cầm đèn báo hắn linh hoạt hơn xuất trần tử rất nhiều thuần thục xuống tới đáy hố hắn trả đèn báo cho xuất trần tử sau đó thẳng hướng đi đến cửa cái gọi là động ngàn phật xuất trần tử vội gọi hắn gượm đã đừng hấp tấp vỗ một lá bùa lên vách đá xuất trần tử vừa muốn dán cho vô tâm một lá vô tâm khoát tay áo, đạo trưởng, tôi không cần. Động ngàn Phật ông chưa từng đến, tôi cũng chưa từng, không, chưa biết tình hình bên trong thế nào. Tiết kiệm bùa đi. Xuất trần tử gật gật đầu, không sao. Hôm qua ta đã lật dở hết tất cả bùa ghi bao năm nay đem theo. Hẳn là đủ dùng. Nói đoạn y cúi người, cầm lá bùa đặt lên đất. Hai người bước nặng bước nhẹ đi đến động ngàn Phật. Trước cửa động, xuất trần tử kéo vô tâm, đưa đèn báo cho hắn, nhìn xem, có Phật hay không. Vô tâm duỗi cánh tay dài soi đèn báo, nương theo ánh sáng nhỏ như hạt đậu trong đèn. Hắn nhìn vào trong, quả nhiên nhìn thấy hai pho tượng chia ra đứng hai bên động. Có lẽ do không gặp mặt trời, không chịu mưa gió, pho tượng còn giữ được lớp màu tươi mới. Vô tâm sách đèn báo đi đến trước, cẩn thận quan sát pho tượng ở cự ly gần xuất trần tử thấy hắn không hề sợ hãi bèn theo tới pho tượng là tượng bồ tát mặt mũi hiền lành buông rèm mắt sắp mặt phấn bạch nở nang chất lượng vừa nhẵn vừa trơn loáng màu sắc phân bổ đều xuất trần tử lần đầu tiên thấy rõ chân dung bồ tát trong lòng sinh ra rất nhiều cảm tưởng thuận miệng nói với vô tâm không biết là tiền nhân triều đại nào thế mà có được tài nghệ tinh diệu như thế thợ đá bây giờ bản lĩnh nào được như vậy vô tâm đang ngưng thần lưu ý tình hình trong động thờ ơ đáp một tiếng tượng bồ tát có giả cũng không già bằng hắn nên hắn không vui mừng tán thưởng như xuất trần tử được xuất trần tử thưởng thức đủ hai vị bồ tát sau đó phất tay áo trong tay xuất hiện một cây cờ lệnh nho nhỏ vô tâm ngoảnh mặt làm thinh thấy y cúi người cắm cờ trong khe đá dưới đất bèn mở miệng hỏi mao sơn đạo thuật xuất trần tử lắc đầu cũng không phải bổn môn thu thập rộng rãi sở trường các phái há lại câu nệ với một phái vô tâm đặt đèn báo trước cờ lệnh đạo trưởng không cần làm phép chỗ sâu hơn ta không dám nói nhưng trong vòng trăm mét nhất định an toàn tuyệt không có tà mà xuất trần tử biết vô tâm có chút bản lĩnh nhưng bản lĩnh bao nhiêu y không đoán được rút lá cờ nhấc đèn báo y hít sâu một hơi sau đó hạ quyết tâm, cất bước bước vào trong động, ngoài động đá. Lầm chởm nhưng trong động càng đi càng bằng phẳng. Xuất trần tử nhìn chung quanh, đột nhiên hỏi, vô tâm, cậu tới nhìn thử, bọn họ là ai? Vô tâm nhìn bức họa sặc sỡ trên vách đá, vừa nhớ lại vừa đoán, hình như là 18 vị la hán. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bức họa, đúng vậy, thật sự là 18 vị la hán xuất trần tử nở nụ cười xem ra bần đạo biết tiên đoán đấy đặt tên nó là động ngàn phật đúng rồi vô tâm theo y chậm chậm vào trong đạo trưởng lệnh tiên sư làm trụ trì thanh vân quan lúc còn sống coi như là danh lợi song toàn rồi vì sao cứ nhất quyết tìm cái chết hơn nữa cho dù là chán sống cũng không có lý nào chết ở trong động ngàn phật a xuất trần tử thả chậm bước chân bởi vì bởi vì tiên sư muốn học theo thái sư Thúc Tổ. Vô Tâm thản nhiên, kết quả như thế nào? Xuất Trần Tử thấp giọng đáp, kết quả. Kết quả tiên sư tẩu hỏa nhập ma, không màng khuyên can của ta, khăng khăng cố chấp làm theo ý mình. Vô Tâm từ chối cho ý kiến cười, nếu xúc đi hết 18 vị La Hán, đổi thành Ngọc Hoàng Đại Đế nguyên thủy thiên tôn, hoặc để lệnh tiên sư sớm cạo đầu đi tu là thích hợp rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện men theo hành lang đi thật lâu cuối cùng đường rẽ ngoặt xuất trần tử đi trước một bước rẽ vào tức thì thốt lên kinh ngạc vô tâm nháy mắt bùi lên chỉ thấy con đường nhỏ càng trở nên rộng mở bằng phẳng hai ven đường cách vài mét là một pho tượng Phật cao tầm một người tượng Phật tựa vào vách động mỗi pho tượng thiên hình vạn trạng bàn việt tinh xảo không thua gì hai pho tượng Bồ Tát ở cửa động hơn nữa màu sắc càng rõ ràng thoạt nhìn hệt như hai hàng người sống đang sắp hàng hai bên hoan nghiêm bọn họ. Xuất trần tử thấy thế, trong lòng dục dịch, nhủ bụng nếu có thể di rời tượng Phật này ra, dùng làm quà tặng đúng là không tệ. Trong bóng tối, ngờ ngợ nhìn thấy dáng vẻ trang nghiêm của tượng Phật, không giữ tợn như dạ xoa minh vương, y càng vừa lòng. Bởi vì Phật Bồ Tát càng phù hợp với thẩm mỹ của y hơn. Xuất trần tử đang ngắm. Tử vô tâm cũng vậy ban đầu mấy pho tượng Phật đúng là hoa mỹ phiêu giật, cùng một phong cách với tượng Bồ Tát ở cửa động. Nhưng mà đi mấy chục bước, vô tâm bỗng nảy nghi ngờ, đạo trưởng, xem tượng Phật bên cạnh ông đi. Xuất trần tử đang nhấc đèn báo dơ ra trước, nghe thế lập tức xoay người. Dơ đèn báo chiếu mặt tượng Phật, y cũng sừng sốt. Thì ra trong lúc bất chi bất giác, dung mạo tượng Phật đúng là có biến hóa. Khác với những pho tượng vừa rồi, xuất trần tử chỉ thấy tượng Phật trước mặt tuy cũng màu sắc tươi bóng. Nhưng hai con mắt hẹp dài rũ xuống lại mở ra. Con ngươi trắng như tuyết, vẫn chưa vẽ tròng đèn. Bước vài bước tới trước lại chiếu lên một pho tượng Phật. Mắt tượng càng mở to, hai bên khóe miệng vểnh lên. Vẻ mặt có thể nói vui vẻ. Trong động trước sau đều là tối tăm vô tận. Một chút ánh sáng dọi ra sự quỷ dị trên mặt Phật. Xuất trần tử cố gắng bình tĩnh, quay sang vô tâm đáp ta thấy rồi vô tâm không nói gì nâng tay cởi đoàn kiếm sau lưng xuống dẫn xuất trần tử đi lên trước một đoạn hắn dừng bước lại nhìn tượng phật bên cạnh mặt tượng phật đã đổi thành màu xanh trắng vẻ mặt lạnh lùng hung tợn cả cái miệng ngoác to cười toát lên cảm giác ý vị sâu xa xoay một vòng hắn phát hiện tất cả tượng phật hai bên đều đang cười con đường phía trước còn chưa hết không biết đến cuối cùng tượng Phật sẽ thay đổi thành bộ dáng khủng bố gì. Xuất trần tử nhẹ giọng mở miệng, ta thấy, hang động này đang muốn cảnh cáo chúng ta. Y quay đầu nhìn vô tâm, vẻ mặt tượng Phật đã thuyết minh tất cả. Bên ngoài là bình an, cho nên tượng Phật xinh đẹp, càng đi vào trong, càng nguy hiểm. Vô tâm nhìn thẳng vào Y, đi tiếp hay không? Không đi chúng ta lập tức ra ngoài, cũng còn kịp. Xuất trần tử thở dài, đi ra ngoài, bí kíp thì làm sao bây giờ vô tâm lắc lắc đầu tôi đương nhiên là không biết xuất trần tử xoay người phía trước vậy nên tiếp tục đi thôi nói đoạn y bước lên một trước bất chợt vấp chân lào đảo vô tâm vội vàng đỡ y hai người cúi đầu nhìn chỉ thấy nằm úp sấp trên đất là một thi thể nhỏ sau gáy còn buông một bím tóc nho nhỏ có thể thấy là một bé trai vô tâm rút đoàn kiếm bởi vì thấy hai cánh tay đứa bé xem như vẫn còn đầy đủ hình như vẫn chưa thối giữa hết bèn đưa đoàn kiếm ép sát mặt đất đút dưới thân nó muốn lật nó lại nhưng sau mấy lần cẩn thận thăm dò lại không thành công cuối cùng hắn rút đoàn kiếm ra trực tiếp duỗi tay nắm lấy quần áo nó mạnh mẽ sách lên xuất trần tử nhấc đèn báo chiếu lập tức nhắm mắt xoay đầu đi không biết thằng bé đã nằm úp sấp bao nhiêu năm da thịt trên mặt dính xuống đất. Vô tâm vừa nhấc lên, da mặt nó rành rành bị kéo xuống. Trường 51, hết sức căng thẳng trọng quần áo thằng bé thì không phải của những năm gần đây. Mấy năm gần đây trẻ con không còn để tóc đuôi sam. Xuất trần tử không chịu nhìn thẳng vào gương mặt nó. Chỉ rơi đèn báo chiếu. Vô tâm lại thả thằng bé xuống. Sờ soạng từ đầu đến chân. Không thu hoạch được. Ngồi xổm xuống, vô tâm cúi đầu nhìn chăm chú thằng bé nhìn một lúc hắn đưa tay quyệt một ngón tay lên mặt nó máu cùng nhiệt độ với bên ngoài hắn cúi đầu ngửi cũng là mùi máu tươi bình thường động ngàn phật có tách biệt với bên ngoài cách mấy cũng không có lý nào xác chết trong đó lại không thối giữa nhưng thằng bé xác thực là không thối giữa đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không giữa mà là có hạn ngoài ra mặt dán vào đất quá lâu không dễ tách rời ra phần da còn lại có thể nói là hoàn hảo cầm tay thằng bé đưa lên mũi người mơ hồ cũng có mùi hôi vô tâm quẹt máu trên đầu ngón tay lên đất đoạn đứng lên nói đạo trưởng ông có phát hiện không trong động không có vật sống ánh mắt xuất trần tử tránh đứa bé tán thành với vô tâm không sai không có vật sống một cái xác da thịt non mềm trên đất mà đến cả giòi bỏ cũng không có vô tâm nhớ lại tư thế ban đầu của nó phát hiện đối phương giống như đang chạy ra ngoài giữa đường vấp té sau đó không đứng lên nữa hắn dự đoán được xuất trần tử tự nhiên cũng dự đoán được hai người liếc nhau sau đó ngầm hiểu nhau đồng thời nhìn lại chỗ sâu trong hang vô tâm bước qua cái xác tiếp tục đi đến trước đồng thời hỏi sư phụ ông hình như ở trong động tạo nghiệt rồi sư phụ làm chuyện bẽ mặt xuất trần tử cũng không có lời che chở. Vừa đuổi theo vô tâm vừa nhìn quanh quất, y chỉ thấy tượng Phật biến hóa càng lúc càng lớn. Tuy dáng người vẫn là trang nghiêm uyển chuyển, nhưng gương mặt từ cười giả dạ tạo dần dần chuyển thành nhe răng cười. Cuối cùng lại là mắt to miệng rộng, non hệt quỷ quái. Xuất trần tử hàng năm sống an nhàn sung sướng, lúc này có phần không chịu nổi. Vung tay áo lấy ra cờ lệnh, y nhẹ giọng nói vô tâm, dừng lại tiền đồ hung hiểm. Để ta đo xem có ma quỷ quấy phá không. Vô tâm tựa như mọc mắt sau gáy. Không quay đầu lại thấp giọng trách, thu hồi đi. Có ma quỷ hay không? Tôi còn biết trước ông. Xuất trần tử trò vào lưng hắn quát. Giỏi a, à, cậu dám quát bồn đạo ra. Cậu, lời còn chưa dứt. Xuất trần tử bỗng nhiên tắt tiếng. Tư thế giơ tay ra cứng ngắc. Y phát hiện vô tâm ở phía trước đã biến mất xuất trần tử tuy không hợp với vô tâm, nhưng tuyệt đối không có ý bỏ hắn lại trong đồng. Rơi đèn báo chiếu dọi, y hoảng hốt, vô tâm đâu rồi? Vô tâm. Một bàn tay tái nhật bỗng thỏ ra, bất ngờ bắt lấy cổ tay y. Xuất trần tử trợn mắt toan la lên, thình lình nghe giọng vô tâm vang lên, quẹo vào. Ông mang theo đèn còn nhìn không rõ à. Xuất trần tử lặng lẽ thở dài một hơi, sau khi bước lên một bước dài phát hiện phía trước quả nhiên hết đường mà rẽ phải vô tâm rẽ vào trước đứng tại chỗ chờ y nghĩ bụng dẫn y đi không bằng dẫn cố đại nhân cố đại nhân một khi bị ép cho nóng này còn có thể tản mát ra một loại sát khí đại sát tư phương vừa dọa người cũng có thể dọa quỷ xuất trần tử đúng là có đạo hạnh đáng tiếc đạo hạnh mỏng gan cũng nhỏ hai người trước đó đã rẽ phải một lần nay lại rẽ lần nữa không biết con đường rốt cuộc thông đến đâu. Mắt thấy phía trước bằng phẳng thanh tịnh, không có tựa Phật cũng không có xác chết. Xuất trần tử mang theo đèn báo muốn. Tiến lên, không ngờ vô tâm giơ tay chặn lại. Thấp giọng hỏi, đạo trưởng, ông xem gần chúng ta có thứ gì có thể chấn áp hồn mà không? Xuất trần tử sợ run, có ý gì? Vô tâm nhắm hai mắt lại, cách ngoài một bước. Tất cả đều là hồn ma. Xuất trần tử nghe là hồn ma, ngược lại không sợ lắm dơ đèn báo lên cao cẩn thận kiểm tra quanh mình, y rốt cuộc nói với vô tâm, tiên sư đích sắc có bảy trận pháp khóa hồn vô tâm lại hỏi, tôi có thể đi thông qua ông thì sao bây giờ xuất trần tử từ trong ngực lấy ra tờ bùa vàng dán lên mi tâm mình cái bộp, có thể trong bất tri bất giác vô tâm thành người dẫn đầu nhắm mắt đi lên trước hắn có thể cảm nhận được hồn phách bên cạnh như dòng khí sóng ngầm mãnh liệt lăn lộn quay cuồng rõ ràng đang cực lực tấn công người sống hắn vô hồn phách không sợ thể xác bị đoạt xuất trần tử dùng bùa vàng bảo hộ mi tâm xem ra cũng không sao chậm lại chờ xuất trần tử đi lên vô tâm đột nhiên nhớ tới một việc đạo trưởng trận pháp là khóa hồn nếu thả người sống dương khí nặng vào sẽ có hậu quả gì xuất trần tử suy đi nghĩ lại cuối cùng thổi lên lá bùa rũ trước mặt nói, ta không am hiểu bảy trận. Sau đó hai người đồng thời quay qua, lại đối mắt một khi trận bị phá, cũng không phải chuyện dẫn. Như thần giao cách cảm, hai người cùng tăng tốc độ, vừa chạy vừa nhảy sông lên trước. Chạy một lèo đến cuối, phía trước lại là một ngã rẽ trái. Vô tâm biết xuất trần tử toàn dựa vào đèn báo chiếu sáng, không bằng sự nhạy bén của mình cho nên bắt lấy cổ tay y nhanh chóng rẽ trái. Trước mặt không còn là hành lang dài hun hút nữa, mà là một căn phòng đá vuông vắn chỉnh tề. Xuất trần tử còn chưa phản ứng kịp. Vô tâm đã thấy trước rõ ràng trên vách đá của lối vào dán mấy lá bùa, mà trên mặt đất trong phòng chất tầng tầng lớp lớp. Toàn là xác chết. Tình huống đã triệt để rõ ràng. Sư phụ của xuất trần tử muốn tự mình ngộ ra bản lĩnh của nhà khởi là. Tất nhiên không thể chỉ là lý luận suông không biết lão ở trong động đã giết bao nhiêu người. Bởi vì lão cần hồn phách, cần thể xác. Lúc nhạc khởi la ở đời thứ nhất thậm chí tự sát mà chết, sư phụ của xuất trần tử nếu tàu hòa nhập ma không thể tự thoát ra được, e là kết cục cũng khó lường. Thi thể và hồn phách bị trận pháp ngăn cách, xem ra trong đó cũng có nguyên do. Vô tâm không dám dừng lại, túm xuất trần tử tiếp tục chạy. Xuất trần tử vừa mới thấy rõ sự thật liền thân bất do kỳ nhất chân đạp lên xác chết. Xác chết tương tự như xác bé trai ngoài hành lang. Đều là hình tượng thời tiền thanh, nam nữ đều có, chẳng qua tất cả đều là nằm úp sấp, cho nên không nhìn thấy mặt. Con người lúc mới chết không lâu, thân thể sẽ dần dần lạnh cứng. Nhưng qua một ngày nửa đêm, sẽ từ từ khôi phục mềm mại. Suốt trần tử từng bước đạp xuống, cứ cảm giác mình như sụp xuống. Chẳng còn cách nào, y đành phải nhấc chân cao xài bước rộng, nghiêng ngả chạy ra ngoài. Tay vô tâm như kìm sắt siết chặt tay y. Hai người xẹt qua đống xác nhanh như gió. Cuối cùng tại một lối ra khác của căn phòng vô tâm nhảy xuống, chân trái vấp phải một cái xác. Vừa vận đá lăn cái xác lật lại. Xuất trần tử nương ánh lửa cúi đầu nhìn. Trong lòng dùng mình là xác nữ, mắt mũi đều bị dao khoét. Trên gương mặt trắng lưu lại ba cái lỗ thủng đỏ tươi bị chết càng thảm, oán khí càng nặng, hồn ma càng hung. Dựa vào dấu vết tra tấn đến chết trên người, có lẽ chính vì nguyên do này. Căn phòng đá vuông vắn, sau lối ra đụng phải vách tường, thì ra còn một lối rẽ trái. Vô tâm thấy con đường phía trước lại là một hành lang, cũng mặc kệ, kéo xuất trần tử tiếp tục chạy như điên. Hai người liên tiếp rẽ vào ba chỗ ngoặt, trên đường bình an vô sự. Cuối cùng hết đường đằng trước là hai tấm cửa sắt cửa sắt đóng kín không khác gì cổng nhà bình thường xuất trần tử đi đến trước nhấc đèn báo chiếu từ trên xuống cuối cùng đến cả tay nắm cửa cũng không tìm được xoay người đối mặt vô tâm y nhăn hai hàng mày dài than thở tâm ý của tiên sư thật sự là khó lường vô tâm cũng lúng túng hành lang vốn đủ rộng cửa sắt lại cao lớn sừng sững từ trên xuống dưới đều không có không gian để trèo qua không có nắm cửa cũng không có lỗ khóa, khiến người ta muốn cậy cũng không thể cậy. Xuất trần tử lấy bùa vàng trên mi tâm nhét vào tay áo. Hai người đi tới lui trước cửa. Giữa lúc bó tay hết cách, vô tâm bỗng dừng bước trước một cánh cửa. Chắp tay sau lưng ngẩng cao đầu. Hắn đá mạnh một cái. Chỉ nghe một tiếng két vang dội. Cánh cửa mở vào trong nửa tấc. Xuất trần tử chố mắt há mồm. Thì ra cửa sắt cũng chỉ là hai tấm cửa sắt trong đó cũng không có cơ quan bí mật mà vô tâm đứng gật gật đầu tâm ý của lệnh tiên sư quả nhiên khó lường hai người lúc này cùng động thủ liều mạng đẩy một tấm cửa sắt cửa sắt tuy có bản lề nhưng cánh cửa nặng trịch trên dưới lại ma sát vào vách đá cho nên không dễ mở đợi cánh cửa mở vừa lọt một người hai người nối đuôi nhau mà vào sau khi tiến vào vô tâm hai mắt tỏa sáng phát hiện một thế giới mới thì ra trước mặt là một căn phòng đá bốn vách tường thẳng thớm y hệt phòng ốc trong nhà hai bên cửa bỗng nổi lửa là xuất trần tử phát hiện giá đỡ đèn dầu trên vách tường trong đèn còn thừa nửa chén dầu có đèn chiếu sáng tầm nhìn vô tâm càng rõ ràng tình cảnh trước mắt rất giống phòng khách của xuất trần tử chính giữa đặt một chiếc giường la hán bằng gỗ một vị lão đạo dâu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng trên giường lão đạo vận áo bào đen vốn là tư thế ngồi nhưng đầu ngoẹo qua bên một cách quỷ dị gần như gối qua một bên vai xuất trần tử hơi cong lưng rón rén đi lên trước nhìn kỹ khuôn mặt lão đạo vô tâm cũng theo sau nhỏ giọng hỏi là lệnh tiên sư phải không xuất trần tử há miệng quay đầu lại run rẩy gật đầu một cái phải sau đó y nâng tay vén mái tóc dài của lão đạo thấy vết đao chém rõ rành rành trên cổ đối phương, chẳng những chém đứt gân mạch, thậm chí ngay cả xương gáy đều gần như đứt lìa. Máu đã sớm chảy hết, mảnh xương trắng hiếu lật dở ra, trông mà khiếp vía. Suốt trần tử cúi đầu thở phào một hơi, bàn tay nâng lên suy sụp hạ xuống. Đồng, thời phát hiện đạo bảo của sư phụ sở dĩ thoạt nhìn là màu đen, nguyên do là vì bị máu tươi nhuộm. Người này đã chết, hơn nữa đã chết mấy chục năm khiến xuất trần tử buồn mà không thương không làm ra được bộ dáng khóc trời trách đất vô tâm lại rời mắt về hai bên giường la hán hai bên giống như một căn phòng bình thường đặt bàn ghế kể sách vô tâm đi đến trước kể sách phát hiện trên kệ không hề có cho bụi sách vở cũng sắp xếp rất ngăn nắp hắn rút từng cuốn ra nhìn bìa bắt đầu tìm kiếm bí kíp hắn hành động xuất trần tử cũng không nhàn rỗi duỗi tay sờ đệm chăn trên giường la hán lại xốc vạt áo sư phụ nhòm vào bỗng a à một tiếng y lật ra được một quyển sách mỏng dưới một góc chăn trong miệng nói tìm được rồi vô tâm vội đi qua quan sát chỉ thấy ngoài bìa quả nhiên chỉ có hai chữ bí kíp xuất trần tử mở ra bên trong cũng không có chữ mỗi một trang đều là hình vẽ bùa chú bình thường bùa chú phần nhiều vẽ trên giấy dài bùa chú trên sách lại không như bình thường không lề không lối phủ kín cả trang. Liếc mắt nhìn qua dối như tơ vò. Dương mắt nhìn xuất trần tử. Vô tâm hỏi, nhìn hiểu không? Xuất trần tử trầm ngâm gật đầu, sơ sơ. Vô tâm toan nói tiếp. Không ngờ lời chưa ra khỏi miệng. Bên tai bỗng vang lên tiếng kim loại. Nhìn theo hướng âm thanh. Hắn chỉ thấy một cánh tay thẳng tắp từ khe cửa thò vào. Tức thì bên trên lại có một cái đầu nữ nhô vào trên mặt là ba lỗ máu rõ rành rành. Xuất trần tử nhất thời đánh run, mà vô tâm nháy mắt hiểu ra, lập tức xông về phía cửa sắt, nguy rồi. Mượn sắc hoàn hồn, không đợi hai tay hắn chạm đến cửa sắt, xuất trần tử rút súng lục nhắm ngay khe cửa, bóp cò bắn một phát. Lực đạn lớn, bắn cho cái xác kia ngửa ra sau, mà vô tâm bắt lấy cơ hội đẩy cửa sắt, đem hết toàn lực đóng cửa lại. Nào ngờ hắn còn chưa kịp vận lực, cánh cửa bên cạnh cũng có động tĩnh. Xuất trần tử nhào cả người lên chống đỡ cửa sắt. Tái mặt hỏi, mượn sắc hoàn hồn. Vô tâm hai chân đạp đất, lưng tựa cửa sắt, trận pháp khóa hồn nhất định là xảy ra. Vấn đề, hồn ma trong động hiện tại tự do rồi. Không biết có thứ gì bên ngoài. Húc vào cửa sắt đùng đùng. Xuất trần tử bắt trước vô tâm, cũng dùng hai chân đạp đất mượn lực. Tóc đuôi ngựa rơi rất ra, tóc phủ đầy mặt y làm sao bây giờ vô tâm quả thực quên cả thờ không biết đừng có nói bậy còn dám vũ nhục tiên sư coi chừng bổn đạo ra cho cậu ăn đòn ta ăn trước vài miếng ăn no hắn vào động yên tâm cái động này cửa nhỏ lòng lớn năm đó bần đạo đơn thương độc mã cũng dám xông vào trong bây giờ chúng ta là hai người có gì mà sợ chương năm mươi hai đường cứng võ tâm và xuất trần tử đều là người khỏe mạnh. Nhưng mà hai quyền khó địch nổi bốn tay. Hảo hán nào ngăn được một bầy sói. Huống hồ sói còn có bản năng theo lợi tránh hại. Đám xác sống bên ngoài kia đều là những kẻ gặp khó không biết lùi. Vô tâm lưng dựa cửa sắt, cảm thấy lực đẩy phía sau rất mạnh. Hai chân mình đạp trên đất, không kiềm chế được mà bị đẩy nhích tới trước từng chút một. So với hắn, xuất trần tử cao hơn nặng hơn, bấy giờ có phần chiếm ưu thế hơn. Thỏ tay vào lồng ngực, y nghiến răng nghiến lợi mở miệng, vô tâm, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chỗ ta còn có rất nhiều bùa trừ ma, ít nhiều sẽ có chút hiệu nghiệm. Vô tâm lập tức quay đầu nhìn y, dùng như thế nào. Xuất trần tử hít sâu một hơi, cả người thúc mạnh ra sau một cái. Đẩy cửa sắt đã hơi dao động về chỗ cũ, chỉ cần dán lên cánh cửa bên ngoài là được. Vô tâm nhất thời nhíu mày, cách một cánh cửa là đám sắc sống hung tàn. Ai có bản lĩnh chạy ra dán bùa. Chỉ sợ vừa thò đầu ra, đã bị chúng xé xác nhai sống rồi. Nhưng không mạo hiểm cũng không được. Đám xác sống tấn công lại chẳng yếu kém chút nào. Dầu gì đều đã chết. Húc vào cửa sắt cho xương nát thịt tan cũng chẳng màng. Gật đầu với xuất trần tử. Vô tâm quyết định phân công hợp tác với y. Nhất quyết phải hoàn thành việc này. Sau vài câu trao đổi, xuất trần tử cắn đầu lưỡi, liếm máu hòa nước bọt vào mặt sau lá bùa. Giao lá bùa cho vô tâm, y rút luôn khẩu súng lục dắt trong người ra. Vội vàng, cột lại mớ tóc, y hai tay nắm súng, sốc tinh thần. Thân thể vô tâm thoáng thả bớt lực, để một cánh cửa sắt từ từ hở ra. Quay người lại đối mặt với khe cửa, hắn chỉ thấy ngoài cửa tối bưng đều là hình người. Nương ánh đèn hai bên cửa, hắn chỉ thấy một gương mặt xanh mét sắp tới. Mũi ra mũi mắt ra mắt, có vài phần giống người. Không ngờ sau khi phát hiện khe cửa không đủ thò đầu vào, vị xác sống mặt giống người này chợt ngoác miệng, quặm lên cạnh cửa. Vô tâm không dám trì hoãn, từ khe cửa vươn cánh tay trái, bột một tiếng dán lá bùa lên mặt cửa. Mù bàn tay tức thì đau xót, bị cái xác khác cào rách thịt. Vô tâm vội vã rút tay trở về mà xuất trần tử bắt lấy thời cơ nhắm vào khe cửa, bắn tên cắn cửa sắt ngã ngửa ra trước. Liên tiếp bóp cỏ bắt mấy phát, y tuy không thể giết được đám xác chết bên ngoài, nhưng lợi dụng sung lượng của viên đạn, bắn ngã mấy tên đang hăng hái len vào. Vô tâm thu tay về đẩy cửa sắt, dùng hết sức lực đóng cửa lại. Dựa cửa đợi một lát, hắn phát hiện phía bên mình quả nhiên là yên tĩnh, nhưng tình hình bên xuất trần tử không ổn bị đám sắc sống bên ngoài tung đùng đùng. Rõ ràng một lá bùa còn chưa đủ, cần thêm một lá nữa. Xuất trần tử nhân vết thương trên lưỡi còn mới, lấy ra lá bùa khác liếm một cái. Hai người dở lại trò cũ, vô tâm cố ý xoa máu đang dị từ vết thương trên mu bàn tay. Sau đó dưới sự yểm trợ của xuất trần tử, mạo hiểm hé cửa, dán bùa. Quả nhiên, lần này hắn không bị thương, xuất trần tử cũng chẳng thua kém mỗi phát súng chính xác. Mắt thấy xác chết chúng đạn loạn trọng muốn đứng dậy, y cùng vô tâm đồng thời xuất lực, hét lớn một tiếng đẩy cửa sắt, đem hai cánh cửa đóng kín hoàn toàn. Ngoài cửa dần dần im lặng, nhưng cũng không phải thuần túy không có tiếng động. Đám xác sống vẫn cử động tại chỗ, chỉ là không tông vào cửa sắt. Xuất trần tử thở phào một hơi, vô tâm thấy thế cũng bắt trước thở dài theo. Không biết hai lá bùa có thể ngăn cản bao lâu xuất trần tử nhét xuống vào người. Gương mặt không có huyết sắc, nhưng hai mắt sáng. Lên rất nhiều, dường như sau khi trải qua một trận chiến, tinh khí thần đều tăng cao. Vô tâm vác đoàn kiếm, dạo một vòng quanh phòng, đạo trưởng. Chúng ta một đường đi đến đây, cũng không nhìn thấy ngã ba. Chẳng lẽ động ngàn Phật là động một cửa, có vào không ra. Xuất trần tử định thần lại, hiểu ý hắn, theo lý mà nói, hẳn là có lối ra khác. Bằng không hang động sẽ trở thành một cái ngõ cụt. Bên ngoài lại nhốt sắc vào hồn ma. Vô tâm khịt mũi, đạo trưởng. Không khí trong động không có mùi hôi thối. Xuất trần từ gục gặt đầu. Đúng rồi. Chỉ từ một điểm này. Cũng không thể thật sự là đường cùng được. Vô tâm cởi đoàn kiếm. Đưa vỏ kiếm cho xuất trần tử. Hai người chia ra. Nhẹ nhàng gõ vách tường. Muốn thông qua thanh âm tìm ra mật đạo căn phòng đã có diện tích hữu hạn. Sau vài phút hai người đã chạm mặt ngay trước giường La Hán, không thu hoạch được gì. Vô tâm ngồi xổm xuống đất, duỗi đoàn kiếm xuống gầm giường lại gõ, âm thanh vẫn trầm đục. Ngầm mặt nhìn lão đạo trên giường, vô tâm chán nản đặt mông ngồi xuống, đạo trưởng, ông và sư phụ ông ấy mà không giống nhau lắm. Xuất trần tử hoàn toàn không ý kiến, cũng ngồi theo hắn, ta và sư phụ quả thực, không cùng trí thú vô tâm chỉ cửa sắt, ông không muốn luyện ra mấy trò pháp thuật hô phong hoán vũ à. Xuất trần tử nghiêng đầu đi, đưa tay kéo duy băng buộc tóc. Đong đưa mái tóc dài, ta chuyên vẽ bùa. Vô tâm mỉm cười nhìn y, nếu ông có trí học, tôi có thể giới thiệu sư phụ giỏi cho ông. Thái sư thúc tổ của ông. Xuất trần tử bực mình vung tay, không cần nói. Dùng tính mạng người để tu luyện pháp thuật, mới nghĩ thôi đã khiến ta buồn nôn rồi vô tâm lén giấu tay trái ra sau. Bởi vì vết thương trên mu bàn tay đang chậm chậm khép lại, đạo trưởng đúng là người có lòng dạ từ bi nha. Xuất trần tử khẳng khái hất đầu, đương nhiên. Ta giờ có đèn điện có điện thoại, ăn món tây ngồi xe hơi. Bạn bè không phải tổng thống thì là thủ tướng. Đám đốc quân thấy ta đều phải lấy lòng. Dựa vào thân phận địa vị của bản đạo gia, sống thế. Nào cũng là oai phong nở mặt, cần gì phải đi nghiên cứu pháp thuật mặt khác ta rất vệ sinh nhé bảo ta ở trong hang núi canh chừng xác chết ta có mà gói. vô tâm đã sớm nhìn ra xuất trần tử nhập thế quá sâu không giống nhà khởi la giờ nghe y trả lời hắn càng yên tâm mà xuất trần tử xách đèn báo đến bên cạnh lấy ra bí kíp đã nhét trong người trước đó lật xem từng trang lật đến trang cuối y ngẩng đầu đỏ mặt tía tai vỗ bí kíp lên đùi cái này một lúc sao có thể lĩnh ngộ hết chứ vô tâm biết xuất trần tử sống quá thoải mái nhất định vô cùng tiếc mạng sống mắt thấy túi dầu xuất trần tử mang theo đều đặt trên đất hắn túm lại lấy bánh quy ra ăn vừa ăn vừa nói đạo trưởng lệnh tiên sư tự sát hà mấy chục năm trước xuất trần tử đã tự nhận định sư phụ đã chết cho nên bây giờ dù ở cùng phòng với thi thể sư phụ nhưng cũng chẳng hề động tâm có lẽ vậy tiên sư tử chẳng thảm thiết đại khái là để kích thích hồn phách hội tụ, tránh cho tiêu tán. Vô tâm chậm rãi ăn bánh, lại hỏi, vậy hồn phách lệnh tiên sư, giờ ở đâu? Sau khi vào động, suốt trần tử luôn dối bời ruột gan, bấy giờ bị hắn hỏi như vậy, cái này. Vô tâm nói, ngoại trừ trong khóa hồn trận, những nơi còn lại trong động đều rất sạch sẽ, đến cả hồn phách vụn vặt cũng không có. Có thể thấy được pháp thuật của lệnh tiên sư chưa thành, khả năng sau khi chết liền hồn phi phách tán. Xuất trần tử không nói gì, thầm nghĩ sư phụ xem như suối quẩy. Vô tâm nuốt bánh quy, lại xoa vụt bánh trên tay. Đạo trưởng, đứng lên thôi, chúng ta lại tìm tòi xung quanh thử. Tại sao trong phòng không có đến một thứ đồ ăn uống? Lệnh tiên sư lúc ấy đã ích cốc thành tiên ư. Ích cốc thành tiên, sống không cần ăn. Vừa dứt lời, hắn bỗng ý thức mình nói vô nghĩa, mà xuất trần tử nhìn hắn một cái, huyết sắc trên mặt lại nhạt một tầng. Trong phòng mặc dù không có ngũ cốc lương thực, ngoài phòng lại có một đám người sống đợi làm thịt. Sư phụ xuất trần tử nếu muốn lấp đầy bụng, cũng dễ dàng. Xuất trần tử muốn bay luôn hồn phách, không ngờ. Từ thái sư thúc tổ đến sư phụ, liên tiếp khiến y mũi mặt. Mặt xám mày cho đứng lên, y không dám nói bậy. Vừa sửa sang tóc tai vừa đi đến trước kệ sách lật hết sách trên kệ. Cuối cùng tìm được một quyển sách mỏng. Mở ra chính là một tờ bản đồ. Xem lướt qua bản đồ, y bỗng vui mừng kinh ngạc kêu lên. Vô tâm, cậu đến xem. Đây có phải một lối đi bí mật hay không? Vô tâm vội vàng đứng dậy đi tới. Xuất trần từ cúi người trải bản đồ ra đất. Chỉ lên một điểm, hai bên vẽ hai người. Có thể chính là hai tượng Bồ Tát ở cửa đồng. Đúng không? Vô tâm gật đầu, sau đó từ cửa động nhìn lên trước bản đồ vẽ rất giản lược nhưng rõ ràng dễ hiểu điểm cuối trên bản đồ rõ ràng đánh dấu ký hiệu cửa sắt trên cửa sắt vẽ một hình vuông xem ra là chỉ căn phòng đá này căn phòng đá hình như là điểm cuối của động ngàn phật nhưng nhìn kỹ lại trên vách tường đối diện cửa sắt lại dùng đường nét đứt vẽ một cánh cửa nhỏ hai người cùng ngẩng đầu nhìn phát hiện nếu có cửa thật tất nhiên sẽ ở phía sau giường la hán khung giường cao, hơn nữa kể sát tường. Vừa rồi quả nhiên bị bọn họ xem nhẹ. Trong lòng hai người có ánh sáng, cúi đầu nhìn bản đồ, cũng lập tức hoa mắt. Thì ra phía sau cánh cửa nhỏ được vẽ bằng nét đất đó. Tuy rằng cũng vẽ vài nét đất tỏ vẻ là có lối ra. Nhưng trang giấy có hạn, lối đi cũng chỉ kéo dài đến mép bản đồ. Sau khi tiến vào cánh cửa đó là sống hay chết, dĩ nhiên là chưa biết được xuất trần tử cố kỳ mặt mũi sư phụ, cố nén không chửi ầm lên. Vì thế vô tâm lặng lẽ mấp máy môi, mắng thay y. Kẻ vẽ bản đồ này thật sự đáng hận. Hiển nhiên là trước khi hạ bút căn bản không cân nhắc đến bố cục, vẽ đến cuối cùng không còn chỗ để vẽ, liền xem như xong. Vô tâm nuôi một tia hy vọng, hỏi xuất trần tử, có khi nào còn một tờ bản đồ khác? Xuất trần tử chề cái mỏ dài như cá heo, Tính cách tiên sư ta rất hiểu. Sư nay là nhìn đầu không nhìn đuôi, lại không có kiên nhẫn. Chuyện bỏ giờ nửa chừng này làm nhiều rồi. Vô tâm quay đầu nhìn lão đạo trên giường la hán. Nhù bụng hiểu thầy không? Ai bằng trò? Xem những gì lão làm, cũng đúng là không đâu vào đâu. Thở gần với xuất trần từ một hơi. Hắn xoay người đi đến giường la hán. Đạo trưởng, chúng ta rời cái giường xem trước đã. Nếu quả thật có cửa ngầm, tính sau, xuất trần tử vội đuổi theo. Vừa đi vừa đưa tay sờ soạn trên người. Xác định bùa còn, bí kíp còn, súng lục cũng còn. Thấy vậy, vô tâm cũng tra kiếm vào vỏ vác sau lưng. Lại nhấc vải dầu và đèn báo lên đặt vào một góc. Xuất trần tử mặc dù đầy bụng oán hận với sư phụ. Nhưng sư phụ dù sao cũng là sư phụ. Không dám khinh mạng. Vô tâm biết cố kỵ của y. Cho nên tự mình động thủ đầu tiên là cẩn thận ôm lão đạo đặt xuống đất sau đó mới cùng xuất trần tử tấn công hai mặt dùng hết sức xê dịch giường la hán giường la hán tuy nặng nhưng dù sao cũng bằng gỗ sẽ không nặng đến mức không dịch được xuất trần tử hàng năm sống an nhàn sung sướng đến lúc làm thật mới nhìn ra ngày thường y bảo dưỡng đều không phải công cốc vô tâm vậy mà sức kém hơn một chút cũng may biết vận đúng lực loạn trọa cũng không gây cản trở hai người liều chết liều sống rời giường la hán ra vách tường phía sau hiện ra quả nhiên chỗ cao nửa người có một cánh cửa nhỏ bằng sắt khóa chặt cửa sắt hình vuông kích cỡ tương tự một bàn cờ lớn nhìn kiểu gì cũng thấy là không làm cho con người đi trên cửa treo cái khóa nhỏ bằng đồng thau là loại ổ khóa cũ hiển nhiên không thành vấn đề vô tâm đi trước đến trước cửa cuối người thò tay sờ khóa thử kéo hai cái hắn xoay người hỏi xuất trần tử đạo trưởng biết mở khóa không xuất trần tử quắc mắt chừng hắn ta không phải kẻ trộm làm sao biết mở nói đoạn y từ túi áo lấy ra một cây tăm sắp tới định trọt vào lỗ khóa vô tâm thấy thế dặn đạo trưởng ông làm trước đi tôi tìm xung quanh xem có thấy cái chìa nào không sau đó hắn đứng dậy tìm một vòng đến cả đạo bảo của lão đạo cũng vén lên nhưng ngay cả cọng lông chìa khóa cũng không tìm được. Xuất trần tử bỗng úi một tiếng, mặt như mướp đắng quay đầu báo vô tâm, tầm gãy. Trong ổ khóa rồi, nếu văn đã không được, đành phải động võ. Bởi vì không biết phía sau cửa rốt cuộc là tình hình gì, cho nên xuất trần tử dán một lá bùa lên khe cửa trước. Sau đó nhường chỗ cho vô tâm. Vô tâm rút đoàn kiếm, bắt đầu thử chém khóa. Sau khi chém thử vài cái định vị xong, vung đoàn kiếm chém mạnh. Kem một tiếng, tia lửa bắn khắp nơi, cái khóa đồng rơi xuống. Vô tâm không dám tùy tiện mở cửa, nhắm mắt lại tới gần khe cửa. Hắn yên lặng chờ một lúc lâu, không cảm thấy có không khí dị thường, mới đưa mũi kiếm cắm vào khe cửa, nhẹ bẩy ra. Cửa sắt mang theo lá bùa lập tức mở ra, bản lề hơi dị xét, phát ra tiếng ken két chói tai. Vô tâm dẫn đầu nhòm vào trong xuất trần tử cũng chạy tới nhòm theo. Dây tiếp theo, hai người quay đầu đối diện, hai mặt nhìn nhau chố cả mắt. Thì ra phía sau cửa sắt nhỏ chỉ có không gian dài hơn một thước, phía cuối không gian lại là vách đá. Chương 53, phá tường thông đê o tâm dương miệng, tháo đoạn kiếm với vào trong cửa sắt, khẽ trọt vào vách đá. Xuất trần tử khom lưng đứng bên cạnh, chẳng những cũng dương miệng, mà còn lộ cả cái lưỡi bị thương. Sau khi trọt vài cái, vô tâm quay đầu nói, đạo trưởng, là đã tảng thật. Xuất trần tử chớp chớp mắt, làm như nghe không hiểu, à. Vô tâm tăng thêm lực, trọt vách đá mạnh hơn. Âm thanh keng keng bịch bịch truyền đến. Vô tâm tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe. Hắn mở miệng, đạo trưởng, ông nghe ra vấn đề không? Xuất trần tử lắc lắc đầu, ta, ta không nghe ra cậu gõ lại vài cái vô tâm thò cả đầu vào trong chỉ nghe thanh âm dường như phía sau vách tường còn có không gian nhưng vô luận thế nào vách tường nhất định rất dày hắn rút đầu về lại với tay vào cẩn thận sửa soạn phát hiện bốn phía vách tường hình như có khe hở hẳn là có đường sống hắn quay qua nói với xuất trần tử đạo trưởng ông có thể nổ súng bắn vỡ vách tường bên trong không xuất trần tử đẩy hắn ra cúi người nhìn vào trong quan sát độ dày, lại duỗi tay vào đẩy thử vách tường. Cuối cùng đứng dậy lắp. Đầu, không được, rất nguy hiểm. Viên đạn chưa chắc có thể xuyên qua vách tường, ngược lại rất dễ khiến đạn này ra bắn trúng người. Vô tâm toan nói, không ngờ phía sau bỗng nhiên có động tĩnh. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện tiếng động đến từ ngoài cửa lớn, làm như có sắc sống lại muốn tông cửa. Vô tâm nóng vội, đạo trưởng, không được sao xuất trần tử túa mồ hôi lạnh người dạy ta bắn là quan thi vệ phủ tổng thống lúc đó gã nói rất rõ viên đạn một khi nảy lên đà không chừng sẽ gây tổn thương cho người ở phương hướng nào đó khó lòng phòng bị à ngoài cửa sắt lớn truyền đến một tiếng đùng hình như lại có thứ gì đó húc lên cửa vô tâm vội xoay người bổ nhào đến trước cửa lớn dùng lưng chặn khe cửa đồng thời trong lòng nhá lên đột nhiên có chủ ý vẫy xuất trần tử hắn gọi đối phương đến gần sau đó hỏi ông có cách nào có thể che lại dương khí của mình không ngôn tình nữ phú xuất trần tử suy nghĩ trong chớp mắt ta chỉ có thể phong bế lại hồn phách chính mình có thể nín thở hai phút vô tâm gật đầu tốt đủ đợi chút nữa chúng ta thả vào một tên sắc sống bọn chúng khỏe để chúng đánh vỡ vách tường cho ta một sợi tóc dài rơi xuống che khuất ánh mắt suất trần tử làm kiểu gì vô tâm chừng hai mắt đi đem máu của ông bôi lên vách tường trong cửa nhỏ bôi nhiều một chút suất trần tử nhìn vô tâm chỉ thấy trong mắt hắn bỗng trở nên vừa đen vừa sáng trong hốc mắt hơi lóm lập loè sáng nhưng là kiểu lập loè bất định quỷ quái vỗ đầu hiểu ra y vội chạy đến trước cửa sắt nhỏ sắn ống tay áo lộ ra cánh tay trắng như tuyết y dùng dao nhỏ nhẹ cứa lên da nhịn đau nặn máu tươi bôi lên vách tường máu của người sống dĩ nhiên mang theo hơi người sống đến khi miệng vết thương bị y nắn vừa đỏ vừa tím y còn chưa thỏa mãn cúi người phun hai ngụm nước miếng vào trong động buông tay áo quay sang vô tâm y mở miệng hỏi sau đó thì sao vô tâm nâng tay nhẹ nhàng vỗ mi tâm mình ông chuẩn bị đi đứng bên cạnh tôi xuất trần tử vừa mò bùa vừa bước nhanh đến hắn còn cậu thì sao vô tâm khoát tay áo không cần lo cho tôi bây giờ tôi sẽ thả xác sống vào xác sống vừa vào cửa ông nín thở ngay lập tức biết chưa xuất trần tử dán lại lá bùa vàng lên trán sau đó đứng một góc bên cạnh ngón tay vô tâm mỏ đến khe cửa từ từ mở một cánh cửa ra xác sống bên ngoài tuy sợ bùa chú không dám xông vào nhưng khe cửa vừa mở rộng bên trong rõ ràng có hơi thở người sống. Chúng theo bản năng xông vào khe cửa. Vô tâm động tác linh hoạt, chỉ cho một tên xác sống nam dáng người tầm tầm tiến vào. Tên xác sống vừa vào, hắn liền ra sức đóng cửa sắt. Xuất trần tử thấy nó vào thật, tức thì ngừng thở không nhúc nhích. Tên xác sống đi lòng vòng một chỗ, chán vào mắt xem như đầy đủ, từ mũi trở xuống giống như bị axit ăn mòn, da thịt rách bươm, hai hàng răng dao thao lộ ra tận gốc, ngay cả môi đều không có tên xác sống vốn không biết suy nghĩ hoàn toàn bị hồn ma nhập vào chi phối nếu hồn ma đầy đủ thì không nói nhưng hồn phách trong khóa hồn trận vốn luận sộn rối rắm nay nhập đại vào xác chết không có trí tuệ tất cả đều dựa vào luồng lệ khí đuổi theo giết vật còn sống vô tâm chậm rãi lui về sau chắn trước người xuất trần tử mà tên xác sống rốt cục tìm được mục tiêu lê hai chân về phía cái động nhỏ hình vuông. Trong động bôi máu người còn mới, đối với nó mà nói, chính là một loại kích thích. Lào đảo đi đến trước động cuối người, nó với hai tay vào động, ra sức cào vách từng dính máu. Xuất trần tử không dám phân tâm xem thêm, tập trung điều khiển hơi thở, muốn duy trì thêm một lúc. Mà vô tâm nghe trong động truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ. Sau một lúc, xác sống bắt đầu thò đầu chui vào trong nhưng bà vai rộng bị kẹt tại cửa động. Vô tâm chỉ thấy vai của nó dần dần biến hình. Chính là nó không biết đau đớn, mạnh mẽ chui vào. Sau một chàng tiếng vang trầm đục liên tục, vai của tên xác sống càng xâm nhập vào. Đồng thời từ trong khe hở của cửa động tràn ra óc thịt, hiển nhiên tên xác sống đã tự tông bể đầu mình. Suốt trần tử lúc này, không thể nhịn được nữa, đưa tay chụp vai vô tâm. Vô tâm không quay đầu, trực tiếp chỉ tên xác sống, đạo trưởng, đi chấn trụ nó. Xử lý một tên xác sống đối với xuất trần tử mà nói, không thành vấn đề. Y thở hồn hền tiến lên, dán một lá bùa lên mông nó. Xác sống liền bất động, vô tâm thấy rõ ràng. Một cục ánh sáng lộn xộn hội tụ lại trên xác sống, rồi mờ nhạt dần. Chính là hồn phách đã bị chấn áp. Trong lúc xuất trần tử lo thở dốc, vô tâm túm chân tên xác sống ra nó đúng là đã dốc hết sức vai và tay đều nát xuất trần tử sợ bẩn không chịu tiến lên vì thế vô tâm sắn tay áo vừa dọn mớ thịt vụn xương gãy ra ngoài vừa đẩy vách tường phía cuối rốt cuộc phát hiện vách tường nghiêng ra một bên đã có khe hở rộng chừng nửa ngón tay ném tên xác sống tới bên cạnh sư phụ xuất trần tử vô tâm cho xuất trần tử xem tình hình trong động còn nói yên tâm không có máu xương cốt và thịt thả đều được ta nhặt ra rồi xuất trần tử nghe hắn an ủi thiếu chút nữa nôn sạch bánh quy trong bụng sau đó tỏ vẻ tuyệt đối không xem vô tâm hết cách đành phải tiếp tục tự mình nghiên cứu lại đem đoàn kiếm luồn khe hở cậy ra vách tường chặn cửa động trước mắt xem ra đúng là đá phiến thật có lẽ khá dày cho nên chỉ với một mình vô tâm thật sự khó có thể xê dịch vô tâm tiếc đoàn kiếm của xuất trần tử sợ hư kiếm. Cho nên thử xong rút kiếm ra, mở miệng nói, còn phải thả thêm một tên nữa. Nếu không dựa vào thân thể người phàm của chúng ta, thật sự là không thông đường được. Xuất trần tử nhắm mắt hít sâu một hơi, được, vậy thả một tên nữa. Vô tâm dở lại trò cũ, mạo hiểm thả vào một xác sống nữ. Nó quy đầu xông vào, sau khi xông vào đối mặt với vô tâm, mới phát hiện gương mặt đối phương trắng toát. Trên mặt có ba lỗ thùng, xem ra là người quen xuất trần tử vừa bôi máu trong động lúc này đang đứng thẳng tắp ở trong góc giả chết trên người vô tâm căn bản không có hơi người vì thế xác sống tìm theo máu tươi noi theo sắc sống nam trước đi thẳng đến trước cửa động sắc sống nữ này vai nhỏ chui đầu vào va chạm một lúc đùng đùng mãi đến khi xuất trần tử nhấn một lá bùa lên mông nó nó đã nát bét từ đầu đến ngực hoàn toàn không thể thu thập không biết tại sao trong xác chết đều không có tụ máu. Ngược lại cũng dễ dọn dẹp. Vô tâm thò một cánh tay vào giò xét. Sắc mặt vui mừng. Thì ra tảng đá đã, đã xê xích lớn. Đủ để chứa một cái đầu thông qua. Bảo xuất trần tử sách đèn báo tới. Hắn định tự mình đi xem thử phong cảnh sau vách tường. Cuối người đưa đèn báo vào trong động trước. Hắn chen từng chút một từ cánh tay đến đầu. Từ đầu đến bả vai. Nhích từng chút chen vào trong xuất trần tử căng thẳng siết nắm tay đứng một bên mắt thấy vai của hắn đã chen vào được bèn không nhịn được lên tiếng hỏi thấy gì vậy giọng vô tâm nghe rất xa xôi là một tiếng qua ồm ồm xuất trần tử nghe giọng hắn khác thường vội vàng chuẩn bị bùa nắm trong tay làm sao vậy vô tâm la quang quắc như quả đen qua, phân xuất trần tử nghe không rõ thắc mắc cái gì chết vô tâm chen đầu chen chân lui ra, ngẩng đầu nói với suất trần tử, không phải chết, là phân. Chết và phân đồng âm hắn trò cử động, bên ngoài phía dưới xây bệ đá, trên bệ đặt một giấy bô, trong bô toàn là phân cả. Suất trần tử khó tin nhìn vô tâm, tại sao có bô và phân? Cậu nhìn kỹ chưa? Vô tâm vốn là cái tên không thèm kiêng kỵ, nhưng giờ phút này nhớ lại những thứ vừa chứng kiến còn có chút buồn nôn không tin ông đi ngửi thử. Xuất trần tử gấp đến độ vung tay áo, biến. Cậu nói đúng thì đúng đi. Nhưng mà ngoài bô vào phân, còn có gì khác không? Vô tâm chỉ cử động, tôi nói này đạo trưởng. Trong đó khéo là nhà sĩ của sư phụ ông cũng nên. Xuất trần tử sắp bị hắn chất vấn đến muốn khóc rồi. Giang hai tay hỏi ngược lại, nhà sĩ mà phải xây thêm một vách tường một cái cửa sắt sao? Y nóng ruột, vô tâm cũng không kiên nhẫn, lệnh tiên sư xưa nay ngoài dự tính của người khác. Chuyện gì mà làm không được. Xuất trần tử mở miệng toan phản bác, bỗng nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Hai cánh cửa sắt bỗng mở. Toang! Mắt thấy một đám sắc sống giữ tận chen trúc sông vào. Qua dây lát khủng hoảng, xuất trần tử dũng cảm chắn trước người vô tâm. Tay phải vung ra trước. Lần thứ ba xuất ra cờ lệnh. Đồng thời y vung tay trái đẩy vô tâm, vào động. Chạy mau vừa dứt lời, y ném cờ lệnh xuống, cột cờ nhỏ thế mà đứng thẳng trên đất. Ngay sau đó dương tay quăng một sấp bùa, y đứng dưới cơn mưa lá bùa, vụng về mà kết thủ ấn, lâm binh đấu giả. Tất cả hàng trận tiến lên. Trong căn phòng đá u ám, lá bùa màu trắng bay phất phới, đám sắc sống như bị dính phép định thân, đồng loạt cứng đờ. Cùng lúc đó, vô tâm hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đầy tảng đá trong động nhích ra vài phân, đủ cho hắn nghiêng người chui ra. Vươn tay nhấc cái bô ném đại vào trong bóng đêm vô tận hai bên. Hắn mạo hiểm leo ra đứng trên bệ đá. Sau đó la với vào trong, đạo trưởng, mau lên. Xuất trần tử bỏ phí đạo thuật từ lâu. Bây giờ chấn trụ đám xác sống, mệt muốn tẻ ra quần. Nghe vô tâm gọi, y bất chấp tất cả, xoay người chui vào động. Y là người cao to, theo lý mà nói bất kể thế nào không có khả năng chui qua được cái lỗ nhỏ như thế. Nhưng con người đối mặt với sinh tử thường có thể làm được những việc không thể. Y rụt vai cong lưng chen vào trong, thế mà chui ra được. Vô Tâm đã đá bay mấy cái bô, lối ra rộng mở hơn nhiều. Bấy giờ ôm lấy y, không nói lời nào kéo mạnh ra ngoài. Chương 54: Đạo trưởng sợ vai bẻ đá diện tích có hạn. Sau khi Vô Tâm kéo suất Trần Tử ra, hai người hú hồn hú vía đã có đất đặt chân. Xuất trần tử duỗi tay vào động, dán bùa lên bốn vách tường, muốn bố trí một đạo trận pháp ngăn chặn xác sống. Mà vô tâm nhìn quanh quất, chỉ thấy một mảnh hư không mờ mịt, ánh sáng hát ra từ trong động bị bóng tối vô tận nuốt trường. Đến lúc này, con mắt không còn tác dụng nữa. Hắn đứng vững, bắt đầu đưa tay mò mẫm xung quanh. Cửa động vuông vắn có khung, tựa tựa như cửa sổ vô tâm sờ lên, phát hiện trên cửa sổ là một sườn đá nghiêng. Sườn đá tuy rất dốc, nhưng đá nhô lên lầm chởm, có chỗ để bám tay đặt chân. Còn sườn, đá cao bao nhiêu, thông đến đâu thì đoán không ra. Chậm rãi cuối người ngồi xổm hắn cẩn thận duỗi chân xuống dưới. Chân duỗi đến hết cỡ vẫn không chạm xuống được. Bỗng nhớ cách đó không xa còn có mấy cái bô. Hắn nhỏ giọng nói suốt trần tử, đạo trưởng ông đá một cái bô xuống. Tôi muốn nghe thử độ cao. Xuất trần tử hiểu ý, lập tức đá xéo một cước. Cái bô vốn chứa đầy phân, rơi xuống rất có lực, mang theo tiếng gió rơi nhanh xuống. Vô tâm nghiêng tai lắng nghe một lúc lâu, cuối cùng không nghe thấy tiếng bô rơi vỡ. Hắn nghe, xuất trần tử cũng nghe. Nghe đến cuối cùng hai người túa mồ hôi lạnh. Trong động truyền ra động tĩnh, là đám xác chết trong phòng đã bắt đầu dục dịch rất nhanh sẽ phá trận pháp thứ nhất. Vô tâm biết mình không còn thời gian lưỡng lự. Dứt khoát mở miệng hỏi, đạo trưởng, ông có thể thấy tôi hay không? Xuất trần tử đứng kề sát cửa động, bởi vì biết bãi đá bên dưới sâu không thấy đáy, nên hoảng sợ có chút nhúng chân, thấy không rõ lắm. Vô tâm vươn tay bám một khối đá nhô lên ở phía trên, không thấy rõ cũng không sao. Bỏ theo thanh âm của tôi. Nếu trong động đã không đi được, thì chúng ta tìm đường khác vừa dứt lời, hắn nhấc chân đạp lên mép cửa động, thật sự bò lên trên. Xuất trần tử đã lâm vào đường cùng, cũng không còn cách nào. Ngửa đầu thấy gió động tác của vô tâm, y vội bắt trước bò lên theo. Bò chưa được bao xa, ánh sáng từ cửa động đã hoàn toàn biến mất. Hai người triệt để rơi vào bóng tối. Cách một chốc vô tâm thốt một tiếng. Xuất trần tử theo sát phía sau nghe thấy được, cũng vội đáp lại hai người như chim một kêu một đáp, toàn dựa vào âm thanh mà xác nhận vị trí đối phương. Bỏ một lúc lâu, sườn đá dần bớt dốc, hai người như thần giao cách cảm đồng thời ngừng lại. Vô tâm ngồi dậy duỗi tay xuống dưới, sờ soạn túm xuất trần tử đến bên cạnh, nghỉ ngơi một chút đi, phía trước không biết còn bao nhiêu đường. Xuất trần tử không nói gì, ngồi xếp bằng điều khí. Vô tâm biết y kỳ thật cũng có chút công phu, cho nên cũng không quấy dày cuối cùng. Xuất trần tử thở ra một hơi thật dài. Cảm giác thể lực khôi phục đáng kể. Từ trong lòng lấy ra hộp diêm. Tiếc quá, túi của ta rơi trong phòng đá rồi. Vô tâm, cậu có đói bụng không? Vô tâm chuẩn bị sẵn. Trước khi xuất phát đã ních đầy lương khô trong bụng. Cho nên lúc này lắc đầu, tôi vẫn chưa đói. Đạo trưởng thì sao? Xuất trần tử than một tiếng, ta hơi đói. Nhưng lại không có khẩu vị chỉ muốn uống một chén nước ô mai ướp lạnh. Vô tâm âm thầm nở nụ cười, không nói tiếp. Sợ xuất trần tử càng nói càng khát, ngược lại chịu tội. Xuất trần tử lại sờ tảng đá dưới thân nói, bên dưới tảng đá. Hẳn là động ngàn Phật chúng ta đã đi qua nhỉ. Vô tâm suy tư đáp, có lẽ vậy. Xuất trần tử rút ra một que diêm, thiên hạ rộng lớn. Không thiếu những cái lạ. Hôm nay ta xem như mở mang tầm mắt chỉ là trong đó có rất nhiều chỗ không hợp lý. Ví dụ như, vô tâm vỗ y cái bộp, ví dụ như sư phụ ông đặt một dãy bô ngoài động. Lẽ nào ngoài động thật sự là nhà sĩ của lão? Xuất trần tử nắm cây diêm, suy đi nghĩ lại, cuối cùng kết luận, cũng có thể, để bô bên ngoài. Quả thực giống như đổ phân vào vực sâu vạn trượng vậy, tuyệt đối sẽ không có mùi lạ gây khó chịu. Vô tâm phát hiện tư tưởng của xuất trần tử khác xa người thường, chẳng lẽ lệnh tiên sư chưa hề tìm hiểu tình hình ngoài động xuất trần tử thản nhiên đáp tiên sư vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng hơn nữa vào động là vì nguyện vọng tinh tiến chưa chắc sẽ có dỗi hơi leo ra du sơn ngoạn thủy vô tâm lại hỏi một khi đã như vậy vì sao cuối cùng lại niêm phong cửa động xuất trần tử qua một phen thận trọng suy nghĩ cuối cùng đáp có hai loại khả năng thứ nhất tiên sư tu luyện thành công đã không cần ẩm thực. Thứ hai, không đợi y nói hết, vô tâm tiếp lời, hoặc là sợ thứ bên trong thoát ra ngoài, hoặc là sợ thứ bên ngoài lọt vào trong. Xuất trần tử đùa nghịch que diêm trong tay, dù y và vô tâm nghĩ giống nhau, nhưng nghe vô tâm nói ra miệng, không khỏi bất an trong lòng, trong động là ma quỷ xác chết, ngoài động sẽ, có cái gì? Vô tâm trầm mặc không nói gì. Xuất trần tử ngồi lâu trong bóng đêm. Cảm giác có chút bức bối khó thở. Không kìm được đốt một cây diêm. Ngọn lửa xoẹt một tiếng sáng lên. Vô tâm bỗng run rẩy, Thình lình dương mắt nhìn về phía xuất trần tử. Xuất trần tử đã sớm nhìn hắn quen rồi. Nhưng bấy giờ cũng chấn động. Bởi vì y phát hiện con mắt đen lớn của hắn chốc sáng chốc tối mà đào loạn. Không phải dáng vẻ một người bình thường nên có. Mà vô tâm nhìn thẳng y, đồng thời cảm giác dưới sườn đá có tiếng sột soạt hoặc có hoặc không nhưng nói tóm lại hắn cảm giác được động tĩnh hắn biết bản thân không có hơi thở con người có tư cách làm con mồi chỉ có mình xuất trần tử nếu xác sống trong phòng đá có thể phá trận pháp chui ra nhanh như vậy thì khả năng không lớn nếu không phải là xác sống kẻ tới có thể là ai vì sao mà đến thì linh thổi tắt ngọn lửa vô tâm gấp gáp nói tức thì nhòi người nhanh chóng bò lên sườn dốc. Xuất trần tử ù ù cạc cạc, nhưng không kịp hỏi nhiều, lập tức bò theo hắn. Thế dốc ngày càng thoai thoải, hai người bò không xa lắm là có thể đứng dậy chạy về trước. Vô tâm nắm tay xuất trần tử, không hề quay đầu lại mà tăng tốc. Xuất trần tử điều chỉnh hơi thở, rốt cục mở miệng hỏi nói, sao vậy? Vô tâm không quay đầu lại đáp, đằng sau có gì đó xuất trần tử lập tức với tay vào người lấy bùa không ngờ cẳng chân bỗng bị kẹp một cái y chỉ mặc một cái quần bông mỏng không thể chống đỡ giữa tình thế luống cuống kinh hoàng vô tâm đột nhiên cúi người không biết làm động tác gì xuất trần tử liền cảm giác chân được giải thoát đồng thời nghe thấy vô tâm kem một tiếng rút ra đoàn kiếm trên lưng tảng đá dưới chân lập tức tóe lửa y mang máng thấy vô tâm đang cúi người hung tợn chém thứ gì đó sau vài nhát chém, một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy y, đạo trưởng chuẩn bị súng đi, đuổi theo đằng sau là vật còn sống. Xuất trần tử một phen rút hộp đạn bên hông ra, vật sống nào, cho nó xem thử kỹ thuật bắn súng của bồn đạo gia. Lời còn chưa dứt, y bị vô tâm túm cho loạn choạng, đừng khoác lác nữa, đi mau. Sau khi học được bắn súng, xuất trần tử mua rất nhiều súng ống cao cấp ngoại quốc, cách dăm ba bữa là là đi săn thú trong núi Thanh Vân. Cho nên nghe nói đuổi theo sau là vật còn sống. Trong bụng lại chắc mầm, nghĩ vật sống còn dễ đối phó hơn ma quỷ. Xài bước đuổi theo vô tâm, y thản nhiên chạy, vô tâm, cẩn thận dưới chân. Có cần ta đốt cây diêm chiếu sáng cho cậu không? Vô tâm chạy hối hả, không để ý đến y. Mà y thấy đằng sau cũng không có truy binh. Bèn cắm súng vào hông, trực tiếp lấy ra một cây diêm quẹt lên người. Ngọn lửa nổi lên, y toan mở miệng, không ngờ thấy một cái bóng đen xẹt qua đầu. Đồng thời vô tâm tung người nhảy lên, đánh thốc cho bóng đen kia bổ nhào. Que diêm là loại diêm cán dài dùng để đốt xì gà, xem như đốt được lâu. Xuất trần tử che chút lửa ít hỏi chạy lên, chỉ thấy vô tâm một tay nhấn trên đất, một tay vung đoàn kiếm. Xuất trần tử nương ánh lửa cúi người nhìn kỹ, tức khắc dùng mình y rốt cục thấy rõ vật sống dưới tay vô tâm nó không lớn lắm dài hơn hai thước trông giống thằn lằn nhưng toàn thân trắng xám chân tuột từ đầu đến đuôi không có mắt mũi ngoác cái miệng lớn kinh người miệng đầy răng nanh sắc nhọn còn quái vật quấy đạp dưới tay vô tâm không ngừng ngoác cái miệng rộng cắn ra trước trong nháy mắt trước khi ngọn lửa tắt phụt đã chiếu rõ rành rành thứ nước bọt đặc quánh đỏ như máu trong miệng con quái vật. Xuất trần tử nhìn mà khiếp vía. Tảng đã lại bắn lên tia lửa, là vô tâm một hơi chém mạnh con quái vật. Con quái vật này răng sắc nhọn, thân thể không có vầy, da vừa dày vừa trơn mềm. Không thể giết bằng tay không. Dao sắc thì có thể lấy mạng nó. Vô tâm xem chừng mình đã chém nát đầu nó. Bèn đứng dậy dẫn xuất trần tử tiếp tục chạy xuất trần tử chân dài, lại bị quái vật làm cho kinh sợ. Khí vận đan điền chạy như cưới mây đạp gió. Vừa chạy vừa có dư hơi hỏi, con gì vậy? Tại sao muốn đuổi theo chúng ta? Vô tâm vừa định nói quái vật theo ánh sáng mà đến. Nhưng, nghĩ lại thì thấy không đúng. Bởi vì bên cạnh mình và xuất trần tử cũng không có ánh sáng từ trước. Bỗng nhiên nhớ tới hành động trước đó của xuất trần tử. Hắn tỉnh ngộ đáp là máu. Đạo trưởng, trên người ông có vết thương quái vật đuổi theo mùi máu tươi sở dĩ sư phụ ông đóng kín nhà xí xem ra là vì xác chết trong động có mùi máu tanh dẫn tới quái vật xuất trần tử hú lên quái dị a à, vậy chúng ta làm sao bây giờ vô tâm chạy nhanh hơn chạy song song cùng xuất trần tử hai cách một là để quái vật ăn luôn ông xuất trần tử đáp ngay cút mẹ cậu đi cách thứ hai vô tâm do chạy quá nhanh, thể lực không đủ phân phối, cho nên giọng cũng đổi, trốn. Vừa dứt lời, hai người nắm tay, nhằm phía trước chạy nhanh như chớp. Xuất trần tử hai mắt tối thui, hoàn toàn không phân biệt phương hướng. Vô tâm còn có thể cảm giác hoàn cảnh quanh mình, nhưng đường xá gập ghềnh, đành nghiêng ngả lào đảo chạy thẳng mà thôi. Chạy được một lúc, hơi thở xuất trần tử bắt đầu rối loạn, vô tâm biết y chỉ giỏi sức bật lúc dịch giường la hán thì giỏi nhưng bôn ba lâu dài thì có chút không cầm cự nổi bỗng kéo xuất trần tử rẽ vào một khúc ngoặt hắn ấn vai xuất trần tử nói ngồi xổm xuống lui ra sau xuất trần tử đặt mông ngồi xuống trượt ra sau vừa vặn lọt vào một cái hang đá một mặt không biết vì sao một tảng đá lớn lại bị hõm vào vừa khéo trở thành cái hềm trú ẩn thiên nhiên chứa được một người to con hoặc là hai người gầy xuất trần tử bó gối ngồi vào cúi đầu cố gắng điều chỉnh hơi thở mà vô tâm nằm úp sấp xuống bên cạnh tảng đá lớn bỗng vung kiếm chém hắn chặt đứt nụ hôn dài của con quái vật đứng dậy lại chém liên tiếp mấy nhát hắn không biết quái vật có ăn thịt đồng loại hay không nhưng mặc kệ có hay không hắn cũng không có cách nào dọn dẹp mớ xác thịt máu me của con quái vật đầy đất được chen chân vào trong hang đã đạp xuất trần tử vô tâm nhỏ giọng hỏi đạo trưởng nghỉ xong chưa xuất trần tử ngầm đầu bất mãn hỏi vô tâm cậu nói chúng ta còn phải chạy bao xa mới có thể thấy mặt trời vô tâm cũng mệt mỏi cho nên lười an ủi y không biết xuất trần tử đấm chân tay ngữ khí u oán lại hỏi ta cảm thấy chúng ta đã chạy rất xa tại sao vẫn không đến điểm cuối như vô biên vô hạn vậy vô tâm nghe trong lời y đã có sức lực bèn đứng dậy lôi kéo y đạo trưởng, đi thôi. Không có con đường vô tận, chỉ là chúng ta chưa thấy lối ra mà thôi. Xuất trần tử sốc tinh thần chui khỏi hang đá, nhưng người mù đi theo vô tâm tiếp tục tiến lên trước. Đi chưa được vài bước, y bỗng cảm giác dưới chân hẫng hét lớn rơi xuống. Mà vô tâm bất ngờ không kịp phòng bị, chúi người cũng ngã theo. Hai người một trước một sau chạm đất, hoàn toàn ngã lăn trên phiến đá lạnh cứng xuất trần tử bị cấn xương cụt, đau đến chảy nước mắt. Vô tâm nhỏ người ngồi dậy, đưa tay mò lên trước, bỗng chạm được một cánh tay khác. Cánh tay kia, lạnh ngắt cứng đờ, được chạm từ đá, ngón tay tinh tế gấp khúc, trông rất sống động. Vô tâm sờ soạn dọc theo cánh tay đá, cuối cùng từ cánh tay đến bảo vai, từ vai đến đầu. Hắn cảm giác mình đụng phải một pho tượng. Đạo trưởng, hắn nhỏ giọng kêu hình như chúng ta rớt trở lại động ngàn Phật rồi. Xuất Trần Tử vừa vui vừa sợ, hấp tấp bò dậy, đồng thời từ trong túi lấy ra một que diêm dài. Đương lúc cầm que diêm định quẹt, y bỗng cảm giác bên hông siết chặt, hình như có thứ gì đó ôm lấy y. Chương 55. Núi vàng Xuất Trần Tử thình lình bị ôm, không khỏi sợ nhảy dựng, thuận thế quẹt cây diêm lên lưng vô tâm, y cúi đầu nhìn, nhất thời thét lên một gương mặt nhỏ máu thịt lẫn lộn ngẩng đầu đối diện y. Trong quần áo thì chính là đứa bé được phát hiện trong hang động đầu tiên. Thằng bé hiển nhiên đã biến thành xác sống. Trên gương mặt mất ra có thể thấy được từng lớp cơ thịt đỏ tươi. Mí mắt bị kéo rớt. Hai con ngươi lồi già. Nó ngoác miệng, trồm lên định cắn xuất trần tử. Không chờ xuất trần tử có phản ứng. Trước mắt chợt lóe lên ánh sắc nhọn, là vô tâm vung một kiếm chém dứt đầu nó thằng bé không có đầu, nhưng hai tay vẫn siết chặt xuất trần tử. Xuất trần tử sợ đao kiếm không có mắt khiến mình bị thương. Vội đánh ra một lá bùa ngay chính giữa cái cổ nó. Nó lập tức cứng ngắc, bị xuất trần tử đá ra xa. Nhân lúc ngọn lửa chưa tắt, hai người thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên đã trở lại động ngàn Phật. Phật tượng hai bên hành lang đang nghe răng cười. Phía xa lờ mờ vang lên tiếng bước chân thình thịch làm như đang có một đội quân chạy tới vô tâm và xuất trần tử liếc nhau co giò toan chạy ra hướng cửa động không ngờ giò còn chưa kịp co trên đỉnh đầu bỗng lột bộp rơi xuống rất nhiều thứ gì đó lạnh băng dính dấp xuất trần tử thấy rõ ràng chính là đám quái vật đang dồn dập rơi xuống trong đó con lớn gần hai thước con nhỏ nhất cũng dài hơn một thước xuất trần tử chỉ giật mình vẫn chưa bị quái vật rơi chúng vô tâm thì đứng ngay dưới cửa động tất cả bọn quái đều rơi xuống đỉnh đầu hắn trước sau đó mới rơi xuống đất không đợi vô tâm ra lệnh xuất trần tử rút súng lục bóp cò bắn vừa sợ quái vật không chết vừa sợ đạn nảy ra bắn trúng người mà quái vật sau khi bị công kích theo bản năng bò vào trong động vô tâm lúc này đã rời chỗ vừa vung kiếm chém quái vật bao vây xuất trần tử vừa để xuất trần tử vừa bắn vừa lui tuyệt đối đừng để quái vật cắn phải xuất trần tử thấy trong miệng quái vật là nước bọt màu đỏ trông như có chứa chất kịch độc cho nên sợ tới mức hai chân nhảy tưng tưng ra sau quái vật bên trên rơi xuống càng nhiều sau khi xuất trần tử lui ra xa lại tìm một cây diêm chỉ thấy trên hành lang lúc nhúc đầy những cái lưng xám trắng không ngừng ngọ nguậy đương lúc buồn nôn đoàn quân xác sống có thể là nhận ra mùi người sống hùng hổ xông thẳng tới xác sống tuy đã chết nhiều năm nhưng vì hoàn cảnh kỳ lạ trong động mà chúng không thối dưới nhiều lắm, cho nên còn chút ít mùi máu thịt. Bọn quái vật khát máu nhất thời có mục tiêu mới, trên hành lang nổi lên cơn sóng màu trắng xám, là chúng nó xông về phía xác sống. Xuất trần tử thấy quái vật và xác sống bắt đầu chai cỏ đánh nhau, vội ngồi, xuống đất bày ra một dải bùa, miệng lầm bầm bày trận, chúng sinh lắm kết oan, oan sâu khó giải kết, một đời kết thành hoán, ba đời báo không ngừng nay ta truyền diệu pháp, giải trừ chư oan nghiệp, nghe tụng trí tâm, oan gia tự tán diệt ui ra. Thì ra suất trần tử còn chưa dứt lời. Bỗng một thứ bay ngang qua, vừa vặn xẹt qua đầu y. Thứ kia rớt lên đất đánh phịch, y đoán vô tâm ở phía sau, chứng tỏ không sao. Vì thế nén đau bảy trận cho xong. Mà vô tâm ở sau lưng chụp được thứ bay tới, là một con quái vật nhỏ đang ngậm nửa cánh tay không biết là bị vị xác sống nào quăng lại đây. Vô tâm chặt bỏ đầu con quái vật non, lại chặt tiếp bốn chân nó. Trong cơ thể quái vật không có máu tươi, mà từ vết thương chảy ra rất nhiều dịch màu xanh sền sệt. Xuất trần tử bảy trận xong, đứng dậy xoay người chúng ta đi mau. Vô tâm một tay sách đuôi con quái vật, một tay nắm cổ tay xuất trần tử, nhanh chân bỏ chạy. Xuất trần tử biết hắn mắt cú cho nên yên tâm lớn mật mò mẫn chạy theo hắn. Sau khi rẽ vào một khúc cua, y bỗng va vào một bức tượng đá cái dầm, đồng thời nghe vô tâm nói: đạo trưởng, chúng ta ra khỏi động rồi. Xuất trần tử nghe vậy, vui sắp khóc, tiếp tục chạy, đừng có ngừng. Một khi đã ra động, trong lòng hai người có hy vọng, mệt cũng không mệt nữa, chỉ băng băng chạy một mạch về trước, dùng cả tay chân trèo qua một vùng đá lầm chớm hai người một trước một sau bò lên vách đá phía trước. Cuối cùng bò lên một tảng đá cực lớn nhô lên giữa không trung. Hai người bước xuống thêm đá, tiến vào cái động bằng đất chỗ ban đầu khi đến. Bởi vì không có đèn báo, cho nên xuất trần tử sơ soạn hành sự. Quần vô tâm rất vừa người, dứt khoát cởi lưng quần, một đầu buộc quanh cổ chân mình, đầu còn lại đưa xuất trần tử nắm. Hang động càng bò càng hẹp, hắn bò phía trước, xuất trần tử nắm đai lưng theo gót. Lòng căng thẳng, vô luận thế nào cũng không dám dứt lại phía sau nửa bước. Hai người như con tê tê bỏ sát trong động hồi lâu, cuối cùng cảm giác không khí ngày càng lạnh, ngày càng khô. Vô tâm leo lên mặt đất trước tiên, ngửa đầu liền thấy mặt trăng tròn như một cái bánh xe bằng băng treo giữa màn trời. Ngay sau đó xuất trần tử cũng thò đầu ra, hồng học thở ra một mảnh xương trắng. Vô tâm kéo xuất trần tử lên, xuất trần tử rõ ràng mệt muốn giá rời. Nhưng vẫn lên dây cót tinh thần dùng tấm cửa sắt và bùn chôn kín lối vào lần nữa. đậy cho y mệt đến chết đi sống lại bận bịu xong. Quay đầu nhòm sang bên. Phát hiện vô tâm đang ngồi trên cỏ. Cúi đầu đùa nghịch thứ gì đó. Y đứng còn không đứng nổi. Lồm cồm bỏ qua xem. Làm gì thế? Dây tiếp theo. Y sợ hái thét lên. Sao cậu mang theo nó ra ngoài? Vô tâm cúi đầu khẽ đáp. Vốn là chưa từng thấy, ở trong động lại không nhìn rõ lắm, cho nên muốn đem ra nhìn kỹ một chút. Đừng sợ, miệng và móng vuốt của nó đều bị tôi gọt mất rồi. Giờ chỉ còn một khúc thịt thân giữa thôi. Hắn vừa nói, vừa dùng ngón tay gảy xác con quái vật trên đất. Nó đã trở thành một khúc thịt mềm xám trắng, có thịt không có xương. Hai tay nâng con quái vật lên người, vô tâm không ngửi ra mùi lạ, chỉ cảm thấy có hơi tanh sau khi gặp ánh trăng gió lạnh, xác con quái vật ngày càng mềm. Vô tâm đặt nó trên đất, mắt thấy nó mềm đến mức không thể vãn hồi, cuối cùng hóa thành một vũng bùn nửa đục. Xuất trần tử nghỉ một hơi, lúc này thở ơ lạnh nhạt, nhịn không được mở miệng nói, đừng làm chuyện buồn nôn nữa. Cả ngày nay mấy lần chúng ta xem như thoát chết trong đường tơ ké tóc, nhân lúc trời còn chưa sáng, nhanh trở về trong quan nghỉ ngơi thôi. Thừa dịp bóng đêm, vô tâm cùng xuất trần tử người không biết quỷ không hay trở về thanh vân quan bởi vì hai người đều đầy bụi đất cho nên xuất trần tử không muốn quấy dày người ngoài chỉ bảo tiểu đạo sĩ trực canh đi chuẩn bị nước ấm và bữa khuya đến khi hai thùng tắm lớn đặt trong một gian phòng tắm nhỏ vô tâm cùng xuất trần tử lèn vào như trộm vô tâm thì không nói xuất trần tử lại cũng thậm thà thậm thụt bởi vì không muốn bị đồ tử đồ tôn bắt gặp hình tượng y hệt con khỉ bùn của mình Mùi trên người họ đều rất phức tạp khó chịu, cho nên cởi sạch muốn tắm rửa một phen. Không ngờ vừa cởi áo khoác, trên đất lại vang lên long con. Sàn nhà lát gạch khắc hoa, có thể khiến nó vang lên như vậy. Tất nhiên cũng là vật cứng. Trong phòng đèn điện sáng sủa, cho nên vô tâm ngồi xổm xuống, vội nhặt lên năm sáu hòn đá nhỏ. Hai người lăn lộn trong hang đá gần một ngày một đêm trong quần áo dính chút đá vụn cũng là bình thường xuất trần tử lười đi xem xoay người cởi quần từ trong lưng quần lại lăn ra vài viên đá nhìn vô tâm ngồi trên đất chăm chú nhặt đá xuất trần tử bĩu môi đã có gì huyền diệu sao vô tâm không ngẩng đầu bình thản đáp không có tôi chỉ nhìn thử chút thôi xuất trần tử ngồi trong nước ấm đưa tay lấy một bình xứ nhỏ từ giá gỗ treo gần đó dưới chất lỏng trong bình xứ lên đầu y thoải mái nâng hai tay gội đầu vô tâm cũng cởi chuồng vào bồn tắm trong tay vẫn khư khư một hòn đá dưới ánh đèn điện hòn đá thô ráp phản xạ ra nhiều ánh vàng kim mặt tỉnh dụi chìm trong nước hắn gối lên vách thùng nhắm mắt bụng nhủ giả dạ, mỏ vàng bỗng khịt khịt mũi hắn mở mắt nhìn xuất trần tử ông dùng cái gì đấy xuất trần tử hắn còn gội đầu là Hà Thủ Ô và xà phòng. Vô tâm ào một tiếng từ trong nước nổi lên, dò đầu đến trước mặt xuất trần tử, cho tôi ít. Xuất trần tử tuy cảm thấy yêu cầu của hắn rất vô căn cứ, nhưng vẫn lấy bình xứ qua, đổ chút ít chất lỏng lên đầu hắn. Vô tâm vẫn luôn hy vọng tóc mình có thể mọc thêm một chút, thế là nâng một bàn tay xoa nắn đầu. Xuất trần tử thực khinh thường nước xéo, thấy tóc hắn còn ngắn hơn lông chó. Hai người tắm táp xong, thay một bộ quần áo mới. Vô tâm âm thầm giấu chuyện mỏ vàng, muốn mang về thiên tân cho cố đại nhân xem. Hòa thuận ăn xong một bữa khuya phong phú, hai người cũng không buồn ngủ. Thế là tắt đèn, nằm trên giường la hán thảo luận những việc tai nghe mắt thấy hôm nay. Trong động rất nhiều bí ẩn đáng ngờ, mặc dù là miễn cưỡng chấp vá, cũng khó mà giải thích toàn bộ. Mắt thấy ngoài cửa sổ trời dần sáng, xuất, trần tử vẫn một bụng nghi hoặc, vô tâm lại rất bình tĩnh bởi vì trên đời có biết bao chuyện kỳ lạ khó tin muốn dựa vào sức người vạch trần rõ từng chuyện căn bản không có khả năng khi trời sáng hẳn vô tâm cùng xuất trần từ ngủ thiếp đi mà ở trong huyện văn cách đó trăm dặm nhạc khởi la mới rời giường không lâu cô mặc một bộ quần áo đỏ cổ áo cổ tay áo viền lông trắng chân mang đôi dép lê lông thò ngoẹo đầu đứng bên cửa sổ Cô một tay bưng một bát sứ thanh hoa nhỏ, tay còn lại cầm cái muỗng bạc nhỏ. Từ trong bát múc ra một muỗng trắng trắng mềm mềm rung rung. Hơi nước nóng hồi phả lên làm hồng môi và chóc mũi cô. Cô ta chu miệng thành một nụ hoa nhỏ, tiến đến gần muỗng bạc hút vào. Cửa phòng bỗng mở, Trương Hiển Tông cả người khí lạnh tiến vào. Sau khi vào cửa hắn nhìn cái bát trong tay nhà khởi là, nhìn chằm chằm không nói một lời. Một lát qua đi, hắn rốt cục mở miệng sao em ăn cái này? Nhà khởi la dương mắt lức hắn, dùng giọng trẻ con đáp, yên tâm, là đậu hoa. Trương Hiển Tông cởi bao tay ra, anh biết là đậu hoa. Sao em lại ăn đậu hoa? Đậu hoa có thể bồi bổ thân thể sao? Nhà khởi la múc một muỗng đậu hoa nóng, nhấm nháp lại húp vào, không thấy ngon miệng, ăn chút thanh đạm thì tốt hơn. Trương Hiển Tông bất lực nở nụ cười, ở trước mặt cô hơi cúi người hỏi, đỡ cảm hơn chút nào chưa? Nhà khởi la đáp, đỡ nhiều rồi. Nhưng đêm qua ngủ không ngon, sáng dậy mỏi cổ. Trương Hiền Tông rũ rè mắt, nhìn ngón tay nhỏ nhắn của cô đang cầm muỗng. Bàn tay yếu ớt trắng nõn, nhưng ngón tay mang theo nhục cảm ngây thơ. Mềm mại vỉnh thành đóa hoa lan nhỏ, móng tay phấn hồng trong suốt, ngắn khiến hắn đau lòng. Hắn hỏi không ra lai lịch của cô, vì thế rất chắc chắc cho cô là một tiểu yêu nữ tiểu yêu nữ ba chữ lấy ra chữ nào cũng đủ khiến tim hắn đập rộn ba chữ kết hợp thành nhà khởi la khiến hắn cam tâm tình nguyện nâng cô lên đầu nhà khởi la nằm úp sấp trên giường bởi vì trương hiển tông sung phong nhận việc mát xa cổ giường rất phẳng cô cũng rất phẳng hai mặt phẳng gặp nhau cô ta nằm úp sấp trên giường rất ổn định mặt nghiêng qua một bên trong mớ tóc dài lộ ra vành tai nho nhỏ trắng nón hừng hồng tựa cánh hoa chớm nở trương hiển tông ngồi ở bên giường dùng hai bàn tay to xoa bóp bờ vai mỏng và cái cổ tinh tế của cô đồng thời trong miệng nói anh em nhà hữu quang hôm qua hối thúc anh anh nghĩ dây dưa hơn một tuần lễ cũng nên cho họ một câu trả lời rồi nhà khởi la hừ mũi không phải chúng phát hiện mỏ vàng trên núi thanh vân sao thực ra cũng không cần suy nghĩ gì nhiều bất luận mỏ vàng do ai khai thác đều không tránh khỏi một cuộc chiến. Anh em Hữu Quang là người Nhật Bản, đương nhiên có thể bằng quan. Nếu động đao động thương thật, còn không phải các anh tự giết lẫn nhau. Trương Hiển Tông cũng biết đạo lý trong đó, vốn là không muốn tranh vào vũng nước đục, nhưng lại tiếc mỏ vàng. Trong lúc suy tư xuất thần, hắn nhất thời không khống chế được lực tay. Bóp mạnh khiến nhạc khởi là hét một tiếng. Hai cái đùi nhấc lên, gót chân gõ một chàng lên lưng Trương Hiển Tông. Trương Hiền Tông quay đầu. Nhìn thấy hai bàn chân nhỏ chỉ sỏ tất hoa mỏng manh đang vùng vẫy. Không nhịn được cười nói xin lỗi. Lại hỏi, anh không hạ quyết tâm nổi. Em thay anh làm chủ đi. Rốt cuộc có hợp tác với bọn người Nhật Bản hay không? Đối với mấy việc của con người, nhạc khởi la kỳ thật không cảm thấy hứng thú lắm. Hơn nữa bản thân cũng chẳng có gì để nói với họ. Nhưng nếu dưới tay không có người, cô ta chẳng thể duy trì cuộc sống sung sướng được. Thế là trong một loáng chớp mắt suy tư đầy ngạo nghễ, cô ta nghĩ cứ có nhiều tiền càng tốt. Bèn đáp bộc tuệ, tùy anh. Muốn hợp tác thì hợp tác đi. Chương 56, ra viễn anh em Hữu Quang. Anh tên Hữu Quang Miễn, em tên Hữu Quang Thuần. Hai anh em đến Trung Quốc đã nhiều năm. Người anh thân phận là thương gia, người em thân phận là khách du lịch. Hai người đã đi khắp Trung Quốc, vừa đi vừa kết giao bạn bè Trung Quốc tìm tỏi tài nguyên khoáng sản của Trung Quốc. Rất nhiều người nói họ là gián điệp, nhưng cũng không có ví dụ xác thực. Anh em Hữu Quang cũng chẳng hề để ý. Dù sao mặc kệ người Trung Quốc nói gì, bọn họ đều một mực không thừa nhận. Núi Thanh Vân rất nổi tiếng, nhưng nhìn từ góc độ vị trí địa lý, xác thực vẫn là hẻo lánh. Cách huyện Trường An và huyện Văn cũng một khoảng cách. Từ khi biết được núi Thanh Vân chứa mỏ vàng, họ lập tức tỉnh táo tinh thần bởi vì lãnh đạo quân đội trong huyện trường an xưa nay đối với người nhật bản không thân thiện mấy thành thử họ lập tức tìm đến cửa trương hiển tông lấy danh nghĩa một công ty thương mại tổng hợp muốn hợp tác với trương hiển tông khai khoáng nếu trương hiển tông không đồng ý bọn họ sẽ lập tức chạy đến huyện trường an tìm cộng sự khác nếu trương hiển tông đồng ý một khi mỏ vàng thực sự tồn tại người của huyện trường an cũng sẽ muốn ra trận cướp một chén canh từ tay họ. Nói tóm lại, không thả con tép sao bắt được con tôm, muốn chia chác vàng, phải bán mạng. Cũng may theo lời anh em hữu quang, sau khi nhân viên kỹ thuật Nhật Bản bí mật thăm dò, cho biết mỏ vàng trong núi Thanh Vân hàm lượng vàng có lẽ tương đối cao. Sau khi quyết định, Trương Hiển Tông tuy không rõ tiền đầu, nhưng như thể giải quyết được một chuyện trong lòng, không khỏi nhẹ nhõm đem theo mấy cuộn vải lụa sặc sỡ đến nhà họ Đinh. Hắn không để ý gì khác, chỉ muốn gặp nhà khởi la một chút. Nhà khởi la vẫn chưa khỏe hẳn, khiến hắn lo lắng mãi. Cô muốn ăn thịt người, hắn liền cung cấp cho cô. Dù gì dạ dày cô nhỏ như vậy, ăn cũng không nhiều. Nuôi nhà khởi la, giống như phụng dưỡng một vị tiểu thần tiên bí mật vậy. Hắn thực nguyện ý làm tín đồ của cô, không vì cái gì, chỉ bởi cô là một cô bé xinh đẹp lại thâm trầm. Thâm trầm như hạt đậu khấu nở hoa, lại như tuổi hoa độ tháng hai. Vừa mâu thuẫn mà lại điều hòa, khiến hắn mê đắm. Sau khi vào nhà họ Đinh, hắn quen cửa quen nèo tiến thẳng vào tiểu viện phía sau. Người nhà họ Đinh đã chết hết, cũng chỉ có nhà khởi la giám ở lại ngôi nhà ma này. Trong ngoài tiểu viện đều im ắng. Bầu trời cực âm u thẳng như sắp đổ tuyết xuân hắn đẩy cửa phòng đi vào, trong phòng lạnh tanh, âm u như nước. Ánh mặt trời từ cửa kính dọi vào, nhợt nhạt mà tỏa chiếu vào khoảng bóng tối trong phòng. Nhà khởi la bày tư thế như Phật di lặc tựa nghiêng trên ghế sofa, hình như là vừa tỉnh giấc trưa, mái tóc ngang tai loạn xù. Một tay chống trên ghế, một tay đặt trên đầu gối. Cô dương mắt nhìn Trương Hiển Tông, mặt rất trắng, mắt rất đen bờ môi mỏng ánh lên màu nước nhàn nhạt, nhạt trương hiển tông nở nụ cười nâng cái hộp thủy tinh về phía cô trong hộp xếp từng sấp lụa có hồng đào có xanh liễu có vàng tơ có xanh ra trời mỗi loại kích cỡ cũng không lớn bởi vì nhà khởi la còn bé làm một bộ từ đầu đến chân cũng không tốn bao nhiêu vải đẹp không trương hiển tông hỏi xuân đến rồi nên thêm vài bộ mới nhà khởi la vốn đang ngẩn người bấy giờ kinh ngạc nhìn hộp thủy tinh hồi lâu mới đáp lại đẹp sau đó cô giơ tay chỉ về trước tôi không thích màu xanh anh đổi cho tôi một bộ màu vũ quá thiên thanh đi màu trời sau cơn mưa trương hiển tông rất kiên nhẫn gật đầu được anh nhớ rồi đổi một bộ vũ quá thiên thanh hắn đặt hộp thủy tinh lên bàn đi lên trước ngồi xổm trước mặt nhà khởi la ngẩng đầu cười hỏi sao ngồi một mình trong phòng buồn hả Nhạc khởi la cũng không phải buồn, bởi vì vừa rồi đang ngẩn người, bất chi bất giác thời gian trôi qua. Hơi quý đầu nhìn Trương Hiển Tông, cô nghĩ hắn là người thường, chết rồi sẽ hết. Cô không thích hắn, nhưng hắn yêu cô. Chợt mỉm cười với Trương Hiển Tông, cô lấy ra một hộp diêm từ trong kẽ hở ghế sofa. Cảm ơn anh tới thăm tôi, tôi sẽ làm ảo thuật cho anh xem. Nói xong cô nâng tay ở trên hư không trung vẽ một đạo phù sau đó quẹt diêm ném về trước ngọn lửa bốc cháy giữa không trung nhấp nhô xoay tròn theo đầu ngón tay của cô là một quả cầu lửa nhỏ linh hoạt ánh sáng ngắn ngủi qua đi cô vỗ tay cái bốc hồn phách bám trên que diêm lập tức tiêu tán chỉ còn lại một tia cho tàn lẳng lặng rơi xuống hay không cô hứng khởi hỏi trương hiển tông trương hiển tông nghiêm túc gật đầu hay nhà khởi la chậm rãi thu lại nụ cười cảm thấy hạnh phúc và bản lĩnh của mình không xứng đôi lắm. Chán trường chép chép miệng, cô vỗ vai Trương Hiển Tông, răng tôi hơi đau. Trương Hiển Tông vội lo lắng, chiếc nào? Nhà khởi la há to miệng, chỉ vào trong, à. Trương Hiển Tông ló đầu dòm, giữa hai hàng răng trắng đều có một chiếc mờ mờ biến đen. Hình như sâu rồi. Có điều hắn không phải nha sĩ nên không chắc. Trong thành huyện Văn có một nhà thờ nhỏ, có một cha xứ già người Tây Dương ở trong đó, cha xứ ngoài truyền giáo già, đồng thời cũng đảm nhiệm chức vụ bác sĩ Tây y. Hơn nữa y thuật còn rất giỏi. Trương Hiển Tông dẫn nhà khởi la đến nhà thờ, muốn nhờ cha xứ khám răng dùm. Sau khi cha xứ xem qua, hắn biết nhà khởi la bị sâu răng, có thể do mùa đông ăn nhiều kẹo đậu phộng quá. Răng tuy bị sâu, nhưng còn chưa đến mức phải thay, cho nên sau khi chắc mầm trong lòng trương hiển tông và nhà khởi la an vị trên xe hơi về nhà dọc đường đi nhà khởi la âm thầm dùng đầu lưỡi liếm răng sâu nghĩ bụng nếu sâu đến mức hư luôn thì tự nhổ thay chiếc răng vàng mà trương hiển tông ngồi bên cạnh đầu tiên là bất động thanh sắc ôm cánh tay ngắm phong cảnh chốc sau vươn một bàn tay thăm dò thử nắm tay nhà khởi la nhà khởi la tập trung liếm răng mặc hắn nắm đối với trương hiển tông cô cũng không ghét chỉ là không thích khai khoáng là chuyện lớn trước khi khởi công phải chuẩn bị rất nhiều đả thông vô số quan hệ cho nên tháng ngày bình lặng trôi qua người ngoài đều không biết được nội tình huyện văn thái bình huyện trường an cũng thái bình chỉ cần không chiến tranh hai nơi đều là chỗ yên bình phồn hoa vô tâm ở thanh vân quan ba ngày thời gian đó không thấy mặt trời từ sáng đến tối chỉ cùng suốt trần tử đàm luận cái hang động kỳ quái trong núi quái vật trong động tạm thời không đề cập tới. Xác sống đều có lai lịch, cũng không kỳ quái. Điều kỳ quái ở chính hang động. Xuất trần tử. Cho rằng dựa vào sức lực của tiên sư, tuyệt đối không thể âm thầm đào ra cái hang động lớn như vậy. Có lẽ là sư phụ một lần tình cờ tiến vào sơn động, phát hiện trong động đủ loại cổ quái. Còn nguồn gốc của sơn động, chỉ sợ ông ta cũng không biết. Động ngàn Phật ba chữ xưng hô hiển nhiên cũng không thích hợp sơn động, bởi vì trong động cũng không có Phật chân chính, chỉ có vài pho tượng Phật quỷ dị. Tượng từ đâu đến, hai người nghĩ nát óc cũng không ra. Xuất trần tử tư tưởng trước nay rõ ràng mạch lạc. Giờ lòng dối như tơ vò liền không cho vô tâm rời đi. Muốn hắn cùng mình vắt óc suy nghĩ. Vô tâm lại chẳng thèm nghĩ. Vấn đề là hắn rất nhớ nhà. Liên tục bốn ngày không trở về. Hắn nhớ nhà nhớ đến đòi mạng vì thế mặc kệ lời mời ở lại của xuất trần tử sáng ngày thứ năm hắn dậy thật sớm leo lên xe ô tô của thanh vân quan lên đường buổi chiều đã đến thiên tân vệ hăm hở xuống xe đi vào ngõ hắn đứng trước cổng sân nhà mình hai tay thọc vào túi quan sát cổng sân từ trên xuống dưới sau cánh cửa là có nguyệt nha và cố đại nhân hắn bỗng có chút kích động đưa tay đầy nhẹ cánh cửa thuận thế mở ra cách cửa sổ thủy tinh hắn thấy Nguyệt Nha cầm chổi lông gà, đang ở trong phòng bận rộn. Không kiềm được bước nhanh đến đầy cửa phòng. Hắn hô to một tiếng, Nguyệt Nha. Nguyệt Nha đeo tạp rể, một chân quỳ gối trên ghế, đang phủi bụi trong ngăn tủ. Thình lình nghe được giọng của hắn. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn phía cửa, tức thì mừng rỡ kêu, à. Vô tâm không đợi Nguyệt Nha nhiều lời. Giang hai tay cánh tay nghênh đón. Nguyệt Nha cầm chổi lông gà leo xuống ghế, không chút nghĩ ngợi nhào lên ôm chặt hắn. Hai người tay siết chặt tay, vô tâm quý đầu, chóc mũi đều là mùi của Nguyệt Nha, khiến hắn nhớ tới cơm ngon đồ ăn ngon ổ chăn ấm, nhớ tới hết thảy ấm áp dịu dàng thậm chí là cuộc sống nhiệt liệt. Chợt ôm Nguyệt Nha xoay một vòng, hắn bỗng rất muốn cùng Nguyệt Nha ôm nhau ngủ một giấc. Hai người ôm đủ, Nguyệt Nha đẩy vô tâm ra, dùng chổi lông gà quất lên người hắn, không phải anh, đã nói một hai ngày sẽ về sao? Qua mấy cái một, hai ngày rồi hả? Không về cũng không báo tin. Để em ở nhà nhớ nhung. Cái đồ không có lương tâm nhà anh. Vô tâm cười hì hì móc từ túi ra một chai rượu kiểu Tây. Chai không lớn. Dài hơn lòng bàn tay hắn một chút. Vuông vắn rất đẹp. Bên trong chứa hơn nửa chai chất lỏng tối màu. Đưa chai rượu cho Nguyệt Nha. Hắn mở miệng nói, cho em. Nguyệt Nha nhận cái chai, thứ gì vậy là rượu à em không biết uống rượu mà anh giữ tặng cố đại nhân đi vô tâm đáp không phải rượu mà dùng để gội đầu lão đạo ở thanh vân quan ấy em cũng gặp rồi chứ y hay dùng thứ này gội anh thấy không tệ hôm qua xin y một ít thứ này là y dựa theo bài thuốc bí truyền chế ra đấy không có đồ đựng y tìm cho anh một vỏ chai rượu kết quả đúng là vừa khéo nguyệt nha mở nắp rượu cúi đầu ngửi miệng chai đoạn ngẩng đầu cười với vô tâm có mùi đắng cũng có chút thơm vậy em đi nấu nước gội thử xem thế nào sau đó cô đậy nắp chai cẩn thận đặt lên kệ tủ sau đó một đường vui vẻ ra ngoài nấu nước gội xong lau khô tóc cô ngồi trên giường trải đầu vô tâm bó gối ngồi bên cạnh ngoài trời quang đãng ánh mặt trời rực rỡ khoác lên hai người họ nguyệt nha bảo hắn vuốt tóc mình mượt không vô tâm vuốt mượt nguyệt nha là người rất dễ vui vẻ tóc hội vừa mềm vừa mượt đã đủ khiến cô cảm thấy mỹ mãn vui vẻ một thời gian quấn mái tóc dài thành một kiểu búi tròn cô duỗi chân xuống giường định bụng đi mua ít rau thịt cô không chịu ngồi yên vô tâm cũng theo chạy trước chạy sau móc cái khóa lớn lên cổng vô tâm sách theo giỏ thức ăn cùng cô đi ra ngoài ngõ trời gần tối cố đại nhân mới trở về vừa vào sân bỗng bất ngờ bởi vì phát hiện đèn bếp còn sáng nguyệt nha đang chiên xào hoành tráng vô tâm thì cả dần đứng bên cạnh trong sân ngập mùi hành phi khiến cố đại nhân đói bụng như lửa đốt a à, về rồi đây à gã không về phòng mà trực tiếp chạy vào bếp sao giờ mới về không phải nói đi một hai bữa sau mẹ nó mấy cái một đến hai bữa rồi hả? tôi nói cho cậu biết. Nói, cậu đừng có hở tí là chạy đi như vậy. Cậu không ở nhà vợ cậu cũng không nấu cơm cho ra hồn. Mỗi ngày đều xào củ cái sắt dưa muối. Ông đây ăn mãi mà miệng nhạt tuệt. Dứt lời, cố đại nhân lại duỗi tay chỉ Nguyệt Nha, nói cô đấy. Cô còn cười trộm. Mẹ nó không ra dáng con dâu gì cả, chỉ biết chiều chuộng chồng. Không thèm hiếu thuận với tôi. Nguyệt Nha bận thái rau, không thể đáp trả mà vô tâm lại tóm cố đại nhân đến phòng đông tôi đem cho anh vài thứ anh xem có hữu dụng không cố đại nhân vào phòng cởi mũ cởi áo núi thanh vân thì có cái gì hay chứ vô tâm chìa bàn tay ra trước cố đại nhân trên lòng bàn tay là mấy viên đá xám xịt cố đại nhân thấy vậy nhất thời dở khóc dở cười quỳ gì đây cậu đem về cho tôi mấy cục đá á vô tâm hất cằm anh nhìn kỹ lại xem Cố đại nhân lấy làm lạ cầm một viên đá nhỏ, quả nhiên để dưới ánh đèn chậm rãi chuyển động soi kỹ. Nhìn đến cuối cùng gã ngẩng đầu hỏi vô tâm, trên đá rắc phấn vàng à? Vô tâm đáp, là đá vàng mỏ trong núi Thanh Vân Sơn. Cố đại nhân nhất thời nghiêm mặt, trong núi Thanh Vân Sơn có mỏ vàng. Vô tâm lắc lắc đầu, tôi cũng không thể khẳng định. Tôi chỉ có những viên đá vàng mỏ này, hơn nữa còn là mang ra từ dưới lòng đất. Cố đại nhân móc ngoáy lỗ tai, Tôi nghe không hiểu. Cậu lặp lại lần nữa. Cậu chui xuống đất á. Vô tâm tóm tắt lại ngọn nguồn mỏ vàng. Cố đại nhân nghe đến chỗ mắt há hốc mồm. Cuối cùng gã cúi đầu nhìn viên đá vàng mỏ trong tay. Hai mắt bắn ra ánh khoái trá. Chương 57, tiền đồ rộng mô hai chữ tiền quyền chính là ngọn đèn soi sáng trên con đường nhân sinh của cố đại nhân. Nay hay tin trong núi Thanh Vân có khả năng chứa mỏ vàng. Gã nhất thời phấn khởi lòng rối bỏng bong hận không thể lập tức chắp cánh bay đến núi Thanh Vân, chuyển cả tòa núi đến sân nhà mình. Nhưng mà sau một đêm trần trọc trở mình, đầu của gã dần hạ nhiệt độ, lý trí cũng lần nữa chiếm thượng phong. Dựa vào thế lực hiện nay của gã, đừng nói là phát hiện một mỏ vàng có thể có có thể không, cho dù trước mắt thực sự bày ra. Một tòa núi mỏ vàng, gã đơn thương độc mã, cũng không chiếm được. Nếu đã không độc chiếm được vậy chia chắc vài phần lợi cũng được. Vì thế gã cất toàn bộ đá vàng mỏ vào trong túi tiền, nắm chặt túi chạy đến xoáy phủ. Gã không giành được chỗ tốt, cũng sẽ không công cốc nhường cho kẻ khác. Gã muốn dâng món quà lớn này cho lão xoáy. Một khi khiến nó thành chuyện quốc gia đại sự, đám tướng tôm tép ngo ngoe dục dịch sẽ không có cơ hội ngầm nuốt riêng. Mà chính gã theo sau mông lão xoáy, kiểu gì cũng vớt được chút vàng vụ. Cố đại nhân bôn ba ngày đêm, đồng thời còn còn dẫn theo gã bạn béo tô tiên sinh tô tiên sinh là kẻ có chi thức ở trước mặt lão soái cũng là phụ tá rất có phân lượng mà lão soái vốn chuẩn bị đánh một trận với đám quân đầu tôn tép nay vừa nghe núi thanh vân có mỏ vàng lại càng trúng ý nếu y chiếm đoạt mỏ vàng không tránh khỏi sẽ xảy ra tranh chấp vũ trang một khi xảy ra sự cố lão soái liền có đủ cớ xuất binh quân đầu quan binh chỉ huy một chi bộ đội vì thế không quá ba ngày. Một nhánh quân trinh sát liền khởi hành đến núi Thanh Vân. Thành viên đội ngũ đều là du học sinh từng học chuyên ngành mò ở nước ngoài. Nghe nói trình độ khá cao, chỉ cần đến thực địa là nhất định có thể đem kết quả về. Cố đại nhân vì sự nghiệp mà không ngủ không nghỉ. Nay mấy khi được rảnh rỗi, buổi chiều muốn về nhà ngủ. Không ngờ vừa vào sân chợt nghe thấy Nguyệt Nha ở trái phòng Tây khóc hu hu gã tưởng vợ chồng son đánh nhau vội đến cửa sổ nhòm vào kết quả chỉ thấy nguyệt nha tóc tai rối bù ngồi trên giường mà vô tâm cúi người nâng một cái khăn mặt đang vén tóc lau cho cô vươn tay gõ lên cửa kính cố đại nhân lập tức đẩy cửa vào phòng chuyện gì vậy nguyệt nha hắn đánh em hà nguyệt nha đón lấy khăn phủ lên mặt thút tha thút thít nói không nên lời vô tâm cười khổ thẳng lưng nhỏ giọng đáp Sáng nay dẫn em ấy đi ra ngoài uốn tóc, uốn xong về soi gương liền khóc. Cố đại nhân nhất thời cười ra tiếng, vừa cười vừa lui về sau một bước, cẩn thận quan sát kiểu tóc. Mới của Nguyệt Nha, như chó lông su ý, bất quá cũng không đáng mà khóc à. Bây giờ phụ nữ ngoài đường không phải đều để kiểu này sao? Nhìn quen là ổn ý mà. Nguyệt Nha dưới khăn mặt nghẹn ngào lên tiếng, anh thì biết cái gì. Đến trạng vạng. Nguyệt Nha theo thường lệ đi ra nấu cơm. Cố đại nhân mới phát hiện Nguyệt Nha đúng là khóc có lý. Cô vốn tóc dài, vừa đen vừa dày, giờ bị cắt ngắn không đến hai thước. Lòng lẻo rơi rạc rũ trên vai, lọn tóc đều bị uốn nóng đến khô vàng. Không quấn thành búi được, tết bím cũng không được. Hơn nữa có thể là do tóc quá dày, tóc quăn đầy đầu, xù ra như thể có hai cái đầu vậy. Nguyệt Nha cảm giác bộ dạng mình bây giờ chẳng khác gì yêu quái vừa hận mình lúc đó uống xong đi ngay cũng không nhìn kỹ kết quả chẳng những bị hư tóc còn tốn không ít tiền mặt như đưa đám hầm một nồi củ cải cô cho vô tâm và cố đại nhân ăn một bữa cơm chiều như cám heo đêm xuống cô than thở lên giường vô tâm nói đủ lời an ủi lúc này cạn hết lời bèn nằm trong ổ chăn duỗi tay ôm cô lại ló đầu muốn hôn cô nguyệt nha chẳng còn lòng già nào xoay đầu qua thế là mặt vô tâm liền ngập trong mớ tóc xù của cô vô tâm cọ cọ trong tóc cô bỗng cảm giác mặt thực ấm áp hơn nữa tất cả đều là mùi của nguyệt nha nằm yên ổn hắn chúi đầu trong tóc nguyệt nha mà ngủ thiếp đi nguyệt nha ban đầu không để ý lại qua mấy đêm sau mới phát hiện vô tâm có đam mê mới chuyên đem mặt chui vào tóc của cô cô không ngờ kiểu tóc mới của mình cũng có thể dỗ cho vô tâm thoải mái không khỏi giờ khóc giờ cười ban đêm hai người chui trong ổ chăn cô nhỏ giọng cười hỏi vô tâm anh không chê em xấu à vô tâm duỗi một cánh tay để cô gối lên nghe cô hỏi hắn trầm mặc một lát cuối cùng đáp nguyệt nha em có biết anh chỉ sợ em sẽ không cần anh nữa thôi sau đó hắn cúi đầu chôn mặt giữa ngực nguyệt nha mà nguyệt nha ngẫm nghĩ lại bỗng hốc mắt nóng lên vô tâm vừa là chồng của cô cũng là con của cô. Chỉ cần cô còn sống, cô sẽ bầu bạn bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, ngăn bản thân chìm trong nước mắt. Cô vỗ mạnh lên lưng hắn, chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Anh xem có ông chồng nào ngày ngày sợ vợ bỏ hử. Vô Tâm không trả lời, đem mặt chôn thật sâu trong ngực Nguyệt Nha. Nguyệt Nha ôm hắn, bỗng nhiên lại hận hắn, hận hắn không già không chết, hận mình rồi mất đi tương lai hắn sẽ tìm người khác sẽ vô sỉ sẽ đáng thương sẽ lấy lòng khoe mã sẽ sợ họ như sợ cô vậy sợ những người vợ mới kia sẽ không cần hắn nữa Nguyệt Nha càng nghĩ càng không cam lòng cuối cùng âm thầm véo mạnh lên cánh tay hắn véo xong hắn vẫn không nhúc nhích cứ im lìm không lên tiếng Nguyệt Nha đợi nửa ngày nhịn không được hỏi có đau không vô tâm giọng ồm ồm đáp đau đau sao không kêu. Vô tâm ngẩng đầu lên. Trong ánh trăng nhạt dọi vào từ cửa sổ hắn nhìn Nguyệt Nha. Hai mắt không chấp lấy một cái, anh sợ em giận. Nguyệt Nha như một người chỉ vuốt tròn tóc ngắn của hắn. Trong lòng rất hối hận cái véo vừa rồi. Đồng thời quyết định về sau sẽ không bao giờ bắt nạt hắn nữa. Nguyệt Nha đa sầu đa cảm cảm suy tư một đêm. Sáng sớm hôm sau rời giường. Cứ cảm thấy hồ thẹn trong lòng. Chẳng những bưng nước rửa mặt cho vô tâm, thậm chí đối với cố đại nhân cũng dịu dàng hơn nữ chủ nhân trong nhà vừa lộ vẻ mặt hỏa nhã vô tâm và cố đại nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm đều có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng cố đại nhân bưng một tô mì trộn bắt đầu kén cá trọn canh nguyệt nha nước sốt hơi nhạt nhà nguyệt nha múc một muỗng muối nhỏ từ phòng bếp chạy thẳng lên nhà chính rắp muối vào tô mì còn nói trộn lên Cố đại nhân lẻ lưỡi liếm nước tương trên đũa mình. Sau đó khẳng khái duỗi đũa trộn mì trong tô. Nguyệt Nha nhất thời ngăn không kịp. Vừa xoay người đi vào bếp vừa lầm bẩm Anh phải đổi đôi đũa mới đã chứ. Cố đại nhân không cho là đúng. Bây giờ phản bác, người một nhà. Để ý chú trọng cái gì. Sau đó quay đầu hỏi vô tâm, cậu có chê tôi không? Vô tâm đói bụng. Đang như hổ đói và mì sợi vào miệng. Phòng má nhìn cố đại nhân, hắn miệng đầy dầu không tiện trả lời chỉ lắc lắc đầu cố đại nhân đắc ý rào rạt lại nói sư phụ nói cho cậu biết a à, Phen này biết đâu lão soái sẽ cho tôi một chức lữ trưởng vô tâm đặt cái bát không lên bàn bởi vì thật sự không thể chia lưỡi ra mà nói nên chỉ chắp tay với cố đại nhân tỏ vẻ chúc mừng không đợi nuốt xuống mì sợi trong miệng hắn đứng dậy lại múc cho mình một bát đầy nguyệt nha trở ra vừa kịp nghe được đoạn cuối. Xong cũng thực lòng cao hứng, cố đại nhân, yê, anh thăng quan hà. Cố đại nhân đắc chí cười, đó là đương nhiên. Đợi giấy ủy nhiệm ban xuống, tôi chính là quân tiên phong rồi. Sau đó gã quay sang nói với vô tâm, lão soái đã phái người đi điều tra. Nói là thực sự có mỏ vàng, nhưng không lớn. Nếu muốn khai thác mỏ, không ảnh hưởng đến thanh vân quan, không sợ lão đạo trong quan can thiệp vàng bày ở trước mắt thằng ngốc mới không cần cho nên lão soái muốn phái tôi đến núi thanh vân trước cậu đi cùng tôi đi dẫn luôn cả nguyệt nha yên tâm tôi dẫn đại quân đi hai người sẽ không chịu khổ nếu khai chiến thật cũng có nơi bố trí ổn thỏa cho hai người có vài nội tình cố đại nhân và vô tâm biết nhưng nguyệt nha không biết vô tâm trần trờ đoạn nói anh tìm xuất trần tử cũng được lần trước do y không kịp trở tay. Nếu chuẩn bị đầy đủ trước, lại thêm các anh hỗ trợ, hẳn là không có vấn đề. Huống hồ đào khoét giữa ban ngày ban mặt, cho dù thực sự có thứ gì, cũng không gây ra đại họa được. Cố đại nhân vuốt cằm, có chút băn khoăn. Gần một năm đều cùng vô tâm vượt qua sóng gió, bỗng bảo gã một mình đi làm đại sự, trong lòng gã trống vắng không nỡ. Vô tâm nhìn ra tâm sự của gã, lại bồi thêm một câu, dù sao núi thanh vân cũng rất gần anh dẫn binh đi trước tôi và nguyệt nha ở lại chờ vài ngày nếu quả thực cần đến tôi cứ đánh tin cho tôi bất cứ lúc nào nguyệt nha không hỏi nhiều đoán ra thứ cố đại nhân cố kỳ khẳng định là chút việc quỷ thần vô duyên vô cớ đào núi lớn có thể không lo lắng cân nhắc ý tứ của lão thần núi sao bảy ngày sau cố đại nhân tiếp nhận thư ủy nhiệm của lão soái phát xuống đi nhậm chức trở thành cố lữ trưởng hoàn toàn khôi phục thân phận đại nhân khi xưa gã vui đến phát rồ ở bên ngoài căng mặt cả một đường sau khi về nhà đóng cửa viện mới như bùng nổ cười ha hả sau đó gọi vô tâm và nguyệt nha vào nhà chính sau khi hai người họ nhiệt liệt chúc mừng gã còn chưa đã ngứa nhấc chân dẫm lên ghế gã vỗ đùi bắt đầu dự báo tương lai triển vọng trước mặt hai vợ chồng thuận tiện hứa hẹn rất nhiều ước muốn Hoa tài kim cương của Nguyệt Nha cũng có tin tức, nói là đợi gã từ núi Thanh Vân trở về, nhất định sẽ mua cho cô. Vô tâm ngồi bên cạnh, cùi trò trống trên mặt bàn, nâng cầm cười mà không nói. Nguyệt Nha đứng ở một bên, vừa cắn hạt dưa vừa sắm vai thính giả. Cứ thế rộn ràng đến muộn giờ cơm, cố đại nhân thật sự là đói bụng, mới tuyên bố tan họp. Ba người ăn uống no say phấn khởi một đêm. Sáng hôm sau, Cố đại nhân dẫn đầu đội ngũ. Quả nhiên là xuất phát. Chương 58, lạc trong núi cô đại nhân lại có binh. Bởi vì gã trước kia đã có chút thanh danh, kinh nghiệm và tư cách rất được kẻ dưới phục tùng. Nay lại là tâm phúc bên cạnh lão soái, cho nên toàn thể đội ngũ không có kẻ nào dám khiêu chiến gây sự với gã. Hắn diễu võ dương oai đưa đội quân đến núi Thanh Vân. Trước tiên bao vây nửa phần núi có chứa mò, sau đó tự mình đề xuất vài món lễ vật hào nhoáng cùng với thư tay của lão soái đến thanh vân quan thăm viếng xuất trần tử xuất trần tử nghe nói sau núi nhà mình ấy mà lại có mỏ vàng không khỏi giật nảy cả mình có điều suy nghĩ của y rất giống cố đại nhân nghĩ bụng có mỏ vàng cũng không tới phiên mình độc chiếm y dứt khoát thuận nước đầy thuyền biểu thị thanh vân quan đối với chuyện khai thác mỏ chẳng quan tâm chẳng can thiệp về phần sự huyền diệu trong núi xuất trần tử suy đi nghĩ lại không biết có nên nói hay không dù sao cũng là chuyện bí ẩn. Một khi nói ra, không có chứng cớ, ngược lại làm như y có ý định làm khó dễ. Nhưng nếu không nói, ngộ nhỡ xảy ra tai họa, không biết lửa cháy trong quân có lan đến. Con cá trong chậu thanh vân quan này không? Xuất trần tử tinh thông sự đời, ở trước mặt quan to quý nhân, xưa nay mở miệng rất có trùng mực. Cố đại nhân tuy rằng không phải là quý nhân cho lắm, nhưng tiền đồ thì vô lượng. Hơn nữa sau lưng còn có lão soái làm núi dựa. Cho nên sau khi xuất trần tử trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cũng hỏi, vô tâm có đến không? Cố đại nhân có ấn tượng rất tốt với xuất trần tử. Cười ha hà đáp, hắn không đến. Đến đây cũng không có việc gì làm. Tôi bảo hắn ở lại thiên tân rồi. Xuất trần tử rũ rèm mắt, quyết định vẫn im lặng xem tình hình. Không cần nói bậy bởi vì máy móc dụng cụ khai mỏ chưa chuyển đến. Công nhân có kỹ thuật cũng chưa tuyển đầy đủ, cho nên trên núi Thanh Vân ngoài binh lính ra, chỉ có tiểu đội trinh sát là đang hoạt động. Cố đại nhân đối với chuyện khai khoáng hoàn toàn không thông. Nhiệm vụ duy nhất chính là ngồi chờ kẻ chống đối đánh tới cửa, cho nên cũng không tự mình vào núi. Chỉ mượn Thanh Vân quan một gia nhà dưới chân núi, lại phái phó quan đến lầu xanh trong huyện Trường An đón vài kỹ nữ xinh đẹp đến. Suốt ngày uống rượu mua vui, vô cùng sung sướng. Gã sung sướng, Trương Hiển Tông ở huyện Văn lại không vui nổi, có lòng dẫn binh đánh tới, lại không có chắc chắn thắng. Tâm sự nặng nề đứng dưới một gốc cây già, hắn ngẳng đầu nhìn nhà khởi la cười gượng. Cây cổ thụ trồi mầm non, trên cành cây khô sinh ra nhiều điểm vàng nhạt. Nhìn gần không có gì hay, nhìn từ xa lại đúng là giạt rảo ý xuân. Nhà khởi la mặc một bộ đồ màu hồng đào, Dường dưng tách hai chân ngồi trên một cành cây khô to. Thay mùa, tâm tình của cô cũng thay đổi theo. Như cô gái thiếu nữ mười mấy tuổi, sinh ra một chút cảm xúc thương xuân buồn thu. Con người mà buồn, tính khí dĩ nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cô vốn không để ý tới Trương Hiền Tông, nhưng Trương Hiền Tông lặng lặng đứng dưới tàng cây. Không nói lời nào cũng không rời đi. Sau khi im lặng thật lâu, cô cuối cùng nhịn không được lức hắn. Có việc, trương hiển tông xem cô như một bức tượng thần nhỏ có thần tính lúc có tâm sự và bối rối đều rất muốn dốc lòng bày tỏ với cô rời ánh mắt xuống nhìn chân cô hắn thấp giọng nói xảy ra chút phiền phức núi thanh vân đã bị người chiếm rồi nhà khởi la theo của tầm mắt của hắn cũng cúi đầu nhìn dày theo trên chân mình ai trương hiển tông đáp cố huyền vũ bây giờ đổi tên kêu cố quốc cường nghe đến ba chữ cố Huyền Vũ, nhà khởi la liền nhớ đến vô tâm. Trong lòng cô vô tâm là một câu đố. Tất cả mọi thứ của thế gian đều khiến cô cảm giác đần độn vô vị, ngoại trừ đạo thuật và vô tâm. Giang hai cánh tay về phía Trương Hiển Tông, cô cúi người nhào xuống, trực tiếp lọt vào lồng ngực đối phương, mà không chờ Trương Hiển Tông ôm vững, cô đã như con cá nhỏ từ khuỷu tay hắn trượt xuống đất. đã lâu lắm không ra cửa thấy mặt trời nhạc khởi la bỗng nổi hứng. Ngón chân giật giật trong giày thêu, cô quyết định tự mình ra khỏi nhà đi gặp cố đại nhân. Bởi vì cố đại nhân là bạn cũ của vô tâm, cũng là kẻ địch mới của Trương Hiền Tông. Nếu có thể thông qua cố đại nhân nghe được sinh tử của vô tâm, nếu vô tâm thật sự còn sống, nếu mình tìm được vô tâm, nếu vô tâm hồi tâm chuyển ý yêu mình, thế thì chẳng phải là cô có thể sống vui vẻ hơn. Nếu không có những cái nếu bên trên, cô liền làm thịt cố đại nhân giúp trương hiển tông loại bỏ cái đinh trong mắt dầu gì đi theo trương hiển tông cũng không tệ trương hiển tông ở trước mặt cô lúc nào cũng dịu dàng khiến cô khó chịu không quen sau khi quyết định nhà khởi la không bàn bạc với trương hiển tông đêm xuống cô rời khỏi nhà họ đinh lính canh cửa trước nay luôn khúm na khúm núm với cô nghe nói cô muốn ra cửa vội vàng thu xếp muốn gọi vệ sĩ đi theo nhà khởi la nói không cần kinh động đến họ ta tự đi một mình lính canh biết cô là người có phần thần bí không dám ngăn cản lập tức lại hỏi ngài ngồi xe ngựa hay là ngồi ô tô à nhà khởi la thoáng suy nghĩ lập tức đáp không cần cậu dắt đến cho ta một con ngựa nhỏ lại đây lính canh lĩnh mệnh đi dẫn ngựa nhưng chọn tới chọn lui ngựa trong quân đều cao to uy vũ không vừa ý nhà khởi la sau lính canh phúc trí tâm linh kiếm được một con lửa lông ngắn trên lưng nó đầy đủ yên và dây cương đúng là loại lửa tốt thường xuyên ra khỏi thành biết quen đường cũ phúc trí tâm linh vận khí tới thì lòng cũng sáng suốt linh lợi hơn hải tay dâm một cây roi nhỏ đến trước mặt nhà khởi la lính canh còn hỏi có cần báo cho tham mưu trưởng một tiếng không ạ à? nhà khởi la lắc lắc đầu sau đó nhẹ nhàng nhảy lên lưng lửa duỗi tay tháo lục lạc nhỏ trên cổ lừa. Cô vung roi ra. Con lừa nhất thời hiểu ý chạy lên đường. Nhà khởi la đi đường nhỏ. Lừa sức chịu đựng tốt. Trên con đường gập ghềnh lại đặc biệt linh hoạt. Ngược lại đi nhanh hơn nhựa. Trời tăng tảng sáng đã đến huyện Trường An. Cô tìm bừa một quán trọ nhỏ nghỉ lại. Ngủ tầm một ngày. Khi đêm đến, cô và con lừa đã nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ bèn lại lên đường. Thẳng hướng núi Thanh Vân. Trước khi xuất phát, cô đã nghiên cứu bản đồ. Hiện tại cách Thanh Vân Quan khoảng 5-6 dặm, cô buộc con lửa ngay ven đường rừng, bắt đầu đi bộ. Lầm nhầm phất tay áo, đằng trước xuất hiện hai người giấy dò đường, bay bay phấp với đánh tiên phong. Bóng đêm ngày càng dày, bầu trời tô điểm vài ngôi sao lướt phớt, mặt trăng cong cong ôm lấy mây. Nhà khởi la thể lực còn tạm tạm, đầu xuân ban đêm lại rét lạnh như băng cô giấu hai tay vào tay áo, hít mũi hướng gió lạnh đi lên trước. Đi được một lúc, người giấy dừng lại. Dường như phía trước có một bức tường vô hình ngăn trở chúng. Nhà khởi la bừng hiểu, biết mình đã tiến vào địa giới của Thanh Vân Quan. Theo cô biết, quân đội của cố đại nhân đều trú đóng tại một vùng chân núi phía sau Thanh Vân Quan. Không vào núi, mà cũng không quấy dày đảo quan. Vung tay chỉ huy người giấy chuyển hướng. Cô bắt đầu đi về phía sau núi kết quả không đi được bao xa. Cô đã thấy lều trại mọc lên thành từng bãi. Đêm đã khuya, binh lính cũng đều ngủ. Chốc chốc có ánh lửa chớp lóe giữa lều bạt, là tiểu đội đang. Giờ đuốc tuần tra, dương khí và sát khí của quân đội đại doanh đều rất nặng. Người giấy một khi cách xa cô sẽ mất đi sức mạnh, lào đảo trực rơi xuống. Nhà khởi la dứt khoát thu chúng vào, nghĩ bụng phải tự mình tìm cách lèn vào quân doanh. Chỉ cần để cô gặp cố đại nhân, chỉ cần cố đại nhân ở một mình, cô ta liền có cách. Nhà khởi la nắm khăn tay, vừa hỉ mũi vừa đi loanh quanh trong bóng đêm, đồng thời nín một cơn hắt xì. Trung quanh quân doanh ba bước một chạm gác năm bước một đồn canh. Không có sơ hở. Thế là cô quyết định đổi phương hướng tiến công. Trước tiền men theo con đường núi nhỏ nằm giữa thanh vân quan và quân doanh đi vào núi. Sau đó từ trên núi đi xuống chân núi quân doanh dù sao cũng sẽ không hoàn toàn phòng thủ kiên cố tứ phía được. Đều biết trong núi không có người. Chắc hẳn hướng tới phía núi lớn, chính là chỗ yếu nhất bên ngoài quân doanh. Chuyện đề cử, người cũ còn thương, bí ẩn phía sau gương tính toán xong. Cô bắt đầu mò mỏ mẫm bước lên con đường núi nhấp nhô. Cô nhớ rất nhiều rất nhiều năm về trước. Mình hình như cũng từng leo lên núi Thanh Vân một lần. Khi đó núi Thanh Vân còn chưa tên là Thanh Vân, trên núi thanh vân dĩ nhiên cũng chưa có thanh vân quan mình vào núi làm gì không nhớ rõ ngọn núi ra sao cũng không nhớ rõ cô bước thấp bước cao đi một lúc thì dừng chân phát hiện trên con đường phía trước xuất hiện một cái hố to dưới ánh trăng bùn đất xung quanh hố vẫn còn tơi xốp hiển nhiên là một cái hố mới nhà khởi lạ nghi ngờ cái hố này có liên quan đến việc khai mò vừa định cẩn thận vòng qua không ngờ vừa giẫm một bước lại trơn trượt lầy lội khiến cô suýt té lảo đảo đứng vững cô cúi đầu nhìn mặt đất chỉ thấy một thứ chất lòng trắng đục lóng lánh tràn lan trên đất vừa rồi bị mình đạp phải chất lòng cùng bùn đất hòa thành bùn lấy lạm lạ ngồi xổm xuống nhà khởi la không nhìn ra thành phần của thứ chất lòng này mí mắt vén lên cô bỗng phát hiện có đồ chơi mới trong mớ chất lòng còn ngâm vài miếng xương cùng với một bộ răng lớn sắc nhọn. Nhà khởi la lấy ra một tờ giấy hình người nhỏ trong tay áo, tùy tay vung ra ngoài. Một người dưới mặt trắng mắt cười lập tức đứng bên cạnh cô. Nhà khởi la đứng lên, lui về sau một bước nói, nhặt nó lên cho ta. Người giấy có thể lĩnh hội mệnh lệnh của cô, quả nhiên cúi người duỗi tay, nâng một bộ răng hàm lên bày trước mặt cô. Dưới ánh trăng, nhà khởi lang nhìn rõ chỉ thấy bộ răng to sấp xỉ đầu người. Răng sắc nhọn lóe sắc lạnh. Trong cái răng thế mà còn nước dãi màu đỏ tươi phản xạ ánh trăng. Có thể thấy được nước dãi còn mới. Thân thể đã không còn. Chỉ còn một bộ răng nanh. Nước dãi trong cái răng sao có thể còn mới được. Nhà khởi la lấy làm lạ. Tiến lại gần người. Cảm thấy có hơi tanh. Nhưng ngược lại không phải là mùi tanh hôi thối. Quay trở lại bãi chất lòng. Cô cúi đầu muốn xem kỹ, không ngờ vào lúc này trong hố bỗng trồi lên một con quái vật xám bóng ngoắc cái miệng rộng thẳng tiến đầu của cô nhà khởi la cả kinh trong lòng lập tức ngửa đầu trốn ra sau đồng thời nghe một tiếng lộp bộp là con quái vật đập mạnh lên đất vừa lui về sau vừa nhìn cô chỉ thấy con quái vật dài chừng một thước cả thân xám trắng đầu trụi lùi vừa dẹp vừa dài cái miệng to rất bắt mắt mắt thấy con quái vật lại nhe răng về phía mình cô thấy không ổn xoay người toan chạy trốn không ngờ con quái vật tung mình nhào lên ngoạm lên bắp chân của cô nhà khởi la kêu một tiếng ngã xuống đất xoay người lại nhìn thấy bắp chân mình tuy còn trong miệng con quái vật nhưng nó đã co quắp trên mặt đất chưa kịp phát lực thân thể to dài tức thì thay đổi hình dạng mềm oặt dần dần biến thành nước nhà khởi la lập tức hiểu ra tất cả bấp chân âm ỉ đau. Không biết răng con quái vật có đâm thủng quần xuyên vào da thịt hay không. Cực nhọc cậy khớp hàm thu chân về. Cô cũng không kịp nhìn kỹ. Đứng lên toan chạy xuống núi. Nhưng vừa nhấc bước. Cô đã té đánh ngục Chân bị thương đúng là không thể dùng lực. Cô cuống cuồng. Nhớ trong hố lại còn con khác. Dù nó bị chết nhanh. Cỡ nào. Chị e chính mình cũng khó thoát khỏi một kiếp. Đỡ gốc cây bên cạnh đứng lên cô nhào về phía người giấy. Chỉ nghe dầm một tiếng, người giấy quả thực đã trở thành người giấy, bị cô đẻ đến vỡ tan tành. Nhà khởi la ngã SML, thật sự là nóng này. Đầu ngón tay phải nhanh chóng với một đạo phù trên đất. Cô dùng sức vỗ mặt đất, đồng thời nhẹ giọng kêu, sống dậy. Mặt đất gần đó lập tức chậm chậm trồi lên, bề mặt đất nứt ra. Một cái xác chó hoang đã rất lâu từ dưới đất chui lên, thối giữa chỉ còn khung xương nhà khởi la thấy thế, giận đến vung tay. Hồn phách bám lên sắc con chó hoang lập tức tiêu tán. Xương cốt rơi rớt thành một đống trên đất. Nhà khởi la đổi tay phải, tiếp tục vẽ bùa trên mặt đất. Muốn triệu hồi ra âm bình đắc lực tới cứu mình xuống núi. Bàn tay vỗ mạnh lên đất, mặt đất dưới tảng cây bỗng trồi lên một tên lính. Cả người tên lính đều là máu, vết đạn trước ngực có thể thấy rõ ràng. Không biết là chết do chiến tranh, hay là chết vì quân pháp có điều thân thể xem như còn nguyên hai con ngươi trận ngược miệng ngoác đến là to dường như trước khi chết còn đang kêu gào nhà khởi la chẳng còn lòng giả kén trọn đứng lên nhảy lên lưng tên lính mà tên lính dưới sự thao túng của cô nhấc hai chân từng bước một đi xuống núi nhà khởi la ôm cổ thi thể lạnh cứng lòng kinh hoàng không thôi bắp chân ngày càng đau khiến cô hoảng loạn nhịn không được nghĩ mình xinh đẹp như vậy, sẽ không chết vì độc chứ. Ngẫm nghĩ, cô rơi một giọt nước mắt, không phải sợ chết, là luyến tiếc vỏ bọc đẹp đẽ này. mươi 59, chất độc thực cột nhạc khởi la cưới cái xác biết đi chạy năm sáu dặm, sau đó đổi qua lừa chạy về huyện Văn. Trên đường chân của cô ngày càng đau, đau đến mức con lừa vấp một cái, tim của cô cũng vấp theo. Hừng đông trời còn tối, cô rốt cuộc tiến vào huyện Văn gặp được trương hiển tông đang thấp thòm đứng ngồi không yên trương hiển tông một mực chở cô về cô vốn là không để trương hiển tông vào mắt mặc cho trương hiển tông ôm mình từ lưng lửa xuống cô vẫn xem đối phương là một tên phàm phu tục tử không đáng nhắc tới nhưng đợi đến khi trương hiển tông đưa cô vào phòng hắn lòng như lửa đốt ngồi xổm xuống vén ống quần cô cô bỗng động lòng thầm nghĩ ngoài hắn ra còn ai có thể đối đãi với mình như vậy Trương Hiển Tông không để ý đến thần sắc suy tư của cô. Liên tục hỏi, rốt cuộc là bị con gì cắn? Dấu răng lớn như vậy, sao có thể là thần lần được? Nhà khởi la lười nhìn hắn, thấy hắn chẳng có chút gì ưa nhìn. Nhưng lời nói ra lại mang theo chút ấm ức, tôi không biết nó là vật gì. Chỉ là có hơi giống thần lần, nhưng to hơn thần lần nhiều lắm. Trương Hiển Tông cuốn ống quần cô lên, cuốn đến cuối cùng còn trở lại tất chân lông cừu ôm sát chân. Trương Hiển Tông nắm mắt cá chân cô cẩn thận xem xét tất chân của cô, song vẫn chưa phát hiện dấu răng. Hình như không cắn xuyên qua. Trương Hiển Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh cởi tất chân cho em nhìn thử. Tất lông cổ cởi ra, lộ ra mắt cá chân xương đỏ. Nhà khởi la để chân trần đạp lên lồng ngực Trương Hiển Tông, gang bàn chân dán lên một nút áo đồng của quân trang. Một bàn tay thô ráp cầm cẳng chân nhỏ bé của cô, Cô lặng lẽ dương mắt nhìn hắn nhìn hắn, khinh thường hắn. Ngằng đầu đón ánh mắt của cô, Trương Hiển Tông nở nụ cười, đừng sợ. Chỉ là bong gân, dán vài tờ thuốc cao là ổn rồi. Nhà khởi la nhếch khóe miệng, cũng cười. Nụ cười chợt lóe rồi biến mất, cô kỳ thật không có gì buồn cười. Mắt phải giật giật căng đau âm ỉ, không cần soi gương. Cô biết điểm huyết sắc trong mắt đang khoách tán. Thẳng tắp nhìn Trương Hiển Tông, cô nhẹ giọng nói tôi đói bụng nhà khởi la duỗi hai chân ngồi trên giường mắt cá chân phải đã được dán thuốc xa xa bỗng vang lên tiếng súng không biết là ai trở thành ma chết dưới súng của trương hiền tông trương hiền tông rất giỏi tìm người cho cô ăn tử tù trong lao kẻ lưu lạc trên đường người bị mua bị bán ven đường trong tay hắn luôn không thiếu người sống cửa phòng mở ra trương hiền tông bưng cái bát nhỏ đi đến trong phòng lập tức nổi lên mùi tanh phức tạp. Nhạc Khởi La đón lấy cái bát nhỏ từ trong tay hắn. Bàn tay nhếch lên Lan Hoa chỉ cầm cái muỗng nhỏ. Cô cúi đầu, bỗng lên tiếng: Tôi sẽ bảo hộ anh. Trương Hiển Tông sừng sốt, tức thì cười: Được, cảm ơn em. Hắn luôn xem Nhạc Khởi La là một yêu nữ nho nhỏ, mà Nhạc Khởi La có đôi khi tự cho mình là thiếu nữ. Xem hắn là người anh biết săn sóc, có đôi khi lật thay giờ cốt đem kiếp trước kiếp này cộng lại lại như bà cụ non xem hắn còn nhỏ vừa nhỏ lại không có tư chất anh hào nhìn kiểu nào cũng đều là một người đàn ông rất bình thường có thể ở huyện văn làm một tiểu quân phiệt là đã hết mức lắm rồi nhà khởi la thoát chết trong gang tấc từ miệng con quái vật sợ bóng sợ gió một hồi trương hiển tông nghe cô thuật lại nhất thời không biết làm sao dứt khoát án binh bất động cùng lúc đó cố đại nhân ở chân núi thanh vân ăn chơi đàng điếm đến là sung sướng mỗi tối đều đàn ca múa hát trong phòng cả trai lẫn gái vừa múa vừa hát ca múa đã rồi liền bắt đầu từng đuôi tầm hoan cũng do ở trong địa phận của thanh vân quan chưa từng nghe nói trong miếu quan có ma có quỷ nên gã đặc biệt an tâm không hề sợ hãi công nhân dụng cụ đều chưa thấy bóng đội ngũ thăm dò tự thành một phe ngoài việc đào hố khắp núi không làm gì khác quân đội cũng không có địch để đánh cố đại nhân chỉ có thể vui chơi. Đêm nay gã sảng khoái nốc rượu, nốc xong quăng bát ngủ. Đám lính cần vụ hì hục kéo gã về phòng ngủ, mà cô kỹ nữ gã dùng. Tên là Mai Hương. Nhân cơ hội này lướt mắt đưa tình với một tên tham mưu của Lữ Bộ. Tham mưu là một anh chàng đẹp trai mặt mày sáng sủa, là người tình lý tưởng của Mai Hương. Hai người mắt qua mày lại, một lúc sau cùng nhau rời tiệc, đi chim chuột chỗ nào chẳng biết cố đại nhân say túy lúy ngáy rung trời nghe như tàu anh qua núi vậy ầm ầm từng tiếng tiếp từng tiếng cách một cửa một tòa viện đều nghe thấy lính cần vụ nghe thấy thế biết ngay gã đã ngủ đến xét đánh không dậy hai tên lính gác cổng lạnh đến rụt người thấy lính cần vụ lình đi mất vì thế song phương hợp kế cũng lặng lẽ tiến vào một gian phòng nhỏ sưởi ấm đêm dài đằng đẵng hai tên lính gác nướng khoai trên bếp lò nhỏ nướng đến tập trung tinh thần. Mà tiếng ngáy của cố đại nhân vang đến cực hạn. Một hơi bỗng kẹt ở cổ họng. Vài giây thanh tĩnh qua đi, gã như con ngựa thở phì phì trong mũi, tự đánh thức mình. Lò sưởi trong phòng cháy hừng hực, cố đại nhân chỉ cảm thấy mình nóng như lửa, hận không thể chui vào lu nước. Dối tay mò sang bên cạnh, gã không thấy ai. Bèn mắt lim dim tự bỏ dậy, muốn đi tìm nước uống không ngờ vừa duỗi một chân xuống giường gã chớp chốc mắt phát hiện một bóng người nằm dưới đất gã tưởng mình ngủ mơ bèn dụi mắt mở mắt nhìn lại bóng người trên đất rõ ràng trong thân hình đúng là mai hương mai hương hình như là lúc vào cửa vấp phải bậu cửa ngã không dậy nổi cố đại nhân kinh ngạc lên tiếng gọi mai hương ngất rồi hả sau đó gã bất đắc dĩ xuống giường lê dép bông đi trước đến cạnh bàn bưng chén trà uống uống ừng ực một bụng trà nguội buông chén trà quay sang mai hương gã đối với kỹ nữ không thương hương tiếc ngọc duỗi chân đá này đến mức thế không tỉnh tỉnh nhưng mà lép bông của gã chật ngừng giữa không trung bởi vì trong nắng sớm loáng thoáng hắn thấy được nửa người dưới của mai hương rỗng rỗng sẹt lép quần áo vẫn còn thậm chí còn dày toàn bộ người ngâm trong một loại chất lỏng không rõ màu chỉ có thể xác trong đó là không còn. Ngu người trong chốc lát, cố đại nhân nâng tay vội bật công tắc đèn. Ngay sau đó xoay người đi đến trước giường, rút ra một cây súng từ dưới gối đầu. Lạch cạch lên nòng, gã đeo bao tay, xoay người ngồi xổm trước mặt Mai Hương, nắm búi tóc của cô lên. Mai Hương nâng đầu theo lực đạo của hắn. Đôi con người như trồi hỏi hốc mắt, miệng há đến cực hạn, không biết là muốn khóc hay là muốn kêu lên cố đại nhân cẩn thận thăm dò hơi thở cô ta phát hiện mai hương đã chết với bộ mặt dữ tợn cố đại nhân nhìn ra mai hương chết không được bình thường nhẹ buông tay thà đầu cô ta gã vội đứng dậy từ cái dương trong góc phòng lục ra một tấm áo bông cũ mặc vào áo bông do nguyệt nha may trong lớp lót có dấu hai lá bùa lúc trước vô tâm lấy rất nhiều bùa từ chỗ xuất trần tử kết quả qua ba lần bốn lượt sử dụng giờ chỉ còn thừa hai tờ gã không thể cất bùa vào túi tiền nhỏ rồi đeo lên cổ giống Nguyệt Nha được. Bèn dứt khoát bảo cô lấy bùa khâu vào trong áo bông. Sau khi buộc cúc áo, gã mặc cả quần lẫn bốt vào. Một cước đá lật mai hương lăn ra. Gã không nhìn vẻ mặt dữ tợn của cô, chỉ nghiên cứu thân dưới của cô. Thân dưới không có áo choàng che lấp, bên dưới lớp quần mỏng đã hiện ra hình dáng xương đùi. Cố đại nhân tiện tay lấy một cây chổi lông gà khom lưng dùng cán trồi vén ống quần ướt dầm dề lên nhòm vào trong. Kết quả chỉ thấy xương chân ngập trong một thứ chất lỏng trắng phao. Cũng không phải là bị thú hoang cắn. Cũng không phải bị người dùng dao dọc. Máu thịt cả người cứ như bị tan chảy ra vậy. Trên đất nước chảy từ xác ngày càng nhiều. Chỉ trong chốc lát cố đại nhân trầm ngâm. Mai hương ngay cả xương chậu cũng sụp xuống. Cố đại nhân thấy không ổn. Xài bước dài lướt qua thi thể nhảy ra ngoài cửa. Đồng thời khít khịt mũi phát hiện nước từ xác chết nửa trong suốt giường như mang chút màu máu. Có hơi tanh, ngược lại không hôi thối lắm. Dựa vào kiến thức của gã, dĩ nhiên biết Mai Hương vừa không sinh bệnh lạ, cũng sẽ không trúng kịch độc. Rốt cuộc sao lại thế này, chỉ e là bí ẩn. Lính gác trong phòng trực thấy trong phòng lữ tỏa sáng đèn, vội vã ngậm khoai nướng chạy ra, ôm súng trường trở về vị trí công việc. Không ngờ còn chưa đợi họ đứng vững, một gã phó quan dục ngựa phi đến, sau khi xuống ngựa cũng không giải thích mục đích đến trực tiếp dướn họng hét lớn lữ tỏa lữ tỏa ngài dậy chưa trong doanh xảy ra chút chuyện muốn mời lữ tỏa tới xem à không quá nửa phút đồng hồ phó quan đã thấy cố đại nhân quân phục chỉnh tề xải bước đi ra cố đại nhân cùng phó quan cưỡi ngựa đi sau một lát đã đến quân doanh phó quan vừa đi vừa nói không biết bị cắn ở đâu vương tham mưu không nói rõ dù sau lúc cảm thấy đau đã bị thứ kia cắn vương tham mưu sợ hãi gấp gáp chạy về nhưng chạy một lúc liền hỏng chuyện hiện tại lữ tọa tự xem đi chân vương tham mưu thôi rồi cố đại nhân thoáng hiểu trong lòng xuống ngựa ném dây cương gã vừa đi vào lều vừa hỏi quân y nói thế nào phó quan chạy không ngừng thở nặng nhọc quân y nói không phải do rắn độc bởi vì thứ kia miệng rất to nơi này không có loài rắn lớn như vậy nhưng rốt cuộc là con gì cũng không biết quân y bồi ít thuốc giải độc rắn cho vương tham mưu nhưng không có tác dụng vừa dứt lời phó quan tinh mắt duỗi tay vén mảnh lều cho cố đại nhân trong lều treo đèn điện cố đại nhân cúi người đi vào nhìn nhất thời trau mày mặt vương tham mưu hoàn toàn trắng như giấy nằm ngửa trên một cái ghế nằm. Không cần nhìn kỹ cũng biết hắn đã lành ít dữ nhiều. Quần đã được lột ra, hai cẳng chân trắng dài nhỏ gác lên ghế. Một chân còn bình thường, chân kia thì từ giữa bắp chân lại bắt đầu thối giữa. Xương đùi trắng hiếu lòi cả da, trên xương rất sạch sẽ đến cả một tia máu gân đều không có. Phần da thịt hai đầu cũng không thấy máu tươi, ngược lại tích tách chảy xuống nước vàng, dưới cái ghế đã ẩm ướt một mảng trong lều vây quanh vài tên quan quân có giao hảo cùng vương tham mưu cùng với một lão quân y rất có thâm niên thấy cố đại nhân đến mọi người vội vàng đứng dậy mà cố đại nhân chắp hai tay sau lưng trực tiếp hỏi quân y tại sao cậu ta không kêu đau quân y vẻ mặt như đang mộng du cả lăm báo báo cáo lữ tòa vương tham mưu hình như không không thấy đau cố đại nhân lại hỏi tiểu vương bị cắn ở đâu Vương tham mưu hơi thở mong manh, hiển nhiên không thể nói chuyện. Vì thế một gã quan quân bên cạnh đáp, báo cáo lữ tọa, tiểu vương vừa rồi có nói là bị cắn trong núi, còn nói thứ đó rất lớn, giống thần lành. Cố đại nhân trầm mặc, trong lòng hiểu ra tiểu vương cùng mai hương chạy lên núi gian díu, vô tình gặp quái, vật cắn người. Tiểu vương hẳn là bỏ mặc mai hương chạy trước, mà mai hương bị trọng thương, lại muốn sống chỉ có thể chạy về phòng mình cầu cứu. Mai Hương cùng tên mặt trắng này yêu đương vụng trộm, cố đại nhân cũng không ghen. Bởi vì Mai Hương cũng không phải vợ bé của gã. Hai người đơn giản là nhân duyên mỏng như xương sớm. Nói không chừng ngày nào đó sẽ chia tay. Mai Hương cùng tên mặt trắng này bởi vì yêu đương vụng trộm mà chết. Cố đại nhân cũng không thương hại. Vấn đề là hai người họ đều không chết tử tế. Còn về thứ gọi là thần lành, đối chiếu với miêu tả của vô tâm trước đó, gã đã biết lai lịch của nó. Nhưng mỗi biết còn chưa được, nếu mặc chúng tùy ý cắn người, quân đội của mình kiểu gì cũng sẽ bị chúng dọa cho tàn tác. Trong lều ai nấy bó tay luống cuống, mắt thấy tiểu vương đã bị giữa đến nát bụng xuyên cả ruột. Cuối cùng thật sự là không nỡ nhìn, thăm dò tiểu vương đã ngoi ngóp không còn thở. Vài tên quan quân lớn gan liền dùng một miếng vải bạt dày bọc hắn lại, đào hố chôn thật sâu. Cố đại nhân hạ khẩu lệnh, không cho mọi người có mặt nói bậy. Lúc trời sáng gã trở về phòng mình, đẩy cửa đi vào nhìn, phát hiện Mai Hương đã trở thành một bộ xương trắng hiếu. Cố đại nhân lớn gan, ban ngày ban mặt lại càng to gan lớn mật. Dùng kẹp gấp than gấp từng khối xương vào một cái chân bông. Gã ôm bọc xương, muốn đi tìm xuất trần tử nghĩ cách. Không ngờ chưa đợi gã xuất phát, đội trưởng đội khảo sát đi đến đội trưởng là một người nhã nhặn cao to cường tráng mang kính người rất hòa khí muốn nhờ cố đại nhân phái đi một chiếc xe tải quân dụng vận chuyển một phó tượng phật đến thiên tân cố đại nhân không hiểu tượng phật gì các anh còn kiêm việc thu đồ cổ à đội trưởng lập tức cười nói không phải vậy là một đội viên tình cờ đào được chao ôi đẹp vô cùng đáng tiếc kẻ hè này không thông lịch sử không thể giám định được niên đại của nó Chúng tôi muốn nhanh đưa nó đến thiên tân. Mời vài vị lão tiên sinh đến xem thử. Nếu quả thật là bảo bối hiếm có, vậy xem như chúng. Tôi cực kỳ may mắn rồi. Chương 60 Tôi đến đê ở ICO Đại Nhân và xuất trần tử mỗi người một cái nệm bồ đoàn ngồi đối diện nhau. Trước mặt bảy mấy khúc xương, cùng với một bộ răng nhọn đã ngưng động nước rãi màu đỏ máu. Xương cốt là di hài của may hương. Bộ răng là trước khi cố đại nhân lên núi, phó quan trưởng vội vàng đưa tới nói là sau khi trời sáng bọn họ vào núi lần theo dấu chân kết quả đi đến một cái hố khô giáo không phát hiện ra gì chỉ thấy độc một bộ xương quân y vừa nhìn kích cỡ răng biết ngay mọi người đã tìm ra hung thủ dựa vào trí tuệ cùng tài ăn nói của xuất trần tử có thể gán bộ răng đến cả trên người tam hoàng ngũ đế hơn nữa có thể lươn lẹo đến không chút kẽ hờ mặc cho ai cũng phải tán thưởng y có lý lẽ có căn cứ. Chỉ cần y nguyện ý, y có thể soạn đáp án cho tất cả bí ẩn chưa lời đáp. Nhưng cố đại nhân là bạn của vô tâm, nể mặt vô tâm, xuất trần tử không thể mặt dày mà qua loa có lệ được. Nhưng nếu không nói khoác, xuất trần tử phải thừa nhận bản thân bó tay với lũ quái vật này. Mà gần hơn 10 năm nay y luôn duy trì hình tượng tiên nhân bác học gì cũng biết. Giờ bảo y thừa nhận mình bất lực chẳng khác gì vào vào mặt vậy. Sau khi tra xét trên xương không có độc, xuất trần tử lòng dối như tơ vò bắt đầu suy nghĩ. Không biết mình nên tiếp tục diễn mặt hoa lệ trước mặt cố đại nhân, hay là thành thật phơi bày bản chất mộc mạc. Nghĩ tới nghĩ lui thở dài một hơi, cuối cùng y không đầu không đuôi hỏi, vô tâm đến chưa. Cố đại nhân phát hiện chỉ cần xuất trần tử vừa thấy gã, nhất định sẽ hỏi vô tâm. Bèn nhịn không được cười, hắn còn ở thiên tân, hắn không muốn đến, tôi cũng không ép được. Kể từ khi trải qua hiểm nguy trong động ngàn Phật, nếu không có vô tâm bên cạnh, xuất trần tử quả thực cũng không muốn nhớ những chuyện trải qua dưới lòng đất. Lặng lẽ liếc cố đại nhân, y mở miệng lại hỏi, cố lương trưởng, anh có biết lai lịch của vô tâm không? Cố đại nhân lập tức lên tinh thần, hết sức cẩn thận đáp, hắn. Hắn chính là một kẻ lăn lộn giang hồ. Năm ngoái, trong nhà tôi không sạch sẽ, có thứ gây chuyện hại ra mạng người. Có mời hắn đến giải họa một lần. Sau đó, sau đó chúng tôi quen biết. Xuất trần tử gật đầu, lại nói, gần đây ban đêm đừng cho người vào núi. Nhất là đừng tới gần hố sâu hồ nước. Dưới lòng đất núi Thanh Vân có huyền cơ, chỉ e dựa vào nhân lực là không thể hiểu rõ. Cố lữ trưởng, nếu ta phải nói, buông tha mỏ vàng mới là thượng sách. Nếu không một khi đào mở chân núi, ai biết sẽ thả ra bao nhiêu quái vật cho dù chúng nó gặp ánh sáng sẽ tan chảy nhưng khó mà đề phòng cố đại nhân cười đạo trưởng ngài nói đều đúng vấn đề là lão soái không lên tiếng chúng tôi cũng không làm chủ được à xuất trần tử rất thạo sự đời đương nhiên hiểu nỗi khổ tâm của cố đại nhân thế là cuối cùng nói nếu muốn đào nhất định phải chọn khởi công ban ngày một khi đào ra sắc chết lập tức thiêu hủy ngay tại chỗ. Trước mặt xuất trần tử cố đại nhân vâng vâng dạ dạ, rời đạo quan trở về quân doanh, không ngờ sau khi vào cổng doanh, phát hiện xe tải dừng ở sân trống. Đội trưởng đội thăm dò to như gấu thoan thoát lên xe xuống xe, đang chỉ huy binh lính đem một cái dương dài được đóng từ tấm gỗ chuyển lên xe. Ngoại trừ dương dài ra, trên đất còn đặt hai cái dương gỗ nhỏ vuông vắn. Cố đại nhân đến gần nhìn, chỉ thấy trong một cái dương đựng đầu Bồ Tát đầu lòe lật sặc sỡ, thoạt nhìn có thể khiến người khác sợ nhảy dựng. Trong một cái dương còn lại đặt hai cánh tay, ngay cả nửa đoạn cánh tay, cũng là màu sắc sặc sỡ. Tuy nhiên chạm trổ rất đẹp, đến cả móng tay đều đầy đủ ngay ngắn. Đội trưởng thấy gã đến, bèn nhảy khỏi xe tải. Một đường than thở đi tới, gay go, gay go thật rồi. Cố đại nhân hỏi, làm sao vậy? Đội trưởng hai tay chống nạnh, tượng Phật sau khi khai quật, màu sắc lập tức thay đổi. Hắn duỗi tay chỉ đầu Bồ Tát trong dương mới nháy máy một cái. Thế mà hoàn toàn thay đổi. Cố đại nhân lấy làm lạ, tại sao chỉ có một đầu một đôi tay? Bị vỡ hết rồi à? Đội trưởng lắc lắc đầu, không biết. Chúng tôi cũng chỉ đào được. Ngần nấy, có lẽ trước đó đã có người phát hiện ra nơi này. Nhưng theo tôi được biết, trên núi Thanh Vân cũng không có di tích cổ nào mặc dù là thanh vân quan, cũng được xây dựng gần trăm năm nay. Quả thực là kỳ quái lắm thay. Cố đại nhân không dám nói nhiều, nhủ bụng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Mình là đến đánh giặc, không phải đến khai khoáng, lại càng không phải là đến đào tượng Phật. Sư phụ và xuất trần tử đều đã thay gã dò đường. Biết rõ dưới lòng đất rất tà ma, gã cớ gì phải theo giúp vui. Dù gì gã ở dưới chân núi trông cửa canh chừng mỏ vàng, trên núi có cái gì mặc kệ cố đại nhân nghĩ rõ là đẹp nhưng không như mong muốn qua một đêm trong doanh lại xảy ra chuyện bốn gã lính ngủ trong một lều sáng hôm sau một người tỉnh dậy phát hiện ba đồng đội không thấy đâu thay vào đó là ba bộ xương khô nhất tề nằm trên phản tin tức lan truyền trong doanh lập tức ồn ào trái khoáy là hôm qua lại có người từ đất cạn đào ra một thi thể còn rất mới nhưng thi thể lại ăn bận trang phục thời tiền thành. Sau khi thi thể gặp ánh mặt trời, rất nhanh mục nát thối giữa, bị thiêu đốt sạch sẽ. Lời đồn có mầm mống, mọi người ở dưới chân núi rãnh rỗi đến buồn bực. Thế là hạt giống gặp đất. Chưa tới hai ngày mà đã bắt đầu xuất hiện lính đào ngũ. Cố đại nhân hốt hoảng, vội vàng đi mời xuất trần tử nghĩ cách, lại gửi đi một phong thơ, dục vô tâm đến hỗ trợ. Thư xuất phát từ núi Thanh Vân một ngày sau đã đến thiên tân vệ, bị biêu tá nhét vào sân qua khe cửa. Trong sân không có ai, bởi vì vô tâm đã dẫn Nguyệt Nha đi Bắc Kinh. Tiết Xuân đã đến Bắc Kinh, vô tâm và Nguyệt Nha đầu tiên là gặp vài ngày gió to. Đợi gió lặng, bầu trời xanh biếc như được gột dừa, liên tiếp được mấy ngày trời đẹp. Hai người tinh lực và thể lực đều tràn đầy. Nơi có thể dạo là dạo hết, những món ngon cũng nếm qua, đặc biệt điều khiến họ vui vẻ là bọn họ chụp được vài bức ảnh trong tiệm chụp hình đương nhiên thiên tân cũng có tiệm chụp ảnh nhưng bọn họ ở thiên tân lại chưa từng nghĩ tới việc chụp ảnh chung hai người đều lần đầu tiên trong đời chụp ảnh ngồi trên xe lửa về thiên tân vô tâm vẫn không kìm được lấy ảnh ra ngắm nghía trong ảnh hai người vai sóng vai ngoẹo đầu theo chỉ dẫn của thợ chụp ảnh cũng là đầu kề bên đầu nguyệt nha ban đầu không tài nào cười nổi lúc sau khó khăn nở nụ cười bị thợ chụp ảnh nhanh tay nhấn nút bắt được vẻ mặt hắn ngắm nghiếm mãi nguyệt nha sáp lại gần xem đồng thời nhỏ giọng nói có phải cười quá lớn hay không vô tâm lắc đầu không có cười rất đẹp nguyệt nha lại nói anh thấy em uốn tóc xong có phải trông già hơn không trông em như chị anh ý vô tâm nghiêm túc quay sang quan sát nguyệt nha cuối cùng đáp không thể nào. Nguyệt Nha không nhìn mình trong ảnh nữa, chuyên tâm nhìn vô tâm. Vô tâm có hốc mắt sâu sống mũi thẳng. Bình thường thi thoảng sẽ toát ra chút âm trầm, không ngờ trong ảnh lại rất đẹp. Nguyệt Nha lấy ảnh qua, che cô đi, chỉ lộ một mình vô tâm, anh xem anh đi, y như diễn viên trong phim. Vô tâm sờ đầu, đáng tiếc tóc anh không dài, nếu không dễ ngôi càng đẹp. Nguyệt Nha cười nói, rẽ ngôi chắc chắn là không được rồi đó hay về nhà em làm cho anh một bộ đồ Tây em đến tiệm may hỏi rồi cả tiền công lẫn vải 20 đồng là đủ 20 đồng chúng ta có A à? may đồ xong lại mua cho anh một đôi giày da một cái mũ giả một cây gậy ba tong còn thiếu gì nhỉ đúng rồi còn thiếu một cặp kính mắt đen vô tâm tưởng tượng hình tượng mới mà Nguyệt Nha thiết kế cho mình không biết sao cảm thấy rất buồn cười, theo bản năng rúc vào tóc Nguyệt Nha. Nguyệt Nha vội đẩy hắn, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, đừng không biết xấu hổ. Mọi người nhìn kìa. Nguyệt Nha nói được thì làm được. Sau khi xuống xe lửa dẫn vô tâm đến thằng tiệm may, đo kích cỡ chọn vài giao tiền cọc. Sau đó hai người trở về nhà. Kết quả cổng lớn vừa mở ra. liền bắt gặp một phong thư nằm trên đất. Vô tâm sẽ thư đọc phát hiện ngày gửi là ba ngày trước. Mình đã chế thời điểm. Vội vàng bắt trước một phong thơ hồi âm ra cửa gửi qua bưu Điện. Sau khi trở về hắn hỏi Nguyệt Nha, làm sao bây giờ? Cố đại nhân bảo chúng ta qua đó. Nguyệt Nha ở trong bếp sắt củ cải héo. Chọn một miếng khá là tươi đưa cho vô tâm. Em biết ngay anh ấy không tha cho hai ta mà. Đi thì đi thôi. Anh ấy lại gặp chuyện gì? Vô tâm ăn cải củ đáp, không phải chuyện lớn, anh có lẽ có cách sau đó hắn đưa miếng củ cải cắn dở đến miệng nguyệt nha ngọt nguyệt nha cắn một miếng nhỏ cảm thấy rất ngọt vì thế đẩy tay hắn anh ăn đi em không ăn ăn nhiều sẽ đánh rắm vô tâm nghe cô hình như không muốn ăn thật bèn dồn dột nhai hết củ cải hai người ở nhà thêm một ngày đến sáng ngày thứ ba một chiếc ô tô chạy đến đón họ đi núi thanh vân cố đại nhân lúc trước mỗi ngày ở cùng vô tâm nguyệt nha bây giờ vừa tách ra hơi lâu thế mà lòng đầy nhớ nhung chắp hai tay đứng cạnh con đường núi cố đại nhân vừa đón gió đợi xe hơi vừa âm thầm kinh ngạc không ngờ bản thân lại đa sầu đa cảm còn biết nhớ nhung đến khi một chiếc xe hơi mang theo một hàng bụi mù chạy tới gã nhất thời không tự chủ được mà đứng nghiêm xe hơi thắng lại mở cửa vô tâm và nguyệt nha chui ra Cố đại nhân mừng cực kỳ, trước tiên ôm vô tâm, vỗ bồm bộp lên lưng hắn. Lão bất tử này, cuối cùng cũng đến. Sau đó hai mắt chuyển hướng Nguyệt Nha, rất lỗ mãng một cách tự nhiên mà rẽ lên. Nguyệt Nha, vài ngày không gặp em thế mà béo lên nha. Cử thật, đùi to mông bự nhỉ. Kiểu nói đùa của cố đại nhân hiển nhiên là nghe không lọt tai nổi. Có điều Nguyệt Nha xưa nay không chấp nhận với gã, cho nên chỉ nói, béo thì sao? béo phúc hậu sau này không cho anh gọi anh ấy là lão bất tử anh nhìn còn trẻ mà cố đại nhân trong lòng thống khoái cực kỳ hào khí ngút trời vỗ vai vô tâm đoạn tiếp tục đấu võ mồm cùng nguyệt nha nguyệt nha dẫn anh chồng trẻ nhà em đi theo tôi chồng trẻ nhà em còn non quá em liệu mà coi chừng cẩn thận hắn làm mồi cho sói vô tâm hai tay cắm trong túi áo không nói gì chỉ cười mà cố đại nhân cùng nguyệt nha ồn ào một trận cuối cùng quay sang vô tâm nói đừng có mà thầm đắc ý tôi gần đây có chuyện đau đầu cậu phải giúp tôi một tay còn có lão đạo thanh vân quan kia cứ nhắc tới cậu cậu lên núi gặp y một chút đi mặt khác tôi hỏi cậu cậu nói hiện tại lòng người đã bất ổn lời đồn truyền ra mười mươi tôi làm sao bây giờ vô tâm không cần nghĩ ngợi đáp làm pháp sự cố đại nhân trừng mắt vỡ vần trong doanh cũng không có ma quỷ làm pháp sự hữu dụng cái éo vô tâm hùng hồn đáp làm pháp sự là cho người ta xem à lời đồn đãi nửa thật nửa giả cúng bái hành lễ cũng là nửa thật nửa giả vừa vặn tương sinh tương khắc đúng là thành đôi rồi cố đại nhân nuốt nước miếng vậy làm pháp sự xong rồi sao vô tâm nháy mắt với cố đại nhân không phải tôi đã đến sao chẳng lẽ tôi đến để chơi chương 61, xâm nhập hang hộ cơ đại nhân phái người răng lưới. Lùng bắt chó mực khắp núi. Gần núi Thanh Vân hầu như không có bóng dáng thôn trang. Trong thôn trang cũng chỉ có phần lớn là chó vàng. Cho nên để bắt mấy con chó mực thuần túy không có lông tạp, đám tiểu binh phải nói là phí biết bao lực. Chó mực có thể ăn quái vật. Gã hỏi vô tâm. Vô tâm đang được một gã phó quan dạy bắn súng. Nghe cố đại nhân hỏi. Hắn trả súng cho phó quan sau đó dẫn cố đại nhân đi ra xa thấp giọng đáp tôi cứ cảm thấy lũ quái vật kia có chút tà tính cho nên muốn chuẩn bị mấy thứ trừ tà thử lên người nó chỉ riêng máu chó mực còn chưa đủ tôi còn muốn mang thêm mấy thứ cố đại nhân mở to hai mắt nhìn hắn còn muốn cái gì mang đi đâu vô tâm tránh né không đáp vế sau chỉ nói có nước tiểu đồng tử không cố đại nhân nhún vai không thành vấn đề trong quân doanh không thiếu mấy đứa choai choai mới lớn. Trong mười đứa luôn có một đứa là đồng tử mà. Vô tâm trần trở lại hỏi, có lão đồng tử không? Cố đại nhân móc lỗ tai hỏi, bao nhiêu tuổi? Vô tâm suy tư đáp, ba mươi tuổi trở lên. Cố đại nhân bây giờ cười khùng khục, đồng tử hơn ba mươi tuổi. Cậu bảo ta tìm một con chó mực hơn ba mươi tuổi còn hơn. Việc này cứ thế buông xuống không đề cập. Tới, Cố đại nhân chuẩn bị một phần quà giày, dẫn vô tâm đến thanh vân quan, muốn mời xuất trần tử đến quân doanh làm pháp sự trừ tà. Có thể là do từng vào sinh ra tử, xuất trần tử đối với vô tâm sinh ra một loại cảm giác thân thiết xa cách một đời gặp lại. Nể mặt vô tâm, y thế mà không cả bày ra tư thế của chủ trì đạo trưởng. Một lời đáp ứng thỉnh cầu của cố đại nhân. Cố đại nhân yên tâm, bắt đầu tán gẫu góp vui, nói một hồi vô tâm chợt mở miệng, đạo trưởng, có đôi lời, không biết có nên hỏi hay chăng. Xuất trần tử phiêu phiêu dục tiên mỉm cười gật đầu, có thể hỏi, bần đạo mọi chuyện đều có thể đàm đạo, cũng không kiêng kỵ. Vô tâm liếc cố đại nhân một cái, sau đó hơi ghé đầu về phía xuất trần tử, đặc biệt nghiêm túc hỏi, đạo trưởng, ông có phải là đồng tử không? Xuất trần tử thộn mặt, dòm vô tâm chằm chằm nửa ngày không nói mà cố đại nhân không biết nên khóc hay cười. Vội vã giảng hòa, sư phụ ngươi nói bậy à. Người ta là người xuất gia tu đạo. Khẳng định là, cố đại nhân vắt hóc ra vài từ văn nhã ca ngợi xuất trần tử. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng lẽ lên, vỗ tay đánh bốp, khẳng định là tam trinh cửu liệt, băng thanh ngọc khiết a à. Vô tâm xem thường xua tay chặn lại, đạo trưởng cũng không phải phái toàn chân, không hiểu những giới luật chết đó. Đoạn hắn như làm ảo thuật từ trong quần áo lấy ra một cái ấm nước quân dụng. Quay sang xuất trần tử lại nói, đạo trưởng, thực không dám đấu giếm. Tôi muốn chuẩn bị chút nước tiểu đồng tử pháp lực cao cường. Nếu ông là đồng tử, tẻ cho tôi một ấm được không? Trên bản mặt trắng của xuất trần tử thoát đen thoát đỏ, một bàn tay đặt trên bàn nhỏ bên cạnh. Cố đại nhân thấy y vẫn im lìm, sắc mặt không khỏi nghiêm lại. Đạo trưởng, ngài, không phải đồng tử xuất trần tử giật giật khóe miệng, lập tức giơ tay vỗ mạnh lên bàn. Hồn hển lớn tiếng cả giận nói, mẹ nó, thô tục, cút ra ngoài cho ta. Sau một giây tạm dừng, y lại giống lên một câu, để cái ấm nước lại. Vô tâm hai tay nâng ấm nước đặt lên bàn nhỏ, sau đó cười mỉm thoáng, cúi đầu khom lưng, cung kính kéo cố đại nhân lui ra. Vô tâm dẫn cố đại nhân xuống núi, cố đại nhân dọc trên đường lại nhải, đoán già đoán non vô tâm đã đắc tội xuất trần tử. Vô tâm dừng dừng đáp, hầy, muốn đắc tội đã đắc tội từ khuya rồi, còn kém một câu nói hôm nay chắc. Kết quả khi đêm đến, quả nhiên có một vị đại đạo sĩ dáng vẻ hiên ngang đưa tới một cái ấm nước nặng trịch, cùng với một hộp thức ăn lớn. Kể từ khi Mai Hương chết trong phòng, cố đại nhân bèn lặng lặng chuyển vào quân doanh ở. Đại đạo sĩ đi rồi, Nguyệt Nha tiến vào, ủa, cái gì đây? vô tâm mở nắp hộp nhìn nở nụ cười là điểm tâm điểm tâm rất tinh xảo toàn bộ dùng khuôn mẫu in thành hình hoa mai nguyệt nha vừa nhón một khối muốn ăn cố đại nhân cũng vào tới ý từ đâu ra vô tâm cười nói xuất trần tử vừa rồi phái đồ đệ của y đến tặng cho ta một hộp điểm tâm cùng một ấm mức tiểu nguyệt nha nhai điểm tâm ngẫm lại lời của vô tâm ngẫm nghĩ bỗng có phần nuốt không trôi đồng thời cảm thấy trong phòng nồng nồng khai khai. Qua hai ngày chuẩn bị, ban đêm ngày thứ ba, vô tâm sách theo ba cái ấm nước cùng với một cái bình thủy tinh đặt trong bao vải dày, dẫn cố đại nhân cùng với sĩ quan tâm phúc của cố đại nhân đi vào núi. Trong ấm nước lần lượt chứa máu chó mực, nước tiểu đồng tử và dầu hòa, trong bình thủy tinh lại theo ý cố đại nhân, chứa một lọ axit mạnh. Đoàn người trèo đèo lội suối, cuối cùng tới trước mộ phần giả mà xuất trần từ bố trí đào mộ dở tấm sắt lên. Cố đại nhân và bộ hạ canh giữ cạnh cửa vào. Đặt xuống hai cái dương sắt đem theo đã mở sẵn. Mà vô tâm men theo đường cũ. Tiến vào trong động. Lúc này trăng sáng sao thưa. Gió đêm không còn lạnh lắm. Cố đại nhân ở cửa động nhóm lửa. Ngồi trên chiếu lặng lặng chờ vô tâm. Chốc chốc lại lôi đồng hồ quả quyết ra xem ngờ. Lần đầu tiên gã thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Tại sao vô tâm còn chưa lên? sau khi vô tâm vào động, đám sĩ quan bộ hạ đều bó gối, vẻ mặt trang nghiêm không nói một lời. Cố đại nhân thầm nhịn ngáp, bỗng nhiên thầm nghĩ, nếu vô tâm không ra ngoài được, vậy làm sao đây? Gã tuy lá gan không nhỏ, nhưng cũng không dám tùy tiện xuống động, vì thế lại nghĩ, Nguyệt Nha kiểu gì cũng khóc ngất. Cố đại nhân cùng đám lính ngậm thuốc cuốn, giết từng hơi, bên cạnh dương sắt cũng đặt cái một bình, trong bình chứa đầy máu chó mực. Khói thuốc lá tràn ngập, đám lính như được chút kích thích, chậm chậm nhộn nhịp hẳn lên. Có người hỏi Cố đại nhân, Lữ tọa, máu chó mực có thể đuổi tà ma thật à? Cố đại nhân trầm ngâm đáp, có thể, nhưng sức mạnh không lớn, đại khái có thể dọa ma quỷ. Có người lại hỏi, Lữ tọa, ngài nói chung quanh chúng ta liệu có quỷ hay không? Cố đại nhân xua tay, mẹ nó đừng có yêu ngôn hoặc chúng nhiễu loạn lòng quân. Ông đây làm nữ trưởng còn không sợ. Đám chúng bay có mấy người sợ cái đéo gì? Nếu có quỷ tới thật, nữ trưởng đây lên đầu tiên. Tên lính lập tức bật ngón tay cái khen, lữ tỏa khí phách. Cố đại nhân cắn thuốc lá, định tiếp tục phát ra mấy lời hùng hồn, không ngờ trong động bỗng vang lên tiếng sột soạt. Gã tức thì sốc tinh thần. Phụt một tiếng phun tàn thuốc vào đám lửa, gã dẫn đầu đứng dậy đi đến cửa động chỉ thấy một đôi tay thình lình nhô ra từ trong đất đen. Chính là Vô Tâm muốn leo lên. Gã nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay nắm hai bàn tay, gã vừa kéo vừa hỏi, thế nào rồi? Phí công một chuyến rồi hả? Vô Tâm rất nặng, gã nhẹ kéo, dĩ nhiên không kéo được. Hai tay nắm chặt, Cố Đại Nhân đang muốn dùng sức lần nữa, nhưng ngay tại lúc sắp phát lực, gã bỗng cảm thấy sai sai. Đột nhiên cúi đầu nhìn lại, gã thấy bàn tay trong tay mình khớp xương rõ ràng. Da rẻ nở nang, mềm mềm dính dính mang theo hơi nước. Mà trong trí nhớ của gã, tay vô tâm lại rất nhỏ nhắn đơn bạc. Cùng lúc đó, trong động từ từ thỏ ra một cái đầu tròn vo máu thịt bè bé bét. Dưới ánh lửa cố đại nhân thấy rõ, đối phương như một con quỷ sống bò ra từ biển lửa. Da thịt từng sợi từng sợi hoặc đỏ tươi hoặc cháy đen. Hai con ngươi trồi ra, phần mũi chỉ còn hai cái lỗ hàm răng nguồn ngang lộ hết ra. Ngoài, một mùi hôi thối của tử thi xông vào mũi, cố đại nhân la to một tiếng. Phát hiện đối phương lại quần áo trình tề, từ cổ trở xuống còn lưu vài mảng da tái nhợt. Qua một thoáng giật mình kinh sợ, đám lính bên cạnh phản hứng lại, là hét rút súng ngôi đào. Nhưng hai tay cố đại nhân bị con quỷ chôn trong đất nắm chặt, khiến họ không dám tùy tiện tiến lên, sợ ngộ thương lữ tỏa mà cố đại nhân khom lưng nhấc chân, muốn đạp nó vào trong động. Không ngờ nó bất ngờ lùi lên trên, gần như đem cái đầu khủng bố đánh lên mặt cố đại nhân. Cố đại nhân lập tức ngửa đầu trốn, lui ra sau vài bước, cuối cùng lôi nó ra khỏi động. Một tên lính sách ấm nước, run rẩy xối máu chó về phía quỷ sống. Quỷ sống bị tập kích, quả nhiên thân thể cứng một chút. Hai tên lính tả hữu giáp công vung đào, chém đứt hai tay nó cố đại nhân vội hất hai bàn tay quỷ ra ngay sau đó rút súng lục không bắn vào đầu chỉ bắn các khớp xương tiếng súng vang liên tục gã vừa thay băng đạn vừa lui về sau mà bộ hạ của hắn bắt trước theo lập tức tiến lên bắn hỗ trợ quỷ sống tứ chi đều bị chặt đứt co quắp trên đất không nhúc nhích đám người còn lại nhấc đao lên vì sợ tới mức nổi điên cho nên hết sức tàn nhẫn một loạt ánh đao sắc bén băm con quỷ sống thành thịt nát cuối cùng mọi người thở hồn hển dừng lại đứng quanh mớ xương thịt một người trong đó thử lên tiếng chúng ta vừa giết cái cái gì cố đại nhân lúc này tuy không xác định rốt cuộc nó là cái gì song bởi vì kiến thức rộng rãi cho nên có thể không cần nghĩ ngợi soạn ra đáp án giết một sát biết cái gì là sát không nói cho các ngươi biết chính là ác quỷ tu luyện thành hình người đám lính đồng loạt dùng mình chúng ta lợi hại như vậy sao? Lời còn chưa dứt, cửa động đột nhiên vang lên hai tiếng ầm ầm lớn. Mọi người cuống quyết quay đầu, chỉ thấy hai cái dương sắt lớn đồng thời đóng lại. Ngay sau đó, giữa hai cái dương sắt kia, một bóng đen trượt ra. Cố đại nhân như bị đóng đinh trên đất, gã cứng đờ cả chân tay, chỉ có thể lập cập hỏi là vô. Tâm sao? Bóng đen rất bình tĩnh trả lời, cố đại nhân, đỡ ta chút coi mệt chết được dựa theo kế hoạch trước đó đám lính đồng loạt xông lên dùng xích sắt buộc chặt dương sắt sau đó mấy người hợp lực khiêng dương sắt rời núi trong dương luôn có động tĩnh khi thì va đập ầm ầm khi thì cào gặm canh két tâm phúc của cố đại nhân tệ lắm cũng lớn gan hơn người thường khiêng dương thẳng đường lao nhanh như gió vụt qua đất cố đại nhân đi theo bên cạnh cõng vô tâm vô tâm hiển nhiên là rất mệt cầm đặt lên vai gã không có hơi thở đầu lắc lư theo bước chân trước hừng đông bọn họ trở về quân doanh hai chiếc giường sắt được đưa vào một gian phòng trong doanh trại cửa sổ phủ chăn dày bốn phía dùng đinh cố định trên khung cửa sổ che chắn kín kẽ không lọt một tia sáng vô tâm không bị thương chỉ là mệt không thể tả nằm khoanh tròn trên giường như một con rắn chết nguyệt nha đợi hắn cả đêm thấy cố đại nhân cống hắn trở về nguyên vẹn, vội vàng hâm nóng cơm thừa hồi hôm cho hắn ăn. đợi hắn ăn uống no đủ xong, cố đại nhân thấy ấm nước bình thủy tinh bên người hắn không còn, bèn mở miệng nói: đêm qua trước khi cậu già, trong động có yêu quái chui ra. ôi cái đẹp, tôi sợ vãi cả đái, nhưng bản lĩnh thường thôi, bị tôi đánh cho tàn tác. vô tâm khép hờ mắt, tôi biết là thứ gì, không phải yêu quái là một cái sắc không hồn. Cố đại nhân ngẫm nghĩ, không đúng a à. Lần trước không phải cậu nói lão đạo đã bày trận gì đó. Niêm phong hết đám sắc sống đó trong động rồi không phải sao. Vô tâm xua tay áo, đạo hạnh của xuất trần tử. Không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Một trăm cái xác có thể bị y niêm phong hết tám mươi là đã giỏi lắm rồi. Sau khi tôi vào động đi sâu vào trong, muốn leo thẳng lên trên đỉnh động, không ngờ kinh động một cái xác tôi không có thời gian để ý đến nó trực tiếp hắt axit không ngờ nó vốn không muốn đuổi theo tôi mà lén chạy ra khỏi động cố đại nhân hà giọng hỏi cậu lại đi vào trong đống quái vật vô tâm hoàn toàn nhắm mắt tôi thử rồi những thứ bình thường đều không gây thương tổn nó được axit cũng không hữu dụng hình như nó chỉ sợ ánh sáng mặt trời mặt trăng sao muốn giết hết cũng không có khả năng quá nhiều cố đại nhân dùng ngón tay vẽ trên giường một đường từ trên xuống dùng sức chọc mạnh vào một chỗ nếu sợ ánh sáng vậy ta khoét mở núi phơi nắng chết bọn chúng thế nào vô tâm do dự mà lắc đầu bên trên hang động hình như là một lớp đá tảng muốn đào ra sợ là không dễ sau đó hắn ngồi dậy duỗi chân xuống giường tôi bắt được hai con còn sống trở về bây giờ muốn nghiên cứu chúng nó cố đại nhân anh phải thay tôi canh cửa cho kỹ, tuyệt đối không được để lọt ánh sáng vào phòng. Vô tâm tiến vào căn phòng tối đặt hai chiếc dương sắt, cửa phòng vừa đóng. Khe cửa đều nhét chăn dày, trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Một toán lính vây quanh phòng, không cho người không phận sự tới gần. Cùng lúc đó, phía xa truyền đến tiếng trống nhạc, thì ra pháp sự đã được quyết định làm hôm nay. Lúc này ánh mặt trời vừa mạnh, xuất trần tử dừa mặt trải đầu mặc pháp bào, được nhóm đồ tử đồ tôn vây quanh ngồi trên kiệu lớn xa hoa, rầm rộ xuống núi. Chương 62, Chiến hỏa Pháp sự làm rất thành công. Đội ngũ đóng quân ở dưới chân núi Thanh Vân, đại đội sắp thành hàng như mở đại hội, lặng ngắt như tờ mà đưa mắt chiêm ngưỡng xuất trần tử trên đài cao. Trước đó đã sĩ quan các cấp đã tuyên dương thân phận cao quý thần tiên sống của xuất trần tử cho cấp dưới. Quốc vụ Tổng thống thấy y cò phải cung kính, xuất trần tử mặc pháp bào thêu hoa, bởi vì ở chỗ cao, bên dưới nhìn không rõ hoa văn của pháp bào, chỉ thấy xanh vàng rực rỡ. Bản thân xuất trần tử cũng thể diện, vai rộng dáng cao, đứng yên cũng hiền lộ uy nghi, xóa tóc để chân trần nhấc một thanh kiếm thất tinh lên múa, bên dưới yên lặng chỉ còn lại tiếng gió. Có một tên lính nhỏ nhịn không được ho một tiếng, bị tiểu đội trưởng sau lưng sáng một bạt tai. Cố Đại Nhân và Nguyệt Nha đứng từ xa, cũng nghiền cổ xem đến ngần người. Hai người nhất, thời say mê, quyền bé mất vô tâm. Vô tâm nằm hoạt trong phòng tối, đầu gối lên lưng quái vật. Vẫn là mệt, cần ngủ một ngày mới được. Quái vật cũng không chịu tấn công hắn. Có lẽ căn bản không xem hắn là vật sống, nghĩ hắn là tảng đá không ăn được. Trong góc phòng còn một con quái vật nằm úp sấp, đầu bị hắn chặt cơ bản có thể xem như đã chết. Nhưng do không có ánh sáng, cho nên da thịt vẫn chưa tan rã. Vô tâm cắt một miếng thịt, cúi đầu ngửi, lại há mồm cắn một miếng. Thịt hơi tanh, giống như cá đông chưa nấu chín. Hắn đốt thịt cho con còn sống ăn, con khác chỉ đóng cái miệng rộng. Hiển nhiên hoàn toàn không có dục vọng muốn ăn. Vì thế hắn nằm hoạt xuống, gối lên quái vật tự mình ăn. Giữa trưa hắn đi ra một chuyến, trong lòng ôm nửa đoạn thân thể con quái vật lính gác theo lời hắn bắt đến một ổ chó con vô tâm xách một con chó lông trắng lên dùng thứ nước đã tan chảy từ thịt quái vật bôi lên con chó đưa chó con đến trước mặt quái vật con quái vật vẫn làm ngờ thế là vô tâm lại ra cửa chọn một con chó lông đốm đổ nước dịch vào đầy miệng nó đợi chú chó uống no rồi vô tâm bắt nó đưa đến trước mặt quái vật chú chó con lông đốm chưa kịp kêu một tiếng đã bị con quái vật nhài sống răng rắc vô tâm lập tức rụt tay về suýt nữa bị răng quái vật đâm trúng tay vô tâm thăm dò tập tính của quái vật pháp sự còn chưa kết thúc hắn đã đem con quái vật phơi nắng thành hai ấm nước dịch cho đến khi xong pháp sự cố đại nhân cùng nguyệt nha đến xem vô tâm kết quả chỉ thấy cửa phòng mở to mấy tên lính đang tháo rỡ chăn trên cửa sổ cố đại nhân mở miệng hỏi biết được vô tâm đã đi đến suối Lúc này băng tuyết đã tan, xuân về hoa nở, trong núi không thiếu suối nhỏ. Bên cạnh một dòng suối nhỏ, Cố Đại Nhân và Nguyệt Nha tìm được vô tâm hắn ngồi xổm bên bờ suối, đang dùng bàn chải lông ngựa ra sức chải thứ gì đó. Hai người rón rén lại gần, thò đầu nhìn, Nguyệt Nha sợ đến hô một tiếng. Cố Đại Nhân lại hỏi, cậu đang làm gì thế? Vô tâm một tay cầm bàn chải, một tay đem một bộ răng, trắng nhờn nhấn trong nước ngửa đầu cười hỏi, cố đại nhân, anh xem nó được không? Tôi sắp trả xong rồi, đợi trả sạch sẽ tặng cho anh. Cố đại nhân lấy làm lạ nhìn Nguyệt Nha, sau đó hỏi, tặng cho tôi một bộ răng. Vô tâm quý đầu, tiếp tục dùng bàn chải liều mạng cọ rửa nước rãi màu máu giữa cái răng, tôi cảm thấy nó rất hung. Có thể dùng để cho anh chấn trạch. Chấn trạch, canh giữ nhà cửa, chỉ việc sử dụng các phép thuật hoặc biểu tượng. Đồ tạo tác để xua đuổi tà ma là cách để đảm bảo cho nhà cửa được bảo hộ cơ đại nhân không để ý đến hắn. Trực tiếp nói với Nguyệt Nha, cô để mắt đến hắn một chút. Biết hắn có lòng tốt đó. Nhưng nếu để mặc hắn phát điên, biết đâu qua vài ngày nữa hắn lại nhặt xác người về nhà không chừng. Nguyệt Nha cũng cúi người vỗ lên lưng vô tâm, mau ném đi. Anh thấy có đáng sợ không? Anh xem nhà nào dùng một bộ răng chấn trạch hử. Cố đại nhân cùng Nguyệt Nha cưỡng chế tịch thu bộ răng nhọn vào bàn trải của vô tâm rong và bàn trải bị ném xuống suối cố đại nhân cùng nguyệt nha người trái người phải nắm tay vô tâm tả hữu giáp công áp tải hắn về doanh trại đối với hành vi của hắn hai người họ đều ghét cay ghét đắng cố đại nhân buông lời đe dọa nói vô tâm nếu còn dám làm ra hành vi tương tự sẽ chặt hết tay hắn nguyệt nha tức thì lên tiếng anh cứ dọa ảnh sau đó kéo tay vô tâm nghe thấy chưa không bao giờ cho anh đem về nhà mấy thứ kỳ quái nếu không em cào chết anh. Lòng tốt của vô tâm, kết quả chẳng những không được nửa lời khen. Ngược lại còn bị vợ và bạn uy hiếp một trận, không khỏi giờ khóc giờ cười. Vừa gật đầu vừa đi, giả, dạ. giả, dạ. em không dám nữa. Sau khi xuất trần tử làm pháp sự xong, không rời đi ngay. Ở trong doanh trại thay một bộ thường phục, y đuổi đồ đệ bên người, khoan khoái ngồi xuống bưng lên một chén trà nóng. Vừa tính nhấp một hớp vô tâm im hơi lặng tiếng đi vào đặt một ấm nước lên cái bàn nhỏ bên cạnh y xuất trần tử khựng lại làm gì lại đòi nước tiểu à vô tâm ngồi xuống một bên không phải đòi là cho chút quà mọn có tác dụng phòng thân mời đạo trưởng nhận lấy cho xuất trần tử nhẹ nhàng ngửi hương trà quà là thứ gì vô tâm đáp là nước dịch của quái vật dưới đất hóa thành xuất trần tử phun một ngụm trà nóng văng đầy mặt vô tâm vô tâm nâng tay áo lau mặt tiếp tục nói cho hết lời đạo trưởng nếu tương lai ông ngẫu nhiên gặp quái vật chỉ cần lấy nước dịch này bôi lên người hẳn là có thể thoát được một kiếp xuất trần tử quả thực không muốn đụng vào ấm nước vô cùng miễn cưỡng cảm ơn vô tâm sau đó gọi tới một gã tiểu đồ đệ không rõ chân tướng bảo tiểu đồ đệ nhận ấm nước đợi xuất trần tử ngồi trên kiệu lớn trở về đạo quan, cố đại nhân theo vô tâm trở về phòng ngủ. Trong doanh trại không có giường mà xây giường gạch. Nguyệt Nha ngồi trên giường, đang đóng đế giày cồm cộp, mà vô tâm và cố đại nhân cũng lên giường. Vô tâm nói với cố đại nhân, đào mỏ thì có thể, nhưng rất nguy hiểm, tốt nhất là đừng đào. Cố đại nhân cầm một điếu thuốc, gõ nhẹ lên mép giường, cuối cùng gã ngậm điếu thuốc lên miệng, quẹt diêm xoẹt một tiếng. Ôm ngọn lửa nhóm thuốc, ánh mắt từ hàng mày rậm bắn về phía vô tâm. Chỉ cần đừng đem cục diện rối rắm quẳng vào tay tôi. Dù trong núi có rồng sống, tôi cũng mặc kệ. Vô tâm xoay người kéo qua hộp điểm tâm đặt trên giường. Từ bên trong nhón một viên mất táo đưa đến bên miệng Nguyệt Nha. Đợi Nguyệt Nha ăn trước một cái. Hắn mới nhón một cái ném vào miệng mình. Mà cố đại nhân tiếp tục nói. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn đánh trận hai hàng khói trắng thở ra từ mũi gã như hai con tiểu bạch long mang theo lực độ nếu tạm thời rời khỏi núi thanh vân con đường duy nhất chính là khai chiến tôi thả lên chiến trường cũng không muốn dính dáng tới đám quái vật kia dù sao mỏ vàng tôi phát hiện rồi tôi cũng giao cho lão soái từ đây tôi bước lên đường lớn hướng đi xa ai muốn đào mỏ thì đến đào ai chết ai sống không quan hệ tới tôi mẹ nó ông đây là quân nhân không phải thợ mò. Củ khoai lang nóng đừng ném vào tay ông. Ông đếch tiếp, cố đại nhân vừa. Nói chuyện, vừa nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung tận, dáng vẻ xấu xí lộ ra hoàn toàn. Nguyệt Nha đang chăm chú xe chỉ luồn kim, vô tâm thì tựa người Nguyệt Nha, từ chối cho ý kiến mút mứt táo. Mút một hồi, hắn bị Nguyệt Nha đẩy một cái, anh tránh ra một chút đi. Em đang theo, kẻo đâm phải anh. Vô Tâm không thèm nhúc nhích, ngẹo đầu cười tủm tỉm nhìn Nguyệt Nha. Nguyệt Nha quay đầu nhìn hắn, nhịn không được cũng cười, nhìn gì? Nói anh đó, không sợ bị kim đâm à? Vô Tâm thò tay ôm eo cô, lắc đầu muốn ủn vào trong lòng cô. Nguyệt Nha vội giơ tay phải cầm kim lên cao, dùng đế giày chưa làm xong khẽ đánh ót hắn. Phiền quá nha, anh còn muốn đi giày mới không hả? chí khí hào hùng của cố đại nhân, bỗng mất người nghe. Mắt thấy Nguyệt Nha sấm to mưa nhỏ, làm bộ đánh vô tâm, kỳ thật đánh một cái vỗ ba cái. Sức nhẹ không bằng cả cơn gió. Bốn chân bỏ qua đoạt lấy đế giày, chỉ nghe cái bốp, gã nhẹ ngay ót vô tâm mà đánh, hai người làm gì đó. Tôi nói xong chưa? Tôi còn chưa nói xong. Hai người đợi lát nữa hắng chim chuột. Sau đó gã trở về chỗ cũ ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối điếu thuốc ngậm ở khóe miệng thừa dịp tình thế chưa biến xấu tôi phải mau thoát thân dầu gì sớm hay muộn đều phải khai chiến tôi đi trước một bước sư phụ không thể đi lưu lại hỗ trợ tôi nguyệt nha cô thì sao nếu cô sợ tôi sẽ đưa cô trở về thiên tân nguyệt nha không cần nghĩ ngợi lắc đầu tôi cũng không đi vô tâm ở đâu tôi ở đó lúc các anh đánh trận tôi liền tìm một chỗ nấp lúc không đánh. Tôi sẽ nấu cơm cho các anh. Yên tâm đi, gan tôi không nhỏ đâu. Ngày bé tôi còn cùng cậu vào núi săn cáo đấy. Cố đại nhân khoát tay, cô gan lớn tôi biết. Nếu không lớn gan, sớm đã bị hắn hù chết rồi. Vô tâm lập tức lướt mắt ra hiệu cố đại nhân. Không cho cố đại nhân nhiều lời. Sợ khiến Nguyệt Nha nổi tâm sự. Sẽ không cần hắn nữa. Cố đại nhân hiểu ý, cũng biết hắn tìm một người vợ không dễ dàng, cho nên lập tức ngậm miệng. Cố đại nhân một khi đã hạ quyết tâm, là lập tức bắt đầu hành động. Huyện Trường An luôn thiên hạ Thái Bình, không phải mục tiêu của gã. Mục tiêu của gã là huyện Văn bởi vì hắn bị đuổi khỏi từ huyện Văn. Phái ra tiểu đội khiêu khích vài lần, quả nhiên như gã ước nguyện, Trương Hiền Tông khai hòa. Chiến sự vừa nổ ra, cố đại nhân tức khắc phát điện khẩn, cho đội quân chủ lực đóng quân ở ngoại thành Thiên Tân toàn bộ lên tiền tuyến. Lão soái cũng không nhắc đến chuyện mỏ vàng, chỉ chặt chẽ chú ý tình hình chiến đấu. Vô Tâm và Nguyệt Nha theo đội ngũ rời khỏi núi Thanh Vân, cùng đóng quân tại một thôn trang nhỏ cách huyện Văn khoảng 80 dặm. Hai người đều duy trì khoảng cách cùng đám quan binh. Bởi vì bọn quan binh thấy phụ nữ, tuy rằng biết rõ không thể chạm vào, nhưng hai con mắt như mọc ra lưới câu. Vô tâm sợ đoạn đến Nguyệt Nha, hận không thể mọc hai cánh che chở cô. Nguyệt Nha ngoài vô tâm ra ai cũng chứng mắt, cho nên bình thường cũng không ra cửa. Một lòng một dạ làm dày, mặt khác chính là ba bữa cơm sáng chiều. Chiến sự rất nhanh tiến vào giai đoạn rằng co, cố đại nhân có hậu thuẫn, lực lượng đầy đủ. Trương Hiển Tông lại chỉ có một chỗ đại bản doanh ở huyện Văn. Chuyện cướp quặng mỏ dĩ nhiên đã sớm không nghĩ đến anh em hữu quang thấy tình thế không ổn đã lùi mất dạng trương hiển tông một mình đứng trong bộ tư lệnh đối mặt với nửa bước bản đồ trên tường mà trầm ngâm suy nghĩ đầu xuân tháng 3, thời kỳ giáp hạt nếu tiếp tục chống đỡ trong thành sẽ mất mùa hắn không thể ngồi chờ chết vì nhà khởi la hắn cũng không thể bó tay chịu chói cây roi chỉ huy nửa mềm nửa cứng điểm lên bản đồ từ huyện văn di chuyển thẳng đến bộ tổng chỉ huy bộ của cố đại nhân Trương Hiển Tông mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bộ tổng chỉ huy, đồng thời dùng roi chỉ huy đâm từng nhát. Cuối cùng, điểm đen trên bộ chỉ huy bị hắn đâm thành một cục đen nhạt tuệt. Bỗng nhiên ném roi chỉ huy ra sau, hắn xoay người sải bước đi ra ngoài. Trạng vạng tối, nhà khởi la dục ngựa đến. Xuống ngựa đi một vòng từ trong ra ngoài, túm một gã sĩ quan hỏi, tham mưu trưởng đâu? Cô dáng người thấp, duỗi tay túm cổ áo tên lính tên sĩ quan cao hơn cô hai cái đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người, bởi vì cảm nhận được sự khủng bố vô hình, tham mưu trưởng đã đích thân dẫn binh đi ra ngoài ạ. À. Nhạc khởi la dùng đôi mắt to trong suốt rõ ràng nhìn hắn, đi đâu? Tên sĩ quan che miệng, dì tai cô vài câu. Nhạc khởi la gật đầu buông tay, trong lòng dần nổi lên lo lắng. Bỗng ngẩng đầu nhìn tên sĩ quan, cô mở miệng hỏi, đại quân xuất phát chưa? Tên sĩ quan đáp, lập tức xuất phát. Nhà khởi la nâng hai tay, ngón tay cắm vào mái tóc đen. Hai tay chậm rãi vuốt ra sau, sợi tóc đen bóng lướt qua kẽ tay, trở nên tán loạn. Cái đầu nhỏ cô trở thành một đóa hoa màu đen, thấm đẫm tâm sự. Cuối cùng như hạ quyết tâm nào đó, cô bỗng nói, ta cũng đi. Chương 63, tập cách ngày xuân dạng sáng. Trương Hiển Tông mang theo một tiểu chi đội, lặng lẽ tiếp cận đường các trang vị trí bộ chỉ huy của đội quân cố đại nhân. Đối với một trận tập kích mà nói, dạng sáng thích hợp hơn đêm khuya. Lúc dạng sáng, người ngủ say nhất vào thời điểm này, đám lính canh chống đỡ cả một đêm cũng mệt mỏi, đều đang chống súng trường ngủ gật. Trong thôn gà trống còn chưa gáy sáng, Trương Hiển Tông ẩn trong bóng tối trước bình minh, từng bước một tiến vào địa giới đường các trang. Căn cứ tình báo mà lính trinh sát cung cấp trước đó, hắn bắt đầu tìm kiếm ngôi nhà chắc chắn cao lớn nhất trong thôn sau lưng trên dưới một trăm người tất cả đều ngừng thở hai tay nắm chặt súng trường không phát ra nửa điểm âm thanh lạ căng thẳng tiến vào đường mòn trong thôn bốn phía ngoại trừ tiếng chó sủa đôi chỗ thì là tiếng gió hết thảy đều rất thuận lợi phía trước xuất hiện bóng dáng một tên lính đang dựa tường đất gật gù ngờ ngợ nghe thấy tiếng bước chân tên lính ngáp nói khẩu lệnh không có khẩu lệnh chỉ có một cây đao quét ngang cổ máu phun ra một vòng cung đỏ tươi bắn lên bức tường đất đội ngũ trương hiển tông tiếp tục đi tới tại đầu đường tiếp theo họ lại gặp một tên lính tên lính này tỉnh táo hơn tên lính đã chết ban nãy lớn tiếng la khẩu lệnh đám người trương hiển tông nào biết được khẩu lệnh vì thế cúi đầu tiếp tục đi lên trước tên lính lạch cạch kéo chốt súng nhấc cao giọng khẩu lệnh trương hiển tông giơ tay bắn vỡ đầu tên lính ngay tại chỗ. Tiếng súng vừa vang lên. Bốn phía chó nuôi trong thôn đều sủa ầm ĩ, mà Trương Hiền Tông vung tay ra phía sau. Đội ngũ tăng nhanh tốc độ, thẳng tiến sân viện bằng gạch đằng trước. Theo hắn biết, quân chú đóng trong đường các trang không nhiều, binh lính của cố đại nhân đều ở tiền tuyến. Chân trời hiện ra ánh sáng bạc, gà gáy chó sủa kèm tiếng súng liên tiếp. Cố đại nhân ngồi phát dậy, mắt còn chưa mở theo bản năng duỗi tay móc súng từ dưới gối trước để mông trần nhảy khỏi chân từ cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy lính canh ôm súng trường đang chạy ra ngoài viện bèn gấp gáp xoay người đi tìm quần áo chồng lên người đồng thời cao giọng quát vô tâm nguyệt nha mau tỉnh dậy xảy ra chuyện rồi vô tâm cùng nguyệt nha ngủ ở cách vách trước khi cố đại nhân mở miệng cũng bị tiếng súng đánh thức nguyệt nha còn chưa tỉnh hẳn ôm chăn bông đờ người. Vô tâm thì lanh lợi. Hất ổ chăn đáp, biết rồi. Tỉnh rồi. Vô tâm vừa lên tiếng. Nguyệt Nha lập tức định thần. Đem quần áo ném ào ạt lên đầu vô tâm. Cô cố nén run rẩy, Giọng nói lý nhí như sợ dọa phải ai. Nhanh mặc vào. Mặc xong chúng ta trốn ra sau viện. Mặt sau thông ra ruộng. Vô tâm vừa sỏ chân vào quần. Vừa nói, bé ngốc. Bây giờ trong ruộng không trồng hoa màu trụi lùi đi cũng vô ích nguyệt nha quýnh quáng sốc tinh thần cài hàng nút áo ai nha chứ sao vô tâm mang giày túm nguyệt nha chạy ra ngoài vừa ra khỏi cửa hai người vừa vặn giáp mặt cố đại nhân cố đại nhân không dành nhiều lời chỉ la lớn mẹ nó là đánh lén hai người chứa thêm phiền nhanh chạy ra sau đi muốn đi ra sau trước cũng phải băng qua sân viện vô tâm che chở cố đại nhân và Nguyệt Nha sau người. Hắn là người thứ nhất lộ diện đi ra. Kết quả hắn vừa đó. Mặt, một tên lính canh đứng ngay cửa viện chợt co giật, chính là bị chúng đạn bỏ mình. Cố đại nhân chửi một tiếng, đẩy vô tâm ra giữa súng lục lên, vừa bóp cỏ vừa chạy ra ngoài. Mà vô tâm nắm chặt tay Nguyệt Nha, muốn dẫn cô nhanh chóng chạy ra cửa viện tòa sân viện vuông vức. Nếu không ra cửa, phải treo tường, nhưng trèo tường càng nguy hiểm hơn, bởi vì ở chỗ cao, mục tiêu càng rõ ràng. Nhưng không đợi hắn nhấc chân, bỗng có một người vọt vào, giơ súng đối đầu với cố đại nhân, chính là Trương Hiền Tông. Trong tiếng kêu của Nguyệt Nha, vô tâm tung người nhảy lên, ngay tại lúc hắn xô mạnh cố đại nhân, bên hông bị bắn lủng một lỗ máu. Cố đại nhân bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất, đâm đầu vào trung đựng nước trong góc sân mà vô tâm thừa dịp trương hiển tông còn chưa kịp phản ứng, sải chân chạy tới toàn cướp súng, nhưng cướp mãi không được. nguyệt nha chạy tới đỡ cố đại nhân, cố đại nhân đầu không bị thương, nhưng ngồi lắc lư, dĩ nhiên đã bị va choáng đầu. trương hiển tông không thể cho kẻ thù chạy trốn, vừa gọi cấp dưới chi viện, vừa điên cuồng muốn vùng thoát khỏi vô tâm. vô tâm túm cổ tay phải của hắn, đang tìm cách đoạt vũ khí của hắn hắn không tài nào nổ súng được trên người lại không mang theo quân đao gấp đến độ chỉ có thể liều mạng đánh vô tâm một toán binh lính giao chiến ngay cửa viện đạn mang tiếng rít xuyên giữa không trung có người như muốn tiến và trợ giúp trương hiền tông nhưng bị đạn phong tỏa cả con đường khoảng cách gần trong gang tất thế nhưng không thể băng qua viện binh của cố đại nhân còn chưa tới viện binh của trương hiền tông đã ở không xa binh lính trong đường các trang có hạn đã chém giết lẫn lộn mỗi người đều có đối thủ muốn làm đào binh cũng không thể trương hiển tông không thể thu hồi tay phải dứt khoát bắn không cần nhắm viên đạn bắn lên tường gạch mảnh vỡ của gạch rơi xuống lọt vào tóc nguyệt nha nguyệt nha tức thì dựng tóc gáy mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống khom người kéo lấy một cánh tay cố đại nhân cô dùng hết sức bình sinh kéo gã vào phòng trong phòng tuy không có đường lui, nhưng dù gì tường dày, cũng đủ chống đỡ một thời gian. Cố đại nhân bị kinh động, như là thanh tỉnh đôi chút, hừ mũi, miệng lầm bầm, mẹ kiếp. Sau đó gã nắm súng lên định bắn, nhưng mắt thì hoa, tay thì run. Cùng lúc đó, vô tâm và Trương hiển Tông đã đánh tới góc sân. Trong góc chất một đống củi, vô tâm đạp một cước lên bó củi. Ngay sau đó nhảy phát lên vai Trương hiển Tông hai chân kẹp lấy cổ đối phương hắn xoay người vừa vặn kẹp chặt đầu trương hiền tông mặt trương hiền tông chôn trong bụng vô tâm trước mắt tối đen không nhìn thấy được gì hắn như nổi cơ niên chúi đầu nhằm phía tường viện húc liên tục lên tường muốn húc cho vô tâm rất xuống mở lưng vô tâm liên tiếp va lên vách tường cứng định bụng vặn gãy cổ đối phương nhưng vết thương bên hông quá đau khiến hắn không dùng sức nổi nguyệt nha ngồi xổm ở cửa thấy thắt lưng vô tâm đã thấm một mảng máu liền gấp đến độ xô đầy cố đại nhân mà trương hiền tông cảm giác đùi và cánh tay xiết cổ dường như lòng ra một chút càng cắn chặt răng dùng toàn lực hai chân phát lực xông lên trước hắn hét lớn một tiếng đem hết toàn lực húc về phía tường viện vô tâm nhắm mắt lại căng người chống đỡ va chạm không ngờ ngay tại lúc lưng sắp chạm đến vách tường trong sân bỗng vang lên một tiếng súng trương hiển tông cứng đờ người vô tâm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nguyệt nha hai tay nắm súng lục của cố đại nhân đang run lập cập đứng trước mặt mình họng súng lượn lờ khói xanh ngón tay nguyệt nha còn đang móc tại quả súng trong sân viện chớp mắt lặng như tờ thân thể trương hiển tông mang theo vô tâm ngã xuống vô tâm vội buông tay chân bò dậy mà trương hiển tông quỳ dạp trên đất trong tư thế vặn vẹo sau lưng đã bị bắn thủng một lỗ máu súng lục khác với súng trường khẩu bạc hoặc này của cố đại nhân uy lực và sức nặng đều kém một chút với súng trường nguyệt nha cũng là cô gái có sức khỏe nhưng lúc nhấc súng của cố đại nhân chạy tới bắn cô nhất tay đã dùng hết sức mới miễn cưỡng giữ súng thăng bằng bắn một viên nguyệt nha cứng đờ hết cả chân đứng tại chỗ không thể động đậy hai tay nắm súng chầm chậm, chậm buông xuống do sức nặng của súng còn nắm chặt báng súng không buông vô tâm lật trương hiển tông ngửa ra phát hiện hắn mở to hai mắt là bộ dáng chết không nhắm mắt giữa lúc này một gã phó quan thở hồn hển vọt vào lữ tỏa người của chúng ta giao chiến với địch ở ngoài thôn tình hình chiến đấu không rõ ngài rút lui trước đi cố đại nhân đỡ khung cửa đứng dậy trong lòng ngày càng rõ ràng hoa mắt mà gật đầu được rút cố đại nhân cưỡi con ngựa cao to chạy ra thôn mới hoàn toàn khôi phục thần trí. Gã khó có thể tin hỏi vô tâm cái gì. Nguyệt Nha bắn chết Trương Hiền Tông. Vô Tâm nằm bò trên lưng ngựa, gật đầu ư một tiếng. Cố đại nhân lập tức quay đầu nhìn Nguyệt Nha, cô bé thật lợi hại a, à? còn biết bắn súng. Nguyệt Nha nóng cả mặt, tuy không thể không giết Trương Hiền Tông, nhưng mạng người dù sao cũng là mạng người. Mặt cô nóng, người lại lạnh, nâng tay gạt nước mắt trên mặt nức nở đáp ừ. lúc nhỏ tôi có theo cậu vào núi săn cáo từng dùng qua súng trường hán dương cố đại nhân vươn cánh tay dài vỗ vai cô đừng khóc khóc cái gì à cô không giết hắn thì hắn cũng giết cô nổ súng là đúng đã sớm thấy cô không giống phụ nữ bình thường mà sau đó gã lại quay sang vô tâm cậu cứ nằm úp sấp làm gì không đợi vô tâm trả lời nguyệt nha khóc nói anh bị mất trí à ảnh đỡ cho anh một súng. Anh còn quên. Cố đại nhân giơ tay sửa cục u trên đầu. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cố đại nhân dẫn bộ hạ thân tín thành công phá vây. Bởi vì biết Trương Hiền Tông đã chết. Cho nên hài lòng bỏ qua DUNG các trang. Tìm nơi an toàn khác đặt chân. Mà ngoài thôn trang. Sau một màn hỗn chiến chấm dứt. Đội ngũ của Trương Hiền Tông đến tiếp viện. Rốt cục tiến vào đường các trang. Từ một sân viện một tên lính phát ra tiếng kêu thất thanh tham mưu trưởng tham mưu trưởng đã bị bắn chết một bóng dáng nho nhỏ như cánh bướm nhẹ nhàng lướt vào nhà khởi la ấn đầu ngón tay lên mi tâm của tên lính tên lính khựng người nhất thời ngưỡng mặt hướng lên trời ngã xuống mà nhạc khởi la lập tức ngồi xổm bên người trương hiển tông đưa tay thăm dò phát hiện chóc mũi hắn ẩn ẩn như còn sót một tia nhiệt khí thuần thục xé quân phục của hắn nhà khởi la chấm máu tươi của hắn vẽ phù lên ngực hắn mà trương hiển tông mắt mở to nhìn trời phảng phất như có cảm ứng ở bên người nhà khởi la thở ra một hơi cuối cùng đội quân trương hiển tông chiếm được đường các trang nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện chẳng có ý nghĩa gì vị trí của đường các trang đơn độc nằm ngay phía sau đoàn quân của cố đại nhân có thể phản công bất cứ lúc nào đến lúc đó bọn họ muốn trốn cũng khó bởi vì nơi này cách đại bản doanh ở huyện văn quá xa đám lính lục soát trong thôn một lượt không có kết quả gì bỗng ý thức được tham mưu trưởng vẫn chưa lộ diện có kẻ kích động bắt đầu gọi trương hiển tông khắp thôn Đừng lúc hỗn loạn trương hiển tông xuất hiện trương hiển tông máu me khắp người phía trong quân phục rách nát có thể thấy được băng vải xé từ áo sơ mi cuốn bên trong loạn choạng bước đến trước mặt binh lính hắn không nói nhiều trực tiếp hạ lệnh rút lui. Bởi vì tham mưu trưởng bị thương, cho nên nhà khởi la bày mưu đặt kế, binh lính ngang nhiên cướp một chiếc xe ngựa to trong thôn. Nhà khởi la đỡ Trương Hiển Tông tiến vào bên trong xe. Trương Hiển Tông ngồi xuống thì bất động. Máu tươi vẫn thấm ra liên tục. Nhà khởi la vươn tay sờ mặt hắn, mặt đã lạnh lẽo, làn da đã mất đi tính đàn hồi. Trương Hiển Tông muốn chớp mắt một cái, nhưng mí mắt đã không còn chịu hắn điều khiển xe ngựa lên đường. Trong tiếng ngựa lộc cộc, hắn nhẹ giọng hỏi, khởi la, anh đã chết thật sao? Nhà khởi la ngồi nghiêm chỉnh đối mặt hắn, yên tâm. Vô luận sống chết, tôi đều đã bảo hộ anh. Trương Hiển Tông nhìn cô, trên khuôn mặt đang chầm chậm đông cứng lộ ra vẻ tuyệt vọng, anh không muốn chết. Nhạc khởi la danh mạch đáp, không muốn. Chết, sẽ không chết. mươi 64, xác song trường Hiển Tông đứng trước mặt nhà khởi la quân trang loang lổ vết máu đã cởi ra, từng lớp băng vải dơ bẩn cũng đã cởi ra. Giữa bụng và ngực là vết thương miệng to cỡ bàn tay. Máu đã chảy hết, có thể nhìn thấy lớp mỡ màu vàng mỏng dưới da, cùng với mớ nội tạng bồng bong sặc sữa xanh tím. Dục vọng hô hấp đã biến mất, tất cả dục vọng đều biến mất, hắn thậm chí không cảm thấy đau. Chậm rãi nâng một cánh tay đã lạnh cứng, hắn mang máng thấy được một khối thi bàn. nhưng tập trung nhìn lại thì không còn ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm. Chim hót hoa nở. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm một mảng cảnh xuân. Hai mắt đã mất đi ánh sáng bỗng phủ một tầng nước mắt lạnh băng. Khởi la. Hắn khàn khàn mở miệng. Ta đã biến thành đinh đầu to ư. Nhà khởi la khinh thường động tâm vì bất luận kẻ nào. Nhưng lặng lặng nhìn Trương Hiền Tông. Mắt phải của cô bỗng đau nhói. Vết máu chôn trong mắt bắt đầu có xu hướng khuếch tán. Cô bất động thanh sắc nhịn cơn đau chỉ đáp ra một chữ phải trương hiển tông sừng sững đứng giữa ánh sáng gương mặt xám xanh toát ra nụ cười cười khổ anh muốn sống sau đó hắn quay sang nhà khởi la nhưng mà có lẽ anh chết thì tốt hơn nhà khởi la đứng lù lù trước mặt hắn hai tay giấu trong tay áo cô dùng cổ họng đơn bạc nói trương hiển tông tôi sẽ bảo hộ linh hồn anh sau đó cô rút khăn tay từ trong tay áo đi đến trước ngằng đầu vươn tay lau vẹt nước mắt trên má hắn trương hiển tông hơi rũ đầu không muốn để cô tốn sức không ngờ cô cũng sẽ đối tốt với hắn như thế đáng tiếc hắn đã chết cô đối tốt với một thi thể không phải người sống nhà khởi la lén chuyển nước sạch đến sau đó đuổi người hầu ra canh cửa lại phái vệ binh phòng thủ bên ngoài sắn cao hai ống tay áo cô để lộ cánh tay nhỏ trắng như tuyết cầm kéo cắt phăng ngực bụng trương hiển tông cô lấy ra lục phủ ngũ tạng của hắn nhúng khăn lau sạch máu cô lại bôi một lớp rượu mạnh trong lồng ngực hắn trương hiển tông nằm ngửa trên đất nhìn cô như một cô bé nhỏ sẽ ruột bông trong chăn da nhét vào ngực mình như đang nhét vào búp bê vải của cô vậy trong lòng hắn rõ ràng mình thật sự chết đi thì hơn nhưng tận mắt thấy nhà khởi la tập trung bận rộn vì mình hắn lại cảm thấy vinh hạnh vì sao yêu nhà khởi la hắn không rõ vì sao yêu cô yêu đến mức tình nguyện vạn kiếp bất phục? Vẫn không rõ. Hắn sống hơn 30 tuổi. Đã biết nhiều chuyện trên đời. Vĩnh viễn đều tìm không ra tiền căn hậu quả. Dù sao cũng là thân thể của mình. Dễ dùng. Trong căn phòng ngập ngụa tanh hôi. Nhà khởi la nhẹ nhàng bưng quơ nói. Tương lai nếu tệ đến mức không dùng được nữa. Tôi sẽ tìm cho anh một cái sắp mới. Trương Hiển Tông nhìn cô xe chỉ luồn kim khâu chặt vết thương trước ngực và sau lưng hắn được đến lúc đó anh muốn đổi một cái sắc trẻ đẹp nhà khởi la nheo mắt phải đau đớn bàn tay cầm kim vệnh thành một đóa hoa lan vụng về nông cạn cô nghĩ trương hiển tông là một tên phàm phu tục tử căn bản không có tư cách làm đẹp cửa sổ đóng chặt mùi hôi trong phòng cũng nồng đến mức tràn ra ngoài sau khi trời tối lính canh rút đi trương hiển tông xách một cái thùng sắt ra cửa hắn đem phủ tạng của mình chôn dưới một gốc cây già ở sân sau nhà họ Đinh. May là trời đã ấm, đất đã tan băng, khiến hắn dễ dàng đào hố. Đem mấy thứ mềm hoạt trong thùng đổ rào rào vào hố, Trương Hiển Tông cảm giác mình đang mộng du. Không có tập kích, không có cái chết, đợi khi hắn tỉnh mộng, đã là một ngày mới. Các loại cảm quan không còn nhạy cảm, nhưng cảm giác sống ký gửi lại dần dần mãnh liệt. Hắn sách thùng không đi trở về chân như không phải của mình, nhưng mà nghe mình điều khiển. Bước từng bước một, nhịp chân cứng mắc khiến hắn có thể ngã bất cứ lúc nào. Thùng sắt lắc lư gõ lên đầu gối hắn, nhưng hắn không thấy đau. Đầu tường lộ ra hai cặp mắt người, hắn cũng không để ý. Đợi hắn đi xa, hai con mắt đồng thời hạ xuống. Hai tiên sĩ quan cong lưng, nơm nớp lo sợ cùng nhau nhảy xuống. Lính cần vụ làm đá kê chân cho họ đứng lên, thập phần cảnh giác. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Một gã sĩ quan ôm cánh tay, như sợ lạnh nhỏ giọng hỏi, anh có thấy không? Một gã sĩ quan khác cũng đồng dạng tư thế, tôi thấy rồi. Nửa đêm, đầu tường lại nổi lên động tĩnh. Hai gã sĩ quan mang theo sẻng nhỏ treo tường đến, đào chỗ đất mới lấp dưới gốc cây già. Qua một canh giờ, hố bị lấp lại như nguyên trạng. Hai gã sĩ quan trợn mắt trèo tường ra ngoài sau khi ra ngoài đứng không nổi, được lính cần vụ cõng chạy. Chân mềm, lưỡi lại cứng, một câu cũng nói không nên lời, lỗ mũi thở ra toàn khí lạnh. Đều là kẻ từng lên chiến trường, mấy thứ nội tạng vụn vặt trên người còn có thể không biết sao. Làm tùy tùng thân cận của tiền lữ trưởng đinh đầu to. Bọn họ không ngốc, trong lòng đều biết. Dựa vào một thân máu me của tham mưu trưởng, có thể xuống xe ngựa trực tiếp đi đường còn đi một mạch thật xa không thích hợp khẳng định không thích hợp nhưng hai người họ nằm trên lưng lính cần vụ liếc mắt nhìn nhau đồng thời trong lòng như có thân giao cách cảm thống nhất ngậm chặt miệng sáng hôm sau trương hiền tông một thân nhung trang xuất hiện trong bộ tư lệnh sắc mặt của hắn không tốt lắm trên tay còn trống một cây gậy đi đường có chút lùng lầy. có kẻ ngửi thấy mùi lạ cười theo hỏi tham tọa uống rượu ạ à. Trương Hiển Tông vẻ mặt đờ đẫn gật đầu. Xương gáy kêu két két, phải, uống rượu. Có người lại hỏi, tham mưu trường, thân thể ngài không sao chứ? Trương Hiển Tông đáp, bị thương ra thịt, không trở ngại. Hắn không chịu yếu thế, bởi vì Giang Sơn bất ổn, cho nên lúc thân thể còn có thể chống đỡ, hắn tuyệt đối không dám đề lộ sơ hở. Bỗng nhiên lại rất không muốn chết, bởi vì trong tay hắn có quyền có bình hắn nghĩ khởi la biết đâu sẽ có biện pháp bảo hộ được thân thể hắn. Có lẽ sáng một ngày nào tỉnh lại, hắn sẽ thật sự sống lại. Sau khi lộ mặt ở bộ tư lệnh, hắn lại trở về trước mặt nhà khởi la. Hiện tại hắn có thể điều khiển cơ miệng rất tự nhiên, cho nên thuật lại chi tiết chuyện hôm qua. Kẻ nổ súng là người phụ nữ. Hắn nói cho nhà khởi. La, bên người cố huyền vũ có một tên mặt trắng cổ quái. Đầu tiên là đỡ một súng cho gã, sau đó làm như vô sự xông lên cướp súng của anh. Nếu không có hắn quấy rối, anh cũng sẽ không bị cô ta bắn lén. Nhà khởi la sừng sốt, tên mặt trắng cổ quái. dáng vẻ ra sao? Trương Hiển Tông theo bản năng lắc đầu, anh không để ý. Chỉ nhớ rõ hắn mặt trắng. Hai mắt rất lớn. Nhà khởi la lại hỏi, anh xác định bắn trúng hắn. Trương Hiển Tông đáp, anh xác định. Nhà khởi la hai tay siết thành nắm đấm nhỏ, cô không có chứng cứ xác thực, nhưng khẳng định tên mặt trắng cổ quái chính là vô tâm. Cô chỉ biết vô tâm sẽ bất tử, nhưng có chết hay không liên quan gì tới cô. Hắn lại không yêu cô. Người phụ nữ nổ súng cứu vô tâm, xem ra cũng chính là Nguyệt Nha. Nguyệt Nha cướp người cô yêu, giết người yêu cô. Cô vốn lời không chấp nhận cùng Nguyệt Nha, nhưng giờ phút này, cô nghĩ Nguyệt Nha thật sự là khinh người quá đáng mắt phải căng đau từng cơn. Cô đã nổi cơn giận. Cố đại nhân rời đường các trang, đi tới lý các trang cách đường các trang khoảng 20 dặm. Giản xếp ổn thỏa rõ ràng xong, gã điều binh khiển tướng, bắt đầu tìm cách phản công báo thù. Bận rộn một ngày, chiều tối gã bước vào căn phòng gạch ngói trưng dụng tạm thời, phát hiện Nguyệt Nha đang tâm sự nặng nề gói bánh trèo. Nguyệt Nha chết sống cũng không nhớ nổi mình nổ súng thế nào. Cô chỉ nhớ Trương Hiển Tông húc vô tâm lên tường. Húc đến mức cuộc sống của cô cũng thấy đau theo. Trong viện không có ai giúp đỡ. Không trông cậy vào ai được. Vì thế cô nhấc súng chạy đến. Súng rất nặng. Nặng đến độ không giống súng. Mà giống một cục sắt vậy. Ngoài sức tưởng tượng của cô. Súng đã vang lên. Cô còn dơ súng không buông. Trong lòng bần thần. Thầm nghĩ súng nặng thật. Nặng muốn chết. Cố đại nhân biết cô bị kinh sợ, nhưng lại không biết an ủi ra sao. Xoay người vào phòng đông, gã thấy vô tâm nằm trên giường đất. Trên hông vô tâm bị đạn bắn thùng một lỗ rất ngọt. Máu đã hết chảy từ lâu. Cố đại nhân sốc áo hắn lên nhìn, chỉ thấy trong lỗ thủng, chỉ đã lấp một cục thịt hồng hồng. Căn cứ vào kinh nghiệm, cục thịt sẽ ngày càng mọc lớn. Cuối cùng lấp kín lỗ thủng. Vô tâm bất tử, nhưng rất dễ bị thương. Lúc này đang nằm trên giường, hắn đến cả tinh thần mở mắt nói chuyện cũng không có. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, huống chi là ân cứu mạng. Cố đại nhân không thèm nhiều lời cùng hắn, chỉ vỗ lưng hắn. Nghiêng người ngồi xuống mép giường, gã sinh lòng hiếu kỳ, tôi nói này sư phụ, cậu có thật không? Vô tâm liếc gã, không nói chuyện. Cố đại nhân tiếp tục truy vấn, tim gan tỳ phổi thì sao? Không đợi vô tâm trả lời, Nguyệt Nha bưng một tô bánh chèo nghi ngút khói vào. Cố đại nhân rất có ánh mắt đặt lên bàn, mà vô tâm thì lui vào góc giường. Nguyệt Nha múc cho hắn một bát bánh chèo đặt bên gối, để hắn nằm sấp trên giường từ từ ăn. Cô thì cùng cố đại nhân ngồi trên bàn. Ăn một lúc, Nguyệt Nha cảm thấy có ngón tay trọt sau lưng. Nhìn lại, là vô tâm duỗi cái bát không đến. Cố đại nhân hắng giọng, mở miệng nói, Nguyệt Nha, đừng để trong lòng cô cứu chồng mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải hối hận. Nguyệt Nha vừa múc bánh chèo vào bát, vừa đáp, tôi không hối hận. Tôi chỉ là không thoải mái trong lòng. Cố đại nhân lột hai múi tỏi cho mình, ngủ một giấc thì tốt rồi, đừng xem là to tát. Nguyệt Nha đáp một tiếng ư thật thấp, xoay người đưa bắt bánh chèo đầy áp cho vô tâm. Ngoài cửa sổ nổi gió, thổi trúng cánh cửa sổ va đập. Nguyệt Nha lặng lẽ lướt mắt nhìn ra ngoài, hoài nghi là hồn ma của trương hiền tông tìm đến mình tính sổ có điều ngẫm lại cô thu hồi ánh mắt nghĩ bụng anh muốn hại chồng tôi tôi dĩ nhiên phải giết anh rồi nếu còn có lần sau cô cũng vẫn làm như vậy đúng như lời cố đại nhân sau một đêm gối cánh tay vô tâm ngủ một giấc nguyệt nha dường như đã vượt qua được chướng ngại tâm lý lại khôi phục tính tình như xưa ngồi xếp bằng trên giường cô thêu thùa luôn tay làm rất tỉ mỉ một cái đế giày mà khiến cô đóng hoài không dứt. Cứ thế qua ba ngày, cô rốt cục làm xong một chiếc giày. Xong, vô tâm đứng trên giường mang thử, đi qua đi lại vài bước. Sau đó nói, Nguyệt Nha, giày nhỏ. Nguyệt Nha nhấn đầu ngón chân hắn qua lớp giày, không sợ nhỏ. Mang nhiều giày sẽ nới già. Vô tâm toan nói, bất ngờ cánh cửa sổ bị đầy mạnh đùng một tiếng. Khuôn mặt tươi cười của cố đại nhân vụt qua cửa sổ, lập tức xài bước đi vào phòng, khà khà, xảy ra chuyện lạ rất tốt. Vô tâm ngồi xuống cởi giày, chuyện lạ gì? Còn rất tốt. Cố đại nhân đáp, rất tốt, nhưng cũng rất đáng sợ. Vô tâm biết gã đang chờ mình hỏi, vì thế cười nhìn gã, cố ý không hỏi. Cố đại nhân im lặng một lát, thấy vô tâm và Nguyệt Nha thông đồng một ruột, cùng giả vờ câm điếc. Bèn nhịn không được mở miệng, Trương Hiền Tông, không phải bị Nguyệt Nha bắn chết sao. Thì ra hắn không chết, còn sống. Nguyệt Nha nghe vậy, trong lòng ngược lại thả lòng, bởi vì cởi bỏ được chuyện mạng người kiện tụng. Vô tâm lại từ chối cho ý kiến, chở cố đại nhân nói tiếp. Cố đại nhân rào rạt đắc ý cười nói, tuy hắn không chết, nhưng sau khi hắn dẫn binh trở về không quá một hai ngày, không biết chuyện gì xảy ra, huyện Văn liền nổi lên nội chiến. Tình hình cụ thể tôi không rõ ràng lắm, dù sao hiện tại ông đây không bắn phát súng nào. Tạm thời tọa sơn quan cầu đấu. Đợi bọn chúng đánh mệt rồi, chỉ sợ không cần ông đây xuất binh, tự chúng chủ động hàng. Ha ha ha. Chương 65, bóng đêm bức người trường hiển tông mặc thường phục, ôm nhà khởi la dục ngựa chạy. Men theo con đường đất ngoài thành huyện Văn chạy đến chỗ hoang vắng. Ngựa là ngựa trong quân, vừa khỏe lại thông minh. Theo hắn từ rất lâu rồi, nhưng lúc này lại chạy không an ổn cứ như sẵn sàng muốn đá hậu hất văng hai người trên lưng nhà khởi la biết nguyên nhân trong đó cảm giác của súc vật thường nhạy bén hơn người mà trương hiển tông đã bị cô chế thành một cái xác sống không phải người cũng chẳng phải mà con ngựa đang sợ trước mặt mặc dù có gió đêm nhưng mùi tanh hôi vẫn lượn lờ không tiêu tan trương hiển tông không có thời điểm tốt nếu đổi đến mùa đông hắn sẽ không bị người khác nhìn ra sơ hở nhanh như vậy thời tiết nóng dần hắn có thể che giấu mọi thứ duy chỉ không giấu được mùi lời đồn trong nháy mắt bùng nổ lúc trước đinh đầu to làm xác sống đã khiến đám sĩ quan bộ hạ sinh nghi lòng nghi ngờ tồn cho tới bây giờ phát tác toàn bộ trên người hắn từ khi bắt đầu nắm giữ quân quyền hắn đã trở thành cây gai trong mắt vài lão già đội ngũ đinh đầu to để lại mắc mớ gì toàn bộ thuộc về hắn dù hắn còn sống, cũng có nguy hiểm bị người mưu sát. Huống chi hắn hiện tại đã chết, lại càng không được đám kẻ thù cũ tha thứ. Quân đội đang giữa bầu không khí chia năm xẻ bảy một cách khủng bố và điên cuồng. Hắn trở thành yêu ma quỷ quái trong mắt mọi người. Nhà họ đinh bị đốt thành biển lửa. Xà nhà giá gỗ sụp đổ cháy lép bép trong lửa bọn họ muốn thiêu chết hắn và nhà khởi la. Mà nhà khởi la bản lĩnh có lớn cách mấy, cũng chưa tới trình độ giải đậu thành binh không thể đồng thời chống lại hàng trăm hàng ngàn nhân mã. Cho nên, bọn họ phải trốn. Trương Hiển Tông một tay ôm nhà khởi la trong lòng, một tay nắm chặt dây cương. Ngón tay dính dấp chảy ra nước mủ. máu thịt của lòng bàn tay cọ lên dây cương thô giáp. Đầu ngón tay đã mải ra xương trắng, trong đêm xuân ấm áp hắn vút bay như tên bắn. Vừa tìm cách sinh tồn, vừa thối giữa. Cuối cùng, trên một cánh đồng hoang vu vô tận, trương hiển tông ghi ngựa dừng lại hắn tung người xuống ngựa lại duỗi tay ôm nhà khởi la xuống màn trời như một tấm vải nhung đen kìm kịt trông vừa bao la lại vừa mềm mại ánh trăng bàng bạc dọi lên một thân cây giữa cánh đồng hoang vu nhà khởi la ngồi dưới tàng cây tóc mái rối tung trải lên lộ ra vầng trán như ngọc trương hiển tông không tới gần cô chỉ ngồi trên một gò đất nhỏ cách đó không xa ngồi ở cuối gió vì không muốn hôn thối cô. Nghiêng tai lắng nghe tiếng hít thở mỏng manh của cô, hắn bỗng nhịn không được mở miệng, khởi là. Hắn đưa lưng về phía nhà Khởi La. Hỏi bóng tối vô tận trước mặt, nếu anh không chết, nếu anh vẫn tốt với em, liệu em có có thể yêu anh một chút không? Nhà Khởi La dương mắt nhìn bóng lưng hắn, lập tức rời ánh mắt, cười lạnh một tiếng rõ ràng mà trầm trọng anh là cái thá gì, cũng xứng đàm luận yêu đương với tôi nụ cười rất lạnh, lòng cũng rất lạnh. Động thân đứng lên, cô đi tới sau lưng Trương Hiền Tông. khom người vỗ đỉnh đầu hắn. Cô mở miệng nói, nhân lúc trời tối, chúng ta tiếp tục đi. Trương Hiền Tông hiện tại đã chẳng khác gì ma quỷ. Ánh mặt trời sẽ làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Bộ chỉ huy của cố đại nhân thay đổi từng thôn trang theo từng ngày, nhích từng chút lên tiền tuyến. Lúc này gã cách huyện Văn chỉ có 40 dặm, quân đội ở huyện Văn đã loạn như nồi cháo, đang liên lạc với gã muốn đầu hàng. Đầu hàng đương nhiên là có thể, cố đại nhân yên tâm lớn mật mà cho kẻ địch thời gian, là chiến hay hàng theo ý họ hết. Hàng cũng chịu, chiến cũng chiều. Nguyệt Nha đi theo quân đội, bất kể đi đến đâu đều phụ trách công việc thường ngày của cô. Một ngày không làm đủ ba bữa, cô cảm thấy trống vắng trong lòng, làm như mất thân phận và địa vị vậy vô tâm đã đổi giày mới. Cô lại chuẩn bị làm một đôi cho cố đại nhân. Cố đại nhân chân to rất phí giày. Mặc kệ là giày tốt cỡ nào chắn chắc bao nhiêu. Cuối cùng đều bị gã mang thành hai con cá mặn thối vừa dài vừa dẹp. Cho nên Nguyệt Nha động tâm tư. Muốn thêm mấy lớp ở mũi giày đế giày. Đặc biệt để đối phó gót chân như cái rũ lớn và đầu ngón chân như mọc răng của cố đại nhân. Nguyệt Nha phí bao nhiêu là sức. Mỗi ngày đóng đế giày đến nghiến răng nghiến lợi buổi tối trong phòng thắp đèn, cố đại nhân cùng vô tâm ngồi trên giường đất chơi bài. Cô không tham gia. Hung tận dùng cây kim lớn đâm vào đế giày. Kéo dây thường bằng sợi xoẹt xoẹt. Thời gian làm một chiếc giày cho cố đại nhân đủ cho em làm một đôi cho vô tâm rồi. Vết thương của vô tâm đã sớm lành. Rất vui vẻ xòe bài nói, rách việc. Ban ngày bận bịu Buổi tối cũng không biết nghỉ một chút. Em không làm cho anh ấy. Anh ấy sẽ đi chân trần chắc. Cố đại nhân gõ con bài lên. Đầu hắn, toàn mấy thứ không có mùi người. Thế nào? Vợ cậu làm giày cho tôi. Cậu không vui. Nguyệt Nha thật sự là mệt đến đau cả tay. Vì đoán là ngày mai chỉ sợ lại phải chuyển nhà. Cho nên bỏ lên giường mở bọc hành lý. Đem kim chỉ cuốn quanh đế giày đặt trong bao quần áo. Bọc quần áo chẳng có thứ gì ra hồn. Chỉ có vài bộ quần áo. Cùng với hai túi tiền nhỏ trong túi tiền nhét bùa vàng lúc trước là cố đại nhân và vô tâm từng đeo bây giờ không ai đeo nữa bị cô nhét chung vào quần áo buộc chặt bao đồ thả lại chỗ cũ cô duỗi chân xuống giường đi giày đi ra sân ngoài sân có hai tên lính gác đứng canh nguyệt nha thấy vậy cảm giác rất an toàn góc sân dùng hàng rào và gạch vỡ xây một nhà xí nhỏ thối hoắc cô đi vào cởi quần ngồi xổm xuống bịt mũi định đi tiểu nhưng vừa mới rào rào mở cống. Cô bỗng sinh ra một loại cảm giác bị nhìn trộm. Nhà sĩ chung quanh lộng gió, cô đột nhiên quay đầu, cũng không nhìn thấy dị thường. Trong tay siết một nắm giấy xúc, cô ngồi xổm lên hố lấy lại bình tĩnh, lưng vẫn phát lạnh nổi cả lông mau. Dư quang nơi khóe mắt bỗng liếc thấy bóng đen lóe qua. Cô lập tức nhìn ra ngoài theo một khe hở, vẫn không thu hoạch được gì. Nghĩ ngoài sân còn có lính canh, cô thêm can đảm, mắng nhỏ, đồ không biết xấu hổ. Thứ thiếu đạo đức đầu mọc mù chân lở loét, không sợ mù mắt chó mày, về mà nhìn mẹ mày ấy. Buộc chặt quần đi ra nhà xí, lính canh bên ngoài bỗng ồn ào, Nguyệt Nha đến nhìn, là hai con mèo hoang đang vượt nóc băng tường đánh nhau. Lính canh sợ chúng quấy dày thanh tĩnh của lữ tọa, vì thế nhảy lên nhảy xuống đuổi mèo. Nguyệt Nha nhẹ thở phào, nghĩ bụng thì ra mình mắng mèo hoang lúc trở về phòng cố đại nhân và vô tâm còn đang dở ván bài cô đứng trên đất xoa bụng nhỏ người lạnh từng cơn làm như chưa tiểu hết còn muốn đi nhà xí xoay người bước một bước ra cửa cô nhớ lại động tĩnh như có như không trong nhà xí có hơi sợ vô tâm cô mở miệng anh đi theo em xem thử bên ngoài mèo phá lạ lắm em có hơi sợ vô tâm đang tập trung xem bài nghe lời của cô mới rời ánh mắt khỏi lá bài. Dương mắt nhìn Nguyệt Nha, hắn thấy trên người Nguyệt Nha bao phủ lờ mờ một tầng hắc khí mang theo ánh sáng nhạt. Mặt không biến sắc buông bài, hắn vừa duỗi chân xuống giường đất, vừa mở miệng nói, mèo hoang kêu xuân khó nghe quá, anh đi ra ngoài xem thử. Chờ anh đuổi hết mèo đi rồi em hãy ra. Nguyệt Nha đáp một tiếng, bụng nhỏ không thoải mái, không rõ mình rốt cuộc còn nước tiểu không đợi vô tâm khoác áo ra cửa. Cố đại nhân cười hì hì duỗi tay giòn trộm bài của hắn. Nguyệt Nha thấy thế, tạm thời rời lực chú ý, còn nhìn lén nữa. Cố đại nhân dựng ngón tay xuyệt một tiếng, đừng ồn, tôi chỉ xem một chút thôi. Vô tâm cứ đinh ninh hoàn cảnh bên người rất sạch sẽ. Nào ngờ Nguyệt Nha ngẫu nhiên mò mẫm đi ra ngoài một chuyến, lại bị vải sợi hồn phách quấn lên. Hồn phách vụn vặt vô chi vô thức, bình thường sẽ không quấn người bây giờ quấn nhất định có duyên cớ trong đó. Hắn đi vào sân ra vẻ muốn đuổi mèo, cúi người nhặt một cây gỗ thô to dựng dựa tường. Điểm nhiên như không đi ra ngoài, hắn phát hiện hồn phách lưu động mang theo phương hướng. Có người ở phụ cận đã khống chế chúng thành ám khí. Vô tâm sực nhớ tới nội chiến trong huyện Văn, nhớ tới nhạc khởi la và trương hiển tông không rõ tung tích. Không biết thì thôi, nếu có điều cảm giác đối với hành tung của họ, là quyết không thể dễ dàng thả bọn họ bởi vì người nổ súng đã thương Trương Hiển Tông là Nguyệt Nha, mà hiện tại họ hai bàn tay trắng, chắc hẳn sẽ càng hung hãn tàn bạo. Mùa xuân là lúc mèo động dục, dọc đường đi vô tâm đã chia rẽ rất nhiều đứa uyên ương mèo hoang. Nhìn là đang đuổi mèo, thật ra là đang men theo hướng lưu động của hồn phách. Bỗng xoẹt một tiếng, hắn dùng bước quý đầu xem, phát hiện là áo khoác của mình đã bị một bụi cây thấp quẹt rách. Trong bóng đêm hắn cúi đầu khom lưng, Tốn không ít sức mới kéo được góc áo trên bụi cây xuống. Đuổi theo một đám mèo hoang chạy thêm vài bước. Hắn bỗng phát hiện hào quang của hồn phách trở nên thưa nhạt dần. Manh, nhạt dần, mối bỗng đứt đoạn. Hắn dùng bước, bởi vì nhất thời không hiểu nổi. Vì thế cầm cây gậy xoay trở về. Nào ngờ không chờ hắn bước lên đường về. Một bóng đen bỗng đâm nghiêng lao vụt tới. Mang theo thế lôi đình rột sức sông về phía hắn. Đương trường đè hắn xuống đất không chờ hắn phản kháng bóng đen đã khóa chéo hai tay hắn sau lưng sức lực rất lớn gần như vặn gãy các đốt ngón tay của hắn hắn lập tức ngoan ngoãn bất động cố gắng quay đầu xem người tới dưới ánh trăng sáng hắn thấy được một khuôn mặt khủng bố hốc mắt cánh mũi đều giữa nát thành hai màu đỏ thẫm một con ngươi lồi khỏi hốc mắt con ngươi còn lại thì mọc đầy nấm trắng mùi hôi thối tanh tưởi từ thất khiếu tản ra hầu kết của hắn đã lộ ra xương trắng lỗ đen hắn là trương hiển tông một đôi giày thêu hoa dơ bẩn phủ đầy bụi chậm rãi đến gần vô tâm chuyển con mắt về trước ngẩng nhìn cặp mắt nhà khởi la nhà khởi la trông như một con búp bê vải dơ bẩn nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh đơn độc đứng giữa màn đêm cô ta gật đầu với vô tâm khóe miệng bỗng giật giật là cười như không cười lại giống khóc mà không khóc trăm mối cảm xúc ngổn ngang thành ra giờ khóc giờ cười trương hiển tông cô ta phát ra tiếng giọng nói chán chường lại ngọt ngào như một chén nước bỏ thêm đường lại bỏ thêm băng chặt bỏ tứ chi của hắn bằng không hắn chạy rất giỏi sẽ không ai bắt được hắn trương hiển tông bấy giờ rằng một tay ra từ bên hông rút ra một thanh quân đao mà vô tâm không dãy dụa chỉ hỏi vì sao cô muốn bắt tôi nhà khởi là đáp không ai muốn bắt anh tôi chỉ muốn mạng nguyệt nhà trước khi trương hiển tông vung trường đao vô tâm cướp lời đừng chặt chúng ta làm giao dịch tức thì hắn cố gắng quay sang trương hiển tông có liên quan đến hắn nhà khởi la khoát tay ngừng động tác của trương hiển tông giao dịch cái gì hai mắt vô tâm giấu trong bóng tối trong đầu nhanh chóng lên kế hoạch vì sao phải giết nguyệt nha bởi vì nguyệt nha giết trương hiển tông vì sao muốn chế trương hiển tông thành xác sống, cho dù biến thành một cái xác thối giữa còn không vứt bò. Bởi vì đối với nhà khởi la mà nói, Trương Hiển Tông không giống người thường, rất quan trọng. Còn người đen sẫm âm thầm truyền một vòng, vô tâm mở miệng nói, cô tha Nguyệt Nha một mạng, tôi sẽ nghĩ cách bảo trụ thân thể Trương Hiển Tông. Nhà khởi la nở nụ cười, thân thể, tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vô tâm không nói thêm, chỉ để cô suy nghĩ cô ta đích xác là có vô số biện pháp bố trí ổn thỏa cho hồn phách Trương Hiền Tông. Nhưng thể xác của Trương Hiền Tông là độc nhất vô nhị. Nếu thể xác thay đổi, hắn còn là hắn hoàn chỉnh hay sao? Huống hồ thao túng thân thể người khác cũng không dễ. Linh hồn của hắn, trời sinh cũng chỉ thích hợp với thân thể hắn. Vô tâm không nói lời nào, Trương Hiền Tông cũng không nói. Nhà khởi la trầm mặc một lúc lâu, mở miệng lại hỏi, anh có biện pháp nào nửa mặt vô tâm bị vùi trong bùn đất, tôi dẫn hai người lên núi Thanh Vân Sơn. Nhà khởi la nghi hoặc nhìn hắn, núi Thanh Vân Sơn. Vô tâm hạ thấp giọng trong núi Thanh Vân Sơn có một cái hang bí ẩn, có thể bảo quản xác chết không thối giữa. Nhà khởi la khẽ gật đầu, tôi chỉ biết một thời gian trước đều loan tin trong núi Thanh Vân Sơn có quái vật. Vô tâm đáp, không phải quái vật, là xác sống. Xác chết trong hang không giữa, linh hồn không tiêu tan, bất ngờ bị quân đội kinh động. Cô biết sẽ có hậu quả gì mà. Nhà khởi la như có suy nghĩ nhìn xuống hắn, muốn đem hắn cùng Trương Hiền Tông hợp làm một. Nhưng làm không được. Không phải không muốn làm, mà làm không được. Trương 66, bẫy ráp Nguyệt Nha và Cố Đại Nhân ngồi trong phòng đợi vô tâm. Nhưng chờ mãi không thấy hắn quay lại. Nguyệt Nha có phần lo lắng. Nhoài lên cửa sổ nhìn xung quanh, chạy đi đâu rồi? Là đuổi mèo hay bị mèo đuổi rồi? Cố đại nhân nắm bài đẹp, cũng có chút không kiên nhẫn. Để bài lên giường đất, gã đi giày đẩy cửa hô, sư phụ. Sư phụ đâu? Lính gác sân viện trả lời, báo cáo lữ tòa. Sư phụ sách gậy đi ra ngoài rồi à? Cố đại nhân quay lại phòng khoác. Thêm áo, miệng mắng, mẹ nó thật chẳng ra hồn. Đuổi mèo còn có thể bị mất tích. Tôi đi tìm hắn. Bên ngoài tối như mực, không biết có phải đi vật lộn với con gái nhà ai không đây nguyệt nha tuy không tin vô tâm dây dưa với phụ nữ nhưng từ miệng cố đại nhân nói ra cô nghe vào tai lại có phần không ngồi yên được tức tốc đuổi theo cố đại nhân vào sân cô cùng một gã lính canh đồng thời đi vào đường hẻm tối om tên lính gác sách theo đèn lồng cực lớn soi rõ cả mặt đất dưới chân sau khi xuyên qua mấy con ngõ cố đại nhân không thu hoạch được gì nguyệt nha gân cổ kêu vô tâm cũng hoàn toàn không có đáp lại ba người thấy sắp đi ra khỏi thôn đành tức tối quay về không ngờ ngay lúc sắp vào cửa cố đại nhân bỗng nhiên phát hiện vấn đề gã đoạt lấy đèn lồng lớn của lính canh khom lưng chiếu lên đất gần đây thường có mưa xuân đất xốp ẩm ướt gã chỉ thấy một vết rạch sâu còn mới trên đất kéo dài từ cửa ra ngoài gã sốc tinh thần dọc theo vết rạch sâu khom người đi đến trước liên tiếp rẽ mấy góc cua cuối cùng dừng trước một bụi cây một cây gậy thô to bị ném trước bụi cây mà trên bụi cây dắt một mảnh vải mịn màu xám người trong thôn đều dùng vải bố quân lính mặc quân trang cho nên nguyệt nha cúi đầu ý một tiếng nhận ra miếng vải mịn màu xám bị kéo ra từ áo khoác vô tâm cố đại nhân cũng nhận ra kéo miếng vải xuống nhìn trên vải không có chứ đưa miếng vải cho Nguyệt Nha, gã hỏi, có đúng hay không? Nguyệt Nha vừa sở đã xác định, mang nức nở nhẹ đáp, phải. Cố đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố đại nhân lắc đầu, lòng bất ổn mà an ủi cô, cô đừng hoảng, đừng ầm ĩ. Dù sao biết hắn khẳng định là không chết được, có lẽ nửa đường có chuyện khác, hắn không kịp báo cho chúng ta biết, trực tiếp bỏ chạy đi giải quyết nguyệt nha biết vô tâm là không chết được nhưng không thể vì hắn không thể chết mà mặc hắn mất tích một cách vô duyên vô cơ hoang mang lo sợ theo cố đại nhân về phòng cố đại nhân phái một toán lính điều tra tìm kiếm vô tâm trong thôn trước sau đó gã dầu dĩ thu thập bài cũng là vẻ mặt hoang mang cùng bất an lúc dạng sáng vô tâm dẫn nhà khởi la cùng trương hiển tông tiến vào địa giới núi thanh vân sơn trương hiển tông cầm súng lục họng súng luôn đặt sau lưng vô tâm. Nhà khởi la ở một bên, dọc đường Thủy Trung không nhiều lời. Đợi con đường dần trở nên gập ghềnh, Trương Hiển Tông buộc ngựa. Sau đó tháo đèn báo giao cho nhà khởi la. Nhà khởi la nhận thấy mình thật sự phải đi sâu vào núi, mới mở miệng hỏi, hang động bí mật như anh nói. Rốt cuộc ở đâu? Vô tâm đưa lưng về phía cô hỏi, không gọi tôi đại ca nữa à? Nhà khởi la nhìn lưng hắn, tưởng tượng mình và hắn tình đầu ý hợp, tay nắm tay đi trên đường núi. Sau khi mặt không chút biến sắc tưởng tượng xong, cô tự nói, tôi không muốn phơi nắng. Vô tâm bỗng nhiên dừng bước, xoay mặt về phía cô, chúng ta vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Tôi dẫn các người vào hang, các người buông tha nguyệt nhà. Nhà khởi la cười lạnh một tiếng, ai biết hang động của anh rốt cuộc là thật hay giả. Vào hang không thối giữa, nhưng mà ra khỏi hang thì sao? anh cho là anh đã cứu chúng tôi ư. Vô tâm đáp, cô thông minh lắm mà. Sau khi vào hang tự nghĩ cách đi. Trước khi cô nghĩ ra cách, ít nhất hắn có thể còn nguyên vẹn mà chờ đợi. Sau đó hắn tiếp tục tiến về trước. Trong hang không có thức ăn nước uống. Hai người tự chuẩn bị đi. Trương Hiển Tông mang theo ấm nước và một bọc lương khô. Đồ ăn tuy bị nhuốm mùi hôi, nhưng có ít còn hơn không. Quay đầu nhìn nhà khởi la, trong lòng hắn thực ái náy hắn biết kỳ thật không có mình nhà khởi la cũng vẫn sống như vậy nhà khởi la không hòa nhã với hắn có thể là do hắn cô phải sống màn trời chiếu đất trở thành một cô bé nhem nhuốc hắn đã chết cô còn bảo vệ hắn trước một ụ đất nhỏ vô tâm ngừng bước ngồi xổm bắt đầu đào đất cuối cùng đẩy tấm sắt dưới đất ra hắn cho nhà khởi la xem cửa vào nhà khởi la ngồi xổm canh động cẩn thận duỗi tay xuống trong động không khí hơi ấm ẩm. Cô cúi đầu dò vào hít vài hơi. Không khí cũng rất trong lành. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua vô tâm. Vô tâm ngẹo đầu, ánh mắt lướt qua khóe mắt bắn về phía trong động. Dưới ánh đèn báo con người hắn thoát sáng thoát tối, khiến người ta liên tưởng đến loài yêu quái. Nhận ra ánh nhìn chăm chú của nhà khởi la, vô tâm hấp háy mắt nhìn cô, nghiêm túc nói, trong động rất nguy hiểm khắp nơi đều là ma và xác sống. Lần trước vào tôi chỉ biết trốn, lần này có cô, biết chừng có thể an toàn hơn. Nhà khởi la chậm rãi bóp nát một khối đất đen, bây giờ mới biết bản lĩnh của tôi. Vô tâm cười, mặc kệ cô có bản lĩnh hay không, tôi lại đâu muốn bái sư học nghệ. Sau đó hắn tiếp tục hỏi, tôi đi đầu, ai bọc hậu, người giữa cầm đèn cho chắc, bên trong tối đến rũi không thấy năm ngón tay đâu đấy không đợi ai trả lời hắn cởi áo khoác chừa lại bộ quần áo đơn vạn vai xoay cổ hắn dẫn đầu xuống động trương hiền tông bọc hậu tay cầm súng sẵn sàng bảo hộ nhà khởi la trước người đèn báo trong tay nhà khởi la tản ra ánh sáng mờ nhạt vừa vặn có thể chiếu sáng hoàn cảnh trước sau vô tâm tuy cởi áo khoác nhưng vì tay chân dài cho nên ở trong động vẫn có chút vụng về hắn đã vụng Trương Hiền Tông càng vụng hơn, nhà khởi la thì linh hoạt hơn chút. Ba người bò hồi lâu, cuối cùng tới được động ngàn Phật. Vô tâm đứng ở cửa động không đi, quay đầu nói với nhà khởi la: Lần đầu tôi đến, trong động chứa rất nhiều thi thể. Xem quần áo là thời tiền thanh. Trong động vốn được bảy trận pháp chia tách hồn phách và thi thể, nhưng sau khi trận pháp bị tôi phá, hồn phách bám vào thi thể. Thấy vật còn sống liền giết tôi và hắn thì không lo, còn cô thì sao bây giờ? Nhà khởi la chẳng thèm quan tâm giao đèn báo cho Trương Hiền Tông, sau đó xài bước trực tiếp tiến vào trong động. Kết quả vừa mới đi vài bước, một cái xác sống sông đến. Dưới ánh đèn báo, xác sống quả nhiên còn giữ lại làn da mềm và tóc dày, non tóc và dáng người. Lúc còn sống là một người đàn ông trẻ khỏe. Không biết hắn chết như thế nào, đại khái cũng là bị hành hạ đến chết bởi vì môi và răng của hắn đền bị móc đi hết. Bên dưới mũi là một cái lỗ máu, còn đang âm ỉ co rút, làm như muốn cắn nuốt. Vô tâm tức khắc ngừng lại, Trương Hiền Tông giơ súng. Chỉ có nhà khởi la mặt không chút thay đổi. Đón đầu tên xác sống, cô vừa lầm bẩm vừa nâng tay vẽ phù lên hư không, cuối cùng phất ống tay áo về trước. Động tác của xác sống khựng lại, ngã ngửa ra đất, hồn phách bám lên thân đã bị nhà khởi la rút ra bảo trương hiền tông giơ đèn báo qua cô ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét thi thể sau khi xem xong cô thừa nhận vô tâm nói không ngoa đứng dậy tiếp tục tiến lên dọc đường bắt đầu xuất hiện khúc tay khúc xương cùng lác đác thịt khối thịt màu xám trắng vô tâm nhớ từng có một đám quái vật rơi vào trong động xem ra nơi này là một phần chiến trường khi đó quái vật có thể ăn thịt người đám sắc sống cũng không phải ăn chay Tình hình chiến đấu nhất định vô cùng thảm thiết khủng bố. Nhạc Khởi La đã văng ra một khúc tay, chuyện gì thế này? Vô Tâm đi bên cạnh cô, nội chiến. Nhạc Khởi La cười, chúng nó mà cũng biết nội chiến. Vô Tâm lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm. Tôi chỉ ghé qua một lần, là bị chúng nó đánh cho chạy tan tác, chúng không giống Trương Hiển Tông, chúng như nổi điên hết vậy. Nhạc Khởi La đáp, đừng so sánh Trương Hiển Tông với chúng vô tâm biết mình nói không dễ nghe. Xong cố ý hỏi, vì sao cô không tìm một người khác? Nhà khởi la lập tức quay đầu nhìn hắn, có ý gì? Vô tâm rừng rưng mỉm cười, tìm một người sống. Sẽ già sẽ chết sẽ thở. Gáy chợt lạnh, là Trương Hiển Tông dùng họng súng chìa vào. Mà vô tâm chẳng thèm để ý. Tiếp tục nói, nếu không, cô và hắn chỉ có thể là một đôi vợ chồng sống trong hang động. Nhà khởi la nghe giọng điệu nhàn nhã bàng quan của hắn, trong lòng bỗng nổi lửa giận. Anh châm chọc chúng tôi sẽ thành đôi vợ chồng sống trong động. Mà không sợ anh và Nguyệt Nha sẽ âm dương cách biệt sao? Vô tâm đáp, nếu tôi cùng Nguyệt Nha cách biệt âm dương, tôi sẽ cho cô vĩnh viễn không thể tự do, không thấy mặt. Trời! Nhà khởi la tức giận, chuyện cười. Phía trước lại có một bộ xương lạng quạng sông tới. Vì thế vô tâm ngừng bước, hy vọng chỉ là chuyện cười. Nhà khởi la tức giận đến không thèm vẽ phù chẳng nói chẳng rằng kết thủ ấn về phía trước. Chỉ nghe rầm một tiếng, bộ xương di động trực tiếp rơi rớt thành một đống xương. Vô Tâm như ý nguyện, đắc tội với nhà Khởi La và cả Trương Hiền Tông, dẫn họ rẽ vào một khúc cua. Nhà Khởi La thấy tượng Phật quái dị hai bên đường. Cô không biết lai lịch của tượng Phật, thậm chí không có hứng thú liếc nhìn tượng Phật lấy một cái, bởi vì không có gì đáng sợ. Mà Vô Tâm đứng cạnh một pho tượng Phật giơ tay chỉ về trước, chúng ta đi lên trên đi. Bên trên còn có một cái động, là một đường tắt, có thể thông đến cuối. Hơn nữa còn có dầu thắp. Trong động tối đen, dầu thắp dĩ nhiên là cực quan trọng. Nhà khởi la hoàn toàn không sợ vô tâm làm loạn. Trong động đều là hồn phách tán loạn, khiến cô hầu như cảm nhận được sự thân thiết. Huống hồ, còn có trương hiển tông. Trên trần hang động phủ đầy đã lầm chởm giữa bóng tối thoát nông thoát sâu xác thực có thể thấy được một lối vào hướng lên trên vô tâm đạp lên tượng phật trèo lên hắn lên rồi nhà khởi la cũng lên theo cuối cùng là trương hiền tông ba người mang theo một cái đèn báo đứng lại nhìn xa bốn phía cũng chỉ thấy một màn bóng tối vô biên vô hạn nhà khởi la chưa bao giờ gặp qua tình cảnh thế này không khỏi lên tiếng làm sao vô tâm không đợi cô dứt lời bước dài về phía trước nhà khởi la vội dẫn trương hiển tông đuổi theo hắn ngờ ngợ cảm thấy hắn rẽ vào mấy khúc cua chóp mũi bỗng ngửi thấy ẩn ẩn mùi tanh nhà khởi la mở miệng hỏi anh biết đường không đó vô tâm đáp đã đến một lần nhớ được ít nhiều sau đó hắn rối tay đưa đèn báo cho tôi không ai hỏi hắn muốn đèn báo làm gì bởi vì nơi đây rất cần ánh sáng trương hiển tông đưa đèn báo cho hắn chỉ thấy hắn làm như trần trừ gì đó. Thử lui ra sau một bước. Tức thì nghe một tiếng choang giòn giã. Trao đèn bằng. Thủy tinh đập mạnh lên đá. Đèn báo tắt ngúm trong nháy mắt. Ba người như rơi vào bóng tối vô hạn. Trương Hiền Tông theo bản năng đánh về phía âm thanh. Nhưng một luồng gió lạ lướt qua đầu ngón tay. Hắn vô hụt. Trương 67, đạo trưởng lại số vô tâm tức tốc chạy trở lại con đường lúc tới động tính sột soạt từ bốn phía ngày càng gần che đi tiếng bước chân bình bịch của hắn đèn bão bị hắn ném vỡ ba người đều rơi vào bóng tối vô hạn nhà khởi la cùng trương hiền tông không nhìn thấy hắn hắn lại có thể cảm giác tất cả động tính quanh mình một viên đạn xẹt qua đầu hắn là trương hiền tông bắn vào không trung dưới chân bỗng bước hụt lúc rơi xuống hắn cuộn người như một con thú hắn bốn chân tiếp đất lặng lẽ chạy trốn bước dài vượt qua xác chết dài rác trên đất hắn phóng thẳng đến cửa động sự vụng về lóng ngóng lúc đến đã biến mất hắn thoăn thoát leo trèo nhảy rốt cuộc chui vào động đất mặc kệ quần áo đơn bạc trên người hắn nhắm mắt nằm úp sấp xuống trườn về trước như một con rắn vách động mỗi một chỗ chập trùng ngoắt ngoéo dường như đều được hắn nắm rõ khuỷu tay đầu gối đều linh hoạt đến trình độ khó tin leo khỏi một cái động đất lại chui vào một cái động đất thân thể dài mạnh của hắn gần như dành để xuyên qua đất. Bỗng ngẩng cao đầu, hắn mở choàng mắt thấy được ánh mặt trời sáng rõ. Leo lên mặt đất, hắn rời tấm sắt lại chỗ cũ, lại trải bùn đất lấp lên. Đứng dậy dạo qua một vòng xung quanh, hắn nghiến răng nghiến lợi dịch một tảng đá thật to, đặt lên nấm mộ giả bừa bộ. Dựa vào tảng đá ngồi xuống, hắn mới cảm thấy mệt. Rong ruổi cả một đêm, lại chui vào động hồi lâu hắn thật sự là đói khát đến mức không còn sức bây giờ bảo hắn về nhà là không có khả năng hắn nhặt lên áo khoác quăng bên ngoài khi vào động không mặc vào mà vắt ngang vai sau đó gắng gượng đứng lên quyết định đến thanh vân quan xin một bữa cơm trước ngoài cổng thanh vân quan vô tâm nghênh diện gặp xuất trần tử nhưng hắn thực thức thời lui qua một bên cũng không gọi bậy bởi vì xuất trần từ đầu đội khăn thuần dương mặc đạo bào xanh được một đám đệ tử hoa phục vây quanh đang rầm rộ tiến khách khách chỉ có một vị là người tây tóc vàng mắt xanh mũi lõ vô tâm đứng trong mảnh đất hoang bên ngoài con đường lót đá phiến chỉ thấy xuất trần tử cùng người tây anh một lời tôi một lời trông chuyện trò đến là vui vẻ một vị thanh niên trông như tiên sinh dạy học đứng bên cạnh hiển nhiên chính là thông dịch viên xuất trần tử ra cửa cũng thấy được vô tâm có điều không dành để ý đến hắn mà vô tâm rất có hứng thú mỉm cười bàng quan. Chỉ thấy y như thiên tiên hạ phàm vươn một bàn tay, bắt tay vị khách tây nọ. Đồng thời ung dung nói, then kiều vé di mật. Good the by Mr. Lo rèn thiên y, đợi đến khi người Tây cùng thông dịch viên ngồi kiệu xuống núi. Vô tâm mới như con khỉ lùi đến trước mặt xuất trần tử, đạo trưởng. Vài ngày không gặp, giờ ông kết bạn cùng bọn Tây rồi cơ đấy. Xuất trần tử mỉm cười, một phóng viên người Anh mà thôi hâm mộ thanh danh của thanh vân quan ta mà đến. Còn hai chữ bạn bè, ha ha, bần đạo xưa nay rộng rãi, anh em bốn bề một nhà. Không đợi hết say xưa, xuất trần tử bỗng nhiên ý thức kẻ bên cạnh là vô tâm. Tức thì thu lại nụ cười, cậu tới đây làm gì? Vô tâm ôn hòa nhã nhận đáp, tôi đói bụng, lại vừa khéo đi ngang qua thanh vân quan, cho nên muốn đến xin bữa cơm. Xuất trần tử lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, à. Sau một tiếng ở chữ A kéo dài, y thầm than trong bụng, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Thì ra chỉ là ăn cơm, khiến bồn đạo ra sợ hết cả hồn. Vô tâm vào phòng của xuất trần tử, ăn một bữa no nê có canh có nước. Mà xuất trần tử cởi khăn chùm đầu xóa tóc dài. Đắc chí nhớ lại mấy lời khen tặng của gã người Tây. Đường lúc đắc ý, y chợt nghe vô tâm hỏi, đạo trưởng, bí kíp của lệnh tiên sư ông nghiên cứu đến đâu rồi xuất trần tử còn đắm chìm trong vui sướng không thể tự thoát ra được nhỏ giọng như nói mê có một chút thành tích nhưng một chút mà thôi trông đức hạnh y như vậy vô tâm bỗng vô cùng hoài nghi bản lĩnh của y quý đầu lại vào một miệng cơm hắn quan sát lời nói và sắc mặt của xuất trần tử đồng thời nói đạo trưởng nhạc khởi la đang ở trong động ngàn phật xuất trần tử đột nhiên quay đầu nhìn hắn cái gì vô tâm rũ mắt xuống gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong bát làm như có chuyện khó nói cô ta cô ta đêm qua uy hiếp tôi không còn cách nào đành phải lừa cô ta vào động ngàn phật xuất trần tử nâng tay vuốt tóc trên trán xuống hiện tại thế nào vô tâm đáp hiện tại cô ta hoặc là bị quái vật ăn hoặc là đang loanh quanh tìm cửa ra cho nên tôi muốn Thỉnh đạo trưởng noi theo lệnh thái sư tổ, vẽ một đạo phù Niêm Phong động lại. Xuất Trần Tử biến sắc, cậu nói là: "Cô ta bây giờ cách Thanh Vân quan chỉ có mấy dặm." Vô Tâm gật đầu, đạo trưởng có bí kíp trong tay, vẽ một đạo phù. Hẳn là không khó chứ? Xuất Trần Tử vỗ bàn, trừng mắt mắng, "Không khó cái rắm." Cậu tưởng bần đạo là kỳ tài trời sinh, vừa học là giỏi sao? Nói thẳng cho cậu biết, bí kíp ta căn bản là xem không hiểu cho ta thêm một tháng ta cố gắng có thể bổ khuyết toàn bộ phù chú mà thái sư tổ lưu lại sau đó y đứng lên đẩy cửa sổ gọi vọng ra ngoài trường phong hạo nguyệt vũ thanh ba tên tiểu đạo sĩ trắng trèo vào viện mà xuất trần tử một hơi hạ một chuỗi mệnh lệnh trường phong nhanh đi sai người chuẩn bị kiệu xe hơi hạo nguyệt thu thập hành lý vũ thanh đi tìm sư phụ con nói là sư tổ muốn đi thiên tân sự vụ trong quan do trò ấy xử lý ba tiểu đạo sĩ hai người chạy đi người còn lại hỏi sư tổ ngài muốn ở lại bao lâu ạ à? có đem theo áo mỏng không xuất trần tử không kiên nhẫn vung tay mang mang hết sau đó y xoay người trở lại giá sách trên tường rút ra một quyển sách mỏng nhét vào lòng vô tâm thấy rõ chính là bí kíp hắn không ngờ chỉ một câu nói của mình đã khiến xuất trần tử sợ tới mức lật cả miếu. Buông bát đũa đứng lên, hắn hỏi dò, đạo trưởng, ông muốn ra cửa à? Xuất trần tử động tác cực nhanh mở ra hai quyển sách, rút sổ tiết kiệm kẹp bên trong dấu vào người, vừa nghĩ. Đến nhà khởi la ở trong núi, hơn nữa chỉ cách đạo quan trong gang tấp, bần đạo không khỏi có chút kinh hoàng. Dù sao nghiên cứu học vấn ở đâu cũng vậy, ta quyết định đi thiên tân hoặc là Bắc Kinh dùi mài một tháng, Ad sẽ bổ khuyết trọn vẹn phù chú a. À. Sau đó y vung tay áo rộng, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa quay đầu lại, y vội nói, đệ tử của ta biết cậu, cậu muốn ở lại có thể, không cần khách khí câu lễ. Tức thì cái bóng áo xanh xẹt qua bậc cửa, xuất Trần Tử rồng bay hổ bước, chạy như cưỡi gió. Vô Tâm sớm biết xuất Trần Tử có chút không đáng tin cậy, không ngờ mấy ngày không gặp thế mà không đáng tin cậy đến vậy trở lại trước bàn bưng bát cơm lên. Hắn tâm sự nặng nề ăn nửa chén cơm nhỏ. Sau khi ăn xong, hắn thở dài, nghĩ bụng tiếp theo làm gì bây giờ. Vô tâm lại trở về núi một chuyến. Phát hiện bùn đất và tảng đá trên cửa vào không có biến hóa, cho thấy cửa động vẫn được phong tỏa. Hắn không thể vào hang xác nhận nhà khởi la chết hay sống. Nhưng không xác nhận thì lại lo lắng. Đi loanh quanh tảng đá một hồi, hắn nghĩ sáng nay kế hoạch trốn thoát của mình vô cùng thành công, có thể nói không chút nào sơ hở. nếu vào động nữa, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. vô tâm ôm tảng đá nghĩ tới nghĩ lui, chọn nửa ngày, cuối cùng vỗ đầu, nghĩ thái sư tổ của xuất trần tử đạo thuật cao tới đâu, cũng chỉ chấn áp cô ta hơn một trăm năm. có thể thấy được trên đời xưa nay không có sách lược vẹn toàn. nay nhà khởi la ở trong động ngàn phật giữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sinh cũng là có thể xem như mình thành công hắn lại cứ ở đây lo ngay ngáy không trở về nhà cũng là vô dụng nghĩ đến đây hắn đứng dậy vỗ bụi đất trên người mặc áo khoác xuống núi vô tâm đi gần nửa ngày mới về tới nhà nhưng trong nhà chỉ còn vài tên lính ở lại canh giữ thì ra sáng nay cố đại nhân đã xuất phát tiến về phía huyện văn binh lính vội đánh xe ngựa đưa vô tâm đuổi theo đại quân kết quả vẫn tiến vào trong thành huyện văn quân phòng thủ trong huyện đầu hàng toàn bộ cố đại nhân lưu lạc bên đại... ngoài một năm nay rút cục vẻ vang trở về trong một ngôi nhà ngói trống trải vô tâm gặp được nguyệt nha nguyệt nha hoang mang vểnh môi trên sau khi thấy hắn chỉ nói một câu ôi chao mẹ ơi anh trở về rồi vô tâm dò đầu dòm cô miệng làm sao vậy nguyệt nha đặt mông ngồi lên ghế như thoát lực anh chạy đi đâu anh không biết người trong nhà lo lắng cho anh à. Vô tâm thấy rõ ràng. Phát hiện một đêm không gặp, hai bên môi Nguyệt Nha nổi lên cái mụn rộp to tướng. Nguyệt Nha cả đêm không ngủ, giờ rốt cuộc ngóng được hắn trở về, cũng không nói nhiều. Trước ra cửa mua vài cái bánh nướng, ăn với nước nguội. Trong bụng có bánh nướng lót già, cô khôi phục tinh khí thần. Vừa vặn cố đại nhân cũng hăm hở trở về. Hai người đồng thời phấn chấn tinh thần bắt đầu liên tiếp quả trách vô tâm, nói hắn người cũng như tên, không tim không phổi, không sợ người nhà lo lắng đến bệnh, lại hỏi hắn một ngày một đêm chết dí ở đâu. Không đợi hắn đáp lại, hai người lại thống nhất biểu thị muốn đánh hắn một trận. Vô tâm biết mình ở trong lòng Nguyệt Nha và cố đại nhân có vị trí quan trọng, nhưng không ngờ lại quan trọng đến thế. Hắn mở to mắt, hoàn toàn lộ ra trong mắt tròn vo. Ôm đầu gối ngồi sồm trên giường, hắn như một con khỉ vừa sinh trai vừa hoảng loạn nhòm nguyệt nha lại nhòm cố đại nhân cuối cùng mới kể lại chuyện đêm trước vừa dứt lời hắn liền nhận được nhiệt liệt ca ngợi cùng an ủi hắn cũng không cảm giác mình bị oan uổng nhưng nguyệt nha và cố đại nhân đều áy náy cố đại nhân kéo túm cánh tay hắn đi chúng ta ra tiệm ăn một bữa ngon nguyệt nha cô thay cho hắn một bộ sạch sẽ không đợi Vô Tâm nói chuyện, Nguyệt Nha nâng một cái khăn nóng đến, móc tai móc mũi lau mặt cho hắn. "Tốt rồi, sau này rốt cuộc không còn ai quấy rối chúng ta nữa." Vô Tâm được sủng mà sợ ngửa đầu mặc cô lau, không nghĩ mình có thể khiến họ vui mừng khôn xiết. Ánh mắt lướt môi Nguyệt Nha, hắn mở miệng hỏi, "Hai người tưởng tôi đi đâu?" Nguyệt Nha hất cằm với Cố đại nhân, ảnh nói anh mò lên giường quả. "Phụ rồi." Cố đại nhân xua tay, tôi không phải đùa sao. Bằng không cô cứ than vắn thở dài không ngủ được. Tôi mặc kệ cô à. Sau đó gã chỉ vào mũi vô tâm, toàn trách cậu. Nguyệt Nha thực đau lòng sơ soạn đầu vô tâm, thuận thế hất tay cố đại nhân ra. Trong ba người tuổi của cô nhỏ nhất, nhưng không hiểu sao, cô tự nhiên trở thành chị gái của vô tâm và cố đại nhân. Cố đại nhân bị cô đánh một cái, cười hì hì không thèm để ý, mà vô tâm đang muốn tựa sát vào cô, không ngờ cô xoay người đi giặt khăn. Vô tâm dựa hột, bấy giờ ngã chồng vó. Chương 68, sinh hoạt và tiền DOCO đại nhân dẫn vô tâm và Nguyệt Nha vào ở bộ tư lệnh trước đây của gã. Bộ tư lệnh vốn là một chỗ nhà dân, từng chịu tổn hại trong lửa đạn. Sau khi tu sửa vẫn không bằng lúc trước. Nhưng cố đại nhân làm như để báo thù. Nằng nặc phải ở lại đây. Bởi vì lúc trước gã chính là chạy trốn từ bộ tư lệnh ra ngoài. Dựa theo kế hoạch, gã lưu lại huyện Văn ít nhất một tháng. Sau một tháng xem tình hình, nếu quan quân trong huyện Trường An không thức thời, gã sẽ dẫn binh giết tới. Mà trong lúc chờ đợi, gã không có việc gì, suốt ngày ăn chơi đàng điếm giết thời gian. Vô tâm vào Nguyệt Nha thì đóng kín cửa sinh hoạt. Nguyệt Nha chưa bao giờ sinh bệnh. Nay một luồng lửa hoàn toàn phát lên mụn nước. Mỗi ngày dở môi trên lo liệu sinh kế gia đình. Tính tình ngược lại an tĩnh rất nhiều bởi vì môi đau, không tiện lại nhải. Cố đại nhân chơi năm sáu ngày, cuối cùng vào một buổi trưa nắng rực rỡ, gã trở về bộ tư lệnh. Đẩy cửa sân đi vào, gã bắt gặp Nguyệt Nha và vô tâm ngồi dưới gốc cây, đang đùa nghịch lá cây thuốc lá đầy đất. Cây thuốc lá do cố đại nhân mang về, một bó nặng trịch, là thuốc lá quan đông thượng đẳng đến từ Cát Lâm. Cố đại nhân chẳng bao giờ để tâm mấy thứ này, tùy tay ném bó thuốc lá vào phòng từ đó không thèm nhìn đến. Nguyệt Nha chịu không nổi, thừa dịp trời nắng sách bó thuốc lá ra, giở từng lá phơi nắng. Nghe thấy cửa sân có động tĩnh, hai người cùng quay đầu nhìn. Mà cố đại nhân đứng dựa khung cửa, chỉ thấy Nguyệt Nha vẫn tóc thành một búi nhỏ tạm tạm, vài sợi tóc quan bông bên tóc mai. Ánh mắt ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng, vô tâm thì mang dáng vẻ ngờ nghệch, khẽ mở cánh môi góc cạnh rõ ràng như là bị cố đại nhân làm cho giật mình cố đại nhân nở nụ cười cảm giác đôi vợ chồng son thực xứng đôi đều là người xinh xắn đẹp đẽ so với năm ngoái nguyệt nha hiển nhiên mập hơn cũng nảy nở ra thoát khỏi một nha đầu đói kém trở thành một cô nàng phồng phao xoa bụng chậm rãi đi đến gã mở miệng hỏi phơi thuốc lá à mụn rột trên miệng nguyệt nha đã khô lại kết vầy không phơi sẽ mốc mất thuốc lá tốt như vậy mà cứ để trong phòng ẩm. Cố đại nhân hậm hực ngáp một cái, lái sang chuyện khác tố khổ, tôi đau bụng. Vô tâm nắm một cây kéo, đang cắt lá thuốc theo sự chỉ huy của Nguyệt Nha, vừa cắt vừa hỏi, ăn bậy à? Cố đại nhân lắc lắc đầu, chắc là ban đêm bị lạnh. Nguyệt Nha cười suy, cố đại nhân mấy đêm không ở nhà, dĩ nhiên là chạy tới ký viện. Mà Nguyệt Nha là một cô gái khá mạnh mẽ, đối với hành vi của cố đại nhân là rất không đồng ý. Lưu Loát lật dở toàn bộ lá thuốc xong xuôi. Cô mở miệng nói, anh cũng 30 tuổi rồi. Không biết đường mà lập gia đình đi. Anh ngủ với vợ anh. Vợ anh nhất định không để cho anh chịu lạnh đâu. Vô tâm lập tức gật đầu phụ hỏa, Đúng vậy. Nguyệt Nha mỗi đêm đều đắp chăn cho tôi nhà. Cố đại nhân ôm bụng nói, tôi không phải muốn chọn người tốt sao. Cho hai người biết, với thân phận tôi hiện giờ, tôi muốn cưới là phải cưới tiểu thư khuê các nguyệt nha cúi đầu nói anh mà với tới được tiểu thư khuê các ý ăn cơm nấc cụt ngủ đánh rắm chân thối hun chết mũi. tiểu thư khuê các nào có thể sống cùng anh lời vừa dứt vô tâm thực đúng lúc cười một tiếng tiếng cười chưa dứt hắn bị cố đại nhân binh một cái cố đại nhân không nói lý lại nguyệt nha thế là rời mục tiêu khai hòa cười cái rắm nguyệt nha lại nói bụng đau cũng không có gì bôi cặn dầu thuốc lá lên rốn là được. Vô tâm và Nguyệt Nha đều không nghiện thuốc, mà cố đại nhân ngoài. Thuốc lá ra, ngẫu nhiên cũng rít vài hơi thuốc tàu. Dưới ánh mặt trời trói trang, cố đại nhân vạch áo hở bụng, mà vô tâm tìm tàu thuốc đến. Móc cặn dầu thuốc lá ra bôi lên rốn gã. Vóc người cố đại nhân chắc nịch, bụng cứng đến mức lộ ra từng múi thịt, từ rốn đi xuống mọc một hàng lông mau dày từng sợi quan tít kéo dài vào trong lưng quần lòng lèo. Nguyệt Nha đã quen nhìn vô tâm. Bây giờ ngẫu nhiên liếc nhìn cố đại nhân. Không khỏi cười thầm. Nhủ cố đại nhân ra thô lông dày. Y chang con lợn rừng. Sau khi bôi dầu thuốc lá cho cố đại nhân, vô tâm ngồi trở lại băng ghế nhỏ. Tiếp tục nhắm mắt cắt lá cây thuốc lá. Nguyệt Nha dịch về dưới bóng cây. Vừa định gọi vô tâm lại đây. Nhưng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ánh mặt trời xuyên qua tán lá dọi lên quầng sáng sân cạn đầy đầu đầy mặt hắn hắn lơ đễnh mà cắt từng nhát vẻ mặt cực kỳ yên tĩnh nguyệt nha nhìn mà thất thần mãi đến khi cố đại nhân khiêu một cái ghế dựa đi tới đặt ghế dưới tảng cây gã đặt mông ngồi xuống sau đó cũng để ý đến vô tâm đưa tay khe khẽ đẩy nguyệt nha một cái gã lộ nụ cười xấu xa cúi người cởi một chiếc giày ra tức thì từ từ đưa giày kể sát mũi vô tâm vô tâm biết hết nhưng làm bộ không biết cố ý để cố đại nhân thực hiện được âm mưu tâm mưu mà thành cố đại nhân rất đắc ý sẽ cười nguyệt nha nhìn chuyện vui cũng sẽ cười giày ra kề càng gần hắn không thể nhịn được nữa mở choàng mắt trốn đồng thời lộ ra mẻ mặt kinh sợ cố đại nhân quả nhiên cười há há nguyệt nha cũng cười nói anh ngốc này mệt thì vào phòng ngủ đi. Bằng không cố đại nhân chọc anh nữa đó. Vô tâm phơi nắng cùng lá cây thuốc lá. Đúng là sinh buồn ngủ. Nhưng lưu luyến không chịu rời đi. Mà cố đại nhân bốc một rúm thuốc lá từ cái sàng trước mặt hắn nhét vào tổ thuốc. Châm thuốc hít một hơi. Sau mất hồn thở dài một tiếng. Đúng là thuốc lá ngon. Nguyệt Nha đứng dậy từ trong phòng lấy ra một túi vải. Để vô tâm đổ thuốc lá vào. Nếu chúng tôi không phơi, anh cũng không có thuốc lá ngon để hút hút đi đủ cho anh hút một năm vô tâm kho người duỗi tay chọn chiếc lá thuốc khô cầm kéo định cắt tiếp nguyệt nha rằng không cắt nữa mỏi tay cố đại nhân ở kỹ viện lăn lộn vài ngày tới hôm nay mới trở về không hiểu sao thấy đặc biệt thân thiết với vô tâm nguyệt nha buổi chiều hai vợ chồng son lên giường ngủ trưa gã cũng chen lên theo trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá thơm ngọt sen lẫn cay cay vô tâm nằm giữa như người đối mặt nguyệt nha cố đại nhân nằm sau lưng hắn việc nhân đức không nhường ai chiếm cứ hơn phân nửa giường đồng thời còn ngáy vang trời nguyệt nha bị cố đại nhân làm cho ngủ không được kéo một bàn tay vô tâm qua ngắm nghía vô tâm cầm kéo lâu trên ngón tay cấn đừng vệt đỏ hồng nguyệt nha nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay hắn thầm nghĩ ra khỏi huyện Văn đi thêm mười mấy dặm, là đến Trấn Bình. Nhà cô ở Trấn Bình, ra ngoài gần một năm, không biết trong nhà ra sao. Nếu muốn trở về thăm, kỳ thật cũng được. Con gái tự bỏ trốn chỉ cần gả cho người tốt, trở về nhà cũng có thể diện. Đương nhiên, nhà cô đúng là không đáng một đồng. Tuy còn cha ruột, thế mà lại có hành vi bán con gái cho lão chủ nợ làm thiếp. Bình thường cha dựa người ta cũng không làm vậy. Nguyệt Nha nghĩ tới nghĩ lui. Không biết có nên về nhà không? Xoay người đối diện với vô tâm đã say ngủ. Cô ngắm đi ngắm lại. Cuối cùng thở dài một hơi quên đi. Không về nữa. Trong nhà đông người phức tạp. Lại không có lòng tốt. Không đáng để họ xăm soi bình phẩm vô tâm từ đầu đến chân. Trạng vạng. Nguyệt Nha đeo tạp rể chiên xào y xèo trong bếp. Vô tâm rời lá thuốc vào phòng từng chuyến một. Sau đó một mình ôm cái sàng thuốc cắt nhỏ từng lá ai nấy đều không nhàn rỗi, chỉ có cố đại nhân nằm trên giường như đại gia. Nằm ngửa hai tay gối sau đầu, gã bắt chéo chân, chép miệng kêu, Nguyệt Nha, rót cho tôi chén nước. Trong bếp, rau vừa thả vào trào, trong tiếng xèo, Nguyệt Nha lầm bầm đáp, cũng không biết đáp gì. Cố đại nhân miệng khô lưỡi khô đợi nửa ngày, không đợi được cả nửa cái rắm. Thế là mở miệng, sư phụ, rót cho tôi chén nước. Tôi ngủ khát quá. Vô Tâm không nói gì, đứng dậy bưng một chén trà nguội đến giường. Cố đại nhân đầu bù tóc rối ngồi dậy, uống trà xong lại nói, "Cậu lấy tẩu thuốc lại đây." Tôi hút vài hơi cho tỉnh táo. Vô Tâm đặt chén trà về lại chỗ, thực sự đi tìm tẩu thuốc, nhét thuốc vào châm lửa. Hắn ngồi tựa đầu giường, tự hút một hơi. Cố đại nhân nhìn hắn phun mây nhà khói rất thoải mái, không khỏi co hai chân vỗ đầu gối, "Này, là tôi muốn hút thuốc không phải cho cậu hút vô tâm trốn sau khói thuốc hùng hồn đáp nhưng tôi cũng đâu có nói muốn phục vụ anh cố đại nhân lắc đầu vậy tôi cũng muốn hút giờ sao vô tâm phất phất tay trong phòng anh có thuốc lá cuốn đấy thôi tự đi lấy cố đại nhân giơ tay chỉ hắn lão bất tử tôi đã nhìn ra cậu chỉ giỏi nghe lời phụ nữ ở trước mặt nguyệt nha thì khép nép vô biên hận không thể ngoắc đuôi liếm mông cho người ta tôi sai cậu làm chút việc cậu liền lộ ra cái đuôi sói với tôi vô tâm ôm sàng thuốc lá hút xong lại nhét vào rất tán thành gật đầu hắn cười nói với cố đại nhân phải tôi xác thực là người vậy đấy cố đại nhân bỏ qua một phen đoạt tẩu thuốc trọng sắc khinh bạn thứ gì vô tâm nghe lời bình này cũng rất vui vẻ nở nụ cười trọng sắc khinh bạn cố đại nhân hút một hơi khó hiểu nhìn hắn cậu đắc ý cái gì tưởng tôi khen à vô tâm mở cờ trong bụng xuống giường trọng sắc khinh bạn chứng tỏ hắn có sắc để trọng cũng có bạn để khinh bốn chữ này khiến hắn càng ngẫm càng khoái trá vì thế hắn hạnh phúc đến không ngồi yên được quyết định vào bếp phụ nguyệt nhà cố đại nhân ngậm tẩu thuốc chúa mắt nhìn hắn không ngờ mình xì vả hắn hắn ấy mà vui vẻ ra phết Ăn cơm chiều xong, cố đại nhân ra cửa đến quân bộ dạo một vòng, về nhà phát hiện vô tâm cùng Nguyệt Nha ngồi trên giường, lại tiếp tục cắt thuốc lá. Trong phòng đèn điện sáng trưng, Nguyệt Nha miệng nhai mất hồng, vô tâm thì tần ngần nhìn một quyển sách mỏng đặt trên bàn nhỏ. Cố đại nhân sắp tới nhòm, phát hiện bìa sách là học vấn phong. Thủy, Nguyệt Nha nói, đọc sách ấy mà, mỗi buổi tối đọc một chút, nói là sau này muốn đổi nghề xem phong thủy trông vô tâm đọc sách mà chán nản hai mắt nửa mở nhìn trang sách hồi lâu sau không chấp lấy một cái cố đại nhân cười xùy vớ vẩn chờ tôi đánh trận xong trực tiếp sắp xếp công việc cho hắn không phải được rồi sao nguyệt nha cười nói thôi đi anh nói ảnh có tài cán gì anh bảo ảnh viết lách tính toán hay là chém giết nói đoạn cô duỗi chân đạp vô tâm không thích xem thì thôi cả đêm cũng không thấy anh lật sang trang khác. Vô tâm gập sách lại, không có ý nghĩa, là không thích xem. Cố đại nhân duỗi tay nắm vai hắn, làm phó quan phụ tá cho tôi thế nào. Vô tâm ngáp, làm phó quan không phải là người hầu hạ sao. Tôi không muốn hầu hạ đàn ông. Nguyệt Nha bấy giờ lại đạp hắn một cước, vậy anh muốn hầu hạ con nào? Vô tâm hiếp mắt cười với cô, em. Cố đại nhân gõ đầu vô tâm, bớt xây lắp tôi biết ý của cậu có phải cậu sợ tiếp xúc với người khác bị người ta nhìn ra vấn đề vô tâm cúi đầu đúng cố đại nhân xòe bàn tay lớn như quạt hương bồ chụp lên đỉnh đầu vô tâm nắn nắn sau quay sang nguyệt nha nói mặc hắn đi dù sao hai người tiêu xài có hạn dù hắn không làm gì tôi cũng nuôi được hai người nguyệt nha cũng không muốn ăn cơm suông của cố đại nhân nên suy tư nói chi bằng trồng trọt cũng được. Lúc còn ở quê, nhà em ngoại trừ mở xưởng ép dầu ra, cũng trồng vài mẫu đất. Trồng hoa màu đi, chịu bỏ sức thì có lương thực, không phải còn hơn là giao tiếp với ma quỷ sao. Vô tâm khá lười, vừa không muốn hầu hạ người ta, cũng không muốn bán sức lao động cho đất. Thế là dụi dụi mắt, lại mở quyển sách phong thủy của hắn ra. Chương 69, chấn móm lợn bội vì huyện văn thật sự Thái Bình khu vực chung quanh cũng không có chiến sự, vì thế Nguyệt Nha muốn đi chấn mõm lợn một chuyến. Lúc trước vô tâm đòi được một ngàn đồng đại dương từ trong tay cố đại nhân, thuê nhà sinh sống tiêu xài một ít, còn thừa vài trăm được cô cất vào hũ sành trôn dưới đất, vốn định làm của để dành lúc cấp thiết, nhưng sau đó gặp biến cố, ba người rời khỏi chấn mõm lợn chưa từng trở lại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô đoán hũ sành hẳn còn ở dưới đất tài sản mấy trăm đồng đại dương để ở đâu cũng không phải số lượng nhỏ mà trấn món lợn lại không hẻo lánh dù đi bộ cũng không xa mấy cố đại nhân ở huyện văn chán chê rồi nghe nguyệt nha và vô tâm muốn đi trấn món lợn gã vui vẻ đồng ý hơn nữa còn đích thân dẫn theo một đội quân làm bảo tiêu cho hai người họ cố đại nhân lần nữa bước trên con đường lưu vong năm nào trong lòng có phần đắc ý đắc chí cưỡi trên lưng ngựa cao lớn dọc đường gã giơ tay chỉ trò, thấy giao lộ phía trước không. Lúc đó nếu tôi rẽ vào, là không thể đến chấn mõm lợn, cũng không gặp hai người. Vô tâm và Nguyệt Nha cưỡi chung một con ngựa. Nghe vậy, vô tâm mở miệng nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cố đại nhân gật đầu, đúng vậy, chúng ta đúng là có duyên phận. Trời xui đất khiến gặp lại. Nguyệt Nha tựa vào lòng vô tâm, nhìn hoa dại ven đường đón gió dập dìu. Dưới bầu trời xanh lam, một con ong vàng lướt qua chóp mũi cô, nhẹ đặt tay lên mu bàn tay vô tâm đang nắm dây cương. Cô cười nói, "Thật tốt, sau này hai người không còn xa lạ nữa." Cố đại nhân lập tức nở nụ cười, "Yên tâm, hai ta không đánh nhau đâu." Đoạn Liếc nhìn vô tâm, tiếp tục nói, "Nếu mà đánh nhau thật, hắn đánh không lại tôi, tôi đánh không chết hắn." Ngựa đi chậm rãi, vô tâm ngồi chán tự chủ trương phi thân xuống ngựa, khiến Nguyệt Nha và Cố Đại Nhân giật mình. Cố Đại Nhân toan mắng to, nào ngờ Nguyệt Nha như một bà mẹ ghẻ, Trừng mắt hung dữ quát trước, làm gì vậy? Vô tâm ngưỡng mặt mỉm cười với Nguyệt Nha, anh dắt ngựa cho em. Vô tâm nói muốn dắt ngựa cho Nguyệt Nha, thật ra là dẫn một lúc liền buông tay. Ngồi xổm ven đường hái một bó hoa nghiêng xuân thật to, hắn trở lại bên cạnh Nguyệt Nha, cắm hoa giữa hàm thiếc ngựa nguyệt nha luôn dõi theo bóng hắn làm như ngắm mãi không đủ vậy mà hắn nắm dây cương bước về trước dường như nhận ra ánh mắt của như nhận cô bỗng quay đầu cười ngày xuân ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khuôn mặt hắn hắn cười một hàng răng trắng như tuyết thoạt nhìn có một sự ngây thơ động lòng người nguyệt nha cũng cười theo vừa cười vừa đem hắn in sâu vào trong mắt khắc vào trong tim cô nghĩ anh ấy thật đẹp xiết bao vô tâm vừa lòng thỏa ý xoay mặt đi đưa tay định kéo dây cương của cố đại nhân cố đại nhân lập tức vung tay lên khỏi tôi không cần cậu dẫn ngựa nguyệt nha cũng cúi người vỗ hắn một cái anh không biết ngừng cái chân chó của anh một chút à ở nhà anh lười nhất ra ngoài ấy mà chịu khó nhỉ anh xem anh hái bó hoa này dẫn tới bao nhiêu ong mật anh mau lên cho em bằng không em và cố đại nhân đi đây kể sắc anh. Vô tâm ngoan ngoãn lên ngựa, cảm thấy Nguyệt Nha và Cố Đại Nhân đều không có tình thú gì cả. Đoàn người đến chấn mõm lợn, căn nhà thuê lúc trước vẫn khóa cửa im ỉm, hiển nhiên bên trong không có khách thuê mới. Nguyệt Nha men theo chân tường sau nhà đào xuống, đào ra được một hũ sành cũ. Hũ nặng trịch, bên trong đúng là tiền. Tuy tiền là Nguyệt Nha lúc trước tự tay chôn, không quá nửa năm sau đào lên, lại như châu về hợp phố cảm giác vô cùng may mắn ba người đến tiệm cơm trong trấn ăn trưa vốn định ăn uống no đủ trở về huyện văn không ngờ thức ăn trưa lên hết ngoài trời bỗng âm u cố đại nhân đi đến trước cửa sổ của nhà gian nhìn ra ngoài ơ ừ, sắp mưa à vô tâm và nguyệt nhà cũng không chắc ba người đang định nhìn trời nói chuyện hạt mưa đã rơi xuống cố đại nhân trở về huyện cũng không có việc gì gấp thế là dứt khoát ngồi xuống chậm rãi ăn uống thuận tiện chờ mưa tạnh nhưng mà mưa xuân kéo dài sắc trời cũng ngày một tối Nguyệt Nha ngồi lâu lại ăn căng bụng bèn đứng dậy hoạt động một chút tiệm cơm lớn hai tầng lầu cô vén rèm đi ra nhã gian lầu hai dọc theo hành lang với mỡ đi đến cầu thang đang đi cô bỗng dựng mắt ngừng bước nâng tay ôm ngực cô há miệng đoạn nợ một tiếng đến là vàng Nguyệt Nha tuy không phải tiểu thư nho nhã nhưng cũng không thô tục bằng cố đại nhân ngậm miệng đỏ mặt cô liếc nhìn trái phải thấy khách trên lầu không nhiều lắm bên trong nhã gian đều rất im lặng xem ra không ai nghe thấy tiếng cô ợ no bèn bước nhanh hơn như có tật giật mình mà vội vã rời đi cùng lúc đó rèm cửa nhã gian sau lưng cô bỗng nhiên hơi động một đôi tay nhỏ chóng bệch duỗi ra im lặng dừng giữa không trung nguyệt nha xuống lầu dưới thấy đám lính của cố đại nhân ngồi quanh bàn tròn, đang ăn uống rộn rã. Thanh niên chừng đôi mười, dạ dày đều không đáy, hơn nữa lại có quan trên trả tiền. Cho nên một đám ăn như hổ đói, không ngừng kêu tiểu nhị thêm đồ ăn. Nguyệt Nha đi tới cửa nhìn ra ngoài, thấy trên đường ướt súng, được trận mưa nhỏ gột rửa, không khí như càng trong trèo. Ngồi sau quầy là bà chủ trông còn trẻ, rất lanh lợi, thấy Nguyệt Nha đứng nhìn trời, cũng rất thân thiết chào hỏi. Còn đầy một dĩa lạc giang muối trên quầy quà. Vừa ăn vừa trò chuyện. Nguyệt nha mấy khi gặp được bạn gái cùng tuổi. Lại biết cố đại nhân chắc ở trên lầu đàm luận chuyện đại sự của gã. Chán chết. Bèn ngồi tán gấu với bà chủ hồi lâu. Sau đó ước chừng thời gian. Bèn chào tạm biệt bà chủ. Trở về nhã gian. Lạc giang muối do bà chủ tự giang. Bỏ thêm vài quả ớt. Nguyệt nha vừa nhai vừa lên lầu đang ăn liền cảm thấy cổ họng không thoải mái, làm như bị sặc ớt. Nâng tay đỡ tường, cô vừa ho vừa đi lên, đến hành lang lầu 2. Cô đã mặt đỏ tía tai, nước mắt nước mũi chảy ra toàn bộ. Dùng bước hắng giọng hồi lâu, mãi đến khi cảm giác cổ họng không còn cay khó chịu nữa, cô mới tiếp tục cất bước. Đang đi, cô bỗng ngừng bước. Hành lang hẹp dài, phía cuối có hai bàn khách trong nhã gian thỉnh thoảng phát ra tiếng động cười nói. Nguyệt Nha bỗng dùng mình, một bàn tay vẫn đỡ tường, tay kia vói vào túi áo mò mẫm. Dường như có dòng khí âm hàn lướt qua gáy, rèm cửa nhã gian với mỡ lặng lẽ động đậy, bàn tay nhỏ bé trắng bạch lại từ từ duỗi ra. Trong bóng tối, bàn tay nhỏ còn chưa hết nét trẻ con, trên mu bàn tay đã kết vẩy máu tươi, móng tay chưa trụi rách, nát dơ bẩn. Lúc này, Nguyệt Nha rút tay khỏi túi áo. Trong tay có thêm một chiếc khăn mùi xoa cũ mỏng như cánh ve. Khăn tay được cô che lên mũi. Lúc bàn tay nhỏ sắp chạm đến búi tóc cô. Cô bỗng cúi đầu. Xì mũi một cái long trời lở đất. Sau đó ném khăn ra sau. Vừa vặn đánh lên bàn tay nhỏ kia. Bàn tay giật mình. Nhất thời khựng ở nửa đường. Mà Nguyệt Nha ngẩng đầu tiếp tục cất bước. Thấp giọng lầm bẩm, Ôi má ơi! Khó chịu chết được nguyệt nha vừa trở về nhã gian chợt nghe ngoài cửa sổ dưới lầu ồn ào chỉ chốc lát sau một gã béo chen vào nhã gian là trưởng trấn trưởng trấn cùng cố đại nhân có chút quan hệ họ hàng quanh co lòng vòng luận giao tình thì rất hời hợt gần như không có nhưng nay cố đại nhân đông sơn tái khởi chẳng những bám được lão soái mà còn chiếm lĩnh huyện văn khiến trưởng trấn suy tính lại quyết định cùng cố đại nhân ôn chút chuyện xưa Nghe nói cố đại nhân quá bộ đến chấn mõm lợn, trưởng chấn lật đật chạy đến, sợ chậm chân, sẽ khiến một vị thân thích quan trọng trẻ mất. Nếu đã chặn được cố đại nhân trong nhã gian, trưởng chấn chuyện trò vui vẻ, tuyệt không cho gã dễ dàng rời đi. Thân thích vai vế cũng lật lên bằng hết, luôn mồm nói chị dâu chú thế này thế kia, cháu trai chú như vầy vầy. Cố đại nhân mỉm cười nghe, thái độ không nóng không lạnh, nghe đến cuối cùng gã chấp nhận lời mời của trưởng trấn, quyết định đến dinh quan của y ở lại một đêm. Bởi vì mưa không ngừng, đường xá nhất định rất lầy lội. Đi mấy chục dặm đường, khiến người ta có phần không chịu nổi. Trường trấn giàu nhất trấn, sở hữu một gian nhà lớn với bố cục hỗn loạn, sắp xếp cho vợ lớn vợ bé cùng với đông đảo con cái. Cố đại nhân vào phòng khách tán gấu cùng trưởng trấn. Trường trấn thấy gã đối với vô tâm cùng Nguyệt Nha hết sức quan tâm bèn dành riêng một gian phòng tốt nhất, mời họ vào nghỉ ngơi. Phòng ốc có thể là phòng ngủ của bà vợ bé nào đó, bên trong trang trí hoa hồng liễu xanh non rất náo nhiệt, đồng thời pha lẫn hương phấn son loáng thoáng. Nguyệt Nha nâng một ly trà, một ly nóng ngồi xuống, có phần không được tự nhiên, hôm nay ngủ ở đây à? Vô tâm đáp, quan tâm làm gì? Ở thì ở, vừa hay cho em đỡ mất công làm vài bữa cơm, cũng nhàn rỗi một ngày. Nguyệt Nha cười nhìn hắn. Nhìn thế nào cũng thấy tốt. Hận không thể cắn hắn một ngụm. Đêm xuống, vô tâm cùng Nguyệt Nha lên giường sớm. Giúp trong ổ chăn ấm gì dầm nói chuyện. Cố đại nhân thì cùng trưởng chấn ngồi ở tiền sảnh. Ăn uống linh đình. Cố đại nhân uống đến cao hứng. Hi hi ha ha đưa ra rất nhiều lời hứa xuông. Mà trưởng chấn vốn không quen gã. Không hiểu tính tình của gã lắm cho nên giờ phút này cũng không nghe ra gã nói thật hay giả. Mơ hồ om sòm một hồi sau, trưởng chấn rời đi tiểu, đuổi lại vợ bé của trưởng chấn vào trận, nũng nịu chơi quẩn tù tì với cố đại nhân. Cô vợ bé cũng có phần nhan sắc, cố đại nhân lại oai phong lẫm liệt. Hai người uẩn tù tì đến mắt đi mày lại, bất chi bất giác qua hồi lâu. Cuối cùng vẫn là cố đại nhân nhận ra trước, đại ca sao còn chưa trở lại cô vợ bé không tình nguyện lắm đuổi người hầu đi tìm trường chấn. Kết quả sau một lúc lâu người hầu trở về, nhưng lại đáp, lão ra té nhào trong sân, đau chân, mới được người đỡ về phòng rồi à. Cô vợ bé lập tức vỗ bàn, thật là, huynh đệ còn ngồi đây, lão ý sao nói đi là đi, ngay cả cái rắm cũng không thả. Trường chấn xưa nay tính cách ôn hòa, đối mặt với vợ bé thì càng nhã nhặn, Người hầu biết vợ bé lợi hại hơn trưởng chấn nhiều, cho nên không dám nhiều lời, chỉ cười theo. Trưởng chấn đi thì đi, cô vợ bé vẫn còn hưng trí muốn tiếp tục uống rượu uồn tù tì cùng cố đại nhân. Nhưng cố đại nhân lại nghĩ vợ bé trưởng chấn tuy mặt mày dễ nhìn, nhưng chưa nói tới xinh đẹp, muốn quyến rũ cũng không tới. Hơn nữa luận theo thân thích vai vế, trưởng chấn giàu gì cũng xem như đại ca của gã, gã không đáng gian díu với vợ bé của đại ca cười hì hì qua loa lấy lệ vài câu, gã từ chối uống, cũng rời tiệc. Cô vợ bé rất mất hứng, nổi giận đùng đùng trở về phòng. Nginh diện chỉ thấy rèm đã buông xuống, một cái chân thô rũ dưới rèm. Nặng. Tay nặng chân đóng cửa phòng, cô ta ngồi trước bàn trang điểm. Vừa tháo trang sức vừa trách móc, một trường chấn như ông hay nhỉ. Chẳng biết lễ nghi gì cả. Nếu tôi không phải người đi tìm, cố lữ trưởng người ta còn phải tiếp tục chờ ông đây ngã đau chân chứ có phải đau miệng đâu đến sức sai a hoàn thông báo một tiếng ông cũng không có à ném một cái kẹp tóc lên bàn trang điểm trước tấm gương tròn lớn vợ bé chu mò toàn tiếp tục trách móc không ngờ ngay lúc sắp mở miệng cô ta bỗng sừng sốt thông qua gương tròn lớn cô nhìn thấy rèm giường mình khẽ dao động mà ông chồng trưởng chấn béo ụt ịt của cô vô thanh vô tức lộ ra một con mắt từ sau rèm. Chương 70, cục diện đáng ngô cô đại nhân lau mặt xúc miệng rửa chân, cảm giác mình vệ sinh phết, thoải mái chui vào ổ chăn, gã thích ý duỗi thẳng hai chân, đồng thời chợt nghe cách vách truyền đến tiếng cười nói khúc khích thật nhỏ, là vô tâm và nguyệt nha còn chưa ngủ. Ổ chăn hơi lạnh, cố đại nhân đánh ngáp một cái đến tê tái quái lòng, bỗng cảm thấy lời nguyệt nha nói cũng có lý nên cưới một cô vợ đứng đắn cưới vợ cưới đức cưới thiếp cưới sắc không quá đẹp cũng được nhưng nhất định phải là con nhà đàng hoàng bản thân gã ở phương diện quần gia đã không giỏi giang còn cưới vào nhà một cô dâu ngốc nghếch không đáng tin khỏi sống nổi luôn cố đại nhân tử lượng không tệ tuy rằng uống gián đoạn cả đêm nhưng lúc này cũng đã ngà ngà mơ mơ màng màng không quậy không ói chỉ là rất buồn ngủ bỗng có người gõ cửa phòng cố đại nhân vừa ủ ấm ổ chăn tuyệt không có ý xuống giường mở cửa chỉ không kiên nhẫn hỏi ai đấy ngoài cửa vang lên tiếng của cô vợ bé nức nở nhỏ giọng cố lữ trưởng là tôi ngài mở cửa nhanh lên trong viện tôi xảy ra chuyện rồi cố đại nhân hất chăn bông ngồi dậy nghĩ bụng hay là à ta muốn dụ dỗ mình nếu thật vậy đừng trách ông đây tương kế tựu kế khoác áo xuống giường gã đi mở cửa phòng chị dâu nhỏ có việc chị nên đi tìm đại ca chứ sau đó gã thấy trong ánh trăng cô vợ bé tóc tai bù Xu. trên người chỉ quấn tấm áo choàng một cánh tay trắng lộ ra trên làn da rõ ràng hiện ra vài vết đỏ bắt lấy cánh tay cố đại nhân vợ bé dồn dập nói huynh đệ cứu mạng a à. đại ca ngài điên rồi cố đại nhân nhất thời sừng sốt điên cô vợ bé hạ thấp giọng như gặp phải ma tự duỗi cánh tay cho cố đại nhân xem, không phải lão bị té lộn mèo sao? Vừa rồi tôi về phòng gặp lão, nào ngờ lão như ma nhập, vừa cắn vừa cào tôi. Trong nhà trên dưới xem như tôi có thể hàng phục lão, mà bây giờ ngay cả tôi lão cũng dám đánh, còn ai có thể quản lão? Huynh đệ chú đi theo tôi đi, a hoàn của tôi đã đi tìm chị cả. Đến lúc đó mọi người cùng đến, xem thử rốt cuộc lão ấy bị gì hai mắt của cô vợ bé bị tóc dài hỗn loạn che lại không nhìn rõ vẻ mặt cũng chỉ có thể nghe thấy giọng nói lo sợ nghi ngờ nhìn kiểu gì cũng không giống say làm tôi sợ muốn chết cố đại nhân thấy thế không thể bỏ mặc cô ta đành xoay người gõ cửa sổ cách vách sư phụ có bận không không bận thì dậy đi một chuyến bên ngoài xảy ra chút chuyện cậu theo tôi đi xem thử vô tâm vừa cùng nguyệt nha bận rộn một lần lúc này đang dầm gì nói chuyện. Đối với động tĩnh bên ngoài hoàn toàn không quan tâm. Bỗng nghe cố đại nhân gọi. Vô tâm hầy một tiếng. Thực không tình nguyện nói nguyệt nha, em cứ ngủ trước đi. Không biết cố đại nhân lại đang làm gì. Nguyệt nha rất mệt. Không thèm nhúc nhích đáp, đi đi. Mặc thêm áo vào. Ban đêm gió lạnh. Vô tâm đối với trưởng trấn không có mấy giao tình. Cho nên ăn mặc rất cẩn thận. Cuối cùng đẩy cửa phòng bước ra, đối mặt với cố đại nhân chuyện gì thế? cố đại nhân đang muốn bảo cô vợ bé kể lại, nào ngờ không đợi gã mở miệng, cô ta bỗng xoay người chạy ra cửa viện, gặp phải một gã người hầu chạy hồn hển lại. người hầu dừng bước, lớn tiếng nói: ôi, sao mợ lại đến đây? bà cả đang tìm đấy ạ. À? vợ bé trong nháy mắt dừng lại, ngay sau đó tiếp tục chạy ra ngoài. mà cố đại nhân gọi người hầu, trưởng trấn xảy ra chuyện gì? người hầu hít sâu một hơi sau đó giờ khóc giờ cười đáp bẩm trưởng quan lão ra nhà chúng tôi cởi sạch quần áo đang lăn lộn trong sân mắng chửi người ạ à. cố đại nhân cùng vô tâm liếc nhau biết trưởng chấn có thể là trong đêm gặp phải thứ không sạch sẽ cố đại nhân bảo người hầu dẫn đường mang theo vô tâm băng qua mấy sân viện cuối cùng đến trong viện của vợ bé sân viện của vợ bé thực tinh xảo một bên bày hoa cỏ trung gian để chống một đám người hầu dơ đuốc cầm gậy đứng thành vòng. Dọi lên một gã béo cởi chuồng đang mắng chửi ở giữa. Một người phụ nữ phúc hậu viện tiểu nha hoàn đứng trước mặt. run rẩy cũng đang mắng chửi người. Mà đối tượng bị mắng. Chính là cô vợ bé không biết chen vào khi nào. Cô vợ bé vẫn tóc tai bù xù. Hiển nhiên là bị bà cả mắng cho khép nép. Rụt trong áo choàng không nói nổi một lời. Bà cả không còn cách nào. Bảo người hầu đến đỡ lão già. Nhưng một khi đám người hầu đến gần, nhất định sẽ bị lão ra cào cắn. Mắt thấy chồng mất mặt đến mức này. Bà ta vừa tức vừa sợ, dứt khoát quay sang phát hòa với vợ bé. Miệng chửi loạn hồ ly đĩ điếm. Một mực chắc chắn chính mày yểm bùa lão ra. Nếu cố đại nhân đã đến, dĩ nhiên sẽ không tiện khoanh tay đứng nhìn. Bó tay hết cách sờ sờ đầu. Gã hỏi vô tâm, cậu nhìn ra vấn đề không? Vô tâm vẫn đứng sau lưng gã, bấy giờ nhỏ giọng đáp, quỷ ám. Không phải chuyện lớn. Cố đại nhân nghiêng người nhường đường cho hắn, vậy cậu còn không mau đi trị. Vô tâm trần chờ không cất bước, cố đại nhân. Tôi không nghĩ ra. Đám quỷ này ngày thường không ám, mà cứ nhất định phải ám đêm này Theo lý mà nói, nơi có quan binh sát khí đều nặng. Không phải thời cơ tốt cho bọn âm hồn quấy phá à. Hơn nữa hồn ma bình thường không có năng lực bám lên người sống nếu có thể ám, hồn ma này nhất định có lai lịch, có mưu đồ. Nhưng anh xem, trưởng chấn chỉ một mặt nổi điên, ngay cả vợ bé cũng có thể an toàn chạy đi, có thể thấy được lão không có sát khí, mà ngược lại giống như... Cố đại nhân dương mắt nhìn hắn, trong lòng cũng dùng mình, ngược lại giống cái gì. Vô tâm mấp máy môi, giọng thấp, đến mức như thì thầm, giống như là đang cố ý quấy rối. Cố đại nhân cũng thấp giọng theo, nhưng quấy rối như vậy mục đích là cái gì? Vô tâm toan trả lời, ai ngờ ngay lúc này, trưởng chấn giữa đám người bỗng đứng phát dậy, đâm đầu húc về phía cố đại nhân. Cố đại nhân bất ngờ không kịp phòng, đương trường bị lão húc cho té ngã. Vô tâm biết cố đại nhân thân thể khỏe mạnh, đánh với ai cũng không bị thiệt, cho nên lui ra sau không ra tay, chỉ lưu ý tình hình bốn phía. Chính lúc này, cô vợ bé ôm áo choàng chạy tới, làm như muốn cùng người hầu hợp tác tìm cách cứu viện cố đại nhân. Mà cố đại nhân bị trường chấn đè ép cho chồng vó, khí vận đan điền dậm chân một cái, hét lớn đá trúng ngược trường chấn. Trường chấn theo lực đạo ngửa ra sau, ngã hoạch ra đất như bị núi đè. Mọi người hoảng loạn tản ra, trong đó vợ bé lui ra sau, lao đảo vừa vặn dựa vào vô tâm. Vô tâm khép mắt nhìn, phát hiện trên đỉnh đầu vợ bé bỗng hiện một điểm ánh sáng bạc. Một cây kim thép to dài, giữa tầng tầng lớp lớp tóc đen lộ ra phần đuôi, phản xạ lại ánh đèn. Vô tâm rốt cục tỉnh ngộ thì ra trường chấn thật sự chỉ là lá chắn. Vợ bé bị kim thép đâm não, bây giờ dĩ nhiên là cái xác không hồn. Vô tâm không kịp nhiều lời, đang muốn trói gô hai tại cô ta. Nhưng ngay tại lúc hắn sắp hành động, cô vợ bé luôn hoảng sợ bỗng vững vàng quay người áo choàng bọc trên người bị gió thổi mở ra. Tay phải giấu bên trong dơ lên một con dao găm. Đâm về phía mắt vô tâm. Vô tâm bấy giờ nghiêng đầu né. Đồng thời giơ tay phải lên. Để mũi dao lướt qua lòng bàn tay. Nhân lúc cô ta chưa kịp thu tay về. Hắn một trường chụp lên mặt đối phương. Từng điểm máu tươi túa ra từ miệng vết thương đều vẽ lên mặt cô ta. Cô ta kêu thất thanh. Tức thì ngã ra đất co quắp. Người hầu vây xem sợ choáng váng chỉ thấy cô vợ bé nằm ngửa trên mặt đất, co giật không ngừng như bị đổ nước sôi. Hai tay mười ngón cào mặt đất, hệt như các khớp xương trên người đều bị gãy lệch chỗ. Một lát sau, cô ta yên tĩnh lại. Trưởng chấn vừa rồi ngã một bên. Giờ cũng yên lặng. Đại phu nhân định thần đầu tiên. Bà ta run rẩy đi lên trước. Đầu tiên nhìn trưởng chấn. Trưởng chấn trận tròn mắt. Hơi thở đã mất bà vũ già hầu hạ vợ bé cũng sắp tới gần. Kinh hồn bạc vía định vén tóc dối trên mặt đối phương ra. Nhưng sau khi bắt gặp gương mặt sau lớp tóc đen, bà vũ sợ tới mức đặt mông ngồi phịch xuống đất. Cô vợ bé cũng chết không nhắm mắt, trong mắt trợn ngược, khóe miệng lại hơi vỉnh lên, mang theo ý cười. Trong viện im lặng một cách kỳ dị, vô tâm nhìn hai người chết bất đắc kỳ tử trên đất, trong lòng càng sợ hồn ma khống chế trường chấn và vợ bé rốt cuộc là muốn làm gì chỉ để giết người sao nhưng người đã sớm chết hà tất còn muốn mượn xác hoàn hồn diễn một màn kịch muốn mượn đao giết người giết ai giết cố đại nhân giết mình vô tâm bỗng dùng mình một cái ngẩng đầu gọi cố đại nhân nguyệt nha ngay sau đó hắn quay đầu bỏ chạy mà cố đại nhân ngớ ra không nói được một lời lập tức đuổi theo Trường 71, nỗi khổ nhân dàn môi người đều chạy đi xem trường chấn, bỏ lại sân viện trở nên tịch mịch trống rỗng. Vô tâm cùng cố đại nhân một trước một sau sông và tiểu viện nơi họ ở. Trong nháy mắt tiến vào sân, ngay cả cố đại nhân chạy sau cũng ngửi được mùi máu tanh loáng thoáng. Mà vô tâm bỗng ngưng bước, cúi người nhặt lên một túi tiền nhỏ rơi trên đất. Dây thắt trên túi tiền đứt lìa, miệng túi thít chặt, là vật mà Nguyệt Nha luôn đeo trên cổ cách lớp vải mỏng có thể sở thấy tấm bùa vàng được gấp bên trong dây đeo ẩm ướt không phải máu tươi mà là nước mụ tỏa ra mùi hôi thối cố đại nhân khịt mũi biết là không hay rồi mà trước khi gã mở miệng vô tâm vội xông về phía cửa phòng cửa phòng khép hờ đẩy cửa ra là đối diện một màu tối đen ấm áp máu tươi chảy ảo ạt thấm đẫm hơi lạnh đêm xuân chăn bông bị kéo dài từ trên giường xuống đất mà nguyệt nha bị một thanh đao thép đâm xuyên thấu ngực ở trên giường một thân áo đơn bị máu nhuộm đỏ đỏ như màu áo cưới cô tự may cho mình năm ngoái vậy cô vẫn tỉnh táo nhưng không rên gì. một ngụm hơi thở còn tồn trong ngực cô phải đợi hắn về vô tâm đứng bên giường cúi người kêu nguyệt nha giọng hắn khá khàng mà run rẩy là vừa sợ vừa đau vừa tuyệt vọng rũi tay xoa gò má cô chạm phải một mảng nóng ẩm ướt dao găm rạch mặt cô đã bị tra tấn tàn bạo nguyệt nha nhẫn nhịn không chết chờ mãi đợi mãi rốt cục chờ được hắn trở về một canh giờ trước hai người vốn còn thân ái chia sẻ một ổ chăn ấm áp nào ngờ chỉ một khắc đồng hồ tháng ngày của cả cuộc đời cô bỗng hóa thành hư ảo cô biết mình không xong rồi cô thậm chí còn không cảm thấy đau là nhạc khởi là cô mở miệng giọng rất nhẹ nhưng rất vững cô ta chạy ra ngoài mang theo một bộ xương trong bình tĩnh của hồi quang phản chiếu cô bình tĩnh ngưng mắt nhìn vô tâm muốn nói rất nhiều đã hẹn sẽ cùng nhau suốt kiếp nay một người đi trước kẻ còn lại làm sao bây giờ cho nên cô không thể ngừng cô phải nhân lúc còn đủ hơi thở nói hết lời em không mong anh báo thù cho em nếu anh đánh không lại cô ta thì mau chạy đi thật xa. Vô tâm đáp, ừm, anh nhớ rồi. Tiếng bước chân của cố đại nhân chậm chậm tới gần. Trong bóng tối có thể nghe được tiếng thở dốc hồn hền của gã. Có lẽ là giận không kềm được, hoặc khóc không ra nước mắt. Một bàn tay lớn đưa đến trước ngực Nguyệt Nha, gã muốn rút đào. Nhưng một khi rút đào, Nguyệt Nha chắc chắn chết ngay. Nguyệt Nha nghe ra động tĩnh của gã, vì thế mở miệng, cố đại nhân cố đại nhân khó chịu bực bội đáp hả nguyệt nha em yên tâm đi ta khẳng định sẽ an táng cho em hoành tráng à yêu quái hại em ta cũng sẽ không tha cho à nguyệt nha khẽ động khóe miệng mỉm cười cố đại nhân anh luôn đối với chúng tôi rất tốt rộng cô ngày càng yếu sau này tôi không còn anh hãy thay tôi quan tâm đến anh ấy anh ấy không có tài cán gì tương lai nếu nghèo đói anh nhớ cho anh ấy miếng cơm ăn giọng cố đại nhân vừa thô vừa khàn nguyệt nha ta đảm bảo với em ta có một miếng cháo thì sẽ có một miếng khô cho hắn ta còn có thể không nuôi nổi hắn sao ta có binh có tiền có địa bàn nuôi hắn chỉ như bỡn thôi nguyệt nha gật gật đầu sau đó lại rời ánh mắt về phía vô tâm sao không thắp đèn thắp lên em muốn nhìn anh một cái xoẹt một tiếng ngọn lửa cháy lên là cố đại nhân đốt diêm thắp sáng từng cây nến trên giá gương mặt nguyệt nha dần dần hiện ra trong ánh sáng vết máu đan sen ngang dọc trông đầy dữ tợn trơ mắt nhìn vô tâm hơi thở cô run lên một giọt huyết lệ lăn xuống theo khóe mắt hai ta mới qua một năm giọng cô ngày càng nhẹ sau này một mình anh làm sao đây cô chỉ có đôi mắt vẫn trong veo sáng ngời nhìn chằm chằm vô tâm đến không nỡ chớp mắt vô tâm em với anh sống không đủ vô tâm không nói được một lời ngưng mắt nhìn cô có chất lòng trong suốt trong mắt hắn hội tụ thành giọt treo trên lông mi vừa dính vừa nặng là nước mắt của hắn nguyệt nha hắn nhẹ giọng nói anh cũng không thấy đủ nguyệt nha nở nụ cười về sau không còn em chăm sóc anh tự sống tốt sau đó cô chậm rãi chớp mắt một cái, lại nhìn vô tâm một lúc lâu. Cuối cùng, cô chậm chậm nhắm mắt. Từ miệng mũi bật ra một tiếng thở dài mỏng manh, mang theo hết thảy vui buồn và lưu luyến trong cuộc đời ngắn ngủi của cô, không đủ à. Vô tâm ngẩng đầu, giọt nước mắt trong suốt động lại đã rơi xuống. Hào quang yếu ớt lập lòe lưu động trước mắt hắn, là hồn phách nguyệt nha rời khỏi thể xác, chẳng thể vãn hồi, lại chẳng thể níu giữ. Cố đại nhân sai đội quân bao vây tiểu viện, không cho người khác tới gần. Vô tâm bưng nước ấm đóng cửa phòng. Muốn lau người cho nguyệt nhà, cố đại nhân một mình dựa tường đứng ngoài cửa. Đốt từng cây thuốc không ngừng hút. Không dám ngừng, nước mắt và tiếng khóc nghẹn cứng trong họng gã. Gã phải dùng từng ngụm từng ngụm khói thuốc áp chế chúng. Trong phòng thắp thêm một bộ giá nến, đèn cầy sáng gần như có thể sánh với đèn điện. Vô tâm vắt khăn, lau mặt cho Nguyệt Nha. Hai người làm vợ chồng một năm. Toàn là Nguyệt Nha chăm sóc hắn. Nguyệt Nha làm hết công chuyện trong nhà. Nguyệt Nha bị chết thảm, khớp xương toàn, thân bị bóp nát, cho nên trước khi chết muốn chạm vô tâm một chút cũng không thể. Vô tâm tỉ mỉ lau sạch máu trên người cô, sống không đủ, hai người, ở cùng nhau, không đủ. Vô tâm đã trải qua vô số lần sinh ly tử biệt, nhưng đối với hắn mà nói mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Để hắn hoàn toàn quên đi một người, có lẽ chỉ cần một ngày, cũng có lẽ cần một trăm năm. Vô tâm thay cho Nguyệt Nha một bộ đồ sạch sẽ. Cố đại nhân sai người chuẩn bị xe ngựa, chở Nguyệt Nha về huyện Văn. Bóng đêm thâm trầm, gã và vô tâm sóng vai ngồi trong xe. Cố đại nhân hỏi hắn, vợ ngươi bị người ta giết chết, ngươi muốn làm gì? Vô tâm đáp, ta muốn báo thù. Cố đại nhân lại hỏi, có kế hoạch không? Vô tâm lắc lắc đầu, đang suy nghĩ. Cố đại nhân hút thuốc cả đêm. Lúc này theo bản năng toan sờ hộp thuốc lá, nghĩ kỹ rồi cứ nói, ta có người có súng. Vô tâm ư ừ một tiếng. Nguyệt Nha không có người thân không con cái. Thời tiết lại nóng, cho nên tang lễ không thể làm quá long trọng dườm già. Ba ngày sau an táng. Trong ba ngày, vô tâm luôn thủ trong linh đường rời băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh Nguyệt Nha. Hắn nhắm mắt nghiêng đầu, dùng hai gò má dán lên mu bàn tay Nguyệt Nha. Trên người Nguyệt Nha lót thêm một lớp vải trắng, lặng lặng nằm trên linh sàng. Trong nhà không có cô, lập tức không còn giống nhà. Cố đại nhân không biết chạy đi đâu, chỉ có một tên lính cần vụ đến đưa cơm một ngày ba bữa. Trong bếp nồi niêu lạnh tanh, từ sớm yên lặng đến tối. Vô tâm bưng giỏ kim chỉ của Nguyệt Nha đến trước mặt, bên trong còn sót một chiếc giày to còn chưa làm xong. Nguyệt Nha lúc nào cũng không nhàn rỗi, hết nấu nướng lại thêu thùa. Đồ ăn làm nhanh, thêu thùa lại chậm. Nói muốn làm cho cố đại nhân một đôi giày, đến tận bây giờ còn chưa làm xong. Vô tâm nhặt giày lên ngắm nghĩa, biết mình lại đơn độc một mình. Cố đại nhân dù tốt, nhưng không phải Nguyệt Nha. Cố đại nhân có sự nghiệp của riêng gã, tương lai còn có gia đình của gã sẽ có con cháu chút chít một nhà vô cùng náo nhiệt mà hắn bất luận sống lâu ở đâu đều sẽ thành bí ẩn trong mắt mọi người mà cố đại nhân dù có cảm tình với hắn đến đâu cũng không thể giải thích tất cả câu hỏi về hắn cho người thân nhưng nguyệt nha thì không giống vậy hắn là duy nhất của nguyệt nha nguyệt nha là duy nhất của hắn nguyệt nha không cần biện bạch sự tồn tại của hắn dù sao bọn họ chỉ có trách nhiệm với đối phương các người không thích chúng tôi chúng tôi rời đi vô tâm khom lưng sửa sang từng mảnh vải trong giò nguyệt nha chưa bao giờ chịu dễ dàng vứt bỏ đồ phế phẩm gì làm như định tích góp cho cơ nghiệp thiên thu ngàn đời nào đó vậy vô tâm nắm một bó vải to đủ mọi màu sắc bỗng lầm bầm mở miệng hắn nói anh nhớ em ngày nguyệt nha hạ táng cố đại nhân phong trần mệt mỏi trở về trước khi nắp hòm vào cửa gã đuổi tới vào cửa hét lớn một tiếng, khoan đã. Sau đó gã sải bước nhanh như sao sẹt chen đến cạnh quan tài, từ trong túi quân trang móc ra hộp nhỏ màu vàng nhung. Mở hộp ra đưa cho vô tâm, gã hất đầu về phía Nguyệt Nha trong quan tài, ngươi đeo cho cô ấy. Vô tâm nhận cái hộp nhỏ, trong hộp lót vải nhung đỏ, bên trên bày một đôi khuyên tai kim cương. Khuyên tai sáng lấp lánh, giống hai giọt lệ, cũng giống hai luồng lệ quang chớp lóe cúi xuống cạnh quan tài vô tâm đưa tay tháo đôi bông tai vàng trên tai nguyệt nha đổi khuyên tai kim cương cho cô hai người đều biết nếu nguyệt nha còn sống nhất định sẽ không cho cố đại nhân tiêu tiền mua kim cương cô có hoa tai vàng là đã thấy đủ rồi cố đại nhân chôn nguyệt nha ở ngoại thành huyện văn sau khi tang lễ chấm dứt cố đại nhân cùng vô tâm còn lưu lại không rời đi cố đại nhân hỏi ngươi không phải biết niệm kinh sao Sao không niệm một đoạn cho Nguyệt nhà? Vô tâm lắc đầu, bởi vì ta căn bản không muốn cho cô ấy đi. Cố đại nhân lại hỏi, tiếp theo làm sao đây? Vô tâm nói, ta muốn chờ nhà khởi la. Cố đại nhân không hiểu, chờ nhà khởi la. À đã giết vợ ngươi, còn không phải bỏ chạy từ sớm rồi sao? Vô tâm lại liếc nhìn mộ bia một cái. Đoạn cất bước đi, cô ta không sợ. Chết, sẽ không trốn. Cố đại nhân đuổi theo hắn ngươi muốn chờ ở đâu? Không phải về nhà chờ sao? Vô tâm thấp giọng đáp, ta muốn đến núi thủ lợn. Mạc Thiên Y, y chương ta ghét nhất truyền chương 72, ba loại tâm tú võ tâm ngồi trên trạc cây cổ thụ cao. Trước mắt là dáng chiều đỏ rực nơi chân trời. Rất đỏ, như một trận lửa lớn, dễ dàng thiêu đốt cả đường chân trời. Một con quả đen bay vút qua để lại bóng đen ở không trung. Quắc một tiếng cao hứng hăm hở, có lẽ ngày đã kết thúc, nó cũng muốn về nhà nghỉ ngơi. vô tâm nắm nửa cái bánh bao khô trong tay, nghĩ nếu Nguyệt Nha còn sống, cơm chiều cũng đã bày lên bàn rồi. trước khi ăn cơm là rộn ràng nhất. Nguyệt Nha lần lượt bưng cơm nước và bắt đũa lên, đồng thời dưỡng cổ gọi hắn và cố đại nhân. hắn và cố đại nhân đều đói mèo, nhưng trước khi ăn là cứ có việc làm, lúc nào cũng khiến Nguyệt Nha giục mãi. Nguyệt Nha tức đến lầm bầm trước mắng vô tâm, buông quyển sách nát kia xuống. Ban ngày ban mặt không thấy anh đọc, tối trời ấy mà siêng nhì. Sau đó lại quát cố đại nhân, anh nói xế chiều đã la đói. Đến bây giờ cơm nước xong xuôi rồi, sao anh còn chui tọt vào nhà xí không ra? Hắn góp vào, có thể là đói lạ, ăn luôn trong đó rồi. Nguyệt Nha cười thành tiếng, đồng thời cố đại nhân ra khỏi nhà xí. Nổi đóa chất vấn, mẹ nó ai lại đem ta ra đùa bẩn đâu vô tâm nghĩ nghĩ nhịn không được nở nụ cười trong nhà không còn nguyệt nha thì không còn là nhà nữa ít ngày trước bận rộn tang lễ dối tinh dối ngủ ấy mà lăn lộn qua được mấy ngày đến khi tăng sự kết thúc cuộc sống bỗng yên tĩnh hẳn hắn và cố đại nhân mới phát hiện bọn họ không có nhà lính cần vụ mua đồ ăn từ tiệm về đưa vào phòng chính hắn và cố đại nhân ngồi đối diện chẳng có mùi vị mà ăn cho lấp kế bụng quá lạnh lẽo quá yên lặng có thể khiến người ta ăn mà thở dài ăn mà trào nước mắt vô tâm và cố đại nhân đều không nói lời nào đều biết cuộc sống tốt lành thời hạn một năm đã kết thúc vô tâm lên núi thủ lợn trước sau gì cũng phải đi cái gì đến rồi sẽ đến thời gian một năm trở thành giấc mộng hoàng lương hắn một mình ngồi trên chạc cây già nhét nửa cái bánh bao vào trong miệng không khí của ngày xưa cũ dần dần vây quanh hắn. Nguyệt Nha chết, đánh hắn trở về nguyên hình. Giấc mộng Hoàng Lương, Hoàng Lương có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có lưu sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lưu sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. Nguyên hình của hắn chính là vĩnh hằng và cô độc. Vĩnh hằng khủng bố, vĩnh hằng cô độc. Kẻ bất tử cũng có luân hồi của chính mình. Nuốt bánh bao lại vỗ vụn bánh trên tay, vô tâm dựa vào một chạc cây. Phòng ấm chăn êm không còn nữa, hắn lấy từ trong lòng ra một tấm ảnh nho nhỏ. Trong ảnh hắn và Nguyệt Nha tràn ngập niềm vui vai sóng bên vai đầu sát bên đầu nguyệt nha nói hắn chụp hình đẹp hơn cô nếu để tóc rẽ ngôi nữa sẽ giống ngôi sao điện ảnh nguyệt nha còn nói về sau mỗi năm sẽ chụp chung một tấm gom góp lại từng tấm muốn nhìn thử mình sẽ già đi ra sao nhưng bọn họ chỉ có thời gian một năm ảnh chụp chung của họ cũng chỉ có một tấm trong ảnh nguyệt nha cười thành mặt quả táo mỹ mãn tròn đầy đến nỗi sau khi xem xong cô có phần hối hận nhịn không được hỏi, em cười có lớn quá không? Vô Tâm nhìn chằm chằm ánh mắt Nguyệt Nha, lại nhớ tới lúc mình giống người mà không phải người, bởi vì đói bụng, từng cắn tay Nguyệt Nha đến chảy máu. Nhưng mà Nguyệt Nha còn rất mừng, bởi vì hắn mọc răng, đã biết ăn. Vô Tâm cất ảnh vào lòng, trong lòng không có gió cũng chẳng mưa, trống hoác minh mông vô bờ, cái gì cũng không có. Cố đại nhân phụng lệnh của Vô Tâm, phái sĩ quan tâm phúc đi nhà ga, bảo hắn đến thiên tân tìm xuất trần tử. Xuất trần tử có lẽ không ở thiên tân, nhưng không sao. Dù gì y là người có tiếng, nếu muốn tìm, khẳng định có cách tìm được. Sau đó gã chuyển đến kỹ viện ở. Trong nhà không có nguyệt nha, vô tâm lại đi. Bây giờ quả thực trở thành cấm địa của gã. Gã không tài nào trở về nhà ngủ được, bởi vì mọi chỗ đập vào mắt đều nhức nhối ba người ở chung cũng vào sinh ra từ một năm lần đầu tiên gã phát hiện trong cuộc sống của mình khắp nơi thế mà đều là nguyệt nha và vô tâm nằm trên giường mềm gối hai tay gã không vui đùa cùng kỹ nữ bên người mà nặng nề nỗi lòng gã nghĩ đến vô tâm và núi thủ lợn vô tâm nói muốn chờ nhà khởi la tìm đến hắn cho nên muốn đến núi thủ lợn chờ ban đầu cố đại nhân cho là hắn sợ gây phiền toái cho mình cho nên cố ý rời xa mình nhưng sau khi gặng hỏi dăm ba câu, gã lại cảm giác vô tâm làm như có kế hoạch khác. Chỉ là không nói. Điều này khiến gã có chút không thoải mái. Cho rằng vô tâm xem mình là người dưng, nhưng vẫn hùng hổ phát biểu ý kiến. Người không biết trên núi thù lợn có quỷ à. Đến đâu chờ mà không được. Vùng này những cái khác không có, nhưng núi thì đầy. Núi Thanh Vân Sơn, núi Tiểu Hấp, dãy Phi Tử. Người đến núi nào không được phải nằng nặc đòi đi núi thù lợn. Ta cho ngươi biết, bây giờ nhắc tới núi thù lợn là ta sợ tới mức bắp chân chuột rút. Trên núi rốt cuộc có cái gì? Lúc trước ba người chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ta không tin ngươi tuyệt không sợ. Nhưng vô tâm không nghe lời, cũng không giải thích. Vì thế cố đại nhân thay đổi sách lược, lại hỏi, vậy ngươi tính ở trên núi bao lâu? Trên núi chẳng có cái gì. Giờ rau dại cũng héo, cũng không bắt được con thú nào ra hồn ngươi ở trên núi uống gió y dám à? vô tâm cười cười vẫn muốn đi. cố đại nhân tức giận đến vung tay cút mẹ đi. đợi vô tâm cút thật, cố đại nhân nhớ lại từ đầu tới đuôi ngẫm mãi vẫn không già. trên núi thủ lợn trừ bò có động quỷ ra, những nơi còn lại không có gì lạ, giống mấy dãy núi chung quanh. vô tâm chết sống một hai phải lên núi thủ lợn, có lẽ vì cái động quỷ kia. Ban đầu gã dẫn hắn tiến vào động quỷ một lần, thiếu chút nữa bị tay quỷ kéo vào trong vách động. Bây giờ hắn còn là nguồn cơn ác mộng của gã. Sau khi chạy lên mặt đất, Vô Tâm còn nổi giận, bởi vì trong động rất nguy hiểm, hắn cũng sợ bị bàn tay quỷ cuốn chặt. Nghe ý tứ Vô Tâm, hầu như người phàm sau khi bị tay quỷ bắt được, chính là chết, mà hắn lại bất tử, lại trốn không thoát, chẳng phải là rơi vào địa ngục trần gian? Cố đại nhân ngờ vực đoán, chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng động quỷ kia. Kể từ khi Nguyệt Nha mất, vô tâm luôn im lìm, không thấy đau buồn gì lắm. Ngược lại như đang đâm chiêu chuyện gì. Cố đại nhân nhìn bộ dạng u ám dày đặc quỷ khí của hắn, cũng có chút sợ. Nếu trong một đêm vô tâm biến thành yêu quái hoặc ăn thịt người, gã cũng sẽ không kinh ngạc lắm. Động quỷ có thể lợi dụng cái gì? Chính là dụ nhà khởi la vào cho quỷ ăn nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nhạc khởi la chân trước tắt thở, chân sau đã có thể chuyển thế đầu thai. Sống thêm 10 năm sau, lại là một nhạc khởi la mới. Vô Tâm từng nói nhạc khởi la không thể giết, sau khi giết càng phiền toái. Có thể thấy được hắn là có kế hoạch khác. Nhưng rốt cuộc là kế hoạch gì? Cố đại nhân càng nghĩ, quả thật đoán không ra. Cố đại nhân muốn tự mình đến núi thủ lợn một chuyến. Sách Vô Tâm trở về khảo vấn một phen, không khai thì đánh đánh cho phục mới thôi. Nhưng trước khi lên núi vô tâm đã dặn, tuyệt đối không được vào núi tìm mình. Cố đại nhân từng chứng kiến Nguyệt Nha chết thảm. Không thể vì lòng tò mò mà đền cái mạng vào, cho nên giữa đi và không, gã thở dài thở ngắn do dự, thật sự là không quyết định được. Cố đại nhân ở ký viện trần trọc, không thể vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, vô tâm cũng ngủ trên cây. Ngoài cố đại nhân ra, nhà khởi la cũng đang mất ngủ người bên cạnh cô ta vẫn là trương hiển tông nhà khởi la ngồi giữa rừng núi thù lợn ngằng đầu lên có thể thấy sao đầy trời trương hiển tông nằm trong một bụi cỏ dại xa xa bởi vì hắn tự biết xấu hổ không ai biết bọn họ chạy khỏi động ngàn phật như thế nào ngay cả chính họ cũng không thể miêu tả tường tận thịt thối trên nửa người đều bị móng nhọn răng sắc của quái vật xé toạc ngọn cỏ xanh mượt Xuyên qua xương sườn của hắn, xương sườn cũng không sạch hẳn, bên trên còn lưu từng sợi máu thịt. Cánh tay trái cũng không còn, thì ra thân thể đã yếu đến cực điểm, đã dục đến tình trạng không thể vãn hồi. Mấy ngày trước hắn còn có thể dùng tay trái kéo túi tiền trên cổ Nguyệt Nha, trong túi tiền có bùa vàng, sẽ tổn hại đến nhà khởi là, nhưng hắn không sợ. Song mấy ngày tiếp theo, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra xương cốt của cánh tay trái rơi rụng phân dài. Cuối cùng là từng đốt từng đốt tự chóc ra hết. Mất cánh tay trái, hắn cũng không đau lòng. Bởi vì hắn đã sống đủ. Bỗng nhiên, nhạc khởi lam mở miệng, vì sao ngươi không nghe lời ta? Giọng cô có chút khàn khàn, mang theo tức giận, lúc đó tại sao trốn tránh? Chiều hôm nay, trước khi tiến vào núi thủ lợn, nhạc khởi la tìm được cho hắn một thân thể mới. Là một cậu bé trai trai 16-17 tuổi, gánh đòn gánh đứng trên đường núi, hồn phách đã bị nhạc khởi la câu đi. Thí nghiệm tương tự, nhạc khởi la đã làm một lần, nhưng mà thất bại. Bởi vì sức mạnh của Trương Hiển Tông dường như ngày càng yếu, đã không thể hoàn toàn khống chế thân thể xa lạ. Cô ta không cam lòng, muốn thử lại, nhưng Trương Hiển Tông tránh né. Đột nhiên quay đầu nhìn Trương Hiển Tông, cô dướn cao giọng hung hãn nói đến trước mặt ta trương hiển tông chậm rãi ngồi dậy ánh trăng sáng vòng vạc dọi lên mặt hắn dọi cho xương sọ đã lộ ra ngoài của hắn thành màu trắng bạc khuôn mặt của hắn đã tựa tựa đầu lâu ở quai hàm gần như chỉ còn sót lại chút da thịt xác sống không thể gặp mặt trời chỉ có hắn dám đi dưới mặt trời một mặt là vì nhà khởi lao pháp thuật cao minh có thể bảo hộ hắn về mặt khác là hắn đang liều mạng hắn không có mạng nhưng mà vẫn liều mạng. Linh hồn của hắn đã rất suy yếu. Trong lòng hắn rõ ràng, hắn thậm chí có thể dự cảm mình rốt lại sẽ có một ngày hồn phi phách tán không thể cứu vãn. Sột soạt đứng dậy đi đến trước mặt nhà Khởi La, hắn để cô nhìn, hy vọng cô sẽ thấy buồn nôn ghê tởm. Nhìn đến suốt đời không muốn, nhìn nữa. Như vậy hắn sẽ yên lòng ra đi, không còn lưu luyến, không còn vọng tưởng nhưng ánh mắt nhà khởi la lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn vẻ mặt cũng không gợn sóng cô ta cũng sắp không cầm cự nổi nốt máu trên mắt phải đã khuếch tán thành vết đỏ cầm cự không nổi sẽ ra sao cô không biết chẳng qua cùng lắm thì chết mà cô ta không sợ chết duỗi tay lên mặt trương hiển tông từ trong hốc mắt trái trống rỗng của hắn bắt ra một con giòi ngọ nguậy con người trái đêm qua đã rơi ra hắn chỉ cúi đầu nó liền tự nhiên rơi xuống đất vỡ tan văng nước mù ngươi kiên cường một chút được không nhà khởi la ném con giỏi trên khuôn mặt nhỏ dơ bẩn không có biểu tình bọn họ hại chúng ta ra nông nỗi này chẳng lẽ bỏ qua nguyệt nhà đã chết kế tiếp chính là vô tâm trên đời không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền thân thể của vô tâm là vĩnh viễn bất tử ta phải nghĩ cách cướp nó cho ngươi trương hiển tông nhẹ nhàng giật giật tay phải một đốt xương ngón tay rời khỏi khớp, lặng lặng rơi trên cỏ. Hắn không thể lộ ra nụ cười, trong lòng chỉ có mỏi mệt cùng đau khổ vô tận. Cùng với một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ngoài ý muốn, khởi la, cảm ơn em. Nhưng, không chờ hắn nói hết lời. Một cái bóng trắng bay tới, là người giấy đến gần. Hai tay nắm một con thỏ xám nho nhỏ. Nhà khởi la dương tay tiếp nhận con thỏ nửa chết nửa sống cúi đầu cắn lên cổ họng con thò. Con thỏ xám yếu ớt run rẩy trong tay cô ta, mà cô ta cầm con thỏ ngẩng đầu lên, như đang bưng một cái ấm nước, nhắm mắt lại hút máu ưng ngực. Cô rất đói, bụng đói, sẽ không áp chế được máu độc trong mắt phải. Cô không sợ chết, nhưng sống chết dù sao cũng là chuyện lớn. Nếu có thể sống, vẫn là sống thì tốt hơn. Chương 73 không nơi nương tua đu Trương Hiển Tông đã mục giữa đến trình độ không thể hoạt động mạnh. Nhưng nhà khởi la có thể điều khiển tất cả hồn phách bên cạnh. Không hề thiếu lâu la. Ban ngày ban mặt, cô ta hai tay nâng một con chuột đồng béo. ngẩng đầu hút hết máu tươi trong vài hớp. Đầu ngón tay thọc vào vết. Thương con chuột ngoái vòng, cô cúi người vết bùa lên người Trương Hiển Tông. Trương Hiển Tông nằm ngoặt dưới gốc cây. Y hệt một cái sắc thối đang trong tình trạng tệ nhất thân thể tan tác. Ánh sáng của hồn phách cũng ngày càng yếu. Cho nên nhà khởi la phải vẽ thêm bùa lên người hắn. Cố gắng khóa chặt hồn phách của hắn. Không cho hắn hồn phi phách tán dưới ánh mặt trời. Yết hầu trương hiển tông đã giữa. Khiến hắn không thể phát ra âm thanh. Con người mắt phải rơi tọt vào hốc mắt. Không thể chuyển động. Nhưng còn có thể mờ mờ nhìn thấy nhà khởi la. Nhà khởi la ngày càng bẩn, tóc tai rối bời, trên mặt ngồn ngang vết máu lau trông đúng là đứa ăn xin cực thê thảm đáng thương thật đáng thương cô giết người ăn thịt người trương hiển tông thấy không to tát lắm cô không giết người được không ăn thịt người được trương hiển tông xót xa nhìn cô cảm thấy cô rất đáng thương nhà khởi la vẽ xong nét huyết phù cuối cùng sau đó ngắt một chiếc lá lau tay bó gối ngồi trên chiếu cô bỗng nâng quay hàm xoa xoa thấp giọng lầm bầm đau răng. Trương Hiển Tông bất lực ngồi trong bóng dâm. Thầm nghĩ, em ấy đau răng rồi. Nhà khởi la ngồi chọn một ngày không mục đích. Chập choạng tối cô lại đói. Thế là đập nát đầu chuột đồng. Mút chút tùy não ít ỏi. Dùng ngón tay dính chất nhầy đỏ trắng lấy ba tờ giấy từ trong lòng. Cô hờ hững vung ra ngoài. Vẫn chưa tìm được vô tâm. Nhưng theo cô biết, vô tâm ở ngay tại núi Thù lợn. Giáng chiều chập choạng buông, bên người cô biến ra ba người giấy thay cô ta tìm kiếm chung quanh vừa tìm vô tâm vừa săn thú móc con ngươi chuột đồng nhét vào miệng đầu lưỡi lượn lờ cùng con ngươi chân tuột không nuốt xuống ngay chán trường nhìn quanh cô cuối cùng làm như đau đớn hạ quyết tâm cắn nổ con ngươi trong miệng cùng lúc đó trong bụi cỏ cách đó không xa phụt lên một nhúm lửa cô đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy ánh lửa lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt chiếu rọi bóng dáng vô tâm. trong mờ gió lớn, vô tâm đứng giữa bụi cỏ dại chập chờn theo gió, lặng lẽ, không tiếng động một cách quỷ mị. Đi mòn gót tìm chẳng thấy, khi tìm được chẳng tốn công. Nhà khởi la cũng không đứng dậy, hai tay rũ dưới đất. Hiện tại cô và vô tâm không còn gì để nói. Kỳ thật căn bản chưa từng có tình yêu gì cả. Cô nghĩ, chẳng qua là mình tò mò về hắn. Sống mấy kiếp người, tất cả đều thay đổi chỉ có tính tò mò là không nếu không vì tò mò trước đây cô sẽ không tiêu hao tâm huyết và sinh mệnh lên đạo thuật sau đó lại càng sẽ không tu luyện bản thân thành yêu ma đầu ngón tay khẽ di chuyển cô không chút biến sắc bắt đầu vẽ bùa ta biết ngươi nhất định ở trong núi vô tâm nâng tay phải lộ ra một thanh đoạn đao sáng như tuyết lòng bàn tay trái chậm rãi mơn trớn lưỡi đao trong cơn đau đớn hắn bất chợt xông về phía nhà khởi là mà nhà khởi la thấy rõ đoàn đao nhỏ máu nhất thời biến sắc bỏ qua phù chú trên đất chưa vẽ xong cô đứng dậy vung ống tay áo về phía vô tâm nhưng không đợi người giấy ra tay đao của vô tâm đã tới gần mi tâm cô ta nhưng trong lúc hàn quang sắp sửa đánh xuống một bóng đem đâm nghiêng tới mạnh mẽ thay cô cản một đao cùng lúc đó người giấy màu trắng biến ảo thành hình sau một khoảnh khắc do dự nhà khởi la quay đầu bỏ chạy người giấy không đáng sợ một nhúm lửa là có thể đốt chúng hóa thành cho tàn mà trên đất trương Hiển tông co giật thành một nắm xương thịt bẩn thỉu trên lưỡi đao ngấm máu tươi vô tâm đã phá vỡ toàn bộ phù chú mà nhà khởi la vẽ cho hắn hồn phách ảm đạm bỗng sáng ngời sau hồi quang phản chiếu là một hồi hồn phi phách tán trong thống khổ vô tâm quý đầu đầy nhẫn nại chờ đợi trương hiền tông chết hẳn hắn biết trương hiển tông sẽ đỡ đao cho nhà khởi la giống như nguyệt nha sẽ nổ súng vì hắn vậy không giết được nhà khởi la vậy chẳng lẽ không diệt nổi trương hiển tông từng kẻ một ai cũng không tha ai cũng chạy không thoát hắn không có gì duy chỉ có thời gian vô hạn vô tâm thiêu hủy hải cốt của trương hiển tông ngọn lửa yếu ớt thoáng run rẩy trong gió đêm như một ngôi sao báo tử rơi xuống đất Nhạc khởi la trốn trong bụi cây cách đó không xa. Mắt trái gắt gao nhìn ánh lửa. Mắt phải căng nhức đau từng cơn. Đau đến tận trái tim cô. Sau khi lửa tắt, núi rừng quay lại yên tĩnh tối đen. Nhạc khởi la ngồi dưới một gốc cây già. Lặng lẽ mấp máy môi. Trương Hiển Tông. Cô dùng tay chống má. Phát ra âm thanh không mang theo cảm tình. Trương Hiển Tông. Ta đau răng. Dựa thân cây già sau lưng. Cô tiếp tục lầm bầm đời này không sống tốt, thật tệ. Vô tâm men theo đường núi, đi thẳng tới rìa động quỷ. Tìm đại một gốc cây trèo lên, hắn phát giác xung quanh mình có vô số hồn ma lượn lờ. Tất cả đều là tai mắt của nhà khởi la, mình có thể ôm cây đợi thò. Ngoại trừ hắn và cố đại nhân, chỉ sợ không ai sẽ ngờ rằng dưới gốc cây thế mà ẩn giấu một cửa động. Từ trên cây nhìn xuống, chỉ là một mảng cỏ xanh bằng phẳng, bên dưới đất vốn còn một phiến đá vuông vắn. Mấy hôm trước đã bị hắn đào ra, nâng lên cả 10 mét cao. Tảng đá rất nặng. Nhớ rõ lúc trước hắn cùng cố đại nhân hợp lực mới có thể nhấc được. Nhưng bây giờ hắn đơn thương độc mã. Vậy mà cũng thành. Tảng đá không còn. Đổi lại dùng cành cây đan lại thành một cái giàn. Bên trên dài một lớp chiếu. Rồi thêm một tầng thảm cỏ. Có thể chịu được sức nặng của một con chó hoang dẫm lên vô tâm như một con chăn, nằm nhoài trên cành cây, nhìn mặt đất bên dưới ngẩn người. Nếu mình kẹt bên trong một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, hắn nghĩ vậy nó có được xem là phần mộ của mình không? Sau đó hắn lắc đầu. Phần mộ là nơi yên tĩnh, hắn cùng lắm chỉ xem như rơi xuống địa ngục. Nhưng mà, hắn lập tức lại nghĩ, không sao, mình không vội. Thế gian không còn nguyệt nha, hành trình lưu vong vĩnh hằng của hắn lại bắt đầu. Dạng sáng, vô tâm bị đánh thức bởi một tràng tiếng động. Hắn vẫn nằm sấp trên cành cây, mở mắt nhìn phía dưới. Hắn thấy trên đất cuộn sóng phập phồng, không phải thú hoang, là lưng của hơn 10 xác sống. Chúng bốn chân chạm đất đi đến trước, phần lớn đều còn giữ lại quần áo dơ bẩn tanh tưởi, là quân trang. Bởi vì mấy tháng trước vừa khai chiến, dưới núi là con đường điều binh, lửa đạn không ngừng, không thiếu thi thể. Mục tiêu của xác sống, hiển nhiên là cây đại thụ mà hắn đang trốn. Vô tâm dương mắt về trước, thấy nhà khởi la đằng sau đám xác sống. Nương nắng mai ảm đạn sáng sớm, hắn nhìn thấy nhà khởi la đang ngửa mặt nhìn mình. Nhà khởi la đã biến dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn từng non nớt trắng nón của cô ta. Nay đã lộ ra màu xám xanh suy bại dưới vết máu. Dưới lớp tóc mái ngang mầy lộn xộn, mắt phải cô ta không còn trắng đen rõ ràng, mà đã chuyển thành màu máu đỏ toàn bộ. Biết ta muốn làm gì không? Cô ta lên tiếng vó tâm nằm trên cành cây, hai mắt vùi trong bóng tối, giết ta. Nhà khởi la nở nụ cười, không phải là khiến ngươi sống lại cho ta xem. Vô tâm gác cầm lên vỏ cây xù xì, ánh mắt chợt chuyển. Sắc trời càng rõ, nhưng đồng tử của hắn đen như đêm, một ý. Chả có gì khác nhau. Nhà khởi la luồn hai tay vào tay áo, giữa hai ta. Bàn luận sống chết cũng vô nghĩa. Sắc sống chậm rãi đến gần đại thụ. Hiển nhiên, chúng khác hẳn với đồng loại. Bất ngờ là không sợ ánh mặt trời. Hành động cứng ngắc đứng thẳng thân thể. Chúng làm như bắt đầu trèo cây. Trèo không dễ, nhưng chỉ cần muốn trèo, chồng người là sẽ lên được. Vô tâm biết mình rơi vào giữa đám sắc sống, nhất định sẽ bị cắn xé thành mảnh nhỏ. Liếc nhìn Nhạc Khởi La một cái, trong lòng hắn đã có dự tính, thuận tiện nắm thật chặt đoàn đao buộc trên lưng. Nhạc Khởi La ngửa đầu, chờ xem trò hay. Đợi Vô Tâm giết sạch đám xác sống này, cô ta sẽ triệu hồi đám khác để hắn giết đã đời. Không phải giỏi giết lắm sao? Không phải giỏi đem Trương Hiền tông đốt thành cho bụi sao? Giỏi lắm, để cho hắn giết. Ngược lại muốn xem thử hắn có bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu sức lực. Quả nhiên, sắc sống càng tiến gần, vô tâm đứng lên trên cành cây. Hắn mạo hiểm ngồi xổm trên cành cây, một tay giơ lên, cầm chuôi đao sau lưng. Cành cây rung lên, sắp không chịu được sức nặng của hắn, mà một tên sắc sống sắp lên tới nhành cây, đang loạn quả, bỏ về phía hắn. Nhưng trong nháy mắt bàn tay thối giữa đắp lên cành cây, vô tâm bỗng thả người bay vọt ra ngoài. Nương lực đàn hồi của cành cây hắn từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới nhà khởi là. Nhà khởi là tức khắc lui ra sau, toan phản ứng, không ngờ sau khi vô tâm chạm đất lập tức lan một vòng. Sau đó nhảy phốc lên, nháy mắt vọt tới trước mặt cô ta. Giang hai tay ôm lấy cô ta, vô tâm ngửa ra sau, vừa vặn đập về phía bãi cỏ nhô lên. Chỉ nghe tiếng răng rắc, mặt cỏ bắt đầu nứt ra. Hai người đã ôm nhau rơi vào trong hang sâu. Chương 74 quay về hát âm sâu khi rơi xuống đất lăn vào trong một vòng vô tâm cùng nhà khởi la tiến vào bóng đêm nhà khởi la dãy rụa vươn hai tay muốn bám lên vách động nhưng cơ thể một tiểu cô nương căn bản không chống lại sức của vô tâm đầu ngón tay của cô lưu lại một đường quào trên đất móng tay bật ra cô ta tức không kềm được giống lớn một tiếng mắt phải đỏ tươi nổ tung theo tiếng giống máu bắn lên mặt vô tâm vô tâm chẳng hề dao động kéo cô ta đi sâu vào trong. Cô ta biết không xong. Trong động nhất định có huyền cơ khác. Ngón tay đầm đìa máu mò tới mi tâm vô tâm. Cô ta không ngừng vẽ từng đạo phù chú. Muốn chấn trụ đối phương. Nhưng, vô dụng. Hốc mắt phải cuồn cuộn chảy máu. Trong động mùi tanh của máu ngày càng nồng. Dưới tình thế cấp bách, cô ta nảy ra ý định đồng quy vu tận. Móc mắt vô tâm. Mà vô tâm ngửa đầu né. Cũng biết tước mệnh. Hắn không muốn để nhà khởi la bị máu của mình độc chết. Hắn muốn đối phương sống. Sải bước rẽ mấy góc ngoặt, một khối bùn từ trên rơi xuống, vỡ vụn trên đầu hắn. Như hắn dự liệu, hang động này đã cùng nữ quỷ trong động hóa thành một thể. Tất cả vật sống tiến vào, đều sẽ kinh động đến nó, bị nó nuốt trường. Năm ngoái nó đã nuốt mấy chục tên lính tuổi trẻ, nay máu tươi của nhà khởi la giải một đường, nó lại muốn ăn mặn rồi còn chưa tới cuối hang động trong động dường như xảy ra động đất vách động đã bắt đầu rơi bùn đất xuống một cánh tay be bét máu thịt bỗng đột phá bùn đất duỗi ra bắt hụt sau gáy vô tâm nhà khởi la không ngờ tới trong động sẽ là tình cảnh này sợ quá hóa cười vô tâm muốn cùng chết với ta sao tiếng cười còn đượm vẻ non nớt của cô quanh quần ở trong động là một chuỗi tiếng khanh khách bén nhọn một cánh tay vươn ngang qua bắt được cổ tay nhỏ của cô ta, mang theo sức mạnh của ngàn quân kéo vào trong. Cô ta bất ngờ không kịp phòng bị vươn tay theo lực đạo. Nhưng trong khoảnh khắc ngón tay nhập vào vách động, cô ta bỗng hét một tiếng dài thảm thiết. Tay còn lại không biết lấy từ đâu ra một lá bùa ném mạnh qua. Lá bùa mỏng manh như phi đao chặt đứt bàn tay quỷ, mà cô ta rút mạnh tay về. Bàn tay máu tươi đầm đìa, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay như bị ngâm qua axit mạnh làn da cơ thịt đều bị khuất mất. Chỉ còn xương bàn tay đỏ tươi mang theo gân mạch. Một tay nắm chặt cổ tay bị thương. Cô ta dường như hiểu ra, lại làm như không hiểu cô ta không sợ chết. Chẳng lẽ vô tâm không biết cô ta không sợ chết sao? Thình lình giật mình, cô ta quay phát đầu căm tức nhìn vô tâm. Mà cùng lúc đó, vô tâm đã lén hạ thủ trong bóng đêm. Hai bàn đẩy lưng cô ta. Nhà khởi la bất ngờ không kịp đề phòng lào đảo một cái, cả người vừa vặn ngã về phía vách động. Nhưng trong nháy mắt ngã về trước, cô ta xoay tay lại dùng sức kéo ống tay áo vô tâm. Bàn tay không bị thương bỗng nhẹ bén chưa từng có. Ngón tay men theo ống tay áo nắm lên cánh tay. Cô đem hết sức bình sinh dùng hết lên tay. Trước khi vô tâm giơ tay rút đào, cô ta ré lên sắc nhọn, đi cùng đi. Trong lúc lôi kéo, chán cô ta đã chạm đến bùn đất. Bùn đất xốp mềm ấm áp, mỗi một hạt đất làm như đều có răng nhọn. Cắn xé đưa vào trong miệng mỗi một tấc máu thịt xương cốt. Mà vô tâm đứng không vững. Tại giây tiếp theo cô ta phát ra tiếng kêu rên. Nghiêng người cũng vào phải vách động. Một bàn tay quỷ đã nắm cổ hắn. Bảo vai hắn rơi vào bùn đất. Cơn đau thấu sướng khiến hắn nhảy mạnh ra sau. Nhưng vẫn chậm. Quần áo ra thịt trên vai chóc ra toàn bộ. Gần như không có máu. Trực tiếp lộ ra xương cốt trắng như. Tuyết hắn bị tay quỷ nắm cổ. Bên cạnh lại không có nơi để mượn lực giải. Một bàn tay nhỏ bé rách nát bóng duỗi đến trước mặt hắn. Hắn phát hiện nhà khởi la đang vừa cố gắng lui ra sau. Vừa dơ bàn tay đã rách bươm ra thịt lên. Muốn vé bùa trên vách động. Vô tâm không biết bùa chú của cô ta sẽ có công dụng gì. Hắn chỉ biết không thể để cô ta phản kháng. Nếu không cô ta mất máu quá nhiều, thật sự sẽ chết. Không thể để cô ta chết bên ngoài chết ở bên ngoài chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Rút đao chém đứt bàn tay quỷ cuốn mình, vô tâm đi đến phía sau nhà khởi la, đẩy mạnh một cái. Nhà khởi la vốn đang dễ chết, lúc này bị đánh úp, thể lực chống đỡ hết nổi. Trong khoảnh khắc bổ nhào về trước, cô dùng sức lực cuối cùng nhấc chân đạp vách động, té ngã ngửa ra đất. Trong lúc cô ta bị tay quỷ bắt lấy hai chân, chờ người ôm cứng đùi vô tâm tay quỷ kéo cô ta vào trong đất. Trong lúc bị đất nuốt từ từ dưới lên, cô ta nghiến răng kèn kẹt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vô tâm. Vô tâm nắm đoàn đao, có thể ngay lập tức chặt bỏ cánh tay của cô. Nhưng là không thể chặt, bởi vì sợ cô ta chết quá sớm. Vách động đối diện cũng vươn bàn tay quỷ ra, cả một vùng lớn toàn là những cánh tay hơ hơ. Vô tâm cầm chặt một cánh tay quỷ, muốn mượn lực đạp nhạc khởi la ra, nhưng mà trong động rất hẹp căn bản không chứa hắn nằm ngang được hai tay nhà khởi la giống như thép nắm ghi đùi hắn hai chân hắn theo ngực của cô cùng vùi vào trong đất tay quỷ quấn nhà khởi la bỗng nhiên co rúm lại liên đới đến nhà khởi la cũng co rút theo hắn biết là do máu mình chảy ra nhưng nuốt trừng và hấp thu vẫn tiến hành nhà khởi la bỗng ngẩng đầu hoảng sợ kêu thảm thiết sau một tiếng kêu cô ta bị một bàn tay quỳ bịt miệng hoàn toàn chìm vào trong bùn đất mà vô tâm vung đao bổ lên đùi mình hắn sợ đau luôn sợ đau là đau bình thường không sắc lắm cũng không chắc lắm vô tâm mặt không chút biểu tình từng đau nối tiếp từng đau chặt xuống đến tận khi chặt đứt lìa xương đùi mình lưỡi đau đã cong vành nhưng khổ hình của hắn vẫn chưa dứt chân còn lại đã lún đến đầu gối hắn vừa cố gắng cố định thân thể vừa vung đao cùn tiếp tục chặt xuống tiếng khóc nghẹn ngào lại tiếp tục quanh quần trong động xương cốt quá cứng lưỡi đao lại quá mềm tay quỷ từ bốn phương tám hướng áp sát hắn cùng đường cúi đầu hai tay nâng cái đùi đã đứt gân lìa xương lên dùng răng cắn đứt chút da thịt tương liên cuối cùng hắn đau vô cùng đau đến run rẩy cả người đau đến mức khiến hắn nhớ lại từng trận nhục hình mà mình từng trải qua nắm chặt đoạn đao bỏ về trước. Hai cái đùi hắn ném đi bị tay quỷ nhanh chóng phân chia, rồi biến mất vào trong vách động. Nhà khởi la không còn, chân của hắn cũng không. Hắn trở thành mục tiêu tiếp theo của tay quỷ. Nơi sâu trong hang động truyền ra tiếng khóc loáng thoáng, vừa bi ai lại mang theo đắc ý. Vô tâm không quay đầu, điên cuồng liều mạng bỏ về trước. Hắn bỏ rất giỏi, một tay vung đao cùn chém loạn, hắn điều động một cánh tay cùng hai cái chân tàn mò mẫm bò trên mặt đất nhấp nhô mắt thấy phía trước chỉ còn một ngã rẽ cuối cùng hắn một đao chém đứt tay quỷ chặn đường nhưng trước khi hắn thu đào vách động bỗng lao ra một cái đầu lốm đốm ra thịt nhìn kỹ là nhà khởi là ra mặt đầu tóc nhà khởi la đã bị ăn mòn nhưng còn mắt trái thì vẫn còn nhe răng cắn vô tâm cô ta đã trở thành một phần trong đám tay quỷ vô tâm không rảnh trốn tránh, dứt khoát dùng đao chắn, để cô ta cắn chúng thân đào. Dường như có nguồn sức mạnh nào đó ở sau lưng khống chế cô ta. Cô ta không thể điều khiển được cơ thể bị kéo lùi về trong bùn đất. Mà vô tâm thừa dịp lỗ hồng tiếp tục bò, liều chết liều sống vượt qua ngã rẽ. Qua được khúc ngoặt này, là an toàn rồi. Vô tâm tay không tất sắt tiếp tục bò về trước. Bò rồi lại bò. Trước mắt có ánh sáng mờ mờ hốt hoảng ngẩng đầu, hắn nhớ lần trước mình cùng cố đại nhân cuống cuồng chạy ra ngoài, chạy đến cuối cùng nhìn về phía trước, nhìn thấy Nguyệt Nha đứng dưới một chùm ánh mặt trời, chậm rãi chớp mắt một cái, hắn nhìn, thấy mặt trời còn đây, mà Nguyệt Nha đã nơi nào? trong cơn đau nhức không ngớt, hắn ngừng động tác nằm phục xuống, nhắm mắt lại tập trung tinh thần, trong động rất sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì, vật sống, vật chết hoàn toàn không có. Thế là hắn tiếp tục bò. Trước mắt ngày càng sáng, trong tai thậm chí nghe được tiếng người mang máng. Hắn giật mình, nghĩ mình sinh ra ảo giác. Đến cuối đường ngầm mặt, hắn nhìn lên một khoảng trời nhỏ xanh biếc. Một khối bùn đất mang theo rễ cỏ rơi xuống, theo sau đó là một cái đầu bự trảng. Cống ánh mặt trời vạn trượng, trong sự ngỡ ngàng không ngờ tới, cố đại nhân và vô tâm đối mặt. Cố đại nhân sửng sốt ba giây, sau đó lớn tiếng phun hai chữ, đệt mợ Ngay sau đó cái đầu to của gã biến mất. Vô tâm chợt nghe phía trên vang lên mệnh lệnh của gã, toàn thể quay ra sau. Tiểu mã cậu đừng quay, cậu chuyển một cái dương gỗ chứa đạn tới đây. Dương gỗ rơi vào động trước cố đại nhân một bước, chuẩn sắc đập trúng đầu vô tâm. Ngay sau đó cố đại nhân cũng nhảy xuống, lo nhảy không để ý xung quanh hai chân đi ủng đồng thời đáp xuống sau lưng vô tâm. Dương gỗ không nhỏ lắm. Cố đại nhân ôm vô tâm lên nhét vào trong dương. Lại nhỏ giọng hỏi, chân đâu? Vô tâm ngẹo đầu. Cố gắng cuộn tròn người, chặt rồi. Cố đại nhân nghe xong hai chữ chặt rồi. Đóng dương lại cái cạch. Dương gỗ chỉ chứa đạn. Thợ khéo dĩ nhiên sẽ không đóng kỹ. Vô tâm nhìn ra ngoài qua một khe hở. Chỉ thấy binh lính đầy khắp núi đồi, xen lẫn trong đó là một đám đạo sĩ ăn mặc hoa lệ. Cố đại nhân dốc sức rời dương lên mặt đất. Sau đó tìm tàng đá đến, đắp kín cửa động y như nguyên dạng. Mặt trên lại đắp một lớp đất. Dương gỗ được đặt lên một chiếc xe ngựa nhỏ. Cũng không có ai dám hỏi cố đại nhân thứ gì trong dương. Xe ngựa từ theo đường núi đi xuống. Nắp dương nặng tựa ngàn cân. Bởi vì có cố đại nhân đặt mông ngồi trên nắp dương. Trong tia nắng lọt vào qua khe hở, vô tâm giá rời không chịu nổi nhắm hai mắt. Chương 75, một giấc chiêm bạo lực cố đại nhân bước vào căn nhà ở huyện Văn. Đúng. Lúc bắt gặp một tiểu đạo sĩ đứng ngoài phòng đông, đang trả lời vô tâm ở trong phòng. Cửa phòng đã khóa, bởi vì gã sợ người ngoài lỗ mãng xông vào. Tiểu đạo sĩ vẻ mặt nghiêm túc, ăn mặc cũng đặc biệt lịch sự. Tranh thủ lúc rảnh rỗi thi lễ với cố đại nhân. Hắn đồng thời nghe trong phòng hỏi, sư tổ nhà cậu vì sao không trở lại tiểu đạo sĩ hùng hồn đáp sư tổ nói ngài rất sợ à sau đó giọng nói trong phòng thay đổi đối tượng cố đại nhân cố đại nhân đứng trong sân cởi non lính lau mồ hôi đầy đầu a ta đây vô tâm nói cố đại nhân ngươi vào đây cố đại nhân mở khóa nghiêng người vào phòng sau một lát gã lách người ra đưa một lá thư cho tiểu đạo sĩ hắn đưa thư cho sư tổ cậu nhất định phải giao đấy Tiểu đạo sĩ lập tức nhận thư cất vào trong ngực, "Vâng ạ, à, buổi chiều tôi sẽ ngồi xe lửa về Bắc Kinh, buổi tối là có thể gặp sư tổ." Sau khi đuổi tiểu đạo sĩ đi, Cố đại nhân trở vào phòng đông. Vô Tâm Mông trầm nằm bò trong chăn, một bên vai lộ ra ngoài, vốn là xương trắng, nhưng qua một ngày một đêm tĩnh dưỡng, mặt trên xương đã sinh ra một lớp màng thịt màu phấn hồng. Cố đại nhân rất bận rộn quân đầu của huyện trưởng An quyết định đầu nhập dưới chứng lão soái, vì thế đầu hàng để giữ chức. Mà gã là đại diện toàn quyền của lão soái, đương nhiên không thể mặc kệ trốn đi. Đặt mông ngồi cạnh giường, gã khó khăn cúi người tháo ủng. Trên giường bày một tờ giấy lớn màu vàng, bên trên dùng mực đỏ vẽ lung tung là xuất trần tử đặc biệt phái đổ tôn từ Bắc Kinh đưa tới, nói là vô tâm nhất định cần dùng đến. Kết quả sau khi gã mang binh lên núi mới phát hiện vô tâm dựa vào sức mình dĩ nhiên việc lớn đã thành trời nóng lực cố đại nhân đi ủng cả ngày bàn chân to gặp khí mát sảng khoái phải nói là cạn lời rất tự giác duỗi hai chân ra xa gã nằm xuống cạnh vô tâm nhẹ răng trợn mắt ưỡn lưng gã lại đánh cây ngáp muốn nuốt chừng sông núi thế nào gã mở miệng hỏi còn đau không vô tâm chậm rãi gấp tờ giấy vàng lại nhét vào một phong thư lớn đỡ nhiều rồi. Không, nhiều rồi. Sao? Cố đại nhân nằm ngửa đầu gối lên hai tay. Quay đầu nhe răng cười với hắn, kể chút đi. Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua sau khi đưa ngươi trở về, mãi không nhín ra chút thời gian nói chuyện với ngươi được. Vô tâm nghiêng người nằm. Đối mặt cố đại nhân, ta kéo nhạc khởi la vào trong động quỷ. Ta thoát ra. Cô ta ở lại. Cố đại nhân chớp chớp mắt. Không đúng à không phải ngươi nói không thể giết à sao? Vô tâm hỏi, cố đại nhân, ngươi có nhớ mùa đông năm ngoái lần cuối chúng ta đến động quỷ không? Lúc ấy là có quân lính của đinh đầu to đến đuổi giết chúng ta. Chúng ta từ chấn móm lợn chạy thẳng lên núi thù lợn. Cố đại nhân nghĩ ngợi, lập tức gật đầu, nhớ. Ta và Nguyệt Nha ngồi trên cây nửa ngày, nhìn đám lính kia liên tiếp xuống động, đi xuống cơ bản không thấy trèo lên. Không phải còn có xác chết vùng dậy sao? bị ngươi thiêu cháy thiêu xong ngươi còn nhảy vào động ta cùng nguyệt nha ở trên cây không kịp ngăn gấp đến độ bọn ta vừa leo xuống cây vừa mắng vô tâm không theo cố đại nhân nhớ lại chuyện xưa chỉ hỏi ngươi đoán ta lúc đó vì sao vào động cố đại nhân lắc đầu có chuyện nói thẳng vô tâm trở mình nằm đối mặt trần nhà đêm hôm đó đã chết rất nhiều người nhưng ta phát hiện trong động ngoài động đều rất sạch sẽ không có thi thể hồn phách cũng không có có thể thấy được cố đại nhân thoáng hiểu vậy nơi đó là có vào không ra dù ả à có bản lĩnh truyền thế không được tự do cũng công cốc đúng không vô tâm gật đầu đúng vậy tuy ta không biết quy luật trong đó nhưng trong động xác thực hấp thu rất nhiều oan hồn cái này rất kỳ quái cũng rất đáng sợ cho nên ta viết cho xuất trần tử một phong thờ cố đại nhân nhìn hắn viết cho y làm gì vô tâm thở dài một tiếng bảo y đến khắc phục hậu quả hoặc có thể vĩnh viễn lấp kín cửa động bên trên xây một tòa tháp ngăn trận y cũng không hẳn là chỉ có hư danh giàu gì cũng biết nhiều hơn ta để y suy tính làm đi sự tình từ nay về sau ta không quan tâm nữa cố đại nhân thở dài theo đúng mặc kệ đi hai chân cũng mất dốc sức cũng đủ rồi vừa dứt lời, vô tâm không đáp lại. Trong phòng yên tĩnh, trong sân cũng vắng lặng. Vô tâm nhìn ra ngoài qua kính cửa sổ, có thể nhìn thấy cửa phòng bếp khép hờ. Cố đại nhân này đã hơn xưa, không có thời gian mỗi ngày bảo vệ vô tâm, nhưng lại không thể để người ngoài nhìn thấy chân tướng. Lệnh cho lính gác xít sao canh cửa sân. Mỗi buổi sáng gã đều bưng cơm nước của một ngày vào phòng, bô cũng đặt bên giường. Sau đó khóa chặt cửa phòng, trong phòng chỉ còn một mình vô tâm. Vô tâm ngồi trên giường, bần thần nhìn phòng tây đối diện. Nhìn đủ, lại đi nhìn nhà bếp trước phía trước. Trong bếp trên lò còn đặt một cái môi sắt cán dài, là Nguyệt Nha thường dùng. Đêm trước khi đến chấn mõm lợn còn đặt tại đó, từ đó rốt cuộc không còn ai đụng tới. Sau khi trời tối, bình thường cố đại nhân sẽ đem theo một phần cơm nóng trở về. Vô tâm đang trong giai đoạn lớn nên sức ăn kinh người. Cố đại nhân ngậm thuốc đứng dựa tường. Nhìn hắn cầm bát to vùi đầu ăn. Không khỏi nhớ tới ngày còn ở thiên tân. Khi đó gã và Nguyệt Nha kinh hồn bạt vía lại mang theo hy vọng. Từng ngày một nuôi lớn con quái vật thành hình người. Trong lòng bỗng mềm mại đến lạ. Gã không cần nghĩ ngợi mở miệng. Đừng cả ngày mặt mày ủ rột nữa. Đợi ngươi mọc ra đầy đủ. Ta tìm cho ngươi một cô vợ. Ông đây có tiền có thế. Đừng nói ngươi dáng dấp không tệ cho dù ngươi biến thành đầu chó mắt ếch, ta vẫn có thể tìm một cô vợ đàng hoàng tử tế cho ngươi. Vô tâm vẫn vụt mặt vào bát to nở nụ cười, nhớ sau này cô ta phát hiện ta không bình thường. Thì sao? Cố đại nhân ngang ngược cười nhạt, làm sao? Tiếp tục sống, dám gây sự thì đánh chết. Thái giám còn có người lấy, ngươi không hơn thái giám à? Không sao, ngươi cứ yên tâm, nếu xảy ra chuyện, ta làm chủ cho ngươi cô ta dám không phục ta đốt cả họ nhà cô ta vô tâm nghe đến đó phát hiện cố đại nhân lại nổi tính xấu cố đại nhân không xuất đầu thì thôi một khi vượt bậc hơn người tương lai nhất định làm bậy không ít vô tâm xưa nay không thích người xấu nhưng đối với cố đại nhân hắn chỉ cảm thấy hết cách ý tưởng của cố đại nhân đương nhiên là ý tồi vô tâm xem như là nghe chuyện cười nghe xong thì thôi mỗi người đều có nhân duyên sinh tử của chính mình hắn không thể bởi vì mất đi nguyệt nha của hắn mà ra tay cướp mất nguyệt nha của người khác cố đại nhân thu dọn bát đũa bởi vì lười cho nên để cả người mổ hôi thối lên giường bô vẫn đặt cuối giường gã nói với vô tâm ban đêm nếu muốn đi tiểu thì đẩy ta đẩy mạnh vào ta ngủ sâu lắm giờ chăn bông nằm xuống gã tắt đèn trong bóng đêm lại nói sư phụ thật ra con người chỉ cần còn sống phải nhìn về trước nguyệt nha không còn trong lòng ta cũng đau khổ nhưng đau khổ thì có ích gì đau khổ em ấy cũng không sống lại được trước khi đi nguyệt nha đã dặn ta bảo ta chiếu cố ngươi lời này ta vĩnh viễn nhớ rõ ta gạt ai cũng không thể gạt em ấy bây giờ đã báo thù xong ngươi cũng không còn gì vướng bận sau này đi theo ta đi Ngươi hẳn nhìn ra được, với bản lĩnh và trí khí của ta, tuyệt đối không phải kẻ chịu nằm bình địa, nuôi sống một mình ngươi, khẳng định không thành vấn đề. Vô tâm cười cười, không mở miệng. Hắn đương nhiên tin tưởng lời hứa của cố đại nhân. Đáng tiếc, cố đại nhân dù tốt, cũng không phải nguyệt nhà. Tương lai cố đại nhân có vợ có thiếp có con có cái. Không cần lâu, chỉ cần qua 10 năm 20 năm, Cố đại nhân sẽ không thể giải thích sự tồn tại của hắn với người thân được. Sơ hở trên người hắn rất nhiều. Tỷ như, hắn sẽ không già. Cố đại nhân. Hắn đột nhiên nói, ngươi có biết vì sao ta không làm công việc đứng đắn? Chuyên kiếm cơm trên người quỷ thần không? Cố đại nhân lập tức đáp, ta thấy ngươi chính là tên lười biếng. Căn bản không ý chí tiến thủ. Vô tâm tiếp tục nói, ta là muốn cho người khác sợ ta. Tránh xa ta trong bóng đêm mông lung cố đại nhân nhìn hắn một cái đừng nói tào lao nữa nhanh ngủ đi vô tâm lại nói kể từ khi ngọc nhi mất không có ai đối tốt với ta ta không ngờ đúng lúc gặp được nguyệt nha và ngươi một trăm năm này của ta vận khí quả thật không tệ lòng cố đại nhân trào ra một nỗi bi thương bấy giờ xoay người đưa lưng về phía vô tâm được rồi được rồi nghe ngươi nói chuyện khiếp thấy mẹ vô tâm không nói nữa, lặng lẽ từ trong lòng lấy ra ảnh chụp của hắn và Nguyệt Nha. Đặt bức ảnh trước ót cố đại nhân, ba người họ vẫn ở chung một chỗ. Một tháng sau, vô tâm khôi phục hình người. Vào một buổi sáng tháng năm cảnh xuân tươi đẹp, hắn thay một bộ quần áo gọn gàng đơn bạc, nói là muốn đi thanh vân quan vấn an xuất trần tử. Xuất trần tử gần đây đã trở về từ Bắc Kinh, có thể là nghe theo kiến nghị của vô tâm ở trong thơ thật sự muốn đến núi thủ lợn xây tháp. Cố đại nhân ngủ mơ màng, đầu bù tóc rối để trần, híp mắt ngồi trên giường vừa gãi đùi vừa hỏi, đi thành vân quan. Đi đi, bảo tiểu má đánh xe hơi đưa ngươi đi. Nói đoạn gã duỗi chân xuống giường, định đi nhà xí. Không ngờ vô tâm đứng ở cửa, chặn đường gã. Cố đại nhân không gái đùi nữa, mà đổi thành mỏ dâu trên cằm. Vô tâm bình tĩnh nhìn gã, gã lấy làm lạ, cũng nhìn nhìn vô tâm. Mắt vô tâm đặc biệt đen, vừa đen lại sâu, như thể muốn khắc sâu hình dáng của gã vậy. Cố đại nhân đối mắt với hắn nửa ngày, dần dần tỉnh táo, không khỏi nâng tay dụi dị mắt, nhìn cái gì. Người không đi à? Vô tâm thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên giang hai tay ôm gã. Cánh tay ôm chặt thân trên ở trần của gã, cố đại nhân bất ngờ không kịp phòng suýt nữa bị hắn xiết cho tắt thở đồng thời có phần ngượng ngùng này này làm sao thế vừa sáng sớm chớ chắn lối ta còn nín tiểu đây vô tâm giơ tay xoa mớ tóc rối tung của gã tức thì buông tay lui ra sau như nhìn cố đại nhân không đủ hắn mỉm cười nói khả năng phải ở lại thanh vân quan vài ngày ngươi ở nhà một mình nhớ bảo trọng cố đại nhân khinh thường vung tay cút đi ở dăm ba bữa thì về chúng ta tuần sau có thể sẽ về thiên tân trong cơn gió sớm tươi mát vô tâm gật đầu cười với cố đại nhân sau đó xoay người đi về phía cửa sân năm ngày sau cố đại nhân phái tiểu mã đến thanh vân quan đón vô tâm nhưng mà tiểu mã đánh xe không trở về đứng trước mặt ngã nói xuất trần tử đạo trường nói sư phụ vô tâm chỉ ở lại trong quan một đêm bốn ngày trước đã xuống núi rồi Cố đại nhân nghe vậy, không biết sao, cả người dựng lông mau. Tung nhân mã bày thiên la địa võng, gã bắt đầu tìm kiếm vô tâm. Nhưng sau hơn nửa tháng tìm đến mức người ngã ngựa đổ, cũng không thu hoạch được gì. Cố đại nhân ngồi một mình trong sân, đội ánh nắng chói chang mà ngẩn người. Bỗng dùng mình một cái, gã hoài nghi bản thân đã trải qua một giấc chiêm bao kéo dài một năm. Trong mộng có nguyệt nhà, còn có vô tâm. Hiện tại, đã tỉnh mộng. Lần thứ hai cố đại nhân và vô tâm gặp lại là 10 năm sau. Khi đó gã đã đổi tên là Cố Khánh Tuyên. Cái tên nửa tục nửa nhã. Vừa vặn phù hợp với thân phận ngày càng cao của gã. Hoa nở thì phải tàn. Chẳng ai thuận buồm xuôi gió mái được. Bởi vì chuyên quyền và tham lam. Sau bữa tiệc mừng thọ 40, gã bị đám kẻ thù liên hợp lại đuổi xuống đài. Cố đại nhân nghĩ thoáng già. Không đáng buồn giàu sau khi rớt đài gã đến tô giới ở Thiên Tân, dẫn một đại gia đình tiếp tục cuộc sống giàu có. Vào một buổi trưa nắng chói chang, gã dẫn hai đứa con trai đi công ty bách hóa. Hai đứa con trai rất giống gã, là độ tuổi nhi đồng nhưng vóc người thiếu niên, dùng rằng không nghe lời. Một đường kéo gã ngã trái ngã phải. Gã vốn cao lớn, nay lại phát phì, đứng trên đường y hệt con lật đật khổng lồ, mỗi tay túm một đứa, miệng mắng chửi. Dư quang nơi khóe mắt bỗng như liếc thấy cái gì. Gã quay phát đầu. Ngờ ngợ thấy được bóng dáng quen thuộc. Đang định nhìn kỹ lại. Hai đứa con trai lại om sòm đòi. Ba ba dẫn chúng con đi ăn kem đi. Bằng không chúng con không đi nữa. Cố đại nhân đầu đầy mồ hôi quay sang mắng. Ăn cái. Om sòm nữa sẽ hai đứa bay cho ưng ăn. Thằng lớn không sợ hắn. Tiếp tục ăn và không ăn cũng được. Ba cho con mười đồng. Con tự đi ăn cố đại nhân lại quay đầu nghĩ thầm mình thấy ai vậy nhỉ gã cũng không biết mình thấy ai vì thế dưới sự uy hiếp của hai cậu con trai gã như một tòa núi lớn tiếp tục di chuyển bên trước vô tâm đứng ở góc đường cách dòng người trông theo bóng lưng cố đại nhân cố đại nhân già đi béo ra trông như một ông chủ nhà giàu từ trên báo đọc được tin xấu của cố đại nhân hắn không yên lòng cho nên đặc biệt đến thiên tân muốn lén nhìn gã xem sao. Cũng may, cố đại nhân mặc dù ở đường làm quan thất bại, nhưng tinh khí thần đều đủ, không phải dáng vẻ nản lòng không gượng dậy nổi. Con của cố đại nhân cũng rất khỏe, thoạt nhìn nhảy nhót tung tăng, có lẽ lớn lên có tiền đồ hơn cố đại nhân. Xoay người đi ngược hướng cố đại nhân, vô tâm tiến về trước theo con đường cái. Ánh mặt trời ấm áp dọi đầy mặt hắn. Trong ảo giác màu vàng kim, Hắn như nhìn thấy Cố đại nhân còn trẻ đang ở trong sân hút thuốc nhìn trời. Nguyệt Nha thì buộc tạp dề đi ra phòng bếp, không nói chuyện, chỉ nhìn hắn cười rạng rỡ. Hai má phớt hồng, ánh mắt sáng ngời. Cô cười thật đẹp, trong trí nhớ hắn là một đóa hoa vĩnh viễn rực rỡ. Tác giả: Câu chuyện của Vô Tâm và Nguyệt Nha. Cố đại nhân. Đến đây kết thúc. Hết tập 1.